Tô Chiết cảm giác không qua bao lâu, liền đến phiên hắn và An Huyên rồi. Tô Chiết lúc này rốt cuộc muốn thử một chút trong truyền thuyết cấp xếp đặt búa, như tướng sĩ đi chiến trường như thế, hùng dũng ngoài vệ khí vênh vang mà tới ngồi lên. Trong quá trình, Tô Chiết đều là mặt không hề cảm xúc, nhìn lên cũng không phải đến vui đùa, mà là có một loại nghĩ không ra cảm giác. Tô Chiết không thể không căng thẳng mặt, hắn lo lắng muốn không làm như vậy, hắn thật vất vả mới tụ tập lại dũng khí sẽ mất giáo. Không qua bao lâu rồi, cấp xếp đặt búa liền khởi động lái tới. Cấp xếp đặt búa chỉnh thể đong đưa, liên quan búa thể xoay tròn 36 ô độ. Cao nhất bày lên góc độ 90 độ, cũng đồng thời xoay tròn. Du khách cưới tại cao xoay tròn dao động búa lên qua lại lung lay lệnh người hoa mắt mê mẩn, kinh tâm động phách. Du khách thường thường không kiềm hãm được suốt kinh hô cùng vui cười, cực lớn đề cao toàn bộ sân chơi sung sướng bầu không khí, khiến rất nhiều du khách quyến luyến không muốn về, không muốn rời đi. Tô Chiết rốt cuộc hiểu rõ cấp xếp đặt búa giới thiệu là có ý gì rồi, hơn nữa hắn cảm giác câu nói sau cùng có chút không thích hợp, hẳn là du khách thường thường không kiềm hãm được suốt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cực lớn để cao toàn bộ sân chơi khủng bố bầu không khí, khiến rất nhiều du khách tại chỗ dọa nước tiểu, cả đời không muốn ngồi nữa lần thứ hai. Cấp xếp đặt búa nhìn lên đã rất khủng bố, thế nhưng tại người tới ngồi lên sau, người liền biết so với tưởng tượng càng thêm khủng bố, cho người có loại cảm giác lên tặc thuyền, đem người đi xuống bỏ rơi thời điểm là kinh khủng nhất. Tô chiết cảm giác giống như là đang nhảy lầu, hoàn toàn không trọng, đây là tô chiết trải nghiệm. Tô chiết chỉ hy vọng cấp xếp đặt búa mau mau dừng lại, mấy phút, để tô chiết càng thêm thật giống rất dài một dạng, trải qua thập phần chậm, cùng lúc trước xếp hàng thời điểm, tạo thành so sánh. Thời điểm vừa mới bắt đầu, tô chiết còn cố nén không gọi tiếng đến, chỉ là chăm chú đỡ lấy, hắn cảm giác mình nếu như như An Huyên kêu ra tiếng, liền không còn mặt mũi rồi, cho nên liền vẫn cố nén nhưng là tô chiết càng là cố nén, thì càng khó được, trong lòng buồn phiền một hơi, rất không thoải mái, càng thêm có loại cảm giác muốn ói. Đến cuối cùng, tô chiết rốt cuộc nhịn không được, cùng An Huyên đồng thời gọi ra rồi. Rất kỳ quái, một kêu thành tiếng, khó chịu thiếu rất nhiều, nôn ngửa cảm giác cũng xua tán đi không ít, không giống trước đó mãnh liệt như vậy. Làm cấp xếp đặt búa rốt cuộc dừng lại, sau khi kết thúc. Tô chiết đi xuống thời điểm, cảm giác hai cái chân đều có điểm mềm nhũn, dẫm trên đất giống như là đạp ở bông vải như thế, để thân thể của hắn mất đi cân bằng. Tuy rằng An Huyên vừa nãy kêu rất lớn tiếng, thế nhưng vừa đưa ra sau, nhưng thật giống như người không liên quan như thế, nhún nhảy một cái mà chạy đến An Hân cùng bảo bảo nơi nào đi, cùng các nàng chia sẻ ngồi cấp xếp đặt búa cảm giác. Mà Tô Triết lại là cực kỳ khó chịu, không nói hắn hiện tại cực kỳ buồn nôn, rất muốn nôn, Tô Triết hiện tại liền ngay cả bước đi đều đi bất ổn rồi, cảm giác trời đất quay cuồng, phương hướng cũng không phân rõ rồi bất đắc dĩ, Tô Chiết chỉ có thể dừng lại, khôi phục một chút, không phải vậy Tô Chiết thật sự không chịu nổi. Đương nhiên Tô Chiết vì giữ gìn mặt mũi của chính mình, che giấu của mình cảm giác khó chịu. Không để người ta biết hắn là vì ngồi không quen cấp xếp đặt búa, mới sẽ làm như vậy, bị người chê cười hắn liền an huyên tiểu cô nương này cũng không sánh bằng. Cho nên Tô Chiết đương nhiên sẽ không trực tiếp dừng lại nghỉ ngơi, hắn nghĩ đến một cái biện pháp để che giấu. Nhiệt môn thế là Tô Chiết ngồi trồm hốm xuống, hắn trước tiên đem mình dây dày giải trừ. Sau đó lại làm bộ hắn dừng lại là vì dây dày nới lỏng nguyên nhân, hắn buộc đến mức rất chậm. Một con này chân chói kỹ sau, tôi chiết càng làm một con khác dây dày giải, tiếp tục tái diễn. Thẳng đến hai bên dây dày đều trọng mới trói lại một lần sau, tôi chiết mới cảm giác mình không có lúc trước khó chịu như vậy, nôn ngửa cảm giác hơi chút giảm bớt một ít. Liền ở tôi chiết muốn đứng lúc thức dậy, một bình nước suối đưa tới tôi chiết trước mặt. Tôi chiết, không có sao chứ, có muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút? An Hân hỏi, nàng phát hiện Tô Chiết sắc mặt hơi khó coi, lo lắng Tô Chiết không thoải mái. Tô Chiết tiện tay tiếp nhận An Hân đưa tới nước suối, đứng lên, cười nói, không có chuyện gì, chỉ là ta dây dày nới lỏng, không cần lo lắng. Phía trước đang cùng bảo bảo đồng thời ăn kem ăn nổi sức lực An Huyên, nhìn lên mới vừa siêu cấp lớn dao động bố đối An Huyên không có sản sinh ảnh hưởng chút nào, để Tô Chiết thập phần ước ao đố kỵ, mà An Huyên đều không có chuyện gì, Tô Chiết không ngại ngùng nói ra hắn không thoải mái sao. Tô Chiết mở ra nắp bình, uống một hớp nước, sau Tô Chiết mới phát hiện lúc này sắc trời đã tối lại, nhìn lên đã không còn sớm. Tô Chiết vừa hỏi mới biết hiện tại đã là gần như buổi tối 20 điểm, nguyên đến lúc bất chi bất giác đã qua nhanh như vậy, Tô Chiết nhớ rõ vừa tới đến sân chơi thời điểm, trời còn chưa tối, mới vừa vặn khoảng 5 giờ chiều. Không nghĩ tới hiện tại đã muốn 20 điểm rồi, Nguyên Lai Tô Chiết bọn hắn đã tại sân chơi gần như chơi 3 canh giờ. Không nhìn lên giữa, còn không biết thời gian trôi qua nhanh, càng không có phát hiện mình đã đói bụng. Bình thường thời điểm này, Tô Chiết bọn hắn cũng đã ăn cơm no thật lâu rồi, mà hiện tại bọn hắn bởi vì nhớ tới thời gian, mới cảm giác được chính mình đói bụng. Tô Chiết liền bắt chuyện an huyên các nàng, đi đi địa phương ăn cơm đi. Bởi vì trong sân chơi liền có chỗ ăn cơm, cho nên Tô Chiết bọn hắn thật cũng không dùng tốn công tốn sức ra ngoài tìm ăn. Thời điểm này, bọn hắn cũng không soi mói ăn cái gì rồi, Tô Triết liền quyết định đi cây fc bên trong tùy tiện ăn chút gì cũng được, mà cái này chính hợp An Huyên cùng Bảo Bảo ý, Bảo Bảo cùng An Huyên hai người như thế, đều thích ăn cây fc, cái này cũng là phần lớn tiểu hài tử yêu thích. Mới vừa mới ngồi xuống đến, Tô Triết thủ cơ liền liên tiếp nhận được vài cái tin nhắn ngắn. Tô Triết lấy điện thoại di động ra, vừa mở ra mới phát hiện, không chỉ nhận được tin nhắn, hơn nữa còn có mấy cái miss call có thể là bên ngoài quá ổn rồi, cho nên liền không nghe thấy điện thoại di động điện báo tiếng chuông. hắn mở ra trò chuyện ghi chép tra một cái, nguyên lai like mấy cái này miss cô đều là cùng một mã số, là một cái số xa lạ. đối cái số này, tô chiết cũng không hề ấn tượng. nếu không nhớ rõ cái số này, tô chiết cũng không để ý tới nó. nếu như đối phương tìm hắn có việc gấp lời nói, nhất định sẽ lại đánh tới. tô chiết mở ra mới vừa lấy được mấy cái tin nhắn ngắn cũng là cùng một mã số, đồng thời cùng mới vừa miss cô thuộc về cùng một mã số. Người làm sao một mực không nghe điện thoại, nếu như người bận rộn, nhớ rõ cho ta về một cái tin nhắn ngắn, được không, liên lạc không được ngươi, thật sự rất khiến người ta lo lắng, người biết không, về sau không nên như vậy. Nhìn thấy này mấy cái tin nhắn ngắn, tô chiết trong lòng cảm giác có chút áy náy, khả năng đối phương vội vã tìm hắn, tô chiết muốn người này hẳn là chính mình biết, tuy rằng hắn nhớ không nổi sẽ là ai phát tới. Thế là Tô Chiết liền vội vàng trở về cái tin nhắn ngắn đi qua, xin lỗi, có thể là phía ta bên này quá ổn rồi, cho nên không có nghe thấy, ngươi là. Không qua bao lâu, đối phương trở về tin ngắn. Ngắn nội dung bức thư chỉ có 6 cái chữ, thế nhưng để Tô Chiết có chút bó tay rồi. Tin nhắn rất đơn giản, ta là đưa chuyển phát nhanh. Tô Chiết hiện tại mới nhớ tới tối ngày hôm qua tại trên lưới mua chuyện máy vi tính, nhưng là hắn không nghĩ tới hậu cần như vậy hiệu suất, tối ngày hôm qua mới rơi xuống đơn đặt hàng, hôm nay liền cho đưa tới rồi. Hắn biết chuyển phát nhanh viên tại đưa kiện trước đó, đều sẽ gọi điện thoại cho đối phương xác nhận một chút, xác định đối phương hay không có người tiếp kiện, miễn cho khách hàng không ở nhà, mà không công chạy lên một chuyến. Tô Chiết đoán có thể là bởi vì chuyển phát nhanh viên muốn đưa thời điểm, gọi điện thoại cho hắn, nhưng là Tô Chiết bởi vì hoàn cảnh ẩm ý nguyên nhân, một mực không nghe thấy chuông điện thoại di động. Hắn cũng không nghĩ tới còn có chuyển phát nhanh viên như thế chuyên nghiệp, Tô Chiết không có nghe điện thoại, hắn còn phát ra tin nhắn lại đây nhưng là chính là bởi vì như vậy để tô chiết cảm giác đối cái này chuyển phát nhanh viên bó tay rồi ngắn nội dung bức thư thật giống khiến người ta cảm thấy cùng đối phương rất thuộc như thế mới đầu tô chiết nhìn thấy này mấy cái tin nhắn ngắn còn tưởng rằng là quen biết phát tới nhưng là hắn đâm chiêu minh không chút suy nghĩ đến đối phương là ai cuối cùng tô chiết không nghĩ tới càng sẽ là một cái chuyển phát nhanh viên tô chiết cũng không có lại về tin nhắn hắn bắt đầu ăn cái gì hôm nay tô chiết ăn được cũng không nhiều bởi vì hắn bây giờ còn có chút cảm giác khó chịu đầu còn ít nhiều có chút ngất cho nên liền không muốn ăn chút nào mà an hân cũng ăn được rất ít bởi vì là những thứ đồ này nàng đều không thích ăn mà bảo bảo cùng an huyên hai người trái lại ăn được so với bình thường còn nhiều hơn hơn nữa ăn được rất nhanh so với ở nhà lúc ăn cơm nhanh hơn rất nhiều rồi bởi vì là những đồ ăn này thứ nhất là các nàng thích ăn thứ hai an huyên cùng bảo bảo còn dự định ăn nhanh lên một chút có thể sớm một chút tiếp tục chơi Đáng tiếc An Huyên cùng Bảo Bảo hai người muốn nhất định thất vọng rồi, bởi vì khi các nàng ăn no đi ra sau, mới phát hiện ngoại trừ biểu diễn tiết mục bên ngoài, những thứ khác chơi trò chơi hạng mục toàn bộ đóng, không lại tiếp nhận du ngoạn. Nguyên lai like, sân chơi tại 8 điểm sau liền không cho phép du khách tiếp tục chơi game hạng mục, chỉ còn dư lại biểu diễn tiết mục cho du khách quan sát. Tuy nhiên đã không có thể đùa, thế nhưng An Huyên cùng Bảo Bảo cũng không muốn sớm như vậy về nhà, lôi kéo Tô Chiết cùng An Hân đến xem một ít biểu diễn tiết mục. Tô Chiết bọn hắn một mực ở lại sân chơi gần như đến 22 điểm thời điểm, mới trở lại. Bởi vì bảo bảo tại Tô Chiết trong lồng ngực ngủ rồi, mà An Huyên cũng ngáp liên tục. Tô Chiết muốn nếu như không phải như vậy lời nói, đoán chừng bảo bảo cùng An Huyên nhất định phải chơi đến 22 điểm, sân chơi đóng cửa thời điểm mới nguyện ý trở về. Bảo bảo ngủ sau, Tô Chiết liền một mực ôm bảo bảo, An Hân nắm An Huyên đi trở về. Tô Chiết bọn hắn đi ra sân chơi sau, vốn còn muốn tìm xe taxi trở về, nhưng là tại sân chơi chỗ cửa lớn, đợi một hồi lâu, đều không có đợi đến xe taxi. Bất đắc dĩ, Tô Chiết cũng không có ý định tiếp tục làm chờ chút đi, để An Hân cùng An Huyên với hắn đi. Tô Chiết quyết định vừa đi, một bên tìm xe taxi, nhìn một chút những địa phương khác có hay không xe taxi. Đi ước chừng sau mười mấy phút, Tô Chiết bọn hắn mới gọi được một chiếc trống không xe taxi. Bọn hắn lên xe, Tô Chiết hướng về tài xế báo địa chỉ sau. Tài xế xe taxi liền nhanh chóng khởi động xe taxi, đi tới nơi bọn họ cần đến. Mà cho tới bây giờ, Tô Chiết cùng An Hân các nàng theo bản năng đều quên một chuyện, vẫn luôn không nghĩ lên. Một mực gần như muốn lúc về đến nhà, mới bắt đầu nhớ tới. Nhiệt Môn Hoa, nhanh đến nhà, thế nào giống như so với trước thời điểm muốn nhanh hơn rất nhiều. Dọc theo đường đi nửa ngủ nửa tỉnh An Huyên, tại sắp lúc về đến nhà, đột nhiên nói ra. Tô Chiết chúng ta hôm nay giống như là lái xe đi a. À. An Hân vội vàng nói, nàng lúc này rốt cuộc nghĩ tới, không trách vừa nãy dọc theo đường đi, nàng đều là cảm giác thấy hơi việc quên mất như thế. bị An Huyên nói chuyện, An Hân cuối cùng cũng coi như biết mình quên cái gì. Hích, hình như là vậy, không có chuyện gì, chờ một chút ta ngồi xe nữa đi lái về. Tô Chiết nói ra, hắn không nghĩ tới chính mình nếu hồ đồ như vậy rồi, liền xe của mình cũng có thể quên mở còn ngồi taxi về nhà, nói ra còn không bị chuyện cười. Nghe được Tô Chiết cùng An Hân đối thoại sau, nhẫn không ngừng cười trộm tài xế xe taxi là có thể biểu lộ. Bất quá bây giờ cũng sắp đến nhà, Tô Chiết tự nhiên không thể nào biết hiện tại liền xuống xe, hắn khẳng định ít nhất trước phải đưa An Hân các nàng về nhà, sau đó hắn lại ngồi taxi đường cũ đi sân chơi. Bất quá Tô Chiết cùng An Hân các nàng không biết, bởi vì bọn họ sơ ý chủ quan, cũng để cho bọn họ bất chi bất giác chạy trốn một kiếp nguyên lai like, buổi chiều đoạt tô chiết chỗ đỗ xe nam tử tóc đỏ bọn hắn bị tô chiết động thủ giáo huấn một trận ăn ngậm bồ hòn không cam lòng bọn hắn liền tìm một đám chư bằng cầu hữu bạn heo bạn chó tại bãi đậu xe bên ngoài cắm điểm chờ đợi mai phục tô chiết hơn nữa cùng tô chiết từng giao thủ nam tử tóc đỏ bọn hắn biết tô chiết thân thủ không đơn giản để cho an toàn bọn hắn còn dẫn theo ống tuyết dây thép các loại vũ khí có những này lại tăng thêm bọn hắn người đông thế mạnh nam tử tóc đỏ tin tưởng cho dù tô chiết lại có thể đánh cũng không khả năng còn có thể phiên thiên trừ phi tô chiết là cái siêu nhân nhiều người như vậy chuyên môn tới đối phó tô chiết một người còn mang không ít vũ khí cho dù tô chiết lại có thể đánh cũng nhiều nhất chỉ có thể tự vệ mà thôi thế nhưng an hân các nàng liền nguy hiểm tô chiết đến lúc đó khẳng định không cách nào bảo hộ các nàng bất quá may là tô chiết bọn hắn quên lái xe về nhà mà là ngồi taxi về nhà để tô chiết cùng an hân các nàng tại không biết chuyện dưới tình huống né một kiếp Ngô Minh, đây là ý gì, làm sao đến bây giờ còn không có nhìn thấy người, người có phải hay không đang đùa chúng ta. Trong đó một cái táo bạo người, bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, đợi chừng mấy tiếng, nhưng lại ngay cả một bóng người đều không có nhìn thấy. Ngô Minh liền là hôm nay cùng tô triết phát sinh xung đột nam tử tóc đỏ, hắn vội vàng giải thích, Phùng ca, ta nào dám lừa người A-Hát, người kia xe còn ngừng ở bên trong, không thể đã đi rồi. Kỳ thực Ngô Minh tâm cũng không có đáy ngọn nguồn dù sao sân chơi hiện tại đã đóng cửa thế nhưng tô chiết còn chưa hề đi ra vậy thì để ngô minh có chút lo lắng bất quá cũng còn tốt hắn gọi người đi vào bãi đậu xe nhìn vài lần tô chiết xe còn một mực đậu ở chỗ này không có mở qua cái kia tô chiết hẳn là còn không hề rời đi bởi vì ngô minh cho rằng tô chiết cũng không khả năng phát hiện bọn hắn bởi vì ngô minh cũng sợ tô chiết xem thấy bọn họ nhiều người liền len lén chạy cho nên ngô minh bọn họ đều là ngốc ở trên xe không có xuống tránh khỏi đánh rắn động cỏ hơn nữa liền hắn Santana cũng không có mở qua đến, Tô Triết không nên sẽ phát hiện bọn hắn. Ngô Minh vốn là tính toán đợi Tô Triết lái xe đi ra sau, liền để Phùng Ca bọn hắn lái xe lén lút ở phía sau đi theo, đợi được tương đối hẻo lánh địa phương sẽ đem Tô Triết xe cản lại. Vì thực thi cái này báo thù kế hoạch, Ngô Minh còn để Phùng Ca dẫn theo mười mấy người đi ra giúp hắn báo thù rửa hận, tự nhiên không phải Ngô Minh lớn đến mức nào mặt mũi. Phùng Ca bọn hắn bình thường cùng nhau sống phóng túng còn có thể nếu như muốn bọn hắn đi ra đánh nhau, không có lợi, thiên tài sẽ đến giúp Ngô Minh hả giận. Là Ngô Minh đối Phùng Ca hứa hẹn không ít chỗ tốt, Phùng Ca mới chịu đáp ứng Ngô Minh giúp hắn ra mặt. Hơn nữa Ngô Minh còn cùng Phùng Ca cố ý cường điệu, Tô Chiết lái một chiếc giá cả không thấp xe, đến lúc đó giáo huấn Tô Chiết sau, còn có thể nhân cơ hội dọa dẫm một bút. Ngô Minh bọn hắn nhìn tính vạn tính, thế nhưng hết lần này tới lần khác không có tính tới Tô Chiết bọn hắn sẽ quên lái xe rồi, trực tiếp ngồi xe về nhà. Bởi vì bãi đậu xe khoảng cách sân chơi cửa lớn có chút xa, cho nên Tô Chiết cùng An Hân các nàng lúc đi ra, Ngô Minh bọn hắn cũng không hề phát hiện, làm Tô Chiết bọn hắn ngồi xe lúc trở về, Ngô Minh bọn hắn còn tại bãi đậu xe bên ngoài ngây ngốc cùng đợi. Làm sân chơi đã đóng cửa sau, liền bên trong ánh đèn đều toàn bộ đóng cửa, đợi mấy tiếng phùng ca rốt cuộc nhịn không được, hắn nổi trận lôi đình đối với Ngô Minh bọn hắn mắng một bữa, cuối cùng còn chưa hết giận, đem ngô minh ba người cho đuổi đi xuống xe sau đó phùng ca sẽ để cho thủ hạ lái xe đi trở về ngô minh bọn hắn trợn tròn mắt đợi lâu như vậy bọn hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế không chỉ không có báo thành thù còn đắc tội phùng ca hơn nữa phùng ca bọn hắn mặc dù không có đợi được tô chiết báo thù kế hoạch triệt để đã thất bại thế nhưng ngô minh hứa hẹn cho phùng ca chỗ tốt không có chút nào có thể thu không phải vậy liền có ngô minh ba người bọn họ dễ chịu Lần này Ngô Minh bọn hắn nhất định phải đại xuất huyết, điển hình tiền mất tật mang. Ngay vào lúc này, xảy ra một cái để Ngô Minh bọn hắn buồn bực cần thổ huyết sự tình đến. Không nghĩ tới Phùng Ca bọn hắn vừa mới rời đi, Tô Triết an vị xe taxi đi tới bãi đậu xe nơi này. Tô Triết đem An Hân các nàng đưa về nhà sau, liền để tài xế xe taxi sẽ đem hắn đưa đến sân chơi nơi này. Hắn dự định trở về đem xe lái trở về. Ngô Minh bọn hắn vừa nhìn thấy Tô Triết, liền hoảng hốt chạy bừa chạy trốn mặc dù nhanh muốn buồn đến chết, nhưng là bọn hắn cũng không muốn thật đã chết rồi. Hôm nay bị tô chiết giáo huấn tình cảnh, còn rõ ràng trước mắt, không phải là dễ dàng như vậy quên, trong lòng bọn họ đối tô chiết cảm giác sợ hãi không phải là dễ dàng như vậy biến mất. Trước đó là vì phùng ca bọn hắn ở nơi này, cho nên ngô minh ba người mới có dũng khí, bởi vì bọn họ cho rằng có niềm tin tất thắng. Mà bây giờ phùng ca bọn hắn đã đi rồi, ngô minh bọn hắn nơi đó còn có dũng khí đi đối mặt tô chiết bọn hắn không run chân, còn có thể chạy trốn, đã là rất không tệ. Tô Chiết có thể một quyền tại Santana nóc động cơ đánh ra một cái hố to, vậy nếu như đánh vào người trên người của, mùi vị đó khẳng định không tốt như vậy chịu. Mặt đối với phi nhân Tô Chiết, chạy trối chết là ngô minh bọn hắn lựa chọn duy nhất. Ngô minh bọn hắn trốn lúc đi, cũng bị Tô Chiết nhìn thấy, bất quá Tô Chiết chỉ là nhìn thấy bóng lưng của bọn họ, chỉ là lúc ẩn lúc hiện cảm thấy khá quen, bất quá hắn không có đi suy nghĩ nhiều, Ngô Minh bọn hắn trốn chạy dáng vẻ, giống như là người điên, Tô Chiết tự nhiên không muốn quản việc không đâu rồi. Thanh toán tiền xe, Tô Chiết liền trực tiếp đi vào bãi đậu xe rồi. Rất nhanh Tô Chiết liền tìm tới chính mình xe, bình yên vô sự ngừng phải hảo hảo. Tô Chiết lên xe, cẩn thận từng ly từng tí đem xe mở ra bãi đậu xe, trực tiếp về nhà. Hôm nay chơi một ngày, Tô Chiết cũng có chút mệt mỏi, hắn chỉ muốn về nhà thật tốt tắm rửa, sau đó rất sớm về nhà ngủ bất quá nghĩ đến lấy tô chiết bây giờ mở tốc độ xe muốn về nhà sớm nghỉ ngơi là không có gì hy vọng làm tô chiết khi về đến nhà đã là hừng đông không giờ rồi mở cửa tô chiết đã nhìn thấy an hân ngồi ở trên ghế salon an hân nói ra trở về rồi đi ngủ sớm một chút đi ngủ ngon nghĩ đến nhất định là an hân chuyên môn chờ hắn trở về tô chiết trong lòng không khỏi cảm thấy có chút ấm áp có chút cảm động từ khi cha mẹ sau khi qua đời mà an huyên lại đi nơi khác lên đại học trong nhà chỉ có Tô Chiết một cái tại, khi đó Tô Chiết chỉ cảm thấy trong nhà trống rỗng, rất quạnh quẽ. Thẳng đến An Hân các nàng sau khi đến mới bắt đầu thay đổi, trong nhà biến náo nhiệt, cũng tràn đầy nhân khí, để Tô Chiết cảm thấy chỉ có như vậy mới thật sự là nhà. Tô Chiết đã bất chi bất giác thói quen An Hân, An Huyên cùng bảo bảo tồn tại, nếu như tương lai một ngày nào đó các nàng muốn rời đi, cái kia đến lúc đó Tô Chiết như hắn nhất định sẽ rất không thói quen. Bởi vì Tô Chiết đã đem các nàng đều làm tác gia đình một thành viên, đã là thiếu một thứ cũng không được người thân. An Hân sau khi lên lầu, Tô Chiết cũng trở về phòng, nắm quần áo tùy tiện tắm rửa sạch sẽ. Lau khô tóc Thủy Châu sau, Tô Chiết đi tới bảo bảo trong phòng. Bảo bảo ngủ cực kỳ ngon, có lẽ là bởi vì hôm nay Tô Chiết chờ nàng đi sân chơi đùa nguyên nhân đi, khóe miệng còn mang theo ý cười, xem ra bảo bảo đã tạm thời quên mất tưởng niệm, hôm nay bảo bảo nên làm cái mộng đẹp đi có thể làm cho bảo bảo bắt đầu vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Hôm nay xem bảo bảo lại khôi phục thường ngày hoạt bát rộng rãi, tô chiết mới yên lòng. Bất quá đây chỉ là có tính cách tạm thời phương pháp, chung quy không phải lâu dài phương pháp, cuối cùng vẫn là cần là bảo bảo tìm tới cha mẹ mới được. Nghĩ tới đây, tô chiết không khỏi cảm thấy đau đầu, hiện tại hắn còn không hề có một chút manh mối, không biết từ chỗ nào bắt đầu tìm được. Hơn nữa tô chiết lại muốn mau sớm tìm tới bảo bảo cha mẹ của, như vậy thì có thể làm cho bảo bảo bắt đầu vui vẻ rồi. thế nhưng tôi chiết lại lo lắng một khi tìm tới bảo bảo cha mẹ của sau bảo bảo có lẽ sẽ phải rời khỏi chính mình rồi. coi như là bảo bảo cha mẹ của bởi vì vì có chút nỗi khổ tâm trong lòng mới không được cùng rời đi bảo bảo. tôi chiết vì bảo bảo cũng sẽ chỉ bản thân cố gắng hết sức giúp bảo bảo cha mẹ của giải quyết nan đề để bảo bảo có thể trở lại bên người cha mẹ. cũng bởi như thế cho nên tôi chiết liền trong lòng cũng rất mâu thuẫn rất buồn phiền. Bất quá khi Tô Chiết nghĩ đến bảo bảo mấy ngày nay giàu dĩ không vui sau, trong lòng rốt cuộc đã quyết định, vẫn để cho bảo bảo trở về cha mẹ của nàng bên người đi, hắn không muốn bảo bảo khổ sở không vui. Tại bảo bảo căn phòng ở lại một hồi sau, Tô Chiết liền trở về phòng của mình rồi. Hôm nay chơi một ngày, Tô Chiết đã có chút mệt mỏi, hơn nữa hôm nay hắn cũng không có tâm tình tu luyện, cho nên liền trực tiếp lên giường giấc ngủ. Ngủ được mơ mơ hồ hồ Tô Chiết, cảm thấy mình thân thể không ngừng bị xô đẩy làm cho Tô Chiết ngủ không nổi nữa, bất đắc dĩ, Tô Chiết vừa mở mắt nhìn, chỉ nhìn thấy tiểu tuyết long khổng lồ đầu chó tại trước mắt của mình, mà tiểu tuyết long chân trước cũng khoác lên Tô Chiết trên người của, đang không ngừng mà xô đẩy Tô Chiết rồi. Làm tiểu tuyết long phát hiện Tô Chiết sau khi tỉnh lại, tràn ngập khát vọng ánh mắt thẳng tắp nhìn Tô Chiết. Tô Chiết phát hiện nguyên lai sáng sớm đánh thức chính mình tiểu tuyết long hậu, không khỏi vươn tay ra vỗ một cái tiểu tuyết long đầu, tiểu tuyết long ủy khuất gọi một tiếng. Hơi chút vừa nghĩ, Tô Chiết liền biết Tiểu Tuyết Long tại sao tới đánh thức chính mình rồi, Tiểu Tuyết Long muốn làm cái gì, Tô Chiết rất rõ ràng. Rất rõ ràng nhất định là Tiểu Tuyết Long không chịu được cô quạch, muốn Tô Chiết dẫn nó ra ngoài bên ngoài chơi. Bị Tiểu Tuyết Long đánh thức sau, mặc dù bây giờ còn rất sớm, thế nhưng Tô Chiết cũng không có buồn ngủ vậy, không muốn lại tiếp tục ngủ. Tô Chiết quyết định liền mang Tiểu Tuyết Long suốt đi tản bộ đi, miễn cho nó ở nhà cho nín hỏng. Tô Chiết bò lên, vươn người một cái, tiểu tuyết long tốt muốn biết tô chiết trong lòng nghĩ cái gì, biết tô chiết đồng ý, nó từ trên giường nhảy xuống, chạy đi ra bên ngoài chờ đợi. Sau khi đứng lên, tô chiết đi trước phòng rửa tay rửa mặt một chút, đi ra sau, hắn nhìn thấy tiểu tuyết long đã tại cửa vào bên trong chờ xuất phát rồi. Bởi vì tô chiết cũng không có tính toán mang tiểu tuyết long đi quá địa phương xa, chỉ là dự định để tiểu tuyết long tại tiểu khu phụ cận bên trong tùy tiện trượt một dãy là được rồi. Bởi vậy tô chiết cũng không có mang xích chó đến buộc lại tiểu tuyết long, phụ cận hộ gia đình đối tiểu tuyết long đều không xa lạ gì, biết tiểu tuyết long sẽ không vô duyên vô cớ đi hại người, cho nên cũng sẽ không sợ sệt tiểu tuyết long. Ngược lại đều rất yêu thích Tiểu Tuyết Long, cho nên Tô Chiết cũng không lo lắng Tiểu Tuyết Long sẽ hù đến người khác. Tô Chiết mới vừa vừa mới mở ra môn, Tiểu Tuyết Long liền không nhịn được giạt ra chân chạy lên rồi. Lần này Tiểu Tuyết Long bởi vì không có bảo bảo kỵ ở trên người, có thể rất tận tình chạy, không dùng kiếm ý áp chế lại tốc độ của mình cho nên tiểu tuyết long chạy trốn rất nhanh, rất sung sướng. Tô Chiết cũng không có đi quản tiểu tuyết long, hắn trước tiên đóng kỹ cửa lại, mới theo sau. Tô Chiết cũng không lo lắng tiểu tuyết long sẽ chạy xa, không có tô Chiết mệnh lệnh, tiểu tuyết long là sẽ không chạy đến nơi khác đi, sẽ chỉ ở phụ cận bên trong chơi đùa. Tô Chiết tùy ý tiểu tuyết long chính mình đi chơi, cũng không có đi theo tiểu tuyết long, chính hắn tại phụ cận tìm cái đường ghế tựa ngồi xuống, để tiểu tuyết long chính mình đi chạy đủ. Bởi vì bây giờ sắc trời còn rất sớm, cho nên Tô Chiết cũng không có thấy có người đi ra tản bộ. Nhàm chán Tô Chiết, lấy điện thoại di động ra đi ra chơi, tính toán đợi đến tiểu tuyết long chạy đủ rồi, chơi đủ rồi, liền mang tiểu tuyết long trở lại. Chơi điện thoại di động Tô Chiết, đột nhiên nghe được một trận rên rỉ tiếng chó sủa, còn có vài tiếng cuồng bạo tiếng chó sủa, tiểu tuyết long thanh âm của cũng ở trong đó, Tô Chiết lòng của căng thẳng, lo lắng tiểu tuyết long có chuyện gì xảy ra, vội vàng hướng về phát ra âm thanh địa phương chạy đi. Tiểu tuyết long đang cùng hai con đất tá khuyển tranh đấu, nhìn ra được tiểu tuyết long đồng thời đối phó hai con hung mãnh cường tráng đất tá khuyển, cũng không rơi xuống hạ phong. Chỉ tiểu tuyết long nhưng bây giờ rất nôn nóng, muốn nhanh chóng giải quyết hai con đất tá khuyển. Nguyên tới nơi này ngoại trừ tiểu tuyết long cùng hai con đất tá khuyển, cách đó không xa, còn mặt khác có bốn sớm chó, trong đó có một con còn là vừa mới sinh ra không đến bao lâu chó con, con mắt đều không có mở to. Trong đó có một con chó giống như tiểu tuyết long, toàn thân bộ lông cũng là màu trắng, hơn nữa cả người lông dài, bị tiểu tuyết long còn muốn trường rất nhiều. Con chó này cũng giống như tiểu tuyết long, đồng thời cùng hai con đất tá khuyển tranh đấu, thế nhưng nó có vẻ cực kỳ vất vả, hơn nữa nó đồng thời còn cần phải bảo vệ vừa mới sinh ra chó con, cho nên càng thêm không phát huy được thực lực, xem ra con chó này là chó nhỏ mẫu thân. Lúc này chó mẹ toàn thân đã đến nơi chịu đến công kích, đỏ tươi huyết đã nhiễm đỏ nó bộ lông màu trắng, có vẻ cực kỳ thê lương hai con đất tá khuyển rất rào hoạt, biết chó mẹ cực kỳ lưu ý chó con, cho nên thường thường đi công kích không hề có chút sức chống đỡ chó con, bức bách chó mẹ không thể không dùng thân thể của mình đi chặn. Chó mẹ đã lảo đà lảo đảo rồi, xem ra sắp không chịu được nữa đã bao lâu. Tiểu tuyết long càng ngày càng nhanh nóng nảy, muốn đến giúp đỡ chó mẹ, nhưng tiểu tuyết long tuy rằng hai con đất tá khuyển mạnh, nhưng cũng tạm thời không thoát khỏi được hai con đất tá khuyển kiềm chế, cho nên tiểu tuyết long liền càng ngày càng táo bạo, tiếng gào liên tục, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Nhiệt môn tại tiểu tuyết long chưa có tới trước đó, chó mẹ cũng đã bị bốn chỉ đất tá khuyển công kích. Lúc đó chó mẹ mới vừa vặn sinh ra dưới chó con, thân thể vừa vặn thuộc về suy yếu nhất thời điểm, lúc này bốn đầu đất tá khuyển xuất hiện trước mặt nó, đồng thời còn vô duyên vô cớ công kích chó mẹ cùng chó con. Chó mẹ vì bảo vệ chó con, rất nhanh sẽ bị thương. Làm tiểu tuyết long đến sau này, nhìn thấy chó mẹ bị đất tá khuyển công kích sau, liền tham dự đi vào, Cùng chó mẹ đồng thời đối kháng đất tá khuyển. Chó mẹ thực lực không yếu, chỉ ít so với này 4 chỉ đất tá khuyển đều mạnh một điểm. Nếu như là bình thời, chó mẹ cùng hai con đất tá khuyển tranh đấu, cho dù là đồng thời đối phó 4 chỉ đất tá khuyển, cho dù đánh không thắng, chó mẹ cũng có thể chạy trốn. Nhưng là hôm nay chó mẹ mới vừa vặn sinh ra chó con, thân thể là suy yếu nhất thời điểm, hơn nữa chó mẹ vì bảo vệ mình nhi tử, căn bản không thể nào biết lùi bước, chỉ biết đối kháng chính diện đất tá khuyển hơn nữa còn muốn phân tâm bảo vệ tốt cho con. Rốt cuộc chó mẹ bị trong đó một con đất tá khuyển tìm tới cơ hội cắn được cái cổ, chó mẹ dùng sức thế nào đều không tránh thoát. Chó mẹ bị đất tá khuyển cắn đến mức rất sâu, tiên huyết không ngừng từ chó mẹ cái cổ vết thương chảy ra, chảy tràn rất nhiều. Lúc này một con khác đất tá khuyển nhân cơ hội đi công kích chó con, không có sức phản kháng chó con đã bị đất tá khuyển móng vuốt cho bắt được, lúc đó trên người ra vài đạo vết máu, bị đau chó con phát ra vài tiếng gào thét âm thanh rất nhỏ. Thấy cảnh này chó mẹ, không biết từ đâu tới sức mạnh, vốn là đã là muốn không chịu được chó mẹ nếu tránh thoát đi đất tá khuyển miệng, cấp tốc hướng về một con khác đất tá khuyển sông đi, tốc độ rất nhanh, lập tức liền cắn công kích chó con đất tá khuyển. Bất luận đất tá khuyển làm sao dễ dụa, cũng không cách nào để chó mẹ buông ra, chó mẹ gắt gao cắn vào đất tá khuyển, nó muốn vì chó con báo thù. Có can đảm thương tổn con trai của nó, bất luận lợi hại cỡ nào chó mẹ cũng sẽ không làm cho đối phương dễ chịu lúc này mặt khác bị chó mẹ mở ra đất tá khuyển cũng chạy tới nó tàn nhẫn mà cắn lấy chó mẹ sau chảo đem chó mẹ sau này kéo lấy thế nhưng cho dù chó mẹ chịu đến công kích như vậy cũng không có buông ra cho dù là bị nó cắn vào đất tá khuyển tốt giống như phát điên chó mẹ cũng sẽ không buông ra bởi vì chó mẹ biết chỉ cần nó buông lỏng ra nó sẽ thấy không chịu được không bảo vệ được chó con rồi cuối cùng bị cắn đến cái cổ đất tá khuyển rốt cuộc càng ngày càng suy yếu cuối cùng liền tránh thoát đều không có khí lực tránh thoát mà chó mẹ chân sau cũng máu me đầm đìa mãi cho đến đất tá khuyển ngã xuống rồi chó mẹ mới buông ra khẩu bởi vì cái này lúc một con khác đất tá khuyển buông tha cho chó mẹ ngược lại đi công kích chó con chó mẹ không thể không đi buông ra khẩu đi bảo vệ chó con chó mẹ lúc này đã không có khí lực đi phản kích chỉ có thể dùng thân thể mình che giấu chó con không cho chó con lại bị thương tổn mà chỗ cách nơi này không xa, có một chiếc xe xe thương vụ đậu ở chỗ này, mà trong xe ngồi mấy cái nam tử, trong đó ngồi ở chỗ điều khiển chính là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này một mực nhìn chăm chú vào nơi này, hình tam giác ánh mắt để lộ ra độc ác. Người đàn ông trung niên không nghĩ tới chó mẹ sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, đưa đến kế hoạch của hắn có chút rối loạn. Nguyên bản người đàn ông trung niên chỉ là dự định mang bốn chỉ đất tá khuyển đến cùng chó mẹ tranh đấu, rèn luyện một chút kinh nghiệm thực chiến chỉ là không có nghĩ đến chó mẹ uy lực lớn như vậy, so với hắn tỉ mỉ chăn nuôi đi ra ngoài đất tá khuyển mạnh hơn. Nếu có thể đem trong đó một con đất tá khuyển đánh bại, khiến hắn hao binh tổn tướng, nguyên bản hắn bởi vì đất tá khuyển nhiều nhất chỉ sẽ phải chịu một chút vết thương nhỏ. Nếu như tại lúc mới bắt đầu, người đàn ông trung niên biết chó mẹ thực lực lời nói, hắn sẽ không làm như vậy. Người đàn ông trung niên sẽ nghĩ biện pháp đem chó mẹ tóm lại, đem chó mẹ huấn luyện thành chuyên nghiệp đấu khuyển nhưng là bây giờ đã không có cơ hội này làm cho hắn có chút đau lòng không chỉ có không có cơ hội đem chó mẹ tóm lại bây giờ còn chết rồi một con đất tá khuyển người đàn ông trung niên lần này tổn thất không ít tiền bất quá khi tiểu tuyết long sau khi xuất hiện người đàn ông trung niên tâm tình buồn bực liền quét đi sạch sành xanh rồi bởi vì người đàn ông trung niên phát hiện tiểu tuyết long sức chiến đấu rất kinh người so với chó mẹ cùng đất tá khuyển còn lợi hại hơn rất nhiều coi như là đồng thời cùng hai con nghiêm chỉnh huấn luyện đấu khuyển tranh đấu, cũng không rơi xuống hạ phong, đồng thời chiến thắng hai con đất tá khuyển cũng chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Này làm cho người đàn ông trung niên rất hưng phấn, chỉ cần hắn đã nhận được tiểu tuyết long, cho dù bốn chỉ đất tá khuyển đều tổn thất, hắn cũng không có quan hệ, bởi vì người đàn ông trung niên biết tiểu tuyết long giá trị. Người đàn ông trung niên rất rõ ràng tiểu tuyết long thực lực, bởi vì người đàn ông trung niên đã từng lợi hại nhất đấu khuyển, chính là bị tiểu tuyết long đánh bại không sai, người đàn ông trung niên chính là Trang San Đắc, lấy bồi dưỡng đấu khuyển mà nổi danh Trang Đắc, đấu khuyển quỷ vương chủ nhân, lần này cũng không biết Trang Đắc tại sao lại xuất hiện ở Yến Vân Thị. Kỳ thực Trang Đắc gặp phải tiểu tuyết long, cũng không phải đặc biệt ý an bài, hắn vốn chỉ là mang đất tá khuyển đi ra rèn luyện kinh nghiệm thực chiến, bởi vì vừa vận đụng phải sinh ra chó con không đến bao lâu chó mẹ, thế là Trang Đắc liền để bốn chỉ đất tá khuyển đi công kích chó mẹ. Đây là trang đắc nhất quán phương pháp huấn luyện, hắn thường thường sẽ mang đấu khuyển đi ra, tìm kiếm mục tiêu đến luyện tập. Chỉ là không có nghĩ tới trình trong, tiểu tuyết long lại đột nhiên chạy đến, hơn nữa còn không có nhìn thấy tô chiết, trang đắc liền cho rằng chỉ có tiểu tuyết long chính mình chạy ra ngoài, này làm cho trang đắc rất hưng phấn, bởi vì hắn liền muốn có cơ hội lấy được tiểu tuyết long rồi. Đánh bại quỷ vương tiểu tuyết long, trang đắc tin tưởng nếu như lại chuyên môn huấn luyện thành đấu khuyển lời nói, khẳng định tại đấu khuyển giới, nhất định là đánh đầu thắng đó, có thể vì Trang Đắc sáng tạo ra ích lợi thật lớn. Trang Đắc rất có tin tưởng đạt được Tiểu Tuyết Long, bởi vì hiện tại chó mẹ đã mất đi chiến đấu lực, Tiểu Tuyết Long liền muốn đồng thời đối mặt ba con hung mãnh đất tá khuyển. Hơn nữa dù cho cuối cùng Tiểu Tuyết Long đánh bại đất tá khuyển, Tiểu Tuyết Long cũng chạy không thoát, bởi vì Trang Đắc tin tưởng hắn trên người mang theo súng thuốc mê, có thể để cho Tiểu Tuyết Long ngoan ngoãn nằm xuống. Nghĩ tới đây, Trang Đắc không khỏi càng thêm hưng phấn, Phảng Phất Tiểu Tuyết Long sẽ bị hắn bắt được. Trang Đắc đã không thể chờ đợi, tại chó mẹ sau khi bị đánh bại, hắn đã không có kiên trì tiếp tục chờ rồi, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Trang Đắc quyết định hiện tại liền động thủ. Bởi vì cái này dù sao không phải Trang Đắc địa bàn, nếu như xuất hiện người nào, cũng không tiện giải quyết, vì để tránh cho phát sinh cái khác biến cố, Trang Đắc cảm thấy sớm một chút động thủ so sánh bảo hiểm một điểm. Tiểu Tuyết Long rốt cuộc đánh bại trong đó một con đất tá khuyển, cấp tốc thoát ly chiến đấu hướng mẫu chó chạy đi. Tiểu tuyết long nó biết nó không phải đến đánh nhau, nó là tới cứu chó mẹ cùng chó con. Cho nên một có cơ hội, tiểu tuyết long cũng không ham chiến, cấp tốc chạy đi chó mẹ bên trong. Thế nhưng đã muộn rồi, nhưng tiểu tuyết long chạy đến đây thời điểm, chó mẹ đã mất đi sức chiến đấu, cuối cùng dùng thân thể tới bảo vệ chó con, tuy rằng chó mẹ đã mất đi sinh mệnh rồi nhưng là vẫn bảo vệ chó con, không để cho chó con lại bị thương tổn. Mà đất tá khuyển còn đang không ngừng công kích chó mẹ, làm tiểu tuyết long phát hiện sự thực này sau, nó đối với đất tá khuyển hét lớn một tiếng, cấp tốc nhằm phía đất tá khuyển. Đất tá khuyển căn bản không phải là đối thủ của tiểu tuyết long, huống chi tiểu tuyết long hiện tại nằm ở bạo phát trạng thái, thực lực cường hãn hơn, chỉ là một giao thủ, đất tá khuyển đã bị tiểu tuyết long cho cắn, không tránh thoát. Làm tô chiết men theo âm thanh chạy tới thời điểm, chính là chó mẹ đã vô lực phản kháng, đã làm bảo vệ mình ấu khuyển, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc bên trong, Chó mẹ cuối cùng còn dùng thân thể của mình yểm hộ ấu khuyển, tận cố gắng hết sức, không cho ấu khuyển lại bị thương tổn. Mà một con kia ghê tởm đất tá khuyển, lại thừa dịp chó mẹ không cách nào hành động thời điểm, điên cuồng công kích chó mẹ. Thoi thóp một hơi chó mẹ thương miệng không ngừng mà chảy ra tiên huyết, cấp tốc nhiễm đỏ nó cái kia bởi vì co giật mà không ngừng co giật thân thể, trên đất rất nhanh lại bị dòng máu nhuộm đỏ. Tựa hồ chó mẹ đã rõ ràng mình đã không được, trong mắt của nó toát ra ánh mắt tuyệt vọng chó mẹ cúi đầu đến muốn lại liếc mắt nhìn trong lồng ngực chó con, trong cổ họng phát ra vài tiếng sen lẫn thống khổ cùng bi ai nghẹn ngào. Mà ở chó mẹ trong lồng ngực ấu khuyển không biết là đói bụng, còn là nghe thấy chó mẹ bi thảm gào thét, dùng sức mà hướng mẫu cho tới gần. Sau đó tiểu tuyết long thoát khỏi đất tá khuyển, nhưng khi nó xông đến đây thời điểm, chó mẹ đã không được. Với tiểu tuyết long càng thêm nóng nảy, điên cuồng công kích một con kia đem chó mẹ đánh chết đất tá khuyển, đất tá khuyển căn bản không phải là đối thủ của tiểu tuyết long, huống chi tiểu tuyết long hiện tại nằm ở bạo phát trạng thái, thực lực cường hãn hơn, chỉ là một giao thủ, đất tá khuyển đã bị tiểu tuyết long cho cắn, không tránh thoát. Tiểu tuyết long cắn vào đất tá khuyển, dùng sức hất đầu, liền đem đất tá khuyển cho quăng lên. Làm đất tá khuyển ngã xuống đất sau, liền cũng không còn khí lực bò dậy, chỉ là tại trên đất co giật một hồi, sau liền không có động tĩnh rồi mà lúc này trang đắc cùng mấy cái nam tử mặc áo đen xuống xe trang đắc phát hiện chính hắn còn đánh giá thấp tiểu tuyết long thực lực bất quá bây giờ tiểu tuyết long thực lực càng mạnh trang đắc trong lòng liền càng cao hứng bởi vì trang đắc tin tưởng tiểu tuyết long liền muốn thuộc về hắn rồi tiểu tuyết long càng mạnh tự có thể vì hắn sáng tạo càng nhiều lợi ích mà bây giờ đất tá khuyển chết sống trang đắc đã không cần thiết đất tá khuyển cuối cùng sinh vẫn là chết đã là không sao mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu Trang Đắc còn sẽ đau lòng đất tá khuyển tổn thất. Dù sao quỷ vương bị Tiểu Tuyết Long cắn chết sau, hiện tại bốn chỉ đất tá khuyển có thể nói là Trang Đắc hiện tại ưu tú nhất đấu khuyển rồi. Đối Trang Đắc tới nói, vì tiện mất đi một con đất tá khuyển, đều là tổn thất thật lớn. Thế nhưng hiện tại có Tiểu Tuyết Long liền không giống nhau, cho dù là một trăm con đất tá khuyển đều không đổi được một con nhỏ Tuyết Long. Theo Trang Đắc, Tiểu Tuyết Long tại tôi chiết trong tay, quả thực là hư mất của trời. Trang Đắc tin tưởng chỉ có hắn mới có thể phát huy ra tiểu tuyết long ưu thế lớn nhất. Vốn là Trang Đắc còn dự định trước hết để cho đất tá khuyển tiêu hao tiểu tuyết long thể lực, sau chính mình lại đi chào tiểu tuyết long. Nhưng là Trang Đắc hiện tại đợi không được, một mặt hắn là nóng lòng bắt được tiểu tuyết long, mặt khác cũng tiểu tuyết long cùng đất tá khuyển gây ra động tính quá lớn rồi, tiếng gào như sấm. Trang Đắc lo lắng hấp dẫn đến phụ cận người quan tâm, nếu là có người đi ra can thiệp, hoặc là trực tiếp báo cảnh sát lời nói, cái kia đến lúc đó liền không dễ xử lý rồi. hơn nữa đất tá khuyển hiện tại cũng chỉ là còn lại một con, đồng thời còn bị thương không nhẹ, rõ ràng cho thấy chống đỡ không được bao lâu, cho nên trang đắc dự định hiện tại liền động thủ. trang đắc lấy ra một cái loại là sủng, nhắm ngay tiểu tuyết long. tô chiết vừa vặn thấy cảnh này, hắn lo lắng tiểu tuyết long xảy ra chuyện gì, tốc độ càng thêm nhanh hơn không ít. thế nhưng tô chiết bây giờ cách tiểu tuyết long vẫn là trang đắc đều có một đoạn khoảng cách không nhỏ, rất có thể không đuổi kịp đi mà bén nhạy tiểu tuyết long cũng phát hiện trang đắc biết trang đắc đối uy hát yêu ta của mình rất lớn nhưng là ở vào táo bạo trạng thái tiểu tuyết long nhưng sẽ không lùi bước tiểu tuyết long không chút do dự từ bỏ công kích đất tá khuyển mà là xoay người hướng về trang đắc bọn hắn xông đi có thể tiểu tuyết long tốc độ nhanh hơn nữa nhưng làm sao có khả năng so với trang đắc đè xuống ngón tay nhanh tiểu tuyết long vẫn không có chạy đến một nửa khoảng cách đã bị trang đắc trong tay súng thuốc mê đánh trúng chân trước mặc dù nhỏ tuyết long hùng hổ, nhưng là vẫn chống cự không được trang đắc cố ý chế biến thuốc tê. Bắn chúng tiểu tuyết long thuốc tê, dược tính rất mãnh liệt, tiểu tuyết long chỉ là chạy về phía trước động vài bước liền không thể kiên trì được nữa rồi, ngã trên mặt đất. Tiểu tuyết long còn muốn lại bò lên, thử đến mấy lần, cũng là uổng công vô ích, chỉ có thể không cam lòng kêu vài tiếng, liên thanh âm cũng suy yếu không ít. Tô Chít cũng không biết Trang Đắc cầm là súng thuốc mê, còn tưởng rằng là một cái thật sự súng ngắn, khi hắn nhìn thấy tiểu tuyết long chúng đạn ngã xuống sau, hắn đã sắp muốn mất lý trí rồi. Tô chiết liều mạng hướng về tiểu tuyết long sông đi, bởi vì hắn nhìn thấy trang đắc bên người mấy cái nam tử mặc áo đen hướng về tiểu tuyết long đi đến, lo lắng tiểu tuyết long lại có nguy hiểm gì. Mà trang đắc bọn hắn cũng phát hiện tô chiết, trang đắc không chút do so dự đem súng thuốc mê nhắm ngay tô chiết. Trang đắc còn nhớ tô chiết, biết tiểu tuyết long chính là tô chiết, trang đắc vĩnh viễn cũng sẽ không quên tô chiết bởi vì chính là tô chiết khiến hắn mất đi tất cả từ khi quỷ vương sau khi bị đánh bại trang đắc cả ngày lẫn đêm đều muốn tìm tô chiết báo thù mà bây giờ nếu bị tô chiết phát hiện trang đắc cũng quản không được lớn như vậy trang đắc dù như thế nào đều phải đem tiểu tuyết long cướp đến tay như vậy hắn mới có thể một lần nữa đạt được trước kia tất cả đồng thời còn có thể khiến hắn càng thêm huy hoàng đối tiểu tuyết long trang đắc là tình thế bắt buộc rồi Trang Đắc không có một chút nào băn khoăn, trong tay súng thuốc mê đối với Tô Chiết liền nả một phát súng. Bạo phát toàn lực Tô Chiết tốc độ thật sự là quá nhanh rồi, hơn nữa Tô Chiết cũng không phải giống như tiểu tuyết long thẳng tắp chạy hướng về Trang Đắc, cho nên Trang Đắc tất cả những thứ này căn bản vô pháp bắn chúng Tô Chiết. Làm Tô Chiết đi tới tiểu tuyết long bên người thời điểm, đầu tiên là cấp tốc nhìn một lần tiểu tuyết long. Phát hiện tiểu tuyết long tuy rằng nằm trên đất, thế nhưng trên người lại không có gì vết thương lớn, chỉ là thật giống mất đi khí lực như thế, không cách nào đứng lên. Tô Chiết mới hiểu được Trang Đắc chỉ là dùng súng thuốc mê, cũng không phải sử dụng thật sự súng ngắn, tiểu tuyết long không có chuyện gì là tốt rồi, Tô Chiết trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ba cái nam tử mặc áo đen đối Tô Chiết căn bản không có kinh hãi, vẫn như cũ hướng về Tô Chiết cùng tiểu tuyết long xông đi, bọn hắn muốn cho Tô Chiết cái thật to giáo huấn, lại chảo đi tiểu tuyết long. Rất nhanh Tô Chiết liền cùng nam tử mặc áo đen đấu với nhau rồi, chỉ là vừa giao thủ, song phương đối thực lực của đối thủ đều đã có đại khái phán đoán. Tô chiết cao mày, hắn phát hiện ba cái nam tử mặc áo đen thực lực, so với ngày hôm qua lừa bịp lão nhân người đàn ông trung niên mấy người kia mạnh hơn rất nhiều, chớ nói chi là đoạt chỗ trong xe ngô minh ba người. Bọn hắn nơi đó những người này cùng nam tử mặc áo đen so với, căn bản không phải một cấp bậc. Nam tử mặc áo đen tuy rằng sức mạnh chỉ là so với bọn họ lớn một chút, thế nhưng nam tử mặc áo đen kinh nghiệm thực chiến quá phong phú, căn bản không phải bọn hắn có thể so chiêu thức thay đổi thất thường tô chiết căn bản khó với chống đỡ tô chiết nhàn rỗi có sức mạnh cùng tốc độ cũng rất khó có thể đánh đổ nam tử mặc áo đen nhiệt môn tô chiết cảm thấy phiền muộn không biết nam tử mặc áo đen bọn hắn càng thêm khó chịu nam tử mặc áo đen bọn hắn không nghĩ tới tô chiết tốc độ nhanh coi như xong liền lực số lượng cũng lớn được kinh người tuy rằng bọn hắn ỉ vào kinh nghiệm phong phú ưu thế hơi chiếm thượng phong thế nhưng càng đánh thì càng khó được bởi vì bọn họ nhất định phải khắp nơi phòng ngự Tô Chiết, bởi vì chỉ cần bị Tô Chiết đánh đến, cái kia chính là thương gân động cốt rồi, không phải là đùa giỡn. Mà nam tử mặc áo đen bọn hắn đánh tới Tô Chiết, đối Tô Chiết thật giống không có ảnh hưởng gì như thế, Tô Chiết vẫn như cũ như vô sự người như thế đối với bọn họ phát khởi tiến công, hơn nữa thật giống không biết huệ oải như thế. Mới đầu thời điểm, Tô Chiết còn lo lắng nam tử mặc áo đen gây bất lợi cho tiểu tuyết long, lo lắng nam tử mặc áo đen bọn hắn thương tổn được tiểu tuyết long, cho nên nhất định phải khắp nơi lưu ý tiểu tuyết long, tô chiết phân tâm hậu quả chính là khắp nơi bị quản chế, rất là khổ cực. Cuối cùng, làm tô chiết bình tĩnh lại sau, hắn mới suy nghĩ minh bạch. Tô chiết biết Trang Đắc cùng nam tử mặc áo đen muốn bắt đi tiểu tuyết long, mà Trang Đắc muốn bắt tiểu tuyết long động cơ cũng rất đơn giản, chính là muốn bắt tiểu tuyết long đi bồi dưỡng thành hắn đấu khuyển. Cho nên Tô Chiết bây giờ căn bản không cần lo lắng Trang Đắc cùng nam tử mặc áo đen sẽ thương tổn Tiểu Tuyết Long, nếu không Trang Đắc cũng sẽ không đối Tiểu Tuyết Long sử dụng súng thuốc mê rồi, bọn hắn chính là muốn hoàn chỉnh không thiếu sót mà bắt đi Tiểu Tuyết Long, như vậy mới có thể có đến lợi ích lớn nhất. Suy nghĩ minh bạch điểm này sau, Tô Triết nhất thời dễ dàng rất nhiều, hắn hiện tại chỉ phải chú ý đến Tiểu Tuyết Long không cho bắt đi là được rồi, mà không cần lo lắng Tiểu Tuyết Long bị thương tổn. Cứ như vậy, Tô Triết thì càng thêm thoải mái tay chân, để nam tử mặc áo đen càng thêm khổ không thể tả. Đánh tới cuối cùng, không nhịn được tô chiết bắt đầu lựa chọn cứng đối cứng chỉ cần nam tử mặc áo đen không có đánh chỗ yếu hại của hắn tô chiết liền làm lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ xuống sau đó lại đánh lại một quyền đổi một quyền tô chiết lựa chọn như vậy đấu pháp sau nam tử mặc áo đen đối tô chiết không có một chút nào phương pháp xử lý rồi ưu thế của bọn hắn đã không có nam tử mặc áo đen căn bản không dám cùng tô chiết cứng đối cứng tô chiết chịu hắn nhóm một quyền chỉ là được chút thương nhẹ mà tô chiết đánh nam tử mặc áo đen một quyền nhưng là phải mệnh, cho nên nam tử mặc áo đen chỉ có thể lựa chọn tránh né lùi bước. Càng tiếp tục đánh, nam tử mặc áo đen thì càng khó được, bọn hắn vẫn không có đã nếm thử như vậy biệt khuất cảm giác, bị người lấy sức mạnh tuyệt đối nghiền ép lên đi. Nếu không phải Trang Đắc hứa hẹn nam tử mặc áo đen bọn hắn, chỉ cần bắt được tiểu tuyết long lời nói, bọn hắn liền có chiếm được không ít chỗ tốt, nếu không, nam tử mặc áo đen sớm đã không còn dũng khi đánh rơi xuống, chỉ là kim tiền mê hoặc khiến nam tử mặc áo đen bọn hắn khổ sở chống đỡ lấy, mà không có chạy mất dép. Trang đắc xem nam tử mặc áo đen từ từ ở hạ phong, biết nam tử mặc áo đen bọn hắn đã sắp muốn không chịu nổi. Trang đắc trong lòng cuống lên, lại cũng quản không được nhiều như vậy. Hắn cầm lấy gây tê súng ngắn, lần nữa nhắm vào tô chiết. Trước đó bởi vì Trang Đắc lo lắng thương tổn được nam tử mặc áo đen bọn hắn, dù sao súng thuốc mê độ chuẩn xác cũng không cao lắm, rất dễ dàng đánh vặt ra. Đương nhiên Trang Đắc cũng là bởi vì tin tưởng Tô Chiết không phải nam tử mặc áo đen đối thủ của bọn họ, cho nên hắn mới không có tiếp tục dùng súng thuốc mê đối phó Tô Chiết. Hiện tại Trang Đắc đã không thể không dùng súng thuốc mê, bởi vì hắn phát hiện nam tử mặc áo đen bọn hắn đã sắp cũng bị Tô Chiết đánh bại. Đến lúc đó Tô Chiết bị nam tử mặc áo đen đánh bại sau, rút tay ra ngoài đối phó hắn lời nói, Trang Đắc liền cũng không có cơ hội nữa. Cho nên hiện tại Trang Đắc đã quản không được súng thuốc mê, có thể hay không ngộ thương đến nam tử mặc áo đen bọn họ. Hắn nhắm ngay tô chiết sau, liền cấp tốc kéo cò súng, bắn ra gây tê châm. Đáng tiếc súng thuốc mê chính xác thật sự không được, một thương này không ngoài dự tính bắn chạch rồi. Hơn nữa Trang Đắc một thương này không đơn thuần không có bắn chúng tô chiết, còn để tô chiết đối Trang Đắc có phòng bị. Cho nên tô chiết tại đối phương nam tử mặc áo đen thời điểm, còn lúc nào cũng chú ý Trang Đắc, phòng ngừa Trang Đắc sẽ nổ súng, hơn nữa Tô Chiết lợi dụng tốc độ của mình, bắt đầu đung đưa bất định, để Trang Đắc rất khó có thể nhắm vào Tô Chiết. Trang Đắc bắn không về sau, không có dừng lại, mà là lập tức giả bộ lên một nhánh súng thuốc mê, đối với Tô Chiết kéo cò súng. Đáng tiếc Trang Đắc liên tiếp mở ra mấy phát, không có một cái là bắn chúng Tô Chiết. Hơn nữa trong đó một nhánh gây tê châm còn thiếu chút nữa đánh chúng một cái nam tử mặc áo đen ánh mắt, để nam tử mặc áo đen chảy mồ hôi lạnh khắp cả người liền ở trang đắc dự định lắp lên một nhánh gây tê châm, tiếp tục lái súng bắn tô chiết thời điểm, đột nhiên vang lên xe cảnh sát còi báo động. Nhất thời trang đắc cùng nam tử mặc áo đen bọn hắn đều tưởng rằng tô chiết trước đó báo cảnh sát, cho sợ hết hồn. Vốn là trong lòng liền trột dạ nam tử mặc áo đen bọn hắn, hiện tại không chỉ đánh không lại tô chiết, hơn nữa cảnh sát còn có thể phải đến rồi, tức thì nam tử mặc áo đen bọn hắn liền mất đi hết thảy dũng khí, không dám cùng tô chiết tiếp tục đánh rơi xuống, lập tức hướng về trong xe chạy tới. Mà Trang Đắc vốn đang không muốn buông tha, hắn xem Tô Chiết hướng về hắn chạy tới, còn muốn móc ra gây tê châm lắp lên, đáng tiếc hắn phát hiện này thời khắc then chốt, hắn hết thảy gây tê châm đều tại mới vừa thời điểm dùng hết rồi. Không có gây tê châm, Trang Đắc rất biết rõ chính mình căn bản không phải Tô Chiết đối phương, cho nên cứ việc trong lòng không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể cùng nam tử mặc áo đen cùng lên xe. Làm Tô Chiết chạy tới thời điểm, Trang Đắc bọn hắn đã lái xe chạy trốn. Lo lắng tiểu tuyết long Tô Chiết cũng không có tiếp tục đuổi đi xuống. Tô Chiết đi tới tiểu tuyết long bên người, kiểm tra một chút tiểu tuyết long thân thể, phát hiện tiểu tuyết long trên người có không ít vết thương, nhưng là vấn đề đều không nghiêm trọng, mà tiểu tuyết long sở dĩ mất đi khí lực, hẳn là nó trên tay cắm vào gây tê châm. Tô Chiết cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu tuyết long trên tay cắm vào gây tê châm cho nhổ ra, sau đó lại dùng thần lực chữa trị xong tiểu tuyết long vết thương, cùng với dùng thần lực xua tan gây tê châm dược lực, khôi phục tiểu tuyết long thể lực được sự giúp đỡ của thần lực, Tiểu Tuyết Long trên người hết thảy vết thương đều tốt rồi, thể lực lại khôi phục lại. Tiểu Tuyết Long vừa khôi phục thể lực, liền lập tức hướng mẫu chó chạy đi, Tô Chiết cũng lập tức theo tới. Đáng tiếc là Tô Chiết tuy rằng rất muốn chữa khỏi chó mẹ, nhưng là chó mẹ hiện tại đã chết đi rồi, Tô Chiết thần lực đối chó mẹ đã trải qua không có tác dụng rồi, hắn hiện tại đã là không thể ra sức. Tiểu Tuyết Long thật giống đã hiểu, chỉ có thể đối với chó mẹ kêu rên, lại như lúc trước khắc hổ chết đi thời điểm như thế. Tuy rằng Tô Chiết cũng không quen biết chó mẹ, thế nhưng cũng bị chó mẹ hộ tử giải thích cảm động, hắn không nghĩ ra liền ngay cả một con chó đều có cảm tình, tại sao Trang đắc bọn hắn liền có thể quyết tâm đối phó chó mẹ. Thời khắc này, Tô Chiết lần thứ nhất đối người có sát ý, hắn vô cùng muốn giết chết Trang đắc bọn hắn, muốn bọn hắn thay chó mẹ đền mạng. Tô Chiết đang xác định đối chó mẹ đã không thể ra sức thời điểm, đột nhiên nhớ tới còn có một chỉ chó mẹ liều mạng bảo vệ ấu khuyển, thế là hắn lập tức đem ấu khuyển từ chó mẹ dưới thân ôm ra lúc này ấu khuyển đã là thoi thóp rồi, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu rồi. Nó vừa mới sinh ra không đến bao lâu, con mắt đều vẫn không có mở to, vẫn không có ăn đồ vật, ấu khuyển cũng bởi vì một ít người lợi ích mà bị thương. Nhiệt môn cân này tiểu ấu khuyển trước đó bị đất tá khuyển cho bắt tổn thương, lúc đó xuất không ít huyết. Lúc này ấu khuyển trên người của cơ hồ đã bị nhiễm đỏ, trong đó không ít còn là bảo vệ ấu khuyển cho mẹ chảy ra. Nếu như không có gặp phải tô chiết lời nói, này con nho nhỏ ấu khuyển hay là còn chưa kịp mở mắt ra, liếc mắt nhìn thế giới này, sẽ chết đi rồi. Mà bây giờ tôi Chiết đương nhiên sẽ không để như vậy bi kịch xảy ra, đừng nói tiểu tuyết long có để ý nhiều con này tiểu ấu khuyển, đơn là chó mẹ vì bảo vệ con này ấu khuyển đã bỏ ra sinh mệnh, tôi triết tự không khả năng để chó mẹ trắng uổng phí sinh mệnh. Bất quá con này ấu khuyển chịu đến như thế thương nặng, có thể kiên trì đến bây giờ cũng có thể nói là một cái không nhỏ kỳ tích. Tô Chiết cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần ấu khuyển bây giờ còn có cuối cùng một hơi tồn tại, tôi chiết ắt có niềm tin đem con này ấu khuyển cho cứu trở về. Tôi chiết đem trong cơ thể thần lực điều động, dẫn dắt vào ấu khuyển thân thể, nhờ vào đó khôi phục ấu khuyển trên người sơ thương tô chiết trọn vẹn tiêu hao 16 điểm trị liệu thần lực, mới cuối cùng cũng coi như đem ấu khuyển thương chữa lành. Có thể thấy được ấu khuyển bị thương nghiêm trọng đến mức nào rồi, dù sao lúc đó tôi chiết trị liệu dư tố y tiểu kim cũng chỉ tốn 20 điểm thần lực, tuy rằng lúc đó cũng chưa hề hoàn toàn chữa khỏi tiểu kim. Thế nhưng Tiểu Kim nhưng là một con thành niên Golden Retriever, thể hình so với này chỉ ấu khuyển không biết lớn hơn vài lần. Nếu như không có thần lực lời nói, ấu khuyển trên căn bản có thể phán định tử hình. Tô Chiết chữa khỏi ấu khuyển sau, lại dùng 5 điểm thần lực đến cường hóa cải thiện ấu khuyển, đồng thời còn thoáng để ấu khuyển lớn lên một chút. Con này ấu khuyển được sự giúp đỡ của thần lực, con mắt từ từ mở ra, nó liếc mắt nhìn Tô Chiết, lại sâu sắc ngủ rồi liền này lúc tô chiết đột nhiên nghe được một trận rất nhỏ giọng ô ô âm thanh rất giống tô chiết trong tay ấu khuyển tiểu tuyết long cũng nghe được phản ứng bị tô chiết còn nhanh hơn lập tức hướng về thanh âm khởi nguồn mà chạy tới tô chiết cũng đi theo cuối cùng tô chiết cùng tiểu tuyết long ở trong góc phát hiện một con ấu khuyển cùng tô chiết trong tay ấu khuyển hình thái rất giống chẳng qua là bộ lông màu sắc không giống nhau tô chiết trong tay ôm ấu khuyển là màu trắng mà một con kia ấu khuyển là thiên màu đen một đen một trắng tạo thành mãnh liệt so sánh. Tô Chiết suy đoán con này màu đen tiểu ấu khuyển, hẳn là cùng màu trắng ấu khuyển là cùng bào sinh. Chỉ bất quá con này màu đen tiểu ấu khuyển so với chó mẹ yểm hộ thì vẫn còn tốt hơn, không có bị đất tá khuyển phát hiện, bởi vậy chạy trốn một kiếp. Nếu Tô Chiết phát hiện một con này màu đen ấu khuyển, đương nhiên sẽ không để qua một bên mặc kệ. Hắn đã quyết định đem hai con tiểu ấu khuyển đều mang về nhà trước tiên, về phần sau này sắp xếp như thế nào hai con ấu khuyển, tự lấy sau suy nghĩ thêm đi, chẳng qua chính mình liền một mực nuôi đi xuống. Tô Chiết đem con này màu đen tiểu ấu khuyển cũng bế lên, tại Tô Chiết không có cường hóa màu trắng ấu khuyển thời điểm, màu đen ấu khuyển thân hình là khá lớn lên một ít, tuy rằng không có khác biệt lớn, thế nhưng hẳn là màu đen ấu khuyển so với màu trắng ấu khuyển trước tiên ra đời. Chỉ bất quá bây giờ màu trắng ấu khuyển trải qua Tô Chiết thần lực cường hóa sau, thể hình so với màu đen ấu khuyển lớn hơn không ít. Tô Chiết đương nhiên sẽ không thiên vị, vẫn là dùng 5 điểm thần lực đến cường hóa màu đen ấu khuyển, khiến màu đen ấu khuyển lớn rồi một điểm, cứ như vậy màu đen ấu khuyển rồi cùng màu trắng ấu khuyển lớn bằng rồi. Ngoại trừ màu sắc sai biệt, hai con ấu khuyển ở bề ngoài xem trên căn bản là giống nhau như đúc. Mới đầu thời điểm, tôi chỉ còn tưởng rằng hai con ấu khuyển là giống như tiểu tuyết long, đều là thuộc về chó ngao tây tạng. Thế nhưng bây giờ nhìn tỉ mỉ sau, lại phát hiện ấu khuyển cùng chó mẹ đều cùng chó ngao tây tạng có chút một chút không giống. Bởi vì chó mẹ toàn thân, bao quát bộ mặt toàn bộ bị lông dài che lấp, chó mẹ ngoài miệng cùng trên mặt đều có cái lông, mà tiểu tuyết long không có, vậy thì thoáng bất đồng. Chó mẹ các loại dấu hiệu, để tô chiết không khỏi nghĩ đến một loại cùng chó ngao tây tạng tương tự chó, tàng sư. Tàng sư, biệt danh kỳ nhi A à tố khuyển. Loại này khuyển có con mắt màu đen cùng mí mắt, nhìn như thư giãn, kỳ thực tinh lực rất tập trung. Có phi thường phát đạt tròm dâu, khuôn mặt bộ lông cùng lông tơ đều rất tốt, chân sau so sánh cháu ngao tây tạng chân càng dài, đuôi nhiều lông mà cong lên. Đại tàng minh sư tử thể cao lớn, cường tráng mạnh mẽ, xương cốt, bắp thịt phát dục hài lòng, trên người có giày đặc hai tầng bị cái lông, có thể chống đỡ giá lạnh băng tuyết, đau đầu mà tròn, bộ mặt toàn bộ bị lông dài che lấp, chạy nhanh lúc bộ lông phiêu giật, nó hình thể uy mãnh như sư, dáng vẻ đường đường, thần vận lẫm lẫm, cường nhu có, linh khí trung thành dễ dàng huấn, tựa sư không phải sư, tựa khuyển không phải khuyển. Uy nghiêm túc mục, vẻ mặt bình tĩnh, là tốt nhất hộ vệ khuyển. Tàng sư toàn thân cái lông so sánh đều đều, khá dài cùng dày đặc, tàng sư trên đùi cùng trên chân đều là cái lông, có cái lông dày quần y hệt cảm giác. Tàng sư chân sau muốn so chó ngao tây tạng dài, tàng sư chân sau hiện lên dương cung hình, chân sau bắp thịt so sánh phát đạt, nhảy đánh lực so với chó ngao tây tạng tốt. Về phần chó ngao tây tạng cùng tàng sư ai mạnh ai yếu, ngược lại không tốt so với, xem cá thể lên sai biệt. Cái này hai chỉ ấu khuyển, trên căn bản có thể phán định là tàng sư đời sau hơn nữa tô chiết đoán chừng phụ thân của bọn nó cùng mẫu thân đều là thuần chủng tàng sư tô chiết không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp phải tàng sư dù sao yến vân thị bên trong tàng sư so với cháu ngao tây tạng còn hiếm thấy hơn liền ngay cả tô chiết cũng là lần đầu tiên tại trong thực tế nhìn thấy tàng sư tô chiết đối tàng sư hiểu rõ cũng chỉ là tại trên lưới cùng trên tv xem qua tô chiết đã quyết định đem cái này hai chỉ tiểu tàng sư đều lưu tại bên cạnh mình chăn nuôi rồi đồng thời giống như tiểu tuyết long mỗi ngày đều dùng thần lực bồi dưỡng nhất định phải đem hai con tiểu tàng sư đều đào tạo thành ưu tú nhất tàng sư đem hai con tiểu tàng sư mang về nhà trước tôi chiết trước tiên đem chó mẹ thi thể cho xử lý tốt miễn cho chó mẹ đã chết đi thi thể còn muốn dầm mưa dãi nắng về phần đất tá khuyển thi thể tôi chiết liền quản không được nhiều như vậy tại về nhà trước đó tôi chiết chuyên môn tại phụ cận cửa hàng thú cưng mua một bình cầu cầu chuyên dụng sữa bột. Tuy rằng tô sủng chi ra cũng có cầu cầu chuyên dụng sữa bột, thế nhưng tô chiết cũng lười chuyên môn chạy đi tô sủng chi ra cầm. Mà trước đó tiểu tuyết long cũng ăn qua cầu cầu chuyên dụng sữa bột, về phần dinh dưỡng như thế nào cũng không biết, bất quá rất thích hợp chó con uống. Sau đó tiểu tuyết long cầu cầu chuyên dụng sữa bột sau khi ăn xong, tô chiết phát hiện tiểu tuyết long đã lớn rồi, không thích hợp tiếp tục uống sữa rồi, cho nên cũng không có đi tô sủng chi ra cầm, cho nên trong nhà đúng là không có cầu cầu chuyên dụng sữa bột. Tô Chiết mua một cái bình cầu cầu chuyên dụng sữa bột, là chuẩn bị tạm thời để dùng cho hai con tiểu tàng sư làm thức ăn. Dù sao hai con tiểu tàng sư còn thuộc về thời kỳ cho con bú, còn ăn không hết những vật khác, mà chó mẹ lại đã chết đi, cho nên Tô Chiết chỉ có thể dùng sữa bột vò tới cho tiểu tàng sư ăn. Làm Tô Chiết cùng tiểu tuyết long đem hai con tiểu tàng sư mang về nhà sau, hai con tiểu tàng sư liền đã tỉnh. Hai con tiểu tàng sư lá gan đều rất lớn, cũng sẽ không kinh hãi hoàn cảnh xa lạ sau, làm tô chiết đem chúng nó buông ra sau chúng nó liền bắt đầu bỏ tới bỏ lui rồi khả năng hai con tiểu tàng sư đều đói bụng rồi cái mũi nhỏ vừa kéo vừa kéo giống như là tìm kiếm thức ăn như thế hai con tiểu ra hỏa đói bụng đang tìm ăn tô chiết tự nhiên không thể không nhúc nhích. tô chiết dùng mới vừa mua được cầu cầu chuyên dụng sữa bột sông tới hai cốc sữa sau đó cũng cho hai con tiểu tàng sư ăn tựa hồ hai con tiểu tàng sư thật sự đói bụng lắm tranh nhau chen lấn rũi ra đầu lưỡi ta lên mà tiểu tuyết long một tấc cũng không rời mà chờ đợi tại chúng nó bên người, nhìn chúng nó ăn. Tô chiết thả xuống sữa sau, liền đi tìm tiểu tuyết long trước đây đã dùng qua ổ chó. Rất nhanh tô chiết đã tìm được, ổ chó này là tô chiết từ tô sủng chi ra mang về, chuyên môn cho tiểu tuyết long dùng. Lúc đó tiểu tuyết long trưởng thành tốc độ rất nhanh, không dùng bao lâu liền không thể ở lại được nữa, tô chiết lại mặt khác cho tiểu tuyết long thay đổi một gian dù sao lớn ổ chó, cho nên cái này khá là nhỏ ổ chó liền bỏ không xuống, hiện tại chính dễ dàng phát huy được tác dụng rồi. Tô Chiết đem chó con ổ thu xếp tại tiểu tuyết long ổ chó bên cạnh, để tiểu tuyết long có thể chăm nom hai con tiểu tàng sư. Hai con tiểu tàng sư ăn uống no đủ sau, lại bắt đầu bướng bỉnh rồi, khắp nơi bò tới bò lui, Tô Chiết cũng không có nhiều như vậy tâm tư đi quản, hắn liền dứt khoát đem hai con tiểu tàng sư đều cho tiểu tuyết long trông giữ rồi. Tô Chiết tin tưởng trải qua thần lực từng cường hóa hai con tiểu tàng sư, Hẳn là rất thông minh, có thể rất dễ dàng quản giáo, cho nên Tiểu Tuyết Long hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Mới vừa để tốt hổ chó, An Hân liền từ trên lầu đi xuống. An Hân nhìn thấy hai con tiểu tàng sư, mặc dù có chút ngạc nhiên, thế nhưng An Hân nhưng không có cảm thấy kỳ quái. An Hân còn nhớ, tại nàng ngày thứ nhất tới nơi này thời điểm, Tô Chít liền nói qua với nàng hắn là làm sủng vật buôn bán, cho nên trong nhà có lúc xuất hiện một ít động vật. Sau đó An Hân cũng đi qua tô sủng chi ra bình thường thời điểm trong nhà cũng từng xuất hiện mấy lần xa lạ sủng vật, cho nên hôm nay An Hân nhìn thấy hai con tiểu tàng sư cũng không có đặc biệt giật mình. Bất quả An Hân biết Tô Chiết mang về nhà sủng vật giá trị cũng không vừa, tuy rằng nàng cũng không biết cụ thể giá trị là bao nhiêu. Đem tiểu tàng sư ổ chó thu xếp sau, Tô Chiết đem hai con tiểu tàng sư đều vồ vào phòng tắm, đem hai con tiểu tàng sư trên người vật bẩn thiểu toàn bộ cho rửa sạch sẽ, trong đó màu trắng tiểu tàng sư vết máu trên người đặc biệt khó rửa, Tô Chiết giặt sạch thật nhiều lần mới hoàn toàn rửa sạch, tắm xong sau, tiểu tuyết long đã điều mấy cái sạch sẽ khăn lông khô đã tới, tô chiết nhanh chóng dùng khăn mặt đem tiểu tàng sư thủy châu lau khô, miễn cho hai con tiểu tàng sư sinh bệnh bị cảm. Đem hai con tiểu tàng sư rửa sạch sẽ sau, tô chiết liền đi hậu viện, làm thuốc tải tưới nước. Hôm nay tô chiết đúng là không có dùng tích phân hối đoái thần lực phối trí trị liệu nước thuốc, chỉ là dùng vẹn vẹn dùng trong cơ thể thần lực phối trí một ít gia tốc nước thuốc đi ra. Tháng này cần cung cấp cho trường hoa xưởng chế thuốc số lượng đã đủ rồi, cho nên tô chiết ngược lại không gấp với đem tích phân dùng để hối đoái thần lực, miễn cho vạn nhất cần dùng đến tích phân thời điểm, mà xuất hiện tích phân dùng hết tình huống, tô chiết bây giờ tích phân còn sót lại 1030 điểm. Làm tô chiết hết bận sau, An Hân đã làm tốt bữa ăn sáng. Mà bảo bảo cùng An Huyên còn đang ngủ nướng, tô chiết cùng An Hân đều không có đi gọi các nàng, bởi vì hôm nay là chủ nhật, hơn nữa tối ngày hôm qua các nàng lại dù sao ngủ trễ, lại chơi được như vậy điên, đoán chừng rất mệt mỏi liền ngay cả các nàng tại nghỉ ngơi một hồi. tô chiết rửa tay liền đi ăn điểm tâm. sau khi ăn xong tô chiết đi tới phòng khách vốn là muốn ở phòng khách nghỉ ngơi một hồi. nhưng là tô chiết mới ngồi xuống không đến bao lâu điện thoại di động của hắn liền vang lên. hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn nguyên lai like là dư hiên hạo đánh tới. tô chiết mấy ngày nay đang bận cái gì? dư hiên hạo cười nói không bận biểu cái gì vẫn là như vậy. tô chiết trả lời hắn đã đoán được Dư Hiên Hạo gọi điện thoại lại đây là vì cái gì chuyện. Thật ước ao ngươi, mỗi ngày đều như vậy nhàn nhã tự tại, đúng rồi, ngươi sẽ không quên giúp ta tìm chó ngao Tây Tạng sự tình chứ. Dư Hiên Hạo trước một câu còn đang hâm mộ Tô Chiết, câu tiếp theo liền nói đến chó ngao Tây Tạng sự tình đi rồi. Tô Chiết không có đoán sai, Dư Hiên Hạo quả nhiên là tới hỏi ủy việc nhờ hắn. Tại Yến Vân Thị trong phi trường, Dư Hiên Hạo chỉ hy vọng Tô Chiết giúp hắn tìm một con chó ngao Tây Tạng, Tô Chiết xem Dư Hiên Hảo thật sự rất yêu thích chó ngao tây tạng, lại tăng thêm Dư Hiên Hạo hướng về hắn đảm bảo, lần này hắn tuyệt đối sẽ không tái đấu khuyển rồi. Tô Chiết mới đáp ứng Dư Hiên Hạo, bởi vì Tô Chiết cũng không biết phải cho Dư Hiên Hạo dạng gì chó ngao tây tạng, cho nên một mực không có hối đoái. Lại tăng thêm hai ngày nay sự tình hơi nhiều, nếu như Dư Hiên Hảo hôm nay không có đánh tới thời điểm, Tô Chiết còn thật sự quên một kiện sự này rồi. Yên tâm, làm sao có thể sẽ quên? Ta hiện tại đã đã tìm được rồi. Tô Chiết đột nhưng đã nghĩ đến hối đoái dạng gì cháu ngao Tây Tạng cho Dư Hiên Hạo rồi. Vậy hôm nay người có rảnh rỗi hay không, đi ra nói chuyện phiếm, tùy tiện đem nó mang cho ta. Dư Hiên Hạo vội la lên. Được, người ở đâu, ta đi tìm ngươi. Hôm nay cũng không có chuyện gì phải làm, lại tăng thêm Tô Chiết cũng có chuyện tìm Dư Hiên Hạo hỗ trợ, cho nên đáp ứng Dư Hiên Hạo mời. Ta cho người đi đón ngươi, ngươi bây giờ đang ở đâu? Dư Hiên Hạo nói ra. Không cần, ta có thể tự mình đi rồi, miễn cho phiền toái. bất quá người có vội hay không, nhanh chóng lời nói. ta tự ngồi xe đi, không vội lời nói. ta liền lái xe đi. tô chiết cự tuyệt dư hiên hạo, còn muốn phái người tới đón hắn, quá mức phiền toái. vừa đến một hồi, lãng phí thời gian càng nhiều. bất quá tô chiết cũng lo lắng dư hiên hạo không có nhiều thời gian như vậy các loại, cho nên liền hỏi trước một chút dư hiên hạo. không có chuyện gì, ta hôm nay có thời gian, người từ từ đi, không cần phải gấp gáp. Dư Hiên Hạo bị Tô Chiết nói tới mơ mơ hồ hồ rồi, cái gì hắn cấp, Tô Chiết tự ngồi xe đến, không vội liền lái xe, đây là ý gì, mình lái xe vẫn còn so sánh ra ngoài bên ngoài ngồi xe chậm sao. Bất quá Dư Hiên Hạo bây giờ là ủy thác Tô Chiết làm việc, tự nhiên thật không tiện nói tới quá gấp. Kỳ thực Dư Hiên Hạo trong lòng là rất gấp, tuy rằng hắn hôm nay nghỉ ngơi, có thể tạm thời không cần để ý tới chuyện của công ty, thế nhưng hắn đối Tô Chiết chó ngao Tây Tạng nhưng là rất ép buộc nhìn thấy. Dư Hiên Hạo biết Tô Chiết mang tới chó ngao Tây Tạng sẽ không để cho hắn thất vọng, cho nên đối với Tô Chiết lần này mang tới chó ngao Tây Tạng chờ đợi có thể là rất lớn. Tự nhiên Dư Hiên Hạo rất muốn có thể sớm một chút gặp được, bất quá Dư Hiên Hạo còn thật không tiện đi dục Tô Chiết. Tốt, ta hiện tại liền đi, gặp lại sau. Tô Chiết nói xong liền cúp điện thoại, cùng An Hân chào hỏi một tiếng sau, Tô Chiết liền trở về phòng thay đổi một bộ quần áo, sau đó mang lên xe của hắn chìa khóa, tự xuất phát rồi nếu dư hiên hạo không phải như vậy đuổi thời gian tôi chiết vẫn là quyết định mình lái xe đi mặc dù mình mở tốc độ xe tương đối chậm tiêu tan tốn thời gian tương đối nhiều thế nhưng cũng so với trước ngồi taxi thoải mái hơn từng cái vừa mới thi đậu bằng lái hoặc là vừa mới mua xe mới người đều rất muốn tại mọi thời khắc đều lái xe mà hai thứ này tôi chiết đều dính hắn vừa mới thi đậu bằng lái đồng thời hôm qua mới mua xe mới cho nên tôi chiết liền hận không thể đi cửa tiểu khu cửa hàng mua bình nước tương đều lái xe đi bất quá bởi vì Tô Chiết biết mình lái xe tốc độ rất chậm, cho nên liền trước hỏi một cái Dư Hiên Hạo, miễn cho Dư Hiên Hạo còn có chuyện muốn làm, chính mình làm trễ nãi công việc của hắn. Audio điện tử võ tấn bền Dư Hiên Hạo ước Tô Chiết gặp mặt địa phương là một gian quán cà phê, cách Tô Chiết nhà lộ trình cũng không phải rất xa. Bình thường có ở đây không kẹt xe dưới tình huống, nếu như lựa chọn ngồi taxi lời nói, đại khái khoảng 20 phút đường xe là đến. Nếu như là lựa chọn tương đối chậm một chút xe taxi, đại khái cần phút thứ 30, tối đa cũng không sẽ vượt qua phút thứ 40. Thế nhưng hiện tại tô triết mình lái xe đi qua, lại chọn vẹn dùng gần như thời gian một tiếng, mới tới quán cà phê. Tô triết trước tiên đem xe tìm một chỗ ngừng được, sau, hắn cũng không hề nóng lòng xuống xe. Mà là mở ra sủng vật hối đoái thương thành, lựa chọn chó ngao Tây Tạng một loại, cuối cùng tô triết lựa chọn trong đó thanh lang ngao tuy rằng tô chiết bây giờ tích phân đã không đủ dùng rồi căn bản vô pháp thỏa mãn trường hoa xưởng chế thuốc về sau nhu cầu thế nhưng tô chiết đã đáp ứng rồi dư hiên hạo đương nhiên sẽ không đổi ý rồi hơn nữa hối đoái một con nhỏ chó ngao tây tạng cũng không dùng được quá nhiều tích phân mà này điểm tích phân đối trường hoa xưởng chế thuốc cũng lên không được bao lớn trợ giúp tô chiết lựa chọn thị sử lấy thời kỳ cho con ú thanh lang ngao như vậy hối đoái cần tích phân liền tương đối ít đi không ít con này thời kỳ cho con ú thanh lang ngao hối đói cần tích phân, cùng lúc đó tiểu tuyết long là giống nhau, đều là đồng dạng cần 30 điểm tích phân. Thanh lang ngao, chó ngao tây tạng lục đại màu lông một trong, thanh lang ngao bộ lông tầng sâu ố vàng sắc hoặc màu xám, cái lông nhọn là màu đen. Truyền thuyết cổ tàng nhân tướng đồng thời ra đời 10 con tiểu ngao đặt ở cùng một chỗ, không cho bất kỳ đồ ăn, để cho bọn họ tự giết lẫn nhau, cuối cùng sẽ có một con ăn tươi cái khác chín con tiếp tục sống sót, đây chính là chín khuyển một ngao thanh lang ngao về phần truyền thuyết này là thật là giả, Tô Chiết cũng không rõ ràng, hay là lời đồn, hay là thật sự có chuyện này cũng khó nói. Tô Chiết xác định hối đoái sau, rất nhanh trước mặt hắn liền xuất hiện một con trụi lủi chó con, con mắt vẫn không có mở to. Bất quá tựa hồ con này tiểu thanh lang ngao đối Tô Chiết có trời sinh thân cận cảm giác, vừa sinh ra phải cố gắng hướng về Tô Chiết tới gần, nhưng là tiểu thanh lang ngao khí lực thật sự là quá nhỏ, hơn nữa còn không có học bỏ xong. Cho nên tiểu thanh lang ngao cố gắng rất lâu, vẫn còn đang nguyên chỗ nhúc nhích, căn bản không có tiến lên trước một bước. Tô Chiết nhìn đến thú vị, liền đem tiểu thanh lang ngao ôm, nhẹ nhàng sờ sờ tiểu thanh lang ngao phần lưng, đồng thời cũng hướng về tiểu thanh lang ngao thâu nhập ba điểm thần lực, dùng để cường hóa thân thể của nó. Có này ba điểm thần lực, tin tưởng con này tiểu thanh lang ngao có thể rất tốt trưởng thành, đồng thời cũng sẽ hung mãnh cường tráng. Bất quá Tô Chiết cũng không không có gia tốc tiểu thanh lang ngao tốc độ phát triển, bởi vì hắn định đem con này tiểu thanh lang ngao giao cho Dư Hiên Hạo, để Dư Hiên Hạo từ nhỏ đem nó chăn nuôi lớn lên, như vậy mới có ý tứ. Tô Chiết cũng là phòng ngừa tiểu thanh lang ngao sau khi lớn lên, sẽ đối với hắn sản sinh ỉ lại, cứ như vậy, Dư Hiên Hạo sẽ rất khó thuần phục tiểu thanh lang ngao rồi. Dù sao chó đều đối chủ nhân rất trung thành, đặc biệt là cứng đầu chó ngao Tây Tạc, một khi đã nhận định chủ nhân sau, sẽ rất khó lại thay đổi rồi. Cho nên Tô Chiết liền định thừa dịp Tiểu Thanh Lang Ngao vẫn không có mở mắt trước, đem Tiểu Thanh Lang Ngao giao cho Dư Hiên Hạo. Tô Chiết ôm Tiểu Thanh Lang Ngao xuống xe, đi vào trong quán cà phê. Tô Chiết vừa vào quán cà phê, một mực chú ý cửa ra vào Dư Hiên Hạo liền nhìn thấy, lập tức hướng về Tô Chiết vất tay. Tô Chiết nhìn thấy, lập tức hướng về Dư Hiên Hạo đi đến. Tới nơi này ngồi, muốn uống gì? Dư Hiên Hạo hỏi một câu, sau đó giúp Tô Chiết gọi một chén cà phê sau, hỏi hắn trên đường kẹt xe sao dư hiên hạo hắn ở nơi này đợi chừng một cái tiếng đồng hồ hơn càng chờ tâm lại càng cấp hắn đều cho rằng tô chiết thả chim bồ câu rồi may là tô chiết hiện tại cuối cùng đã tới không có kẹt xe chỉ là vừa mới vừa mới học được lái xe không phải rất quen thuộc cho nên chậm điểm tô chiết thật không tiện cười cười nói ra dư hiên hạo cảm thấy bó tay rồi hắn cuối cùng đã rõ ràng tô chiết tại sao hỏi hắn đuổi không không có thời gian rồi bất quá hắn cũng có thể hiểu được người mới mở xe vẫn là chậm một chút mở tốt hơn, an toàn là số một trọng yếu nhất. Nếu như Dư Hiên Hạo sớm biết là như vậy lời nói, hắn tự sẽ khiến Tô Chiết ngồi xe đến rồi. Bởi vì Dư Hiên Hạo một người ngồi ở quán cà phê lâu như vậy, suýt chút nữa buồn chết hắn, hơn nữa trong lòng hắn còn đang chờ mong Tô Chiết sẽ mang cái gì chó ngao Tây Tạng lại đây, càng là lòng như lửa đốt. Tô Chiết, trong tay người ôm là cái gì, là đem đến cho ta sao? Dư Hiên Hạo rốt cuộc chú ý tới Tô Chiết trong tay Tiểu Thanh Lang Ngao, hắn không nghĩ tới Tô Chiết nếu đã biết, sẽ tìm một con nhỏ như vậy chó. Bất quá đối với chăn nuôi chó ngao Tây Tạng rất có kinh nghiệm Dư Hiên Hạo, ngược lại là rõ ràng Tô Chiết tại sao làm như vậy, từ nhỏ chăn nuôi lớn lên chó ngao Tây Tạng sẽ đối với chủ nhân đặc biệt trung thành, tương đối dễ dàng bồi dưỡng. Dư Hiên Hạo Hắc Long cùng Hắc Hổ hai con chó ngao Tây Tạng đều là Dư Hiên Hạo tại chúng nó vừa mới sinh ra không đến bao lâu liền ôm trở về rồi. Không sai, con này tiểu chó ngao Tây Tạng chính là chuyên môn mang cho ngươi, mới vừa mới sinh ra, ngươi cũng chớ xem thường nó nha, nó nhưng là thanh lang ngao. Tô Chiết cười nói, đồng thời hắn đem tiểu thanh lang ngao ôm cho Dư Hiên Hạo. Dư Hiên Hạo cấp bận biểu lúm cuốn tay chân tiếp nhận tiểu thanh lang ngao, vốn là hắn đối Tô Chiết lời nói, còn có chút không tin, so sánh thanh lang ngao có thể là rất khó được, hơn nữa con này chó ngao Tây Tạng bây giờ còn nhỏ như vậy. Tại sao có thể phán đoán ra được phải hay không tiểu thanh lang ngao? bất quá khi dư hiên hạo ôm lấy tiểu thanh lang ngao sau ý nghĩ của hắn lập tức liền thay đổi bởi vì rất hiên tính dịu ngoan tiểu thanh lang ngao rời đi tô chiết sau lập tức trong tay dư hiên hạo dẫy dụa lên rồi mấu chốt nhất là con này tiểu thanh lang ngao khí lực còn không nhỏ mặc dù nhỏ thanh lang ngao cũng không hề tránh thoát đi dư hiên hạo nhưng là tiểu thanh lang ngao bây giờ còn chưa có mở mắt ra liền có cái này phần khí lực liền để dư hiên hạo hơi kinh ngạc thời khắc này dư hiên hạo mới hoàn toàn đã tin tưởng tô chiết lời nói Xác thực không thể coi thường con này tiểu chó ngao tây tạng, bởi vì lúc đó hắc long cùng hắc hổ hai con chó ngao tây tạng đều không có con này tiểu thanh lang ngao khí lực lớn. nói rõ tiểu thanh lang ngao so với hắc long cùng hắc hổ còn muốn ưu tú. cho dù con này tiểu chó ngao tây tạng không phải thanh lang ngao, cũng sẽ không so với thanh lang ngao kém. bất quá dư hiên hảo ở trong lòng đã tin tưởng là nhỏ chó ngao tây tạng là thanh lang ngao rồi. đồng thời xác định con này tiểu thanh lang ngao tiềm lực to lớn, chỉ cần bồi dưỡng khắp đương trưởng thành sau khẳng định có thể trở thành ngao vương tuy rằng tương lai không biết có thể hay không vượt qua tô chiết tiểu tuyết long thế nhưng thấp nhất cũng có thể cùng trang đắc quỷ vương so sánh với này làm cho dư hiên hạo đã rất thỏa mãn rồi hắn ở trong lòng đã quyết định bất luận muốn hoa bao nhiêu giá lớn đều muốn chiếm được tiểu thanh lang ngao tô chiết con này thanh lang ngao dù như thế nào đều phải cho ta mặc kệ phải bao nhiêu tiền cũng có thể dư hiên hạo vội vàng nói hắn yêu ngao như mạng ưu tú như vậy thanh lang ngao nếu như không có chiếm được lời nói, Dư Hiên Hạo nhớ hắn sẽ di hại trung thân. Không cần tiền, này thanh lang ngao là đưa cho ngươi, bất quá ta nghĩ ngươi giúp ta một chuyện. Tô Chiết nói ra, hắn trước khi tới cũng đã nghĩ kỹ. Hắn cũng không định muốn Dư Hiên Hạo tiền, mà là lấy thanh lang ngao để đánh đổi, muốn cho Dư Hiên Hạo giúp hắn làm một chuyện. Nhiệt môn Dư Hiên Hạo nghe xong Tô Chiết lời nói, càng là đung đưa bất định. Nếu như có thể lựa chọn, Dư Hiên Hạo tình nguyện dùng tiền mua dưới Tô Chiết Tiểu Thanh Lang Ngao. Bởi vì Dư Hiên Hạo không biết Tô Chiết cần hắn hỗ trợ cái gì, hơn nữa còn là lấy Tiểu Thanh Lang Ngao để đánh đổi. Tiểu Thanh Lang Ngao giá trị bao nhiêu tiền, Dư Hiên Hạo trong lòng rất rõ ràng, riêng là bây giờ giá trị liền tuyệt đối có thể cùng hắn trước đây mua hai con ưng bá khuyển tương đương, hơn nữa Tiểu Thanh Lang Ngao tương lai bồi dưỡng sau khi đứng lên, Tiểu Thanh Lang Ngao giá trị càng là thấp nhất muốn cao hơn vài lần. Một con có cơ hội trở thành Ngao Vương Thanh Lang Ngao, đối lượng lớn người đoạt. Điểm này Dư Hiên Hạo rất rõ ràng, hắn muốn Tô Chiết cũng có thể rất rõ ràng trong này lợi ích. Thế nhưng hiện tại Tô Chiết lại nguyện ý dùng tiểu thanh lang ngao làm để đánh đổi, muốn cho Dư Hiên Hạo giúp một cái bận bịu. Người muốn cho ta làm cái gì? Dư Hiên Hạo hỏi, hắn xuất hiện tại ý nghĩ trong lòng tương đương phức tạp, một mặt Dư Hiên Hạo rất nghĩ đến đến tiểu thanh lang ngao, một mặt hắn lại lo lắng Tô Chiết đưa ra ý nghĩ kỳ lạ yêu cầu đi ra, đến làm khó hắn. Cho nên Dư Hiên Hảo tình nguyện dùng tiền cùng Tô Chiết đến giao dịch, bất kể là xài bao nhiêu tiền cũng có thể. Ta nghĩ cho người giúp ta tại mỗi cái đài truyền hình trèo lên cái thông báo tìm người, chủ yếu là bổn tỉnh đài truyền hình. Tô Chiết nói ra, trước khi tới, Tô Chiết liền nghĩ tới để Dư Hiên Hảo đài truyền hình đài truyền hình trèo lên cái thông báo tìm người. Dù sao Dư Hiên Hảo giao thiệp càng rộng hơn, có thể so với hắn đi làm ung dung rất nhiều. Tô Chiết muốn Dư Hiên Hảo trèo lên thông báo tìm người, đương nhiên là vì giúp bảo bảo tìm cha mẹ ruột rồi. Tô Chiết vừa mới bắt đầu quyết định thời điểm, liền nghĩ tới tại đài truyền hình bên trong trèo lên thông báo tìm người, như vậy liền tương đối dễ dàng để bảo bảo cha mẹ của nhìn thấy. Nhưng mà nếu như Tô Chiết đi làm lời nói, sẽ rất khó có thể tại mỗi cái đài truyền hình trèo lên thông báo tìm người. Mà vừa vặn Dư Hiên Hảo hôm nay gọi điện thoại đến tìm hắn, Tô Chiết liền nghĩ đến để Dư Hiên Hảo hỗ trợ. Hích, trèo lên thông báo tìm người, người muốn tìm tìm người nào. Dư Hiên Hạo hỏi, hắn không nghĩ tới Tô Chiết nếu là muốn cho hắn giúp bận rộn như vậy. Chuyện như vậy, đối Dư Hiên Hạo tới nói rất đơn giản. Hơn nữa cho dù không có Tô Chiết không dùng tiểu thanh lang ngao đến trao đổi, chỉ cần Tô Chiết nói ra, Dư Hiên Hạo cũng phi thường nguyện ý giúp Tô Chiết việc này. Bởi vì Tô Chiết không chỉ có cứu lăng nhược tuyết một mạng, hơn nữa còn vạch trần nhà chính lâm âm mưu, giúp Dư Lăng hai nhà một đại ân. Hơn nữa cho dù dứt bỏ loại quan hệ này, lấy Dư Hiên Hạo cùng Tô Chiết bây giờ quan hệ, dư hiên hạo cũng rất tình nguyện giúp tô chiết bởi vì dư hiên hạo dương ra tướng làm tô chiết là bằng hữu rồi loại chuyện này dư hiên hạo đương nhiên sẽ không từ chối hỗ trợ dư hiên hạo biết rồi tô chiết nếu là khiến hắn giúp bận rộn như vậy trong lòng không khỏi có chút tức giận bởi vì theo dư hiên hạo tô chiết lựa chọn dùng tiểu thanh lang ngao đến làm trao đổi rõ ràng cho thấy chưa hề đem hắn coi như bằng hữu mới sẽ khách khí tuy rằng tô chiết không có nói rõ thế nhưng Dư Hiên Hạo tin tưởng Tô Chiết chính là cái này ý tứ. Tô Chiết, đây chính là của ngươi không đúng, thiệt thòi ta coi ngươi là thành bằng hiếu, còn khách khí như thế, nếu như ngươi lại lời nói như vậy, ta tình nguyện không cần thanh lang ngao nữa Dư Hiên Hạo có chút tức giận nói ra. Ngươi nghĩ đã đi đến đâu, ta đã nói rồi con này thanh lang ngao là đưa cho ngươi, không có ý gì khác, tìm ngươi hỗ trợ là một chuyện khác, ngươi nếu như không muốn giúp coi như xong. Tô Chiết cười khổ nói, tuy rằng hắn vốn là có chút lấy tiểu thanh lang ngao làm để đánh đổi bởi vì hắn cũng không muốn ghi nợ ân tình bất quá mới đầu thời điểm tô chiết liền nghĩ tới đưa một con chó ngao tây tạng cho dư hiên hạo cho nên cũng không phải xem như là tô chiết đặc biệt dùng tiểu thanh lang ngao đến cùng dư hiên hạo giao dịch vậy thì tốt bất quá ta cũng không thể lấy không của ngươi thanh lang ngao ngươi vẫn là ra cái giá rồi ta còn là mua lại đi dư hiên hạo cười nói nghe xong tô chiết giải thích hắn trong lòng vẫn là thư thái một điểm bất quá dư hiên hạo vẫn là không muốn chiếm tô chiết tiện nghi để tô chiết chịu thiệt người còn làm bạn của tôi lời nói liền đem thanh lang ngao mang về nếu như không phải lời nói liền đem thanh lang ngao buông ra người coi như ta hôm nay chưa có tới ta sẽ không bán thanh lang ngao tô chiết nói ra dư hiên hạo cười khổ không biết làm sao đáp lời hắn không nghĩ tới tô chiết trực tiếp dùng lời của hắn đến phản kích khiến hắn không lời nào để nói tô chiết đã nói tới mức này Dư Hiên Hảo cũng không tiện lại mở miệng nói tiền, bằng không, Dư Hiên Hảo tin tưởng Tô Chiết là nói được là làm được rồi, miễn cho không chỉ không chiếm được tiểu thanh lang ngao, vẫn cùng Tô Chiết liền bằng hữu đều làm không được thành, Dư Hiên Hảo tự nhiên quyết định về sau có cơ hội lại bồi thường Tô Chiết. Con này tiểu thanh lang ngao đến bây giờ, đã có thể nói là hoàn toàn thuộc về Dư Hiên Hảo rồi, hắn đặc biệt quý trọng, một khắc cũng không muốn buông ra. Mặc dù nhỏ thanh lang ngao bây giờ còn đặc biệt chống cự Dư Hiên Hảo, không muốn ở tại Dư Hiên Hảo bên người. Bất quá Dư Hiên Hạo tin tưởng chính mình trả lại suốt nhiều một chút kiên nhẫn lời nói, tin tưởng tiểu thanh lang ngao chẳng mấy chốc sẽ tiếp thu Dư Hiên Hạo. Mặc dù nhỏ thanh lang ngao tiềm lực to lớn, thế nhưng hiện tại dù sao còn nhỏ, cho nên tại Dư Hiên Hạo vùng vẫy sau một thời gian ngắn, liền không có khí lực, mệt đến ngủ rồi, rất nhanh sẽ tại Dư Hiên Hạo bắp đùi bên trong ngủ được đặc biệt thơm. Sau Dư Hiên Hạo liền bắt đầu hỏi Tô Chiết muốn muốn tìm tìm người nào, có hay không bức ảnh các loại, còn có người vật đặc thù. Bất quá Tô Chiết trả lời liền để Dư Hiên Hạo buồn bực, bởi vì Tô Chiết không chỉ không có bức ảnh coi như xong, liền người muốn tìm là người nào cũng không biết, liền người hình dạng ra sao cũng không biết. Tô Chiết cái gì cũng không biết, liền nói chỉ là muốn tìm một đứa bé cha mẹ của. Về phần những thứ khác, Tô Chiết liền không nhắc lại nữa thay cho manh mối. Hơn nữa liền tiểu hài tử bức ảnh cũng không có ý định giao cho Dư Hiên Hạo, liền tiểu hài tử giới tính tuổi tác đều ẩn giấu không nói, nếu như không phải Tô Chiết nói tới đặc biệt thành khẩn lời nói, Dư Hiên Hạo đều cho rằng Tô Chiết là chuyên môn tìm hắn vui vẻ, vậy có như vậy thông báo tìm người, như vậy hài tử cha mẹ làm sao có thể sẽ biết có người đang tìm bọn hắn. Bất quá cuối cùng Tô Chiết cuối cùng cũng coi như nộp một tờ giấy cho Dư Hiên Hạo, trên đó viết một câu nói. Mụ mụ, bảo bảo nhớ ngươi, mụ mụ, ngươi ở đâu? Bảo bảo không tìm được ngươi, một câu nói này là bảo bảo đang ngủ vô ý nói ra, Tô Chiết liền viết xuống, để Dư Hiên Hảo viết đến thông báo tìm người bên trong. Tô Triết tin tưởng chỉ cần bảo bảo cha mẹ của nhìn thấy, liền sẽ rõ ràng là bảo bảo đang tìm bọn hắn. Tại không có tìm được bảo bảo cha mẹ của trước, Tô Triết cũng không tính đem chuyện này nói cho bảo bảo biết. Bởi vì Tô Triết không muốn bảo bảo kỳ vọng quá lớn, miễn cho tương lai không tìm được bảo bảo cha mẹ của, để bảo bảo thất vọng rồi. Cho nên chỉ có tìm tới bảo bảo cha mẹ của, Tô Triết mới sẽ cùng bảo bảo nói. Bởi vì Tô Triết chưa từng có hỏi qua bảo bảo liên quan với nàng chuyện của cha mẹ, cho nên Tô Chiết không có chút nào hiểu rõ bảo bảo cha mẹ của. Cho nên Dư Hiên Hạo hỏi Tô Chiết thời điểm, Tô Chiết mới hỏi gì cũng không biết. Hơn nữa vì không quấy nhiễu đến bảo bảo bình thường sinh hoạt, Tô Chiết cũng sẽ không cung cấp bảo bảo bức ảnh, miễn cho có người tới quấy dày đến bảo bảo, bất quá đối phương là xuất phát từ hảo ý vẫn là có mục đích khác. Tô Chiết cùng Dư Hiên Hạo cụ thể hiệp thương thông báo tìm người sau, liền đem chuyện này giao cho Dư Hiên Hạo rồi, sau hắn liền rời đi quán cà phê. Tô Chiết đi rồi, Dư Hiên Hạo nhìn Tiểu Thanh Lang ngao chỉ có thể cười khổ, Tô Chiết nộp một nan để cho hắn. Treo lên thông báo tìm người đối Dư Hiên Hạo cũng không khó, khó được là Tô Chiết tăng cao manh mối quá ít, có thể nói trên căn bản không có. Chỉ có một câu nói, để Dư Hiên Hạo làm sao đi tìm. Bởi vì không biết cái này thông báo tìm người có hiệu quả hay không, thế nhưng Dư Hiên Hạo lại không nghĩ đem Tô Chiết ủy thác sự tình cho làm hư hại, cho nên Dư Hiên Hạo chỉ có thể thương tận đầu óc. Bất quá mặc kệ có hiệu quả hay không, Dư Hiên Hạo chung quy phải trước tiên thử một chút, nếu như không có hiệu quả, Dư Hiên Hạo chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Thế là Dư Hiên Hạo lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cho hắn thư ký. Liên hệ đài truyền hình sự tình, tự nhiên không cần Dư Hiên Hạo chính mình đi làm, hắn chỉ cần dặn dò một cái, sẽ có người làm được thỏa đáng, Dư Hiên Hạo chỉ cần biết cuối cùng hậu quả là được rồi, về phần quá trình là như thế nào liền không cần hắn đi quan tâm. Điện thoại rất nhanh sẽ tiếp thông. Thời điểm vừa mới bắt đầu, Dư Hiên Hạo muốn bí thư của hắn đi liên hệ đài truyền hình thời điểm, bí thư của hắn còn tưởng rằng là muốn vì tập đoàn sản phẩm làm quảng cáo. Nhưng khi thư ký biết rồi Dư Hiên Hạo cũng không phải muốn làm quảng cáo, mà là muốn trèo lên thông báo tìm người sau, trong lòng hắn không khỏi cũng có chút ngạc nhiên. Dư Hiên Hạo không nói nhảm, trực tiếp giữ tô chiết lại nan đề, còn nguyên giao cho thư ký. Làm Dư Hiên Hạo đóng trò chuyện sau, bí thư của hắn cũng chỉ có thể cười khổ, như vậy thông báo tìm người không khác là mò kim đáy biển rồi, nếu như đến lúc đó không có hiệu quả, thư ký đoán chừng hắn muốn tại Dư Hiên Hảo trước mặt lưu lại một hành sự bất lực ấn tượng. Kỳ thực Tô Chiết cũng không phải không biết hắn như vậy thông báo tìm người có phần lớn hiệu quả, bất quá Tô Chiết cũng chỉ là dự định muốn trước tiên thử một chút. Nếu như này thông báo tìm người hữu dụng, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất. Nếu như vô dụng, lại mặt khác nghĩ biện pháp, hay là nhắc lại cung nhiều một chút bảo bảo tư liệu nếu như thật sự là không có cách nào tìm tới bảo bảo cha mẹ của vậy cũng chỉ có thể mặt khác dự định nói chung tôi triết dự định chính là tận lực không ảnh hưởng đến bảo bảo sinh hoạt cái kia chính là tốt nhất tôi chiết rời khỏi quán cà phê sau liền trực tiếp lái xe về nhà làm tôi triết sau khi về đến nhà vừa vặn đuổi tới lúc ăn cơm sau khi cơm nước xong tôi chiết điện thoại di động vang lên cùng ngày hôm qua số xa lạ như thế phải là đưa máy vi tính chuyển phát nhanh viên tôi chiết tiếp thông quả nhiên cùng Tô Chiết đoán không lầm, đích thật là chuyển phát nhanh viên, hắn là gọi điện thoại đến xác nhận Tô Chiết có không có ở nhà. Tô Chiết để điện thoại xuống không đến bao lâu, chuyển phát nhanh viên liền giao hàng tới cửa. Có tới mấy cái đại kiện, Tô Chiết kiểm tra một chút bao trang vẻ ngoài có hay không tổn hại, sau đó liền trực tiếp tại chuyển phát nhanh đơn lên ký tên ký nhận rồi. Làm chuyển phát nhanh viên đi rồi sau, Tô Chiết chỉ cần cầm dao nhỏ mở ra bao trang thời điểm, bảo bảo cùng An Huyên đều bởi vì tò mò tâm vây đã tới, liền ngay cả An Hân cũng bị hấp dẫn đã tới. Xem An Hân cùng An Huyên hai người đều tại, Tô Chiết cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đem hai cái khá là nhỏ cái dương giao các nàng, làm cho các nàng chính mình hủy đi. Mà Tô Chiết hắn bắt đầu mua bán lại của mình máy vi tính, hắn mua là máy lắp ráp, không phải phẩm bài cơ, là cần tự mình động thủ lắp ráp. Làm An Hân cùng An Huyên mở ra đóng gói sau, nhìn thấy bên trong bọc lại sổ ghi chép, một cái liền ngây người, sau đó An Huyên kích động hô, Kaka, đây là đưa cho ta đấy sao?" Tô Chiết trực tiếp gật gật đầu, sổ ghi chép này chính là chuyên môn mua được đưa An Huyên cùng An Hân. Khi chiếm được Tô Chiết hồi phục sau, An Huyên đều nhanh muốn nhảy dựng lên, bất thình lình kinh hỉ, để trong lòng nàng đều nhanh muốn mừng như điên. An Huyên nằm mơ đều phải muốn một bộ thuộc về mình máy vi tính, không nghĩ tới vào hôm nay lại đột nhiên thực hiện. Xem ra An Huyên rất yêu thích, Tô Chiết trong lòng cũng hài lòng, chính là không biết An Hân có hài lòng hay không. Tô Chiết, quá lãng phí, Tiểu Huyên còn nhỏ không cần mua máy vi tính, ta cũng rất ít dùng máy vi tính. An Hân nói ra, tuy rằng An Hân trong lòng cũng rất yêu thích sổ ghi chép này, thế nhưng là Tô Chiết mua, để trong lòng nàng thật không tiện. Tuy rằng An Hân đối máy vi tính sách tay giá cả không phải hiểu rất rõ, thế nhưng nàng cũng biết Sony sổ ghi chép sẽ không tiện nghi, hơn nữa tuy rằng không biết cái này sổ ghi chép là hình hào gì, nhưng khi thành vẻ ngoài xem, liền biết có giá trị không nhỏ. Người yên tâm, laptop này không mắc, tiểu huyên học tập cần lên mạng tìm tư liệu, người bình thường cũng cần dùng đến máy vi tính, cho nên ta liền mua lại, nếu như các người không nên, vậy ta liền lấy ra đi lạc. Tô Chiết cười nói, về phần một cái bộ sổ ghi chép cần 1.100 không khối, Tô Chiết đương nhiên sẽ không nói cho An Hân biết, đoán chừng Tô Chiết nói ra, An Hân càng thêm không thể nào biết tiếp nhận rồi. An Huyên ở bên cạnh liều mạng gật đầu, chỉ lo An Hân không chấp nhận, nàng kia mới vừa vặn tới tay mộng đẹp liền muốn bay mất, đúng vậy a à, tỷ, dù sao mua đều mua cũng đừng có lãng phí kha tiền của anh rồi nói đến đây an hân tự nhiên không thể lại nói suốt cái gì cự tuyệt đến rồi như vậy chỉ sẽ phá hư các nàng cùng tôi chiết quan hệ hơn nữa an hân cũng biết an huyên vẫn muốn một bộ máy vi tính nếu như hôm nay muốn an huyên không chấp nhận bộ này sổ ghi chép lời nói đoán chừng an huyên muốn đau lòng chết rồi xem an hân đã không có ý kiến tôi chiết cười cười tiếp tục đi mua bán lại của mình máy vi tính về phần An Hân cùng An Huyên hai bộ sổ ghi chép, cũng không cần Tô Chiết đi thao tác, sổ ghi chép đều là đã sắp xếp gọn hệ thống, các nàng chỉ cần đem chuột các loại ngoại thiết trực tiếp xuyên vào đi là có thể dùng. Cũng không cần Tô Chiết đi kéo lưới tuyến cho các nàng, bởi vì cái này một cái Sony SVD 13228 sv svk siêu cực bản bên trong liền có nội trí mạng vô tuyến thẻ, trực tiếp liên tiếp trong nhà mạng wireless là có thể lên mạng. Bảo bảo đối An Huyên các nàng sổ ghi chép không có hứng thú, trái lại đối tô chiết lắp ráp máy vi tính rất có hứng thú, ngồi trồm hốm xuống nhìn tô chiết bận việc. Bảo bảo hiện tại lại như một vấn đề bảo bảo như thế, đồ vật gì đều phải hỏi một chút, có lúc cầm lấy bộ nhớ đầu hỏi tô chiết là cái gì, có lúc lại cầm lên đến CPU hỏi do tô chiết. Cứ như vậy, tô chiết cũng không phải suốt ruột lắp ráp, cũng là trước tiên thỏa mãn bảo bảo hiếu kỳ. Bất quá bảo bảo có chút vấn đề, tô chiết cũng trả lời không được, có lúc cũng rất khó giải thích cho bảo bảo nghe, làm bảo bảo lớn lớn nhỏ nhỏ linh kiện đều hỏi toàn bộ sau, Tô Chiết mới bắt đầu động thủ lắp ráp. Kỳ thực lắp ráp máy vi tính thời điểm, Tô Chiết cảm thấy có bảo bảo tại, cũng nhiều hơn không ít lạc thú, bởi vì bảo bảo sẽ không quấy rối, còn sẽ chủ động giúp người chút ít bận bịu. Có lúc Tô Chiết tại lắp đặt linh kiện thời điểm, bảo bảo sẽ cầm khăn tay, rất tỉ mỉ mà đem ngươi lau đi mồ hôi trên trán, biểu hiện cực kỳ chăm chú. Để Tô Chiết có lúc cảm giác mình thành một cái chính ở thủ thuật đài làm giải phẫu y sinh, mà bảo bảo chính là làm trợ thủ tiểu hộ, sĩ. Đương nhiên tô chiết trên chán cũng không hề chảy mồ hôi, bất quá hắn cũng cực kỳ phối hợp để bảo bảo lau mồ hôi. Làm tô chiết đem máy vi tính tổ bọc lại, hệ thống máy vi tính cũng cài đặt lên. Làm tô chiết ấn lên nút mở máy, máy vi tính thành công vận hành một khắc đó, bảo bảo vui vẻ đại gọi ra. Tại bảo bảo trong lòng, máy vi tính này nhưng là có nàng một nửa công lao, cho nên thành công vận hành sau, bảo bảo mới sẽ vui vẻ như vậy, thật giống như cùng Tô Chiết lần thứ nhất mua máy vi tính, chính mình lắp ráp thành công vậy tâm tình sống lại tiện được đột kích ngược không pop up us. Tô Chiết để bảo bảo tại trong phòng của hắn chơi vừa mới lắp ráp tốt máy vi tính, mà chính hắn đi lầu hai phòng chứa bên trong, đem trong đó một cái chứa đầy thùng lớn chuyển xuống đến. Này bên trong đựng nhưng là 5.000ml trị liệu nước thuốc, là chuyên môn chuẩn bị kỹ càng giao cho trường hoa xưởng chế thuốc. Bởi vì hôm nay vừa lúc là tô chiết cùng Lý Trường Hoa ước định giao hàng ngày, mà Tô Chiết xem hiện tại thời gian liền không còn sớm, liền dự định ra cửa. Tô Chiết cùng bảo bảo các nàng nói một tiếng, liền đem chứa trị liệu nước thuốc thùng lớn, chuyển tới trên xe, sau đó lái xe đi tới trường hoa xưởng chế thuốc. Làm Tô Chiết mang theo trị liệu nước thuốc chạy tới trường hoa xưởng chế thuốc thời điểm, hắn không nghĩ tới Lưu Hùng cũng tới. Lý Trường Hoa đem Tô Chiết đưa tới trị liệu nước thuốc, giao cho trong xưởng chuyên môn phụ trách quản lý công nhân viên sau, liền dẫn Lưu Hùng cùng Tô Chiết hai người khắp nơi tuần tra. Đồng thời Lý Trường Hoa còn đem Trường Hoa xưởng chế thuốc, hiện nay chủ yếu nhất tiến triển hướng về Tô Chiết cùng Lưu Hùng giảng một cái. Kỳ thực bất kể là Tô Chiết, vẫn là Lưu Hùng, thậm chí là Lý Trường Hoa, đối Trường Hoa xưởng chế thuốc những chuyện khác cũng không phải rất quan tâm, bọn hắn để ý nhất tối sản phẩm mới mới nhất thành quả. Bởi vì tân dược phẩm mới là quyết định Trường Hoa xưởng chế thuốc sau này phát triển tiền đồ, so sánh với đó, những chuyện khác đều có vẻ không trọng yếu. Hiện nay trường hoa xưởng chế thuốc nghiên cứu tân dược phẩm quá trình đều rất thành công, cũng không hề phát hiện vấn đề gì, hơn nữa hiệu quả cũng là vượt quá tưởng tượng tốt. Tất cả cũng rất thuận lợi dựa theo kế hoạch tiến hành, Lý Trường Hoa còn nói rất nhanh trường hoa xưởng chế thuốc đệ nhất khoản tân dược phẩm là có thể chính thức đẩy ra thị trường rồi. Sau Lý Trường Hoa vẫn cùng Tô Chiết cùng Lưu Hùng Hiệp thương tân dược phẩm độc quyền vấn đề, có cần thiết hay không xin độc quyền? Đối với xin độc quyền, Tô Chiết cũng không phải rất tán thành, bởi vì hắn cảm thấy căn bản không trọng yếu. Bởi vì tân dược phẩm quan trọng nhất là trị liệu nước thuốc, mà không phải phương pháp phối chế. Tân dược phẩm phương pháp phối chế nhưng thật ra là rất đơn giản, chẳng qua là sinh sản quá trình bỏ thêm trị liệu nước thuốc đi vào, hiệu quả mới tăng cường nhiều như vậy. Bởi vì hiện tại trị liệu nước thuốc chỉ có Tô Chiết một người nắm giữ, tân dược phẩm liền không cần lo lắng bị người mô phỏng theo. Mà giả như cái khác người cũng có thần lực nước thuốc lời nói, trường hoa xưởng chế thuốc phương pháp phối chế cũng là có vẻ không trọng yếu. Cho nên tân dược phẩm căn bản không có cần phải đi xin độc quyền. Đạo lý này, Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng đều hiểu, cho nên Tô Chiết không đồng ý sau, bọn hắn cũng không nhắc lại nữa xin chuyên chuyện lợi rồi. Sau Lý Trường Hoa bắt đầu vạch ra Trường Hoa xưởng chế thuốc vấn đề, vấn đề thứ nhất là Trường Hoa xưởng chế thuốc vấn đề tiền bạc, tuy rằng Lưu Hùng vô tức cung cấp 10 triệu cho Trường Hoa xưởng chế thuốc, thế nhưng trường hoa xưởng chế thuốc tài chính vẫn là hơi có vẻ chưa đủ. Không trách có người nói y dược ngành nghề là là lãi cách xù ngành nghề, đồng thời cũng là một cái vô cùng lớn hố đen, cần cuồn cuộn không đoạn tập trung vào tài chính mới có thể nhìn thấy thành quả. Nếu như trên đường một khi quay vòng vốn không tới, trước đó làm đầu tư chính là công dã tràng rồi. Dù cho trường hoa xưởng chế thuốc có trị liệu nước thuốc, thiếu ung dung rất nhiều, thiếu đi một ít đường vòng, thế nhưng trường hoa xưởng chế thuốc cần tài chính cũng không phải một cái số lượng nhỏ chuyện đến nước này, ai đều sẽ không bỏ qua. Thế là tô chiết bọn hắn dựa theo nắm có cổ phần bao nhiêu xin vào vào mới tài chính, trường hoa xưởng chế thuốc mãi cho đến sản phẩm mới đi ra đồng thời bắt đầu lợi nhuận quãng thời gian này, cần có tài chính tại 200 triệu khoảng chừng Nói cách khác nắm giữ 10% cổ phần lý trường hoa cần tập trung vào 20 triệu, mà nắm giữ 5% cổ phần lưu hùng cũng không cần tăng thêm nữa tiền bạc, bởi vì hắn trước đó đã lấy ra 10 triệu đi ra, có thể dùng để chống cự thiên tài cơ giáp sư đọc đầy đủ ớt mà làm trường hoa xưởng chế thuốc tối cổ đông lớn Tô Chiết, hắn nắm giữ 85% cổ phần, tổng cộng cần tập trung vào một ước 70 triệu. Mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu, Lưu Hùng còn tưởng rằng Lý Trường Hoa cùng Tô Chiết đều không bỏ ra nổi lớn như vậy bút tiền mặt đi ra. Lưu Hùng còn dự định cho bọn hắn mượn tiền, hoặc là chính mình đổi lấy cổ phần của bọn hắn, bất quá Lưu Hùng biết cái này hy vọng không lớn. Bởi vì Lưu Hùng biết hiện tại sẽ không có người từ bỏ trường hoa xưởng chế thuốc cổ phần, cho nên hắn cũng không có để đổi chuyện cổ phần. Làm Tô Chiết cùng Lý Trường Hoa đều biểu thị không cần vay tiền thời điểm, Lưu Hùng còn tưởng rằng Tô Chiết cùng Lý Trường Hoa quyết định theo giai đoạn tập trung vào tài chính. Có thể là không có nghĩ tới là Lý Trường Hoa cùng Tô Chiết cũng không biết nơi nào tìm đến tiền mặt, đều sáng tỏ biểu thị tài chính lên không có vấn đề. Kỳ thực Tô Chiết cũng rất bất đắc dĩ, hắn cần đầu nhập tài chính trọn vẹn là một ước 70 triệu, cùng hắn tiền dư vừa vặn, nếu như cần nhiều thêm lời nói, hắn liền không lấy ra được vừa vặn hắn từ trịnh viêm đấu khuyển giữa trường thắng không ít tiền, hôm nay mới có thể tập hợp đủ một ước 70 triệu. Đối với Tô Chiết có thể lấy ra một ước 70 triệu, Lưu Hùng hiện ra phải vô cùng giật mình. Bởi vì liền ngay cả nếu như hắn muốn một lần lấy ra một ước 70 triệu lời nói, cũng vô cùng không dễ dàng. Mà Lưu Hùng mặc dù biết Tô Chiết còn mặt khác mở ra một gian Tô Sủng Chi ra, nhưng là bất kể Tô Sủng Chi ra như thế nào đi nữa kiếm tiền, nó vẫn là một gian sủng vật bệnh viện. Tuyệt đối không thể tại trong thời gian ngắn như vậy, đã kiếm được một ước 70 triệu. Xem ra chính mình đối Tô Triết hiểu rõ còn chưa đủ nhiều, Lưu Hùng trong lòng nghĩ đến. Tại chỗ Lý Trường Hoa cùng Tô Triết liền đem tài chính đi vào Trường Hoa xưởng chế thuốc tài vụ trong tài khoản, này Trường Hoa xưởng chế thuốc vấn đề tiền bạc hiện tại liền tạm thời giải quyết tốt đẹp rồi. Mà Trường Hoa xưởng chế thuốc vấn đề thứ hai, cũng là vấn đề trọng yếu nhất, là Trường Hoa xưởng chế thuốc về sau phát triển căn cơ chính là tô chiết cung cấp trị liệu nước thuốc phân lượng vấn đề. Nếu như tô chiết về sau vẫn là nhiều nhất chỉ có thể cung cấp nhiều như vậy lời nói. Tuy rằng trường hoa xưởng chế thuốc vẫn là có thể tiếp tục phát triển, thế nhưng tốc độ liền muốn chậm rất nhiều. Cái vấn đề này mới là lý trường hoa cùng Lưu Hùng để ý nhất sự tình, tài chính phương diện này còn nói được, nghĩ một chút biện pháp tổng là có thể giải quyết. Thế nhưng trị liệu nước thuốc, lý trường hoa cùng Lưu Hùng liền không có cách nào, bởi vì nó nắm giữ ở tô chiết trong tay. Đối với cái này, Tô Chiết chỉ có thể bảo chứng mình đã đang nghĩ biện pháp tăng cao trị liệu nước thuốc số lượng, về sau trị liệu nước thuốc nhất định sẽ chậm rãi gia tăng. Có Tô Chiết bảo đảm sau, Lưu Hùng cùng Lý Trường Hoa cũng không tiện nói cái gì nữa. Bọn hắn cũng sẽ không đưa ra để Tô Chiết đem trị liệu nước thuốc khởi nguồn nói ra, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng trị liệu nước thuốc trọng yếu bao nhiêu, đổi lại là ai cũng không thể sẽ giao ra đây. Tô Chiết xác thực không thể đối lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng nói ra trị liệu nước thuốc khởi nguồn, Tô Chiết hiện tại cũng là rất gấp, cho nên hắn mới vội vã để Lý Hoa mở chi nhánh sự tình. Hiện tại Tô Chiết chỉ có mở chi nhánh, mới có thể tăng cao tích phân số lượng. Làm Lưu Hùng cùng Tô Chiết rời đi Trường Hoa xưởng chế thuốc thời điểm, trời đã tối lại. Lái xe rời đi Trường Hoa xưởng chế thuốc Tô Chiết, ở trên đường không khỏi cảm thán kiếm tiền không dễ dàng, nhưng dùng tiền lại như là nước chảy. Hắn chỉ là đi ra một chuyến mà thôi, một ước 70 triệu tiền dư sẽ không có, có thể nói là một đêm trở về trước giải phóng. Làm tô chiết khi về đến nhà, đã qua giờ cơm. Tại trường hoa xưởng chế thuốc thời điểm, bởi vì tô chiết không biết lúc nào mới sẽ trở lại, cho nên tô chiết liền trước đó gọi điện thoại về, nói cho An Hân các nàng không cần chờ hắn ăn. Tỉ mỉ An Hân là tô chiết lưu không ít cơm nước, tô chiết vừa về đến, An Hân lập tức liền đem đang còn nóng cơm nước bưng lên. Tô Chiết vừa ăn cơm một vừa nhìn tiểu tuyết long cùng hai con tiểu tàng sư, hắn nhìn đến thú vị, không tự kìm hãm được bật cười. Hai con tiểu tàng sư, rất là không chịu được cô quạch, một khắc cũng không ngăn nổi, đều là chạy loạn khắp nơi. Tiểu tuyết long hơi chút không chú ý, màu đen tiểu tàng sư liền chuồn ra ổ chó bên trong, hướng về phòng rửa tay bỏ tới. Làm tiểu tuyết long phát hiện sau, vội vàng chạy tới đem màu đen tàng sư ngậm về ổ chó, nhưng là một con khác màu trắng tàng sư lại không thấy. Tô Chiết nhìn thấy màu trắng tàng sư bò vào trong phòng bếp, thế nhưng Tô Chiết lại không có lên tiếng, gấp đến độ tiểu tuyết long khắp nơi tìm lung tung. Cuối cùng tiểu tuyết long lãng phí không ít công phu, mới tìm được màu trắng tàng sư. Cứ như vậy tiểu tuyết long mang theo hai con tiểu tàng sư, loay hoay xoay quanh, một khắc thời gian đều dừng lại không được. Mà Tô Chiết cái này bất lương chủ nhân, lại không có tim không có phổi ngốc ở một bên nhìn náo nhiệt. Sau đó hai con tiểu tàng sư đều chạy đến Tô Chiết tới bên này, hai con tiểu gia hỏa tại tô chiết dưới bàn chân bắt đầu chơi đùa lên. Cuối cùng hai con tiểu tàng sư tại tô chiết chân bên chơi mệt rồi ngủ rồi, mà tiểu tuyết long cũng không dám chạy đi, ở bên cạnh ngồi sổm yên lặng nhìn hai con tiểu gia hỏa ngủ. Tô chiết phát hiện tiểu tuyết long rất lưu ý hai con tiểu tàng sư, thật giống hai con tiểu tàng sư để tiểu tuyết long hiểu chuyện rất nhiều, trước đó hai con tiểu tàng sư chưa có tới trước đó, tiểu tuyết long nhưng là so với chúng nó còn muốn nghịch ngợm hoạt bát, bây giờ nhưng có thể một tấc cũng không rời chờ đợi tại hai con tiểu tàng sư bên người đổi lại trước đó đây căn bản thì không cách nào tưởng tượng sự tình tiểu tuyết long để bụng như thế hai con tiểu tàng sư đối tô chiết tới nói là một chuyện tốt ít nhất tô chiết có thể yên tâm lại tiểu tuyết long có thể chiếu cố tốt hai con tiểu tàng sư tô chiết sau khi cơm nước xong liền hai con ngủ ở chân hắn thấp tiểu tàng sư ôm trở về ổ chó bên trong tiểu tuyết long lập tức đi theo lại đây tiểu tuyết long ổ chó liền ở tiểu tàng sư bên cạnh như vậy có thể càng tốt hơn trông giữ hai con tiểu tàng sư. Tô Chiết trở về phòng bên trong, bắt đầu luyện tập luyện thể thuật, làm tiêu hao hơn nửa thần lực cùng thể lực, ra một thân mồ hôi sau, mới dừng lại. Cầm đổi giặt quần áo đi tắm rửa sạch sẽ sau, Tô Chiết lau tóc đi ra. Lúc này Tô Chiết đột nhiên phát hiện ngoài cửa sổ có một cái bóng đen, bởi vì Tô Chiết cũng không thể xác định đứng ở phía ngoài người nào, cho nên hắn đối tiểu tuyết long làm một cái im lặng thủ thế. Tô Chiết vì không đánh rắn động cỏ, làm cho đối phương nhận ra được do đó chạy mất. Tô Chiết cẩn thận từng ly từng tí đi tới trong cửa chính, sau đó nhẹ nhàng chuyển động lấy tay. Sau Tô Chiết nhanh chóng mở cửa, hướng về bóng đen chạy đi. Ngoài cửa sổ bóng đen tại Tô Chiết vừa mở cửa ra miệng thời điểm, liền phát hiện rồi, hắn không chậm trễ chút nào chạy đi. Lúc này Tô Chiết càng thêm xác định bóng đen lai giả bất thiệt, nếu không cũng sẽ không nhìn thấy Tô Chiết sau, lập tức liền chạy. Tô Chiết vội vàng đuổi theo mà tiểu tuyết long cũng chạy ra, cùng tô chiết đồng thời truy. Bất quá tô chiết lo lắng đối phương còn có giúp đỡ thủ ở nhà, lo lắng an hân các nàng gặp nguy hiểm, cho nên hắn lập tức mệnh lệnh tiểu tuyết long trở lại. Mặc dù nhỏ tuyết long rất không cam tâm, thế nhưng tô chiết mệnh lệnh, nó cũng sẽ không trái với, lập tức chạy về nhà. Bóng đen chạy trốn rất nhanh, thân thủ rất nhanh nhẹn. Liền ngay cả tô chiết dụng huyết toàn lực, cũng chỉ là cùng bóng đen tốc độ tương đương hơn nữa tại tô chiết kêu to tiểu tuyết long lúc trở về tốc độ không tự chủ chậm có chút mặc dù chỉ là thời gian rất ngắn ngủi thế nhưng bóng đen lập tức lợi dụng cơ hội này cùng tô chiết kéo dài khoảng cách mới đầu tô chiết cho rằng bóng đen là ban ngày gặp phải trang đắc cái kia một đám người cho rằng trang đắc bọn hắn đối tiểu tuyết long còn không hết hy vọng bất quá tô chiết bây giờ nhìn bóng đen bóng lưng cũng không giống trang đắc bọn hắn đương nhiên tô chiết cũng không bài trừ bóng đen là trang đắc giúp đỡ bóng đen không chỉ tốc độ rất nhanh còn rất biết lợi dụng địa hình, cho Tô Chiết đã tạo thành không ít trở ngại, khiến Tô Chiết cùng hắn cách càng lúc càng lớn. Liền ở Tô Chiết cho rằng muốn mất dấu bóng đen, hắn gần như muốn từ bỏ thời điểm, bóng đen chạy đến một cái hẻo lánh yên tĩnh địa phương đột nhiên ngừng lại. Bóng đen xoay người lại nhìn chạy tới Tô Chiết, bởi vì bóng đen mang trên mặt mặt nạ, che khuất phần lớn gò má, khiến Tô Chiết không cách nào phân biệt suốt bóng đen thân phận, càng không cách nào suy đoán bóng đen ý đồ đến. Ngươi là ai, có mục đích gì? Tô Chiết hỏi, trước đó ở nhà lúc tu luyện, Tô Chiết liền hao phí không phải thể lực, hiện tại lại chạy dài như vậy con đường, hơn nữa còn là đem hết toàn lực chạy, càng là tiêu hao không ít thể lực. Tốc độ của đối phương có thể cùng Tô Chiết không phân như nhau, hơn nữa thân thủ càng là so với Tô Chiết linh hoạt, vậy thì nói thực lực chỉ ít cùng Tô Chiết tương đương. Lúc này Tô Chiết nếu như động thủ, đối với hắn rất bất lợi, cho nên hắn nghĩ hết số lượng kéo dài thời gian, tốt khôi phục một chút thể lực có thể là đối phương thật giống xem thấu tô chiết ý đồ, căn bản không cho tô chiết cơ hội, không có đi trả lời tô chiết vấn đề, trực tiếp hướng về tô chiết vào tới rồi, không nói lời gì liền trực tiếp động thủ. hay là đối phương đối thực lực của mình rất tin tưởng, trực tiếp hướng về tô chiết oanh lên một quyền. may là tô chiết một mực phòng bị đối phương, vội vàng lắc người một cái, hiểm bên trong có hiểm tránh thoát đối phương này hung mãnh một quyền. đối phương một đòn thất thủ, cũng không nhụt chí, đối với tô chiết có thể tránh ra cũng không kinh sợ, dù sao tô chiết tốc độ có thể so với hắn so sánh, mà mặt sau có bóng đen lần nữa hướng về tô chiết phát động tấn công, hay là một quyền, hay là một trường, cũng hay là xuất cước hướng về tô chiết đá vào, các loại chiêu thức thay đổi thất thường, liên miên không dứt đối tô chiết xuất ra, hiện ra cái mặt nạ này bóng đen thân thủ bất phàm, tô chiết chỉ có thể khổ nỗi né tránh phòng ngự, khổ không thể tả, liền cơ hội xuất thủ đều không có, cuối cùng tô chiết bị mặt nạ bóng đen hư chiêu chỗ che đậy không kịp né tránh mặt nạ bóng đen tiếp theo kích. Mặt nạ bóng đen như báo hổ phát xiết, một quyền đánh chúng Tô Chiết ngực. Một quyền này đánh cho Tô Chiết trọn vẹn lui ra 3 năm bước, Tô Chiết chỉ cảm giác ít hầu phát ngọt, khí tức hỗn loạn. Tô Chiết mới vừa muốn phản kích lúc thức dậy, mặt nạ bóng đen một bước bước qua đi, sau bay lên một cước đối với Tô Chiết phần đầu đá vào, mặt nạ bóng đen cả cái động tác gọn gàng nhanh chóng, uy thế hung mãnh, phản ứng như điện. Nếu như Tô Chiết bị mặt nạ bóng đen đá trúng lời nói, nhẹ thì cũng phải đánh mất sức chiến đấu, cũng lại không còn sức đánh trả. Mặt đối mặt có bóng đen thế tới hung hăng, Tô Chiết căn bản không dám xem thường, lập tức giơ hai tay lên, dùng cánh tay đi chống đối mặt nạ bóng đen tiến công. Tô Chiết miến cưỡng chống lại mặt nạ bóng đen một cước này, rất không thoải mái. Mặt nạ bóng đen chân lực rất lớn, bước bách Tô Chiết không nhịn được lui vài bước, mới miễn cưỡng đứng vững vàng bóng người. Tô Chiết chỉ là cảm giác hai tay đều tê dại, cảm giác hai tay của mình đều nhanh muốn không phản ứng mặt nạ bóng đen hai chân hơi cong, sau đó trong nháy mắt cất bước về phía trước, chỉ là vài bước giữa liền đã đến tô chiết trước mặt, một cái đấm thẳng hướng về tô chiết trước mặt đánh tới. Tô chiết cảm giác mình còn tiếp tục như vậy, khẳng định không có phần thắng chút nào, hắn quyết định không thể ngồi chờ chết rồi. Tô chiết vươn tay trái ra chặn hướng về mặt nạ bóng đen cánh tay phải, đồng thời chân phải của hắn đột nhiên đá lên, một cước đá hướng về mặt nạ bóng đen ngực. Đối mặt tô chiết một cước, mặt nạ bóng đen nhưng không có hay đi để ý tới, chỉ là tùy ý vươn tay trái ra đi bảo vệ ngực. Mặt nạ bóng đen tựa hồ cũng không lo lắng Tô Chiết có thể tạo thành uy hát yêu ta đối với hắn. Mặt nạ bóng đen đánh về Tô Chiết quả đấm, thay đổi phương hướng, tránh đi Tô Chiết tay trái phòng ngự, đánh về phía Tô Chiết ngực. Tô Chiết cùng mặt nạ bóng đen hai người đồng thời đánh chúng đối phương, đều từng người lui lại mấy bước, sau đều không kìm lòng được che ngực, rõ ràng bọn hắn đều bị thương nhẹ. Liên tiếp hai lần, Tô Chiết bị mặt nạ bóng đen quả đấm bắn trúng ngực, lúc này ngực của hắn mơ hồ làm đau, Tô Chiết miễn cưỡng nhịn xuống mới không có nôn ra máu, thế nhưng miễn cưỡng đình chỉ, Tô Chiết cảm giác càng là khó chịu. Mặt nạ bóng đen cũng không dễ chịu, hắn mặc dù có lấy tay đi ngăn cản Tô Chiết chân, thế nhưng hắn rõ ràng đánh giá thấp Tô Chiết sức mạnh. Tay trái của hắn căn bản vô pháp chống đỡ đỡ được, hắn lúc này cảm giác tay trái của chính mình đều nhanh muốn phế rồi, ít nhất trong thời gian ngắn có bóng đen tay trái đã không cách nào có thể nhúc nhích. Mặt nạ bóng đen không nghĩ tới Tô Chiết sức mạnh to lớn như thế, vừa có thể cùng hắn không kém bao nhiêu, này phán đoán sai lầm để mặt nạ bóng đen bị thiệt lớn. Hơn nữa mặt nạ bóng đen phát hiện Tô Chiết thân thể kháng đánh năng lực đối với hắn còn mạnh hơn. Tô Chiết tốc độ cùng sức mạnh cùng mặt nạ bóng đen tương đương, không phân như nhau, thế nhưng thân thể năng lực phòng ngự so với mặt nạ bóng đen phải mạnh hơn một bậc. Hiện tại mặt nạ bóng đen đối Tô Chiết ưu thế chỉ còn dư lại thân thủ linh hoạt, cùng với kinh nghiệm chiến đấu so với Tô Chiết phong phú, mặt nạ bóng đen vẫn không có khôi phục như cũ, Tô Chiết cũng đã nghiêng người mà lên, tay phải một quyền thẳng đến mặt nạ bóng đen ngực. Dưới tình thế cấp bách, mặt nạ bóng đen không thể làm gì khác hơn là nâng tay phải lên đi chống đối. Chỉ là trong nháy mắt, Tô Chiết quả đấm liền đánh tới mặt nạ bóng đen thủ trưởng. Tạm thời phòng ngự mặt nạ bóng đen thủ lưng bị một nguồn sức mạnh đẩy lên ngực, lập tức mặt nạ bóng đen cả người bị này một nguồn sức mạnh đẩy ra 3 năm bước mới ngừng lại mặt nạ bóng đen mới vừa lui lại mấy bước còn chưa đứng lại tiếp lấy tô chiết chân phải đột nhiên bay lên một cước từ đá hướng về mặt nạ bóng đen ngực tô chiết một cước này vừa nhanh lại nhanh mặt nạ bóng đen không thể làm gì khác hơn là lần nữa đưa tay phải ra chống đối bỗng nhiên trong lúc đó mặt nạ bóng đen chỉ cảm thấy tay phải truyền đến một nguồn sức mạnh giống như là mãnh hổ bình thường không có thể ngăn cản vội vã chủ động cất bước lui về phía sau vài bước mặt nạ bóng đen mới miễn cưỡng tan mất này nguồn sức mạnh sau đó Tô Chiết đã không lại bị động phòng ngự, hắn quyết định muốn cùng mặt nạ bóng đen cứng đối cứng, lấy giết địch một ngàn tự tổn 800 phương thức cùng mặt nạ bóng đen đối kháng, bởi vì chỉ có như vậy Tô Chiết mới có phần thắng. Càng tiếp tục đánh, Tô Chiết càng là hung mãnh. Lúc này Tô Chiết cùng mặt nạ bóng đen tình cảnh cấp tốc chuyển tới, Tô Chiết đánh cho mặt nạ bóng đen liên tục lùi về phía sau, khó với chống đỡ. Vốn là Tô Chiết cùng mặt nạ bóng đen thực lực liền không kém bao nhiêu, tiền kỳ mặt nạ bóng đen chỉ là ỉ vào trên người linh hoạt, chiêu thức quỷ dị mới khiến Tô Chiết khó với phản kích. Hiện tại cho Tô Chiết tìm tới cơ hội, mặt nạ bóng đen tay trái lại bị thương, mặt nạ bóng đen ưu thế lập tức tan thành mây khói. Uống, úa, ưng Tô Chiết quát to một tiếng, lần nữa mãnh liệt bước tới trước, hướng về mặt nạ bóng đen phát khởi hung mãnh tiến công. Tô Chiết song quyền uy thế hừng hực, mỗi một quyền đều là việc nghĩa chẳng từ nan. Mà trái lại mặt nạ bóng đen, thì vừa vặn cùng Tô Chiết ngược lại, chỗ hắn nơi lo lắng. Tại tô chiết cuồng mãnh công kích, mặt nạ bóng đen hung hiểm liên tục, hắn căn bản không dám đơn giản đi chống cự tô chiết quả đấm. Bất quá mặt nạ bóng đen ỉ vào thân thủ nhanh nhẹn, chiêu thức thay đổi thất thường, trong khoảng thời gian ngắn, tô chiết ngược lại là chưa chiếm được thượng phong. Sau, tô chiết phát hiện mặt nạ bóng đen luôn bảo vệ tay trái của chính mình, hơn nữa cũng không có gặp lại được hắn qua dùng tay trái, đồng thời tay trái động tác có lúc cũng rất quái dị. Tô chiết nhất thời đã minh bạch, mặt nạ bóng đen tay trái hẳn là tại mới vừa đối đầu dưới bị thương, hơn nữa thương còn không nhẹ. Cơ hội này, Tô Chiết đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, hắn kế tiếp chỉ cần công kích mặt nạ bóng đen tay trái, bước bách mặt nạ bóng đen không thể không cùng Tô Chiết chính diện giao phong. Tô Chiết hiện tại hoàn toàn là liều mạng đấu pháp, cho dù liều mạng cho mặt nạ bóng đen đánh tới một quyền, chính mình cũng đánh tới một quyền. Lấy thương đổi thương, thế nhưng lúc trước mặt nạ bóng đen căn bản không dám cùng làm như vậy, bởi vì Tô Chiết thân thể năng lực phòng ngự cường hãn hơn hắn. Nếu như cứng đối cứng, thua thiệt là mặt nạ bóng đen. Cho nên mặt nạ bóng đen trước đó một mực né tránh Tô Chiết công kích, chỉ là thỉnh thoảng cùng Tô Chiết gần người đánh lộn, thế nhưng là rất ít là Tô Chiết chính diện giao phong. Thế nhưng hiện tại mặt nạ bóng đen đã không có biện pháp, bởi vì Tô Chiết chủ yếu công kích mặt nạ bóng đen bị thương tay trái, khiến cho mặt nạ bóng đen mệt mỏi chống đỡ, cũng không còn cách nào lợi dụng trên người linh hoạt ưu thế. Tô Chiết đối nhịp điệu chiến đấu càng ngày càng quen thuộc, hắn công thủ càng ngày càng thành thục, mặt nạ bóng đen đã không có biện pháp đánh tới Tô Chiết, trừ phi mặt nạ bóng đen lựa chọn cùng Tô Chiết đang đối mặt oanh. Tô Chiết công kích thực sự quá cuồng bạo rồi, giống như là bão tố như thế để mặt nạ bóng đen đáp ứng không xuể, chỉ có thể khổ sở chống đối Tô Chiết công kích. Không bao lâu, mặt nạ bóng đen trên người đã bị Tô Chiết bắn trúng một quyền rồi. Tô Chiết còn muốn xông tới cùng mặt nạ bóng đen tranh đấu, thế nhưng mặt nạ bóng đen lại lợi dụng tô chiết sức mạnh, lùi về sau vài bước, sau lập tức xoay người hướng về phía trước chạy đi. Mặt nạ bóng đen biết mình đã không có phần thắng rồi, nếu như tiếp tục nữa lời nói, hắn vài phút đồng hồ khả năng liền sẽ đem mệnh viết di chúc ở đây rồi. Hôm nay mặt nạ bóng đen bởi vì sơ ý, đối tô chiết thực lực phán đoán sai lầm, mới đã ăn lớn như vậy thiệt thòi, nếu như vừa bắt đầu mặt nạ bóng đen biết tô chiết thực lực chân thật, cẩn thận đối phó lời nói, Tô Chiết căn bản không không cách nào đánh thắng mặt nạ bóng đen. Hôm nay mặt nạ bóng đen đã không có cơ hội, hắn đã đã thất bại. Bất quá ngày sau còn dài, mặt nạ bóng đen quyết định chữa khỏi vết thương, lần sau tìm kiếm thời cơ, lại tới đối phó Tô Chiết. Cho nên mặt nạ bóng đen tại tay trái sau khi bị thương, đối mặt Tô Chiết công kích, đã nghĩ tới chạy trốn, hiện tại mặt nạ bóng đen tìm tới cơ hội, liền lập tức chạy. Tô Chiết lập tức đuổi theo, bất quá đuổi không đến bao lâu, hắn liền dừng lại. Sau Tô Chiết liền cũng không nhịn được nữa phun một cái huyết đi ra, hắn đã không có khí lực. May là Tô Chiết bên cạnh có cây đại thụ, hắn đỡ sau mới không có ngã xuống. Nhiệt môn Tô Chiết tại phun một ngụm máu sau, ngực của hắn trái lại thoải mái một ít, không có lúc trước bị đè nén cảm giác, không sẽ khó chịu như vậy. Vừa nãy Tô Chiết cùng mặt nạ bóng đen vật lộn thời điểm, hắn chỉ là cường chống mới không có bị thua. Tô Chiết lo lắng một khi hắn đem huyết ói ra, hắn sẽ nhược trí, liền không thể kiên trì được nữa, không có khí lực lại cùng mặt nạ bóng đen chiến đấu. Trước đó Tô Chiết ngược liên tục bị mặt nạ bóng đen đánh trúng hai lần trọng quyền, chỉ sợ là lấy Tô Chiết thân thể kháng đánh năng lực cũng cảm thấy không chịu nổi, lúc đó Tô Chiết liền bị thương không nhẹ. Sau đó Tô Chiết càng là đã trúng mặt nạ bóng đen không ít lần công kích, thương càng thêm thương, Tô Chiết chỉ là kháng đánh năng lực khá mạnh, nhưng cũng không phải vô địch, chỉ là so với mặt nạ bóng đen mạnh hơn một bậc mà thôi. Cho nên Tô Chiết tình huống lúc đó rất không thể lạc quan, chỉ là bởi vì Tô Chiết biết mình một khi biểu hiện ra thế yếu đi ra, cũng sẽ bị mặt nạ bóng đen nhân cơ hội đánh bại. Cho nên đến cuối cùng, Tô Chiết mới sẽ chọn điên cuồng công kích mặt nạ bóng đen, lấy mạng đổi mạng, hắn muốn thừa thế xông lên đánh bại mặt nạ bóng đen. Nếu như lúc đó mặt nạ bóng đen lại kiên trì nhiều một hồi, có lẽ bị thua người chính là Tô Chiết rồi, có lẽ sẽ bị thua càng thêm triệt để. Ít nhất Tô Chiết không thể nào biết cùng mặt nạ bóng đen như thế, có cơ hội chạy trốn. Tô Chiết thắng cược rồi, hắn điên cuồng khí thế chấn trụ mặt nạ bóng đen, khiến cho hắn không dám ham chiến. Bất quá lần sau lại gặp mặt có lời của bóng đen, Tô Chiết thì sẽ không như hôm nay vẫn tốt như vậy. Dù sao mặt nạ bóng đen lúc đó là không biết Tô Chiết thực lực chân thật, cho nên mới phải bị Tô Chiết đã cắt đứt một cái tay, do đó bị thiệt lớn. Hiện tại mặt nạ bóng đen đã đối Tô Chiết thực lực có so sánh chân thật hiểu rõ, đối Tô Chiết đã có phòng bị gặp lại mặt nạ lời của bóng đen đến lúc đó ai mạnh ai yếu còn khó nói thế nhưng tôi chiết phần thắng tương đối thấp bởi vì hắn không có mặt nạ bóng đen như vậy phong phú kinh nghiệm thực chiến ở phương diện này hắn là xử bằng thế yếu trừ phi tôi chiết tại mặt nạ bóng đen tìm trước khi đến đem thực lực của mình lại đề cao một cái trình độ lấy sức mạnh tuyệt đối ưu thế áp chế lại mặt nạ bóng đen mới có chiến thắng hy vọng tôi chiết đối tăng lên chính mình thực lực càng thêm bức thiết rồi bởi vì hắn hôm nay nếu như không có thực lực lời nói vận mệnh có thể sẽ tương đương bi thảm. Bất quá trong thời gian ngắn, Tô Chiết cũng không phải lo lắng mặt nạ bóng đen sẽ lại tìm tới cửa. Bởi vì tuy rằng Tô Chiết bị thương, thế nhưng mặt nạ bóng đen cũng bị Tô Chiết cắt đứt tay trái. Cho nên tại mặt nạ bóng đen không có chữa khỏi vết thương trước đó, hắn là không dám lại gây sự với Tô Chiết, tối thiểu cũng phải chờ mặt nạ bóng đen tay trái khôi phục. Chính vì như thế, cho nên Tô Chiết trong lòng mới không có lo lắng như vậy mặt nạ bóng đen trả thù, bất quá Tô Chiết cũng biết mình cũng không thể xem thường, vẫn còn cần tăng cao cảnh giác, phòng bị mặt nạ bóng đen có khác giúp đỡ. Tô Chiết hơi chút khôi phục thể lực sau, lập tức chạy về nhà bên trong. Hắn lo lắng mặt nạ bóng đen còn có đồng bọn mai phục tại phụ cận, nếu như chờ hắn truy kích mặt nạ bóng đen thời điểm, nhân cơ hội đối phó an hân các nàng thì phiền toái. Mặc dù nhỏ tuyết long đã tại trong nhà bảo hộ các nàng, nhưng mà nếu như là cùng mặt nạ bóng đen như thế cường cao thủ lời nói, tiểu tuyết long còn không là đối thủ, may là tô chiết sau khi về đến nhà cũng không hề phát hiện xuất hiện không ổn tưởng tượng chỉ là an hân ngồi ở trong phòng khách chờ hắn an hân là vì tô chiết cùng tiểu tuyết long làm ra động tĩnh mà bị đánh thức lo lắng xảy ra chuyện an hân sẽ không có thể tiếp tục an tâm nghỉ ngơi thế là nàng đã đi xuống lầu nhưng là an hân nhưng không có nhìn thấy tô chiết phòng của hắn cũng trống rỗng mà trong nhà cửa lớn lại mở ra không có khóa lên tiểu tuyết long thủ đợi ở cửa bên trong nhìn phía xa hơn nữa An Hân còn phát hiện tiểu tuyết long rất nôn nóng như thế, đây chính là tiểu tuyết long chuyện chưa bao giờ xảy ra, chỉ ít An Hân chưa từng thấy tiểu tuyết long như vậy qua. An Hân lo lắng Tô Chiết có chuyện, nếu không Tô Chiết cũng sẽ không không có bản giao liền chạy ra khỏi đi, thậm chí ngay cả môn cũng không kịp đóng lại. Này không giống Tô Chiết phong cách hành sự, vậy khẳng định là lên tiếng. An Hân trong lòng cấp, nhưng tiểu tuyết long lại không có cách nào, nói cho nàng biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra cho nên an hân cũng chỉ có thể ở nhà làm gấp may mà tô chít hiện tại rốt cuộc trở về rồi nếu như tô chít không về nữa lời nói an hân đều muốn gọi điện thoại báo cảnh sát bởi vì nàng rất lo lắng tô chít có chuyện tô chít xảy ra chuyện gì ngươi làm sao vậy sắc mặt làm sao khó coi như vậy không thoải mái sao an hân nhìn thấy tô chít sau khi trở lại thoáng thở phào nhẹ nhõm thế nhưng an hân xem tô chít sắc mặt tái nhợt trong lòng lại nhiều hơn một phần bận tâm ta không sao, không cần lo lắng, chỉ là vừa mới ta thật giống nhìn thấy một người tại ngoài cửa sổ, ta cho rằng là tên trộm, liền đuổi theo, cuối cùng vẫn là khiến hắn chạy. Tô Chiết lên tinh thần đến, nỗ lực gượng cười nói, ta chỉ là chạy trốn quá mau, không có thích ứng lại đây, cho nên có chút mệt mỏi, người đi lên trước nghỉ ngơi đi, bất quá mấy ngày nay phải chú ý đóng kỹ các cửa. Tô Chiết không muốn đem mặt nạ bóng đen sự tình nói cho An Hân nghe, coi như là chính mình bị thương sự tình, Tô Chiết cũng dự định ẩn giấu bảo bảo cùng An Hân các nàng. Bởi vì cái này đối với chuyện này không có một chút nào trợ giúp, còn để An Hân các nàng lo lắng để phòng, căn bản không có cần phải. Được, ta trở về phòng, người cũng nghỉ sớm một chút, ngủ ngon. An Hân xem Tô Chiết mặc dù nói nhẹ nhàng, thế nhưng là cười có chút không tự nhiên, Tô Chiết ánh mắt cũng có một tia lo lắng cùng lấp lẽ, đồng thời Tô Chiết quần áo cũng có một chút tranh đấu lưu lại vết tích cho nên tâm tư cẩn thận An Hân suy đoán Tô Chiết hẳn là đối với nàng che giấu một ít chuyện, rất có thể là vì Tô Chiết cũng không muốn các nàng lo lắng, cho nên mới dự định chính mình một người tiếp tục chống đỡ. Bất quá An Hân biết Tô Chiết không muốn nói, tự nhiên có Tô Chiết không nói đạo lý, cho nên nàng thông minh cũng không hề vạch trần Tô Chiết lời nói dối có thiện ý. Ngày mai gặp, ngủ ngon, Tô Chiết cười nói. Làm Tô Chiết xác định An Hân lên lầu sau, lập tức không chịu nổi, ngược lại ở trên ghế salon, cuối cùng Tô Chiết không nhịn được một trận ho khan, thế nhưng Tô Chiết lo lắng bị An Hân các nàng nghe được, cho nên trong tay liền trước bưng miệng mình, để tiếng ho khan của chính mình nhỏ đi rất nhiều. Sau Tô Chiết càng là cầm khăn tay che miệng, đợi Tô Chiết khạc xong sau, phát hiện trong tay hắn khăn tay đã đem máu nhuộm đỏ rồi. Tô Chiết cười khổ, từ khi năm đó Tô Chiết bị Tô Vũ Hình cứu sau, có nhà Tô Chiết còn chưa từng có thử qua chịu đến như hôm nay thương nặng như vậy, còn thật sự có chút không quen. Bất quá bởi vì khi còn bé trải qua, thật ra khiến Tô Chiết không có quá nhiều lo lắng, cảm thấy rất là tầm thường. Chỉ là tình cảnh này để Tô Chiết không khỏi nghĩ lên tuổi ấu thơ bên trong bóng tối hồi ức, để trong lòng hắn có chút không thoải mái. Tô Chiết một lần nữa cầm một tờ giấy, đem vết máu ở khóe miệng lau, sau đó lại cầm sạch sẽ khăn tay bao ở dính vào vết máu khăn tay, sau mới đem khăn tay ném đến trong thùng rác. Tiểu Tuyết Long lập tức chạy đến Tô Chiết bên người đến, nóng nảy nhìn Tô Chiết, thông minh Tiểu Tuyết Long biết chủ nhân bị thương yên tâm ta không sao bất quá hôm nay liền muốn ngươi lưu lại giữ cửa xin nhờ rồi ngươi cũng không thể lười biếng tô chiết hữu khí vô lực nói ra hắn vẫn là lo lắng mặt nạ bóng đen nửa đêm đánh hồi mã thương không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất cho nên tô chiết mới khiến cho tiểu tuyết long tối hôm nay trông cửa phòng bị mặt nạ bóng đen tiểu tuyết long ô ô kêu vài tiếng gật gật đầu tô chiết lúc này mới thỏa mãn bật cười nhưng là hắn lại không cẩn thận khẽ động vết thương của mình đau tô chiết không khỏi cau mày hít vào một ngụm khí lạnh, một lúc lâu hắn mới khôi phục như cũ. Chờ mình hơi chút khôi phục một chút thể lực sau, Tô Chiết lập tức liền nhẫn nhịn thân thể uể oải, đỡ trong sofa đứng lên, sau đó từng bước từng bước chậm rãi rời trở về phòng của mình bên trong. Bởi vì Tô Chiết lo lắng An Hân lại đột nhiên xuống, mà phát hiện hắn bị thương, cho nên Tô Chiết mới vội vã trở về phòng. Bị thương Tô Chiết, đối hoàn cảnh chung quanh cảm giác thấp rất nhiều. Cho nên Tô Chiết cũng không biết hắn mới vừa nhất cử nhất động, đều bị cầu thang nơi khúc quanh thân ảnh của nhìn đến rõ rõ ràng ràng. An Hân lúc đó xem Tô Chiết sắc mặt tái nhợt, chỉ lo lắng Tô Chiết thân thể không thoải mái. Thế nhưng Tô Chiết không nói ra, An Hân cũng không có cách nào. Lên lầu An Hân cuối cùng vẫn là không yên lòng, cho nên An Hân vẫn là không nhịn được quay đầu lại. Vừa vặn An Hân liền thấy Tô Chiết ngược lại ở trên ghế salon một màn, thế nhưng nàng lúc đó suýt chút nữa không nhịn được kinh hô lên. Đồng thời Tô Chiết còn ho đến rất khổ cực, cuối cùng còn ho ra máu nữa rồi bị thương nghiêm trọng như thế Tô Chiết, không chỉ giấu giếm các nàng, hơn nữa Tô Chiết bởi vì sợ tiếng ho khan bị an hân các nàng phát hiện, còn dùng tay che miệng lại, không cho âm thanh phát ra. Làm an hân thấy cảnh này thời điểm, nước mắt của nàng liền không nhịn được chảy ra. Nàng rất muốn lao ra, thay Tô Chiết chia sẻ thống khổ, không muốn Tô Chiết nhịn được khó chịu như vậy. Bất quá cuối cùng An Hân vẫn là nhịn được, nàng biết Tô Chiết che giấu chuyện này, không nói ra hắn bị thương việc, chính là không muốn để cho các nàng lo lắng nếu như an hân hiện tại đi ra ngoài thời điểm có lẽ không chỉ không giúp được tô chiết ngược lại sẽ để tô chiết trong lòng càng thêm khó chịu cho nên an hân chỉ là cắn môi mình không để cho mình khóc ra thành tiếng yên lặng tại tô chiết sau lưng nhìn chăm chú vào bất quá nước mắt của nàng lại không cầm được chảy ra làm tô chiết cẩn thận từng ly từng tí trở về gian phòng của mình đem cửa phòng khóa trái sau tô chiết mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm đến một bước này tô chiết mới không cần lo lắng mình bị an hân phát hiện bất quá cho rằng đã ẩn giấu đi qua, âm thầm may mắn Tô Chiết, nhưng lại không biết kỹ xảo của hắn có cỡ nào kém kém, đã sớm để An Hân phát hiện hắn không thích hợp, cuối cùng càng làm cho An Hân nhìn thấy hắn ho ra huyết một màn. Trở về phòng Tô Chiết, nằm ở trên giường, hắn hiện tại đã không có khí lực lại đi làm bất cứ chuyện gì rồi, nếu như mặt nạ bóng đen, hay là cái khác kẻ thù vào lúc này lần nữa đánh đi lên lời nói, hắn cũng chỉ có thể bó tay chờ chết rồi, tùy ý mặt nạ bóng đen xử trí. Tuy rằng Tô Chiết hiện tại bị thương rất nghiêm trọng, thế nhưng Tô Chiết lại không có suy nghĩ đi qua phía ngoài bệnh viện xem bệnh. Thứ nhất là Tô Chiết lo lắng bị An Hân các nàng phát hiện, thứ hai là Tô Chiết từ khi tu luyện luyện thể thuật sau, thân thể tự mình năng lực hồi phục càng ngày càng mạnh. Dựa vào thân thể tự mình năng lực hồi phục, tôi Chiết bị thương liền sẽ từ từ khỏi rồi, chỉ là sẽ khá chậm một chút, thế nhưng mặt khác tôi Chiết còn có cái khác hiệu quả càng thêm rõ ràng phương pháp trị liệu, đây mới là Tô Chiết không nghĩ đi bên ngoài chữa bệnh nguyên nhân chủ yếu bằng không tô chiết hay là muốn mạng của mình không thể ở nhà chờ chết dù sao hắn bị thương không nhẹ bởi vì hiện tại tô chiết thật sự là không có khí lực cho nên đúng là không có biện pháp đi chủ động khôi phục hiện tại chỉ có thể trước để thân thể tự mình khôi phục sau tiếp theo dùng những biện pháp khác ngày thứ hai cứ việc bị thương không nhẹ thế nhưng tô chiết tại thời gian rất sớm tự đứng lên tô chiết phát hiện sau khi bị thương hắn thể lực cùng thần lực tốc độ khôi phục đều so với thường ngày chậm rất nhiều bất quá trải qua một buổi tối tô chiết trong cơ thể thần lực cũng khôi phục một nửa cũng có chút khí lực bất quá hơi chút động một cái tô chiết vẫn là rất khó chịu bất quá tô chiết hiện tại đã đợi không được nếu như đợi được đương nhiên tốt cũng không biết muốn chờ đã bao lâu hắn hiện tại muốn chủ động đi khôi phục tốt thân thể bị gây thương tích rồi tô chiết nhất định phải tại mặt nạ bóng đen lần nữa tập kích trước khi đến đem mình thương chữa khỏi hơn nữa không chỉ trước phải so với mặt nạ bóng đen trước tiên khôi phục như cũ còn muốn thừa dịp quáãng thời gian này, tận lực tăng cường thực lực của mình. Cho nên tôi chiết thời gian rất gấp bức, từng giây từng phút đều không thể lãng phí nữa rồi. Tôi chiết lựa chọn biện pháp trị liệu rất đơn giản, chính là tu luyện luyện thể thuật. Không vận dụng thần lực đến tu luyện luyện thể thuật lời nói, tuy rằng tăng cường thực lực hiệu quả rất nhỏ, thế nhưng khôi phục thương thế cùng thần lực hiệu quả lại là rất rõ ràng. Cho nên tôi chiết mới sẽ vừa khôi phục chút khí lực, liền lập tức bò lên, tu luyện luyện thể thuật dọn xong tư thế bắt đầu chậm rãi đánh tới luyện thể thuật thức thứ nhất bình thường rất dễ dàng là có thể hoàn thành thức thứ nhất bây giờ đối bị thương tô chiết lại là rất gian nan bởi vì mỗi một cái động tác đều sẽ dính dáng đến tô chiết vết thương khiến hắn hết sức thống khổ bất quá nhanh nhíu chặt mày tô chiết vẫn là cố nén đau nhức ý chịu đựng đem thức thứ nhất từng chiêu từng thức đánh ra đến tuy rằng quá trình rất thống khổ thế nhưng hiệu quả cũng là rất rõ ràng tô chiết phát hiện nỗi đau của hắn đang tu luyện luyện thể thuật sẽ có một tia đau sót cảm giác nhột hắn biết là luyện thể thuật bắt đầu có hiệu quả rồi có sự phát hiện này sau tô chiết mới có thể nhịn được thống khổ tiếp tục kiên trì có lúc bị đau đớn hành hạ tô chiết hy vọng giường nào thần lực của hắn có thể đối với hắn tạo tác dụng vậy hắn hiện tại là có thể không cần thống khổ như vậy rồi bất luận chịu đến như vậy thương nặng chỉ cần vừa sử dụng thần lực liền ngay lập tức sẽ khôi phục như cũ thật là có cỡ nào được nói như vậy sẽ không có đau đớn không có buồn phiền ở trong chiến đấu bị thương trực tiếp dùng thần lực khôi phục lại lập tức là cao nhất thực lực. lời nói như vậy, tô chiết tin tưởng liền không dùng lại lo lắng mặt nạ bóng đen rồi bảo đảm để mặt nạ bóng đen có đi mà không có về. đáng tiếc đây chỉ là tô chết ảo tưởng mà thôi. để tô chiết phi thường khổ não là thần lực đối ngoại trừ tô chết bên ngoài người hiệu quả đều tốt vô cùng chưa từng có mất đi hiệu lực qua. thế nhưng tô chết đối với mình khiến dùng thần lực bất kể là cường hóa vẫn là trị liệu cùng với gia tốc sinh trưởng đối tô chiết hiệu quả lại nhỏ bé không đáng kể, hầu như có thể nói không có bất kỳ hiệu quả, chớ nói chi là thần lực nước thuốc rồi, tô chiết cũng từng đã nếm thử rất nhiều loại phương thức, thế nhưng đều không ngoại lệ, đều không có tác dụng, thật giống như tô chiết thân thể đối thần lực miễn dịch như thế, này làm cho tô chiết thập phần thất vọng. Nếu không, tô chiết hiện tại là có thể dùng thần lực, trực tiếp khôi phục thương thế của mình. Đáng tiếc hiện tại tô chiết chỉ có thể vạn bất đắc dĩ nhịn đau đau nhất, tu luyện luyện thể thuật đến khôi phục thương thế. Hôm nay Tô Chiết bởi vì cần tu luyện luyện thể thuật đến khôi phục thương thế, cho nên hắn mới thức dậy rất sớm. Thế nhưng là có một người so với Tô Chiết còn phải sớm hơn, Tô Chiết còn không có lúc thức dậy, nàng cũng đã ra cửa. Tô Chiết ngốc ở trong phòng, đánh mấy lần luyện thể thuật sau, hắn nhìn một chút thời gian đã không còn sớm. Thời điểm này, bảo bảo hẳn là đã thức dậy, nếu như Tô Chiết còn không đi ra lời nói, hắn sợ sẽ bị các nàng phát hiện cái gì. Cho nên hắn cũng không có tiếp tục tu luyện luyện thể thuật rồi, bởi vì tô chiết lần này bị thương thật sự là quá nặng đi, ngược lại không thể nào biết dễ dàng như vậy liền khôi phục lại. Bất quá tô chiết vết thương tuy nhưng còn chưa lành, thế nhưng cũng sẽ không giống trước đó, hơi chút động thân thể một cái, liền đau nhức được không xong. Tuy rằng tô chiết bây giờ còn không thể tiến hành cường độ cao động tác, bất quá so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều, khí sắc cũng sẽ không khó coi như vậy rồi, như vậy là có thể càng tốt hơn che giấu hắn bị thương sự tình. Hay là khi còn bé trải qua, để Tô Chiết quen thuộc bất luận là chuyện gì, hắn đều sẽ để ở trong lòng yên lặng chịu đựng, không sẽ cùng người chia sẻ. Suốt trước khi đi, Tô Chiết còn kiểm tra một chút toàn thân, xác định không có gì không ổn sau, mới mở cửa ra ngoài. Ngồi ở trong phòng khách An Hân vừa nghe đến động tính, lập tức hướng về Tô Chiết căn phòng nhìn lại. Làm An Hân phát hiện Tô Chiết khí sắc, tuy rằng không phải rất bình thường, thế nhưng Tô Chiết so với tối ngày hôm qua, đã tốt hơn rất nhiều. Này làm cho An Hân hơi chút an tâm điểm rồi, ít nhất Tô Chiết có chuyển biến tốt, không có tiếp tục chuyển biến xấu. Mà Bảo Bảo cũng đang An Hân ngồi bên cạnh, làm Bảo Bảo nhìn thấy Tô Chiết thời điểm, liền lập tức hướng về Tô Chiết chạy tới. Vốn là hôm nay Bảo Bảo lúc thức dậy, đã nghĩ đi Tô Chiết căn phòng. Thế nhưng An Hân sợ sẽ ảnh hưởng đến Tô Chiết nghỉ ngơi, lúc bình thường vẫn không có gì quan trọng, nhưng là tối ngày hôm qua Tô Chiết thân thể rõ ràng rất không thoải mái, cho nên An Hân liền ngăn trở Bảo Bảo đi Tô Chiết căn phòng ngoan ngoãn bảo bảo rất nghe An Hân lời nói, cho nên sẽ không có đi vào tìm Tô Chiết. Mà An Huyên hôm nay lại đi học rồi, không có ai cùng bảo bảo chơi, cho nên bảo bảo chỉ có thể ngốc ở trong phòng khách xem phim hoạt hình. Trong lòng đã sớm theo như lại không được bảo bảo, tại phát hiện Tô Chiết đi ra sau, lập tức liền hướng về Tô Chiết xông tới. Ca ca, ngươi là con heo lười nha, bảo bảo so với ngươi dậy sớm. Bảo bảo hi hi ha ha hướng về Tô Chiết chạy tới, đồng thời cũng đưa ra tay muốn Tô Chiết ôm đúng, ca ca là con heo lười, bảo bảo tối chịu khó rồi. Tô Chiết cười nói, đồng thời ngồi xổm xuống giang hai tay ra nghênh tiếp bảo bảo. Bất quá rất nhanh Tô Chiết lông mày liền mạnh mẽ nhăn đi lên, sắc mặt cũng không nhịn biến đổi, đồng thời thân thể còn thiếu chút nữa ngồi không vững, ngã về đằng sau, may là Tô Chiết đúng lúc vươn tay ra, mới miễn cưỡng chống đỡ thân thể, không có ngã xuống. Bảo bảo xông tới bốc đồng, đối bình thường Tô Chiết, hoặc là phổ thông người trưởng thành cũng bình thường có thể rất dễ dàng liên tiếp được bảo bảo. Thế nhưng hiện tại Tô chiết bị thương, toàn thân cũng không có khí lực, lại trùng hợp bị bảo bảo không cẩn thận đụng vào vết thương, khiến hắn rất là khó chịu. Bất quá rất nhanh Tô Triết liền làm bộ như không có chuyện gì xảy ra như thế, đem bảo bảo ôm, cùng bảo bảo đùa với chơi. Cứ việc Tô chiết vẻ mặt thống khổ chỉ là một cái thoáng mà qua, sắc mặt lập tức liền khôi phục bình thường, nhưng là vẫn bị một mực chú ý Tô Triết An Hân phát hiện. Bảo bảo, để ca ca đi trước rửa mặt. Kaka bây giờ còn chưa có ăn điểm tâm, chờ một chút lại chơi với ngươi. An Hân vội vàng chạy tới, đem Bảo Bảo từ tô chiết trong tay ôm tới. Tô Chiết hướng về An Hân cười cười, hắn còn không biết An Hân đã phát hiện. Lúc này Tô Chiết chú ý tới Tiểu Tuyết Long còn thủ tại cửa vào bên trong, hẳn là một buổi tối đều không có ngủ. Thế là Tô Chiết đi tới Tiểu Tuyết Long bên cạnh, vỗ vỗ đầu của nó, nói ra, làm được vô cùng tốt, đi nghỉ trước đi. Tiểu Tuyết Long ngoan ngoãn trở về ổ chó bên trong bắt đầu nghỉ ngơi, giữ một đêm, đối Tiểu Tuyết Long cũng là không thoải mái, nó đã có chút mệt mỏi. Không đến bao lâu, Tiểu Tuyết Long liền ngủ rồi. Mà hai con ăn uống no đủ tiểu tàng sư, tựa hồ biết rồi Tiểu Tuyết Long mệt mỏi, hôm nay đúng là không có nghịch ngợm, không có chạy loạn khắp nơi, một khắc đều dừng lại không được. Hay là hai con tiểu tàng sư là vì Tiểu Tuyết Long đuổi theo chúng nó trở về, chúng nó cảm thấy rất thú vị chơi vui, cho nên mới một khắc đều dừng lại không được hiện tại tiểu tuyết long không có tinh lực cùng chúng nó làm trò chơi. Hai con tiểu tàng sư ngoan ngoãn ở tại tiểu tuyết long bên người, không có lại bò đến chỗ khác đi rồi, y ôi tại tiểu tuyết long bên người, bồi tiếp tiểu tuyết long đồng thời nghỉ ngơi. Tuy rằng tô chiết bị thương, nhưng là của hắn thèm ăn cũng không có bị một tia ảnh hưởng, trái lại ăn được so với bình thường còn nhiều hơn. Hắn tu luyện luyện thể thuật thật là tiêu hao thể lực, nhất định phải hấp thu nhiều một chút đồ ăn, như vậy tô chiết mới có thể lực đến khôi phục thương thế. Làm Tô Triết ăn điểm tâm xong, cùng Bảo Bảo ở trong phòng khách nhìn phim hoạt hình thời điểm, An Hân bưng một bát thuốc đông y lại đây, mùi vị thật không tốt nghe thấy. Này là có thể bù thân thể, người uống vào, đối thân thể mới có lợi. An Hân nói ra, kỳ thực một cái chén cũng không phải là cái gì thuốc bổ, mà là có thể hoạt huyết hóa ứ thuốc đông y. An Hân tối ngày hôm qua phát hiện Tô Triết bị thương thổ huyết sau, liền một mực tâm thần không yên, rất bất an tâm, An Hân một buổi tối đều không có ngủ. An Hân đoán Tô Chiết Thương là theo người khác tranh đấu mà thương tổn, cho nên hôm nay An Hân sáng sớm tự ra suy nghĩ tìm trung y hốt thuốc. Bởi vì ngay lúc đó thời gian còn rất sớm, thuốc đông y phố đều còn chưa mở phố, là An Hân tìm rất lâu, đều không có tìm được mở cửa thuốc đông y phố, sau đó không thể làm gì khác hơn là đi bán xỉ thị trường mua điểm nguyên liệu nấu ăn trở về. Mà vừa vặn Tô Chiết tại hậu viện trồng 1.37, An Hân liền hỗn hợp cái khác dược liệu nguyên liệu nấu ăn ngao thành dược thiện. Tam thất cách gọi rất nhiều, lại tên tham gia tam thất, Điền bảy, huyết núi thảo, tháng sáu sối, cỏ bò gặp, thời cổ cũng xương rõ ràng tham gia, huyết sâm, nhân sâm tam thất, Điền tam thất, núi nước sơn, tam thất tham gia các loại. Nhân sâm bổ khí thứ nhất, tam thất bổ huyết thứ nhất, vị cùng mà công cúng các loại, cố xưng nhân sâm tam thất, là thuốc bắc trung chi quý giá nhất người. Dương danh trung ngoại bên trong thành dược phân nam bạch dược cùng mảnh tử hoàng, tức lấy tam thất làm chủ yếu nguyên liệu chế thành chủ trị khạc da máu, thổ huyết, nục huyết, tiêu ra máu, tỏa ra ngoại thương xuất huyết, ngực bụng đâm nhói, ngã nhào xương đau nhức. Bởi vì tam thất tên tuổi không nhỏ, hơn nữa giá cả cũng giá cao không hạ, giá tiền là một năm cao hơn một năm, cho nên tô chiết liền tại hậu viện bên trong trồng một điểm, để ngừa chưa sẵn sàng chi cần. Tuy rằng tô chiết loại không phải rất nhiều, thế nhưng đều là trải qua thần lực đào tạo qua, mỗi một viên đều là tinh phẩm. Tô Chiết lúc đó đúng là không có nghĩ tới chính mình sẽ hữu dụng đến tam thất thời điểm. Tô Chiết nhưng thật ra là sợ đắng, đặc biệt là thuốc đông y, hắn càng là rất chống cự. An Hân bưng tới thuốc đông y, riêng là tản mát ra mùi vị liền để Tô Chiết cảm thấy rất khổ. Cho nên Tô Chiết khi nghe đến An Hân là bưng cho hắn uống thời điểm, hắn liền mặt liền đổ xuống, gương mặt khổ tương. Tô Chiết vốn là rất muốn cự tuyệt An Hân, hắn rất không muốn uống dưới chén này thuốc đông y. Bất quá khi Tô Chiết nhìn thấy An Hân con mắt có không ít tơ máu, hơn nữa thần sắc của nàng cũng rất là uể oải, nghĩ đến An Hân khẳng định hao phí không ít tâm tư cùng tinh lực, cho nên Tô Chiết liền không tiện cự tuyệt An Hân hảo ý rồi. Thế là Tô Chiết liền nhận lấy An Hân thuốc đông y rồi, nhìn trong bát đen như mực nước thuốc, cùng với tản mát ra cay đắng, Tô Chiết còn thật sự có chút cầm lên không nổi dũng khí. Vốn là Tô Chiết còn nghĩ đến An Hân rời khỏi sau, lại nghĩ cách đi vứt sạch. Lời nói như vậy, Tô Chiết cũng không cần uống thuốc đông y, lại không cần từ chối An Hân tấm lòng thành. Nhưng là Tô Chiết tính toán ngưu đồ đánh rất khá, thế nhưng An Hân cũng không được chiêu. Nàng vẫn đứng tại Tô Chiết bên cạnh, rõ ràng cho thấy phải chờ Tô Chiết uống xong nó mới sẽ rời đi. Cho nên Tô Chiết bất đắc dĩ, chỉ có thể uống rồi. Rất chán ghét uống thuốc đông y Tô Chiết, cũng tự có bản thân một bộ cách uống. Chính là muốn một hơi uống vào, chính giữa không thể ngừng lại, như vậy mới thiếu rất nhiều thống khổ mà nếu như ngươi từng miếng từng miếng uống vậy càng khổ hơn nữa rất dễ dàng buồn nôn không có dũng khí tiếp tục uống thế là biết mình chạy không thoát tô chiết liền lấy tay thử một chút thuốc đông ion xác nhận không nóng sau tô chiết liền đình chỉ khí đem thuốc bắt đầu vào miệng một cái cho toàn bộ uống cạn sau khi uống xong tô chiết cảm giác toàn bộ yết hầu đều là khổ rất buồn nôn lúc này bảo bảo đúng lúc đưa cho một khối đường phèn cho tô chiết tô chiết vội vàng nhét vào trong miệng làm đường phèn tại trong miệng hòa tan vị ngọt rớt đầy trong miệng thời điểm tô chiết mới cảm giác không sẽ ác tâm như vậy rồi an hân xem tô chiết hiện tại tốt như thằng bé con tử như thế không khỏi bật cười nàng vẫn không có xem qua tô chiết một cái mặt nàng không nghĩ tới tô chiết nếu đã biết sẽ sợ đắng tô chiết uống xong thuốc đông y sau an hân liền mang theo bảo bảo đi ra nàng lo lắng bảo bảo ở nơi này sẽ ảnh hưởng đến tô chiết nghỉ ngơi an hân đi rồi tô chiết lại trở về phòng bên trong bắt đầu tu luyện luyện thể thuật, thời gian của hắn rất khẩn cấp, cho nên đã nghỉ ngơi không ít thời gian tô chiết, tại an hân các nàng sau khi rời đi lập tức liền bắt đầu tu luyện luyện thể thuật rồi. Tô chiết ở trong phòng dừng lại thế đứng, bắt đầu luyện tập thức thứ nhất. Không đến bao lâu, tô chiết liền dừng lại, hắn cảm thấy rất quỷ dị. Bởi vì tô chiết phát hiện lần tu luyện này thức thứ nhất, cùng thường ngày rất không giống nhau. Bởi vì cảm giác không phải rất mãnh liệt, tô chiết cho rằng là chính mình ảo giác, liền tiếp tục tu luyện thức thứ nhất. Thế nhưng rất nhanh Tô Chiết liền đã xác định, cảm giác này không phải lỗi của hắn cảm giác, mà là thứ tự này một thức xác thực cùng thường ngày không giống nhau. Tô Chiết một khi tu luyện lên thức thứ nhất, thân thể liền sẽ từ nơi sâu xa tỏa ra một luồng nhiệt khí, ấm áp, nhiệt khí đi qua địa phương sẽ cảm thấy rất thoải mái. Hơn nữa Tô Chiết phát hiện một cái cỗ nhiệt khí đối thương thế của hắn có trợ giúp, sẽ tăng nhanh thương thế hắn khôi phục. Một cái cỗ nhiệt khí, cùng lúc đó Tô Chiết thể chất đột phá 50 điểm thời điểm, thân thể trào ra khí rất là tương tự, có chút hiệu quả như nhau. Tuy rằng một cái cỗ nhiệt khí không sánh được lúc đó đột phá thời điểm, hiệu quả nhược rất nhiều lần, thế nhưng đối tô chiết thương thế hiệu quả cũng rất tốt rồi. Cho nên tô chiết đã nghĩ làm rõ một cái cỗ nhiệt khí là làm sao tới, tại sao chỉ có xuất hiện đang tu luyện luyện thể thuật mới có thể xuất hiện, mà trước đó tô chiết tu luyện luyện thể thuật thời điểm, tại sao chưa từng xuất hiện. Tô chiết phát hiện một cái cỗ nhiệt khí sẽ từ từ tiêu tán mất, thế là tô chiết nhanh chóng nắm chặt thời gian, thừa dịp nhiệt khí không có tiêu tan xong trước đó, mau chóng khôi phục trên thân thể thương thế. Một cái cỗ nhiệt khí xuất hiện quỷ dị, cũng biến mất rất nhanh. Tô Chiết không có tu luyện bao lâu, nhiệt khí liền toàn bộ tiêu tán mất rồi, Tô Chiết chỉ là hấp thu khoảng một nửa. Tô Chiết muốn nắm giữ một cái cỗ nhiệt khí, cứ như vậy đối thương thế của hắn rất có ích lợi. Cho nên Tô Chiết liền bắt đầu muốn trước lúc này hắn đã làm chuyện gì, mới đưa đến thân thể sẽ xuất hiện nhiệt khí. Thiên tư vạn tưởng, Tôi chiết chỉ nghĩ tới hôm nay cùng lúc trước tu luyện luyện thể thuật có những gì không giống nhau. Hắn chỉ nghĩ tới hôm nay hắn uống an hân tự tay luộc thuốc đông y. Có phải hay không là bởi vì là thuốc bắc quan hệ thân thể mới có thể xuất hiện nhiệt khí. Thế là tôi chiết lập tức chạy đến trong phòng bếp. Đáng tiếc thuốc đông y đã không có, chỉ còn dư lại một ít cặn thuốc. Tôi chiết nhường ra trong đó tam thất, cái khác liền không nhận ra. Mặc dù bây giờ thuốc đông y đã không có, không thể lấy ra làm thí nghiệm. Bất quá Tô Chiết muốn an hân luộc thuốc đông y, chủ yếu là lấy tam thất làm chủ, cái khác nguyên liệu nấu ăn là phụ, như vậy tam thất mới là trọng yếu nhất. Nếu như Tô Chiết đúng là bởi vì uống an hân thuốc đông y, thân thể mới có thể xuất hiện nhiệt khí lời nói. Cái kia cũng có thể chủ yếu là tam thất tạo tác dụng mới đúng, dù sao tam thất tác dụng chính là lưu thông máu tan ứ, mà vừa vận đối đầu nhiệt khí tác dụng. Nếu quả như thật có hiệu quả, cái kia tô chiết ăn sống tam thất cũng là phải sẽ có hiệu quả cho nên Tô Chiết lập tức chạy đến trong hậu viện, hắn muốn đi đào chút tam thất thử một chút. Dù sao tam thất là có thể ăn sống, cho dù cuối cùng không có hiệu quả, tam thất cũng sẽ không đối Tô Chiết thân thể có tổn thương gì. Tô Chiết đào một gốc tam thất xuống, sau đó dùng nước trong đem tam thất lên dính bùn đất toàn bộ sông rửa sạch sẽ sau, hắn liền cầm gốc cây này tam thất trở về phòng bên trong. Hắn đầu tiên là hái được vài mảnh tam thất lá cây xuống, nghĩ một lát, hắn cuối cùng vẫn là bỏ vào trong miệng, có hiệu quả hay không, hay là muốn tự mình thử một chút mới có thể biết rõ đáp án. Tô chiết nhai mấy lần, hắn liền không nhịn được nuốt mất, bởi vì cái này tam thất lá có chút khổ. Sau tô chiết liền lập tức bắt đầu tu luyện luyện thể thuật thức thứ nhất, hắn muốn thử nghiệm một cái đến cùng có phải không tam thất nguyên nhân, mới đưa đến thân thể xuất hiện nhiệt khí. Ăn vào tam thất lá sau, mới đầu tô chiết cũng không có cảm giác gì, tu luyện thức thứ nhất cũng chưa từng xuất hiện nhiệt khí, hắn còn tưởng rằng không có hiệu quả, là mình nghĩ lầm rồi liền ở tô chiết trong lòng có hơi thất vọng thời điểm thân thể rốt cuộc xuất hiện nhiệt khí tuy rằng rất ít so với lúc trước nhược rất nhiều hơn nữa rất nhanh sẽ tiêu tan không còn thế nhưng nhiệt khí dù sao xuất hiện tô chiết xác thực không có đoán sai đích thật là bởi vì tam thất mới khiến tô chiết tu luyện luyện thể thuật thời điểm thân thể sẽ xuất hiện có thể trị thương thế nhiệt khí tô chiết suy đoán là tam thất dược lực tại tô chiết tu luyện luyện thể thuật bị phát huy ra mới có thể xuất hiện nhiệt khí mà lần này hiệu quả sẽ như vậy yếu, là vì tô chiết dùng số lượng tương đối ít, hơn nữa dùng chính là hiệu quả tương đối kém tam thất lá, cho nên lần này hiệu quả mới sẽ so với trước kia yếu nhiều như vậy này phát hiện để tô chiết vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cứ như vậy hắn là có thể càng nhanh chóng, tận lực khôi phục tốt thương thế của mình. Nếu xác nhận tam thất có tác dụng sau, tô chiết cũng không lo được tam thất khổ, trực tiếp đem cầm trong tay tam thất là trong miệng nhét đi, mạnh mẽ cắn một miệng lớn, ăn như hùm như sói đi xuống sau. Tô Chiết liền lập tức tu luyện luyện thể thuật, hắn muốn nắm chặt thời gian, tại tam thất dược lực tiêu tan trước đó, tận lực khôi phục thương thế của hắn. Mà một khi thân thể dược lực tiêu tan xong sau, Tô Chiết lập tức lại cắn khối tiếp theo tam thất cho nuốt xuống. Lòng vòng như vậy, Tô Chiết phát hiện lợi dụng tam thất tu luyện luyện thể thuật sau, thương thế của hắn khôi phục nhanh ít nhất muốn nhanh gấp đôi có thừa. Mà tam thất hiệu quả rõ ràng như vậy, cũng làm cho Tô Chiết tạm thời quên mất tam thất khổ. Audio điện tử võ tấn bền Mặt khác Tô Chiết còn phát hiện trực tiếp ăn sống tam thất, đang tu luyện luyện thể thuật thời điểm, tuy rằng thân thể cũng sẽ sinh ra nhiệt khí, thế nhưng này sinh ra nhiệt khí lại hơi chút không giống với an hân luộc thuốc đông y. Tuy rằng hai người hiệu quả tác dụng như thế, thế nhưng dùng an hân thuốc đông y sinh ra khí lưu tương đối ôn hòa, tương đối dễ dàng khiến người ta hấp thu, mà Tô Chiết ăn sống tam thất sinh ra khí lưu sẽ khá hùng hổ thô bạo. Nếu như một lần ăn quá nhiều, có thể sẽ đối thân thể tạo thành thương tổn. Cho nên Tô Chiết cũng không dám một lần ăn quá nhiều, đều là một lần cắn một cái, sau đó thân thể đang hấp thu xong dược lực sau, mới sẽ tiếp tục ăn một điểm. Tô Chiết có tam thất phụ trợ, cảm giác trên người mình thương thế khôi phục được cực kỳ nhanh, toàn thân thật giống đều tại hơi tỏa nhiệt, ấm áp, đặc biệt là bị thương địa phương, càng rõ ràng hơn, để hư nhược Tô Chiết cảm thấy thư thái một hồi. Tam thất sinh ra khí lưu, chậm lại Tô Chiết hơn phân nửa thống khổ, để tô chiết tu luyện luyện thể thuật thời điểm, tương đối nhẹ nhõm một điểm, tại tam thất dưới sự giúp đỡ, luyện thể thuật khôi phục thương thế hiệu quả cũng càng thêm rõ ràng. Ở chính giữa buổi trưa An Hân mang bảo bảo về trước khi đến, tô chiết thân thể đã gần như được rồi, tuy rằng vẫn không có triệt để được, thế nhưng tối thiểu hàng ngày hành vi đã không có gì đáng ngại rồi. Này đã để tô chiết rất hài lòng, vốn là tô chiết còn tưởng rằng dù cho hắn có thể tu luyện luyện thể thuật, đến khôi phục thương thế, thế nhưng ít nhất cũng cần 2 đến 3 ngày, dù sao Tô Chiết lần này bị thương không nhẹ. Thế nhưng Tô Chiết không nghĩ tới có tam thất sau, thời gian bị rút ngắn nhiều như vậy, Tô Chiết đoán chừng thân thể của hắn hôm nay là có thể triệt để khôi phục khỏe mạnh rồi, này cuối cùng là một tin tức tốt. Tô Chiết đang tu luyện trước đó, cũng đang suy đoán mặt nạ bóng đen bộ mặt thật là ai, mặt nạ bóng đen vì sao lại đến gây sự với hắn. Sự ra tất có nguyên nhân, Tô Chiết có thể sẽ không cho là mặt nạ bóng đen chỉ là nhất thời nhàm chán, mới sẽ chạy đến nhà hắn cửa sổ cố ý dọa người, sau đó bị tô chiết phát hiện sau lại cùng tô chiết mạnh mẽ đánh một hồi hơn nữa còn là đem tô chiết đặt ở tô chiết tử địa trình độ nhất định là có nguyên nhân không đem mặt nạ bóng đen thân phận tìm ra tô chiết trong lòng đều là cảm giác không an lòng dù sao địch ở trong tối ta ở ngoài sáng này làm cho tô chiết rất không yên lòng rất không có cảm giác an toàn tô chiết đệ nhất đối tượng hoài nghi chính là trang đắc bởi vì trang đắc cực kỳ mơ ước tiểu tuyết long tại ngày hôm qua thời điểm Trang đắc một đám người đã nghĩ lén lút bắt đi tiểu tuyết long, cuối cùng vẫn là bởi vì tô chiết tại thời khắc sống còn xuất hiện, mới không có thực hiện được. Lấy trang đắc tham lam tính cách, dung túng bốn chỉ đất tá khuyển vô duyên vô cớ đi khiêu chiến một con chó mẹ, một con trả giá tính mạng cũng muốn bảo vệ mình hài tử chó mẹ. Dùng này đạt được để đất tá khuyển đạt được thực chiến kinh nghiệm. Trang đắc ác độc như vậy kẻ nham hiểm, tô chiết tuyệt đối tin tưởng trang đắc dám đến tô chiết nhà trộm tiểu tuyết long. Bởi vì lúc đó tiểu tuyết long là trang đắc tại trong tiểu khu phát hiện, nếu như trang đắc thật sự có nghĩ thầm tìm tô chiết địa chỉ lời nói, cũng không khó, so sánh tô chiết tại đây tiểu khu ở thời gian không ngắn nữa. Dù cho ngày hôm qua lúc ban ngày, tô chiết cũng không hề phát hiện trang đắc một đám người bên trong, có mặt nạ bóng đen cao thủ như vậy, thế nhưng tô chiết cũng không bài trừ trang đắc sẽ tìm tìm cái khác giúp đỡ đến. Tô chiết tỉ mỉ suy nghĩ một chút, trong khoảng thời gian này, hắn còn thật sự đắc tội rồi không phải là người. Trang Đắc chỉ là trong đó một cái, lúc đó Trang Đắc quỷ vương tại đấu khuyển trong trận đấu bị tiểu tuyết long đánh chết, để Trang Đắc tổn thất không ít. Mà ngoại trừ Trang Đắc, còn có cùng Trang Đắc một phe trịnh viêm. Tại đi cảnh Nam Thị trước đó, Tô Chiết liền đã từng cùng trịnh viêm từng có quan hệ. Tại Ngọc Hinh đổ thạch quán bên trong, Tô Chiết không biết bởi vì nguyên nhân gì, trịnh viêm liền vô duyên vô cớ chủ động tới khiêu khích Tô Chiết, đồng thời trịnh viêm còn rõ ràng muốn vũng hố Tô Chiết. Bất quá cuối cùng lại ngược lại bị Tô Chiết thắng đi rồi 3.000 vạn đồ kim, cho nên lúc đó Trịnh Viêm cùng Tô Chiết liền cơ bản không có giao hảo khả năng, bởi vì Trịnh Viêm không chỉ có thua cuộc, thua một số lớn đồ kim, quan trọng nhất là chuyện này để Trịnh Viêm làm mất đi rất lớn mặt. Cuối cùng, tại cảnh Nam Thị Di đấu khuyển giữa trường, Tiểu Tuyết Long bởi vì hắc hổ chết trận mà giàu dĩ không vui, cho nên Tô Chiết liền để Tiểu Tuyết Long vào sân cùng trang đắc quỷ vương thi đấu. Trịnh Viêm muốn lợi dụng quỷ vương thắng về Tô Chiết một hồi, không tiếc để quỷ vương dùng trong thời gian ngắn có thể tăng cường thực lực cấm, thuốc. Thế nhưng kết quả cuối cùng, trịnh viêm vẫn thua rồi. Hơn nữa thua rất triệt để, không chỉ có để tô chiết cùng dư hiên hảo hai người từ trong tay hắn thắng đi rồi, vượt qua 100 triệu đánh cược, kim, hơn nữa di câu lạc bộ cũng bởi vì tiểu tuyết long cùng quỷ vương thi đấu tổn thất nặng nề. Mà di câu lạc bộ có thể nói là thuộc về trịnh viêm hết thảy, cho nên tổn thất tiền tài đều là từ trên người trịnh viêm di chuyển. Vẹn vẹn hai chuyện này, cũng đủ để cho trịnh viêm cùng tô chiết quan hệ không thể điều hòa. Như trịnh viêm người như vậy, không thể nào biết dễ dàng buông tha tô chiết, cho nên nếu như là trịnh viêm đến báo thù tô chiết, cũng là có khả năng sự tình. Mà tô chiết còn đắc tội một người khác, nhạc chính lâm. Nhạc chính lâm đã từng giả mạo lăng nhược tuyết ân nhân cứu mạng, mà mục đích không rõ. Cuối cùng tại âm mưu sắp được như ý thời điểm, lại bị tô chiết cái này trình rảo kim vạch trần. Đoán chừng nhạc chính lâm ở trong lòng đã hận quá tô chiết rồi, hơn nữa nhạc chính lâm đồng thời cũng là một cao thủ, thực lực cực cường, từng ở lăng nhược tuyết trong nhà, tô chiết rồi cùng nhạc chính lâm giao tay qua một lần, đồng thời tô chiết còn bị thua rất triệt để, cho nên mặt nạ bóng đen cũng rất có thể là nhạc chính lâm. Tô chiết là càng nghĩ càng đau đầu, tấm này vụ, trịnh viêm cùng với nhạc chính lâm ba người này đều có khả năng là mặt nạ bóng đen, cũng có khả năng cũng không phải. Tô chiết phát hiện mình dĩ nhiên bất chi bất giác đã đắc tội rồi không ít người, hắn không khỏi cảm thấy đau đầu buồn phiền. Cuối cùng Tô Triết vẫn là không cách nào phán đoán chuẩn xác đứng ra có bóng đen là ai, bất quá Tô Triết ở trong lòng đều đem ba người bọn họ liệt vào trọng điểm phòng bị đối tượng, dù sao lấy Tô Triết cùng quan hệ bọn hắn, dù cho tối ngày hôm qua mặt nạ bóng đen không phải là bọn hắn, thế nhưng cũng không thể bảo đảm về sau bọn hắn sẽ không trở thành cái thứ hai mặt nạ bóng đen. Kỳ thực Tô Triết lo lắng nhất không phải sợ mặt nạ bóng đen đến báo thủ chính mình. Tô Triết trong lòng lo lắng nhất chính là An Hân các nàng hắn lo lắng mặt nạ bóng đen sẽ liên lụy đến các nàng, mà An Hân các nàng dù sao chỉ là người bình thường, căn bản không thể nào là mặt nạ bóng đen đối thủ, liền ngay cả Tô Chiết giao thủ với hắn đều không có kết quả tốt, hơn nữa còn là dính đối phương khinh địch tiện nghi, mới vỗ trọng thương đem mặt nạ bóng đen bước lui. Hiện tại Tô Chiết lại cùng mặt nạ bóng đen so sánh với một chàng, Tô Chiết phần thắng cực kỳ nhỏ bé. Liền Tô Chiết đều như thế, càng đừng nói An Hân các nàng. An Hân cùng bảo bảo các nàng lúc bình thường, Tôi chiết thường thường biết dùng cường hóa nước thuốc cường hóa cải thiện thân thể của các nàng, thế nhưng dù sao dùng thời gian còn quá ngắn, hơn nữa số lượng cũng rất ít, hiệu quả vẫn không có rõ ràng như vậy, tối đa cũng chỉ là thân thể so với người bình thường khỏe mạnh một điểm. Thế nhưng lực lượng của các nàng lại chẳng mạnh đến đâu, cho nên mặt nạ bóng đen tìm lời của các nàng, tình huống kia cũng rất không cần lạc quan. Nhiệt môn trô nên tôi chiết mà không sợ mặt nạ bóng đen tới đối phó hắn, dù sao hắn đối diện có bóng đen còn có lực đánh một trận. Tô Chiết sợ nhất vẫn là mặt nạ bóng đen chuyên môn đi đối phó bảo bảo các nàng. Tô Chiết dự định tại quãng thời gian này bên trong, tận lực để an hân các nàng buổi tối không nên rời đi nhà, cho dù thật sự có việc không phải muốn đi ra ngoài, tốt nhất cũng phải có Tô Chiết đồng hành mới có thể ra ngoài. Nếu không, Tô Chiết trong lòng còn thật sự không yên lòng. Bất quá Tô Chiết muốn chuyện này đối với An Hân các nàng, hẳn là sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Bởi vì lúc bình thường, An Hân các nàng tại lúc buổi tối đều sẽ không đi ra ngoài lúc bình thường các nàng đều là ở nhà nhìn xem tv sau đó liền rất sớm trở về phòng nghỉ ngơi về phần ban ngày tô chít cũng không cần quá mức bận tâm tô chít muốn mặt nạ bóng đen nên không dám ban ngày ban mặt trắng trợn đối an hân các nàng ra tay bất quá tô chít cũng nhất định phải nhắc nhở an hân các nàng tận lực không nên đi một ít hẻo lánh người ở thưa thất địa phương lúc ra cửa tình nguyện khổ cực điểm đi nhiều vài bước đường cũng muốn tuyển chọn nhiều người địa phương tuyệt đối không thể vì ham muốn thuận tiện đi đi người ở thưa thuất đường tắt đường nhỏ. Tại Tô Chiết không có giải quyết mặt nạ bóng đen cái phiền toái này trước, cũng chỉ có thể tận lực để An Hân các nàng chú ý một chút rồi. Tại An Hân cùng bảo bảo sau khi trở lại, Tô Chiết tự đình chỉ tiếp tục tu luyện luyện thể thuật rồi. Tô Chiết đi ra khỏi phòng, lập tức cùng bảo bảo chơi đùa lên, sáng sớm thời điểm bởi vì bị thương nguyên nhân, không có cùng bảo bảo đùa tận hứng, hiện tại Tô Chiết muốn bù đắp lại rồi. Mới đầu An Hân còn sợ sẽ ảnh hưởng đến Tô Chiết thương thế, dù sao An Hân biết Tô Chiết bị thương rất nặng, bất quá An Hân phát hiện Tô Chiết hiện tại biểu hiện rất bình thường rất tự nhiên, thật giống không có thụ qua thương một dạng. Này làm cho An Hân an tâm không ít, cũng không có đi ngăn cản bảo bảo cùng Tô Chiết điên cuồng. Tuy rằng Tô Chiết chỉ là một cái sáng sớm thời gian, thương thế là tốt rồi được thất thất bát bát. An Hân ngược lại là không có cảm giác đến kỳ quái, bởi vì tại An Hân trong lòng, Tô Chiết vẫn là một cái thầy thuốc y thuật cao minh, nếu không, lúc đó Tô Chiết cũng không có cách nào chữa khỏi An Huyên hơn nữa tô chít thường thường lấy ra nước thuốc để dùng qua an hân các nàng không có tái sinh qua bệnh mỗi ngày đều cảm giác thân thể càng ngày càng tốt cho nên tô chít có thể trị hết chính mình an hân đúng là không có cảm giác kinh ngạc tô chít xuất hiện tại thân thể đã được rồi để an hân trong lòng cảm thấy rất dễ dàng tối ngày hôm qua an hân phát hiện tô chít bị thương đặc biệt là tô chít ho ra huyết thời điểm nàng cảm giác được rất đau lòng càng là đau lòng tô chít còn quật cường giấu giếm không nói ra cùng các nàng chia sẻ làm an hân biết tô chiết sau khi bị thương nàng cảm giác trời cũng sắp sụp xuống nguyên lai like trong lúc vô tình tô chiết đã thành an hân trong lòng người tâm phúc rồi hiện tại tô chiết được rồi an hân mới yên lòng sau an hân liền đi chuẩn bị bữa trưa rồi tô chiết cùng bảo bảo chơi một hồi liền cùng đi chuẩn bị hai con tiểu tàng sư thực vật rồi cái này hai chỉ tiểu tàng sư không biết là bởi vì tô chiết dùng thần lực từng cường hóa quan hệ của bọn nó vẫn là hai con tiểu tàng sư trời sinh như thế bởi vì cái này hai con tiểu tàng sư thực sự quá sẽ ăn, sức ăn so với cùng tuổi chó muốn lớn hơn nhiều. Cả ngày hôm qua hai con tiểu tàng sư liền ăn xong nhiều lần, hơn nữa mỗi một lần lượng cơm ăn cũng không thiếu. Thế nhưng mỗi một lần ăn rồi chưa bao lâu, hai con tiểu tàng sư liền bắt đầu đói bụng, tìm khắp nơi ăn. Tô Chiết quyết định hôm nay thử một chút này cháo loãng cho hai con tiểu tàng sư ăn, thế là hắn đi trong phòng bếp sới một chén cháo loãng đi ra, ngã vào hai con tiểu tàng sư trong chậu. Mới đầu thời điểm, có thể là hai con tiểu tàng sư lần thứ nhất ăn cháo loãng, đối mặt xa lạ đồ ăn, hai con tiểu tàng sư đều có điểm không dám ăn. Hai con tiểu tàng sư chỉ là vây quanh chứa cháo loãng chậu người tới người lui, nhưng chính là không dám hạ miệng. Cuối cùng khả năng hai con tiểu tàng sư thật sự cực đói rồi, cũng không chịu đựng được, được cháo loãng hương vị. Đầu tiên ăn lên chính là màu đen tàng sư, có thể là bởi vì màu đen tàng sư tương đối lớn nguyên nhân, lá gan cũng so với màu trắng tàng sư muốn lớn một chút, nó đầu tiên có dũng khí thử. Cuối cùng màu trắng tàng sư xem Kaka đã bắt đầu ăn rồi, hơn nữa mùi vị thật giống rất không tệ dáng vẻ, nó cũng không chịu yếu thế rồi, cũng bắt đầu ăn lên. Cuối cùng tô chiết phát hiện hai con tiểu tàng sư đều rất thích ăn cháo loáng, so với ú sữa mẹ nước còn phải thích, ăn được còn muốn hăng say. Rất nhanh một bát cháo loãng đã bị hai con tiểu tàng sư ăn được sạch sành xanh rồi, Tôi chiết xem chúng nó vẫn không có ăn no, sẽ thấy đi đựng nửa bát đi ra. Lần thứ hai thời điểm, hai con tiểu tàng sư đã không cần suy nghĩ thêm, vừa nhìn thấy cháo loãng lập tức liền xông lại ăn. Rất nhanh tôi chiết thịnh tới nửa bát cháo, lần nữa bị hai con tiểu tàng sư chia cắt sạch sẽ, tuy rằng hai con tiểu tàng sư còn nói vẫn chưa tận, còn muốn ăn bộ dáng. Bất quá tôi chiết sẽ không lại đi múc cháo cho chúng nó ăn, không phải là không có cháo loãng rồi, mà là tôi chiết sợ chúng nó bể bụng rồi. Tô Chiết đổ lướt nước cho chúng nó uống, sau ăn uống no đủ chúng nó, liền lại bò tới tiểu tuyết long nơi nào đi. Hai con tiểu tàng sư ổ chó của chính mình không đi ngủ, một mực muốn cùng tiểu tuyết long nhét chung một chỗ. Hơn nữa tiểu tuyết long tại lúc nghỉ ngơi, chúng nó cũng sẽ không khắp nơi bò loạn, ngoại trừ lúc ăn cơm đi ra, thời gian khác đều là cùng tiểu tuyết long sống chung một chỗ, chỉ là một ngày thời gian, thế nhưng hai con tiểu tàng sư đã rất ỷ lại tiểu tuyết long rồi. Kỳ thực hai con tiểu tàng sư rất bất lo, bình thường như hai con tiểu tàng sư lớn như vậy chó bình thường đều cũng có chó mẹ làm bạn này mẫu nhũ cho dù không có chó mẹ cũng là cần dùng bình sữa ú sữa không phải vậy chúng nó cũng không hiểu làm sao ăn uống thế nhưng cái này hai chỉ tiểu tàng sư có thể là bởi vì tô chiết dùng thần lực từng cường hóa nguyên nhân tô chiết trực tiếp dùng chậu trang sữa hai con tiểu tàng sư cũng sẽ lẻ lưỡi đi eliota không cần dùng đến bình sữa cho ăn hiểu được làm sao đi ăn uống này làm cho tôi chiết tỉnh không ít tâm hơn nữa hiện tại hai con tiểu tàng sư còn như vậy thích ăn cháo loãng tô chiết đã quyết định về sau thay phiên này cháo loãng cùng sữa dê cho hai con tiểu tàng sư ăn hai con tiểu tàng sư ăn xong cháo loãng sau không qua bao lâu an huyên cũng đã tan học về nhà vừa vặn thời điểm này an hân cơm trưa cũng đã chuẩn bị xong cho nên tô chiết cùng an huyên các nàng rửa tay rồi liền đi ăn cơm trưa sau khi cơm nước xong bọn hắn ở trong phòng khách ngồi một hồi An Hân cùng bảo bảo các nàng liền trở về phòng ngủ trưa, đây là thói quen của các nàng. Tô Chiết cũng thừa dịp thời điểm này đi hậu viện một lần nữa đào một gốc tam thất xuống, xông rửa sạch sẽ sau, liền dẫn tam thất trở về phòng, Tô Chiết lợi dụng chia ba bắt đầu tu luyện lên luyện thể thuật. Chỉ là đùa tam thất, đã toàn bộ bị Tô Chiết tiêu hao hết, cũng là có nghiêm chỉnh khỏa tam thất phụ tổ, Tô Chiết thương mới khôi phục nhanh như vậy. Tô Chiết muốn tranh thủ sớm một chút đem thương thế của mình cho chữa trị được rồi, khôi phục chính mình bình thường thực lực, chỉ có như vậy, tôi Chiết trong lòng mới sẽ hơi chút an tâm điểm. Chỉ có khôi phục thực lực rồi, tôi Chiết trong lòng mới có sức lực đi đối phó mặt nạ bóng đen. Nhiệt môn vào lúc hoàng hôn, tôi Chiết tại tam thất phụ trợ dưới, thương thế của hắn rốt cuộc toàn bộ khỏi rồi, thực lực đã toàn bộ khôi phục lại. Lúc này tôi Chiết trong lòng rốt cuộc có chút an tâm, tối thiểu hiện tại có năng lực tự vệ. Bất quá tôi Chiết không có nghỉ ngơi, mà là tiếp tục tu luyện luyện thể thuật thức thứ nhất. Bất quá Tô Chiết lần này là tiêu tan tốn thần lực đến tu luyện luyện thể thuật, thương thế của hắn đã được rồi, hiện tại Tô Chiết muốn tăng cường thực lực của mình. Tại ăn cơm tối trước đó, Tô Chiết để thể chất của mình miễn cưỡng đột phá một điểm, thể chất đạt đến 57 điểm. Ăn xong cơm tối rồi, Tô Chiết không có dừng lại, lại trở về phòng bên trong. Lần này Tô Chiết muốn thử một chút dùng tam thất đến phụ trợ tu luyện, mà không phải dùng để chữa thương. Tô Chiết muốn thử một chút dùng tam thất sinh ra nhiệt khí, ngoại trừ đối thân thể có chữa thương hiệu quả bên ngoài đối tăng cường thực lực là không phải có đồng dạng hiệu quả thế là tôi chiết cắn một miệng lớn tam thất sau đó lập tức dùng thần lực tu luyện luyện thể thuật thức thứ nhất rất nhanh tôi chiết liền thất vọng rồi tuy rằng thân thể vẫn là sẽ sinh ra nhiệt khí thế nhưng thân thể lại không hấp thu được hơn nữa bởi vì tôi chiết thân thể thương thế đã tốt lắm duyên cớ cho nên sinh ra nhiệt khí trực tiếp liền tiêu tán tôi chiết thân thể căn bản không hấp thu được mảy may Tô Chiết vốn còn muốn lợi dụng tam thất nhanh chóng tăng cao thực lực, thế nhưng xuất hiện tại kết quả như thế, để Tô Chiết rất thất vọng. Kỳ thực Tô Chiết thực lực tăng lên tốc độ đã rất nhanh rồi, cái khác phổ thông người luyện võ căn bản không có Tô Chiết tốc độ, trừ phi người luyện võ tu luyện một chút đền bù cực lớn tà công, không phải vậy tốc độ tu luyện căn bản không phải cùng Tô Chiết một đẳng cấp. Tô Chiết chỉ là tu luyện thời gian mấy tháng, hơn nữa trong này hơn phân nửa thời gian, Tô Chiết cũng không có ở huấn luyện. Nhưng mặc dù như thế, hiện tại tô chiết thể chất vẫn là đạt đến 57 điểm. Như vậy tốc độ tu luyện, không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Nhưng là tô chiết bây giờ còn là không thỏa mãn, vẫn cảm thấy quá chậm. Bởi vì hiện tại tô chiết gặp phải là không biết ngọn ngành kẻ địch, cho nên tô chiết thực sự muốn tăng cao thực lực, như vậy hắn mới có bảo đảm, cũng mới có năng lực bảo vệ người ở bên cạnh. Tô chiết, này có chén canh sâm, người uống một cái. Lúc này An Hân bưng một chén canh, để tô chiết uống. Chính đang suy tư vấn để tô chiết, cũng không có nghĩ nhiều cái gì, tiếp nhận An Hân súp, liền trực tiếp uống nữa. An Hân xem tô chiết đang suy nghĩ chuyện gì, không muốn quấy dậy đến tô chiết, nàng bưng lên bát không liền trực tiếp rời đi tô chiết căn phòng rồi. Tại An Hân đi rồi, tô chiết cũng không nghĩ nhiều nữa lợi dụng tam thất tăng cao thực lực sự tình rồi, hắn liền lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện luyện thể thuật. Mặc dù bây giờ tam thất đối tô chiết tu luyện không có trợ giúp, thế nhưng tô chiết cũng không khả năng bởi vậy liền không tu luyện rồi, trái lại Tô Chiết còn cần càng thêm nắm chặt thời gian tu luyện. Thế nhưng vào lúc này, Tô Chiết không tưởng tượng được sự tình xảy ra, lần này không có dùng tam thất Tô Chiết, thân thể dĩ nhiên cũng sinh ra nhiệt khí, đồng thời quan trọng nhất là, Tô Chiết phát hiện này sinh ra nhiệt khí nếu đã biết, sẽ bị thân thể của hắn hấp thu, hơn nữa Tô Chiết còn có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ tu luyện biến sắc rồi. Có nhiệt khí, Tô Chiết không dám phân tâm, tận lực hấp thu nhiều một chút nhiệt khí, dù sao nóng khí tiêu tán tốc độ rất nhanh đợi được trong cơ thể nóng khí tiêu tán sạch sẽ sau, Tô Chiết bắt đầu suy nghĩ này nhiệt khí là làm sao tới. Đầu tiên bài trừ này nhiệt khí là tam thất sinh ra, bởi vì Tô Chiết đã không có dùng tam thất rồi, hơn nữa Tô Chiết đã chứng thực tam thất đối với khôi phục thương thế có quan hệ, không có tăng cao thực lực hiệu quả. Bừng tỉnh trong lúc đó, Tô Chiết đột nhiên nghĩ đến An Hân, hắn bắt đầu nhớ rõ lúc trước An Hân bưng một chén canh đi vào, lúc đó Tô Chiết không có chú ý liền trực tiếp uống, Tô Chiết lúc ẩn lúc hiện nhớ thật giống như An Hân nói chính là một bát canh sâm, hơn nữa Tô Chiết hiện tại hồi tưởng lên, mùi vị cũng cùng canh sâm khá giống. Tại Tô Chiết uống An Hân canh sâm sau, tu luyện nữa luyện thể thuật liền sẽ sinh ra nhiệt khí, đồng thời còn có thể tăng cường Tô Chiết thực lực. Tô Chiết đột nhiên ý thức được khả năng chính mình chui vào trong ngõ cụt, trước đó Tô Chiết bởi vì dùng tam thất sẽ sinh ra nhiệt khí, cũng đối thân thể thương thế có chỗ trợ giúp. Bởi vì nguyên nhân này dưới, để tô chít cũng chỉ là nghĩ đến lợi dụng tam thất đến tu luyện mà tam thất không có hiệu quả rồi tô chít cũng không có nghĩ tới dùng hắn dược liệu của nó đến tu luyện nếu không phải an hân một bát canh sâm tô chít cũng không biết lúc nào có thể nghĩ thông suốt tô chít cũng không lo được bây giờ sắc trời đã muộn rồi vội vàng chạy đi hậu viện bên trong đào mấy viên niên đại tương đối thấp nhân sâm đi ra đem này mấy cái nhân sâm rửa sạch sẽ sau tô chít đem người tham gia mang trở về trong phòng Tô Chiết cắn một ngụm nhỏ nhân sâm, sau đó lập tức bắt đầu tu luyện luyện thể thuật. Quả nhiên, Tô Chiết không có đoán sai, trong cơ thể hắn xác thực nhiều hơn một cỗ nhiệt khí, tại luyện thể thuật dưới sự dẫn đường cấp tốc bị Tô Chiết hấp thu đi, từng điểm từng điểm tăng cường Tô Chiết thực lực. Rất nhanh trong cơ thể nhiệt khí bị Tô Chiết hấp thu một ít, những thứ khác liền tan thành mây khói rơi mất. Nhân sâm xác thực có thể sản sinh tăng cường thực lực nhiệt khí, này làm cho Tô Chiết thập phần hưng phấn. Mà tam thất tại sao không có hiệu quả như thế này? Tô Chiết muốn hẳn là tam thất tác dụng vốn là hoạt huyết hóa ứ, cho nên sinh ra nhiệt khí mới chỉ có thể khôi phục thương thế. Mà nhân sâm sinh ra nhiệt khí cùng tam thất không giống, có thể cường hóa Tô Chiết thân thể. Không quá nhanh nhanh tăng cao thực lực đường tắt, cũng không phải nhẹ nhõm như vậy. Nhân sâm sinh ra nhiệt khí so với tam thất sinh ra nhiệt khí cuồng bạo hơn rất nhiều, Tô Chiết lúc tu luyện, không giống trước đó chữa thương thời điểm, thân thể cảm thấy ấm áp nhân sâm nhiệt khí so sánh cuồng bạo, sẽ đối với tô chiết thân thể đã tạo thành sự đả kích không nhỏ. Tuy rằng tô chiết nếu như dùng số lượng vừa phải lời nói, sẽ không đối thân thể tạo thành thương tổn, thế nhưng ít nhất hắn lúc tu luyện thì sẽ không thư thái như vậy dễ dàng. Bất quá tô chiết bây giờ vì tăng cao thực lực, điểm ấy khổ, hắn vẫn là có thể chịu nổi. Tô chiết lại cắn một cái nhân sâm đến tu luyện, bất quá mỗi một lần nhân sâm lượng hắn cũng không dám dùng quá nhiều, mỗi một lần phân lượng đều rất ít, cái này cũng là tô chiết vì an toàn một điểm. Nếu không, đến lúc đó thực lực không hề tăng lên bao nhiêu, trái lại tổn thương thân thể liền được không bù mất. Hơn nữa tô chiết đào nhân sâm mặc dù là hậu viện niên đại tương đối thấp, phân lượng cũng khá là nhỏ, thế nhưng đây cũng chỉ là tương đối hậu viện những người khác tham gia. Này mấy cây nhân sâm, niên đại đa số đạt đến 30 năm, dược lực đều không thấp. Vốn là tô chiết tốc độ tu luyện đã đầy đủ nhanh, hiện tại có nhân sâm trợ giúp, tốc độ tu luyện càng là nhanh hơn không ít, để những người khác hít khói, tôi chiết tốc độ tu luyện so với một ít tu luyện tà ác công phu người tu luyện còn nhanh hơn, hơn nữa còn không có gì tác dụng phụ. Hay là tôi chiết tăng lên tốc độ tu luyện duy nhất tác dụng phụ chính là tiêu hao quá cao. Trực tiếp dùng niên đại không thấp nhân sâm núi tu luyện, này không phải người bình thường có thể chịu đựng được, hơn nữa cho dù có tài lực có thể đã tiêu hao lên, còn chưa chắc chắn có thể giống như tôi chiết, có thể trực tiếp hấp thu nhân sâm trong dược lực. Nhiệt môn có nhân sâm phụ trợ sau, Tô Chiết tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng, ít nhất tiết kiệm một nửa thời gian. Bất quá Tô Chiết vẫn không có xem thường, không có chút nào dám thư giãn, tranh thủ mỗi một phút cũng không lãng phí. Ở buổi tối 20 điểm thời điểm, Tô Chiết điện thoại di động kêu đi lên. Bất đắc dĩ Tô Chiết chỉ có thể tạm thời đình chỉ tu luyện, để tránh khỏi đối phương có chuyện gấp gáp tìm hắn, lại bị hắn làm chế nãi. Là Tô Sủng Chi ra Lý Hoa đánh tới, Tô Chiết hiểu rất rõ Lý Hoa người này, trừ một chút trong cửa hàng so sánh việc trọng yếu bên ngoài, Lý Hoa sẽ tìm Tô Chiết, những thời điểm khác Lý Hoa cũng sẽ không tới quấy giày Tô Chiết, hơn nữa Lý Hoa cũng rất ít sẽ ở buổi tối gọi điện thoại cho Tô Chiết. Hơn nữa Lý Hoa tại Tô Chiết thông báo hắn đi xử lý Tô Sủng Chi ra chi nhánh chọn vị trí, Lý Hoa đem Tô Sủng Chi ra công tác giao cho trợ thủ sau, tại ngày thứ hai liền chạy đi thẩm châu thành phố rồi. Tô Chiết lúc đó là để Lý Hoa đầu tiên đi tìm sẵn có sủng vật bệnh viện, có thể trực tiếp thu mua là việc tốt nhất, hiện tại Lý Hoa gọi điện thoại lại đây, hẳn là chi nhánh chọn vị trí có chỗ dựa rồi. Tô Chiết, ta ở chỗ này tìm tới một gian muốn chuyển nhượng sủng vật bệnh viện, khắp mọi mặt điều kiện đều rất phù hợp yêu cầu của ngươi, bất quá bây giờ ta vẫn không có nhìn thấy sủng vật bệnh viện người phụ trách, người có thời gian sang đây xem một cái không. Lý Hoa nói ra, Tô Chiết quả nhiên không có đoán sai, Lý Hoa xác thực mang đến cho hắn một tin tức tốt. Nguyên bản Tô Chiết còn tưởng rằng Lý Hoa cần không ít thời gian mới có thể tìm được, có thể là không nghĩ tới Lý Hoa vẫn không có đi rồi bao lâu liền tìm đến một gian sủng vật bệnh viện. Mới đầu thời điểm, Tô Triết là thế nào có thể trực tiếp thu mua một gian sẵn có sủng vật bệnh viện là kết quả tốt nhất, nếu như bây giờ không có điều kiện phù hợp, chính mình lại từ đầu tới đuôi mở một gian mới sủng vật bệnh viện. Bất quá kết quả như thế là kết quả xấu nhất, chính vì như vậy lời nói, cần thời gian liền quá dài, không phù hợp Tô Triết kế hoạch, cũng không đuổi kịp trường Hoa sưởng chế thuốc phát triển cái này giữa sủng vật bệnh viện người phụ trách lúc nào có thể đi ra nói chuyện một cái. Tô Chiết hỏi, hắn muốn cùng người phụ trách trực tiếp trò chuyện, đừng lãng phí quá nhiều thời gian rồi, hơn nữa gần nhất chuyện đã xảy ra, để Tô Chiết hiện tại cũng không dám tùy tiện rời đi trong nhà. Ta đã cùng sủng vật bệnh viện người phụ trách hẹn cẩn thận ngày mai gặp mặt, cho nên ta liền muốn hỏi một chút người có rảnh rỗi hay không lại đây một chuyến. Lý Hoa nói ra, ngày mai hắn là muốn trước tiên tìm hiểu một chút đối phương điều kiện, sau đó Tô Chiết đã tới, lại cùng Tô Chiết báo cáo, để Tô Chiết quyết định. Cái kia sáng sớm ngày mai ta liền đi chỗ người bên trong, người an bài một chút thời gian, buổi tối ngày mai ta còn muốn chạy về Yến Vân Thị bên này. Tô Chiết suy nghĩ một chút nói ra, dù sao thẩm châu thành phố cách Yến Vân Thị không xa, tất cả thuận lợi, sáng sớm đi, buổi tối liền có thể trở về rồi, như vậy Tô Chiết là có thể hơi chút yên tâm một điểm. Được, ngày mai đã đến gọi điện thoại cho ta, ta trước tiên dẫn người đi thăm một chút sủng vật bệnh viện, xem phù không phù hợp điều kiện của ngươi. Lý Hoa nói ra, hắn không nghĩ tới Tô Chiết sẽ ngày mai lại tới, bất quá Tô Chiết ngày mai có thể qua đến vậy càng được, có Tô Chiết tại, vậy cũng lấy chuyện quyết định càng nhiều, cũng tiết kiệm không ít thời gian. Tô Chiết cùng Lý Hoa lại trò chuyện một hồi, liền cúp điện thoại rồi. Sau Tô Chiết mở máy vi tính ra, mở ra cao thiết trang web, thâu nhập Yến Vân Thị đến Thẩm Châu thành phố, ấn vào tìm tòi. Rất nhanh trang web liền trần liệt tất cả cái thời gian cấp lớp, Tôi chiết bắt đầu tìm kiếm còn có dư phiếu cấp lớp. Sau tôi chiết mua sáng sớm 9 điểm 06 phần số tàu, đây là sáng sớm còn sót lại cao thiết phiếu sớm nhất số tàu rồi. Đặt trước sáng sớm cao thiết phiếu vé sau, tôi chiết còn mặt khác mua buổi tối đường về cao thiết phiếu vé. Để ngừa ngày mai lúc trở lại không mua được phiếu vé. Buổi tối ngày mai đường về cao thiết phiếu vé, tôi chiết mua là buổi tối 18 điểm 30 phần vé xe. Nhiều thời gian như vậy, tôi chiết muốn cũng đủ rồi. Hơn nữa dù cho cho dù chuyện của ngày mai làm không xong, Tô Chiết cũng sẽ không giữ được quá muộn. Quãng thời gian này bên trong, Tô Chiết có thể không yên lòng, lưu an hân các nàng ở nhà, mà chính mình suốt đi làm việc. Cho nên cho dù rõ ràng ngày không kịp, muốn làm lỡ việc tình, Tô Chiết cũng sẽ ở lúc buổi tối chạy về, hắn không muốn dễ dàng đi mạo hiểm, đánh cực mặt nạ bóng đen sẽ không sau khi hắn rời đi, tìm tới cửa. Lúc ban ngày, bố trí một cái, Tô Chiết còn có thể yên tâm ra ngoài, buổi tối tô chiết liền không yên lòng rồi. Tô chiết dùng của mình chứng minh nhân dân tại cao thiết trang web chính thức bên trong, đặt trước qua lại cao thiết phiếu vé, sau tô chiết liền đem máy vi tính tắt điện thoại. Tuy rằng bình thường, mặt nạ bóng đen tô chiết không dám ban ngày tìm tới cửa, bất quá tô chiết cảm thấy hay là muốn phòng bị với chưa xảy ra. Tiểu tuyết long tuy rằng sức chiến đấu không yếu, thế nhưng chỉ là tương đối với người bình thường mà nói. Nếu như gặp phải mặt nạ bóng đen vậy cao thủ lời nói, Tiểu Tuyết Long liền không là đối thủ rồi. Hơn nữa coi như là người bình thường, Tiểu Tuyết Long cũng sẽ có lúc thất thủ. Đang đối mặt sao người bình thường, tôi chưa tin tưởng Tiểu Tuyết Long còn có năng lực ứng phó, thế nhưng chỉ sợ có người sử dụng quỷ kế, nhỏ như vậy Tuyết Long liền không là đối thủ rồi. Tỷ Như Như trang Đắc bọn hắn đối Tiểu Tuyết Long sử dụng súng thuốc mê, suýt chút nữa liền để trang Đắc bọn hắn bắt đi. Cho nên vẻn vẹn dựa vào Tiểu Tuyết Long lời nói, còn chưa đủ bảo đảm. Thế là Tô Chiết mở ra sủng vật hối đoái thương thành, tìm một ít thích hợp sủng vật, dùng để thủ vệ trong nhà, cùng với bảo vệ bảo bảo cùng An Hân An Huyên hai tỷ muội các nàng. Xem không ít thời gian, Tô Chiết rốt cuộc tìm được thích hợp mục tiêu. Thế là hắn tốn không ít tích phân đổi đi ra, sau đó đem chúng nó bố trí ở nhà ẩn mật nơi. Tuy rằng dùng đi Tô Chiết không ít tích phân, để Tô Chiết trong lòng có chút đau lòng, dù sao bây giờ tích phân đã có chút đã vào được thì không ra được rồi, thế nhưng Tô Chiết cũng không hối hận, lần này tích phân tuyệt đối cần thiết dùng đi. Tô Chiết tin tưởng khi hắn không ở trong nhà thời điểm, nếu như mặt nạ bóng đen hoặc là trang đắc có can đảm có can đảm tìm tới cửa, Tô Chiết vừa mới hối đoái đồ vật, đầy đủ để mặt nạ bóng đen cùng trang đắc bị thiệt lớn. Hiện tại liền xem mặt nạ bóng đen hoặc là trang đắc, sẽ sẽ không chủ động nhảy vào cái này Tô Chiết chuyên môn vì bọn họ bố trí hãm hại. Đem trong nhà bố trí một phen sau, để trong nhà an toàn có bảo đảm sau, Tô Chiết mới bắt đầu tiếp tục tu luyện. Đợi Tô Chiết tiêu hao một gốc nhân sâm sau, thể chất của hắn rốt cuộc lại một lần nữa đột phá, đạt đến 58 điểm. Gốc cây này nhân sâm, nếu như cầm giám định lời nói, niên đại hẳn là tại 30 năm khoảng chừng, mà gốc cây này nhân sâm trọng lượng, Tô Chiết đoán chừng tại hơn 60 khắc khoảng chừng. Đáng tiếc gốc cây này nhân sâm phần lớn dược lực tại Tô Chiết lúc tu luyện, còn chưa kịp hấp thu liền tiêu tán mất rồi. Tô Chiết nhiều nhất sớm hấp thu gốc cây này nhân sâm trong đó một phần ba dược lực, nếu như có thể đem nhân sâm dược lực toàn bộ hấp thu, Tô Chiết tin tưởng đã đầy đủ hắn tu luyện tới 60 điểm thể chất rồi. Bất quá Tô Chiết tuy rằng cảm giác rất đáng tiếc, rất lãng phí, thế nhưng hiện tại Tô Chiết cũng không có cách nào đến đề cao hấp thu tỷ lệ, hắn tạm thời cũng chỉ có thể là bộ dáng này. Tiêu hao một gốc nhân sâm sau, Tô Chiết vốn còn muốn nắm mặt khác một gốc tiếp tục tu luyện. Tô Chiết đột nhiên nghĩ đến, dùng tam thất cùng nhân sâm, trong cơ thể đều sẽ sinh ra nhiệt khí không biết cái khác dược liệu sẽ có hay không có tác dụng nếu như cái khác dược liệu cũng sẽ sinh ra nhiệt khí lời nói cái kia sinh ra nhiệt khí sẽ có dạng gì hiệu quả là như tam thất sinh ra nhiệt khí như thế sẽ khôi phục thương thế vẫn là cùng nhân sâm như thế sinh ra nhiệt khí có thể dùng để tu luyện khiến tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều vẫn là cùng tam thất cùng nhân sâm đều không giống nhau có khác biệt loại hiệu quả tôi chiết nghĩ tới lập tức đi ngay động thủ hắn muốn thử nghiệm một cái. Hắn sau khi mở ra viện đèn chiếu sáng, bắt đầu tìm kiếm muốn dùng đến làm thí nghiệm dược liệu. Cuối cùng Tô Chiết lựa chọn một gốc cao 30cm trái phải tuyết liên hoa. Tuyết liên hoa, tạng ngữ xương khắp quả tô ba, là cúc hoa cây lâu năm thực vật thân thảo. Nó chẳng những là khó gặp kỳ hoa dị thảo, cũng là cả thế gian nghe tên quý hiếm dấu thuốc, giữ gìn, bảo vệ thuốc. Chủ yếu chỉ cúc hoa gió cái lông cúc thuộc nhiều thịt thực vật, lại tên tân cương tuyết liên, thiên sơn tuyết liên, tạng ngữ xưng khắp quả tô ba, là cúc hoa cây lâu năm thực vật thân thảo, cao 15 đến 35 cm, căn hình dáng hành thô, gáy bị đa số màu nâu lá tàn tích. Hành trắng kiện, cơ bộ đường kính 2, 3 cm, không có lông. Diệp mật tập, cơ sinh diệp hòa hành sinh lá không chuôi, phiến lá hình bầu dục hoặc hình cái trứng hình bầu dục, dài đến 14 cm, rộng 2, 3. 5 cm tuyết liên hoa có thể làm dược dụng, cũng có nhất định xem xét giá trị. Sinh ở sườn núi, sơn cốc, khe đá, mép nước, bãi cỏ ngoại ô, cao hơn mặt biển 2400-3470m. Tuyết liên hoa thích hợp các loại phức tạp khí hậu hoàn cảnh, có thể ở 1 đến 39 nhiệt độ cây không khô héo, 15 đến 25 sinh trưởng dồi dào, gốc rễ 32 có thể an toàn qua đông. Tuyết liên hoa công năng chủ trị, lưu thông máu thông kinh, tán hàn trừ ẩm ướt, cường cân trợ dương. Dùng cho bệnh viêm khớp mãn tính, phổi hàn ho khan, bụng dưới lạnh đau nhức, mất kinh, nhau thai không dưới, bệnh liệt dương vân vân. Tuyết liên hoa là tô chiết hậu kỳ mới gieo xuống, số lượng không nhiều, so với tam thất còn ít hơn, hơn nữa cho tuyết liên hoa sử dụng ra tốc nước thuốc cũng tương đối ít, thế nhưng hậu viện tuyết liên hoa đều sinh dung mạo rất khá. Hàng năm 7 tháng 8 là thiên sơn hoang dại tuyết liên hoa nở rộ thời tiết, nhưng mà mỗi đến thời điểm này, 3.000m trở lên danh giới có tuyết phụ cận đều sẽ có rất nhiều phần tử bất hợp pháp đến đây điên cuồng đào bới. Hoang dại tuyết liên là dựa vào hạt giống gây giống, trộm đào người đưa chúng nó nhổ tận gốc, khiến cho liền nở hoa kết hạt cơ hội đều không có, dẫn đến thiên sơn tuyết liên số lượng giảm mạnh. Nếu như loại hiện tượng này không chiếm được ngăn chặn, không dùng được mấy năm, tuyết liên loại này chân quý vật trùng tựu khả năng từ trên địa cầu biến mất. Tô Chiết cũng là tình cờ từ trên TV hiểu được tuyết liên hoa loại dược liệu này mới quyết định gieo trồng. Tô Chiết chỉ là tháo xuống một đóa tuyết liên hoa, bởi vì hiện tại Tô Chiết còn không xác định tuyết liên hoa sẽ có hiệu quả gì, cho nên liền một lần không dám hái quá nhiều, để tránh khỏi đến lúc đó không có hiệu quả, đã tạo thành không cần thiết lãng phí. Dù sao hậu viện dược liệu đều là tô chiết tốn không ít tinh lực cùng tâm tư, tự nhiên không muốn vô duyên vô cớ lãng phí đi rồi. Tô chiết hái được một đóa tuyết liên hoa sau, liền không lãng phí thời gian nữa rồi, trực tiếp trở về phòng. Hắn đầu tiên là hái được hai cái lá cây, sau đó bỏ vào trong miệng. Tuyết liên hoa ăn lên cảm giác có một chút mùi thơm ngát, cũng có hơi hơi cay đắng. Tuy rằng tuyết liên hoa ăn sống mùi vị không thật là tốt ăn, thế nhưng so sánh tam thất cùng nhân tham lời nói, Tô Chiết đã cảm giác tuyết liên hoa mùi vị rất tốt, hắn đã rất thỏa mãn rồi. Đợi lá cây nuốt vào trong bụng sau, Tô Chiết lập tức bắt đầu tu luyện luyện thể thuật. Rất nhanh Tô Chiết trong cơ thể liền sinh ra một luồng nhiệt khí, xem ra tuyết liên hoa đồng dạng có hiệu quả, đồng dạng có thể sản sinh nhiệt khí. Sau đó Tô Chiết phát hiện tuyết liên hoa sinh ra nhiệt khí, sẽ không cường hóa hắn sủng. Thế nhưng là thật giống có thể thay thế thần lực đến tu luyện luyện thể thuật, rất phi diệu, thế nhưng Tuyết Liên Hoa sinh ra nhiệt khí cũng sẽ không trực tiếp bổ sung thần lực, chỉ có thể dùng để tu luyện luyện thể thuật. Nếu như Tuyết Liên Hoa sinh ra nhiệt khí có thể trực tiếp bổ sung thần lực lời nói, tôi chiết liền không dùng phiền phức như vậy, hắn là có thể trực tiếp rất nhiều số lượng gieo trồng Tuyết Liên Hoa, sau đó lại dùng để khôi phục thần lực, đến phối chế trị liệu nước thuốc. Tin tưởng đến lúc đó trường hoa xưởng chế thuốc cần bao nhiêu trị liệu nước thuốc? Tô Chiết cũng có thể cung cấp nổi. Nhưng là rất đáng tiếc là, tuyết liên hoa sinh ra nhiệt khí tuy rằng có thể thay thế thần lực tu luyện luyện thể thuật, lại không thể dùng để bổ sung thần lực. Bất quá tuyết liên hoa có hiệu quả như vậy, Tô Chiết đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Bởi vì Tô Chiết thần lực có hạn, hắn lại không thể tùy tiện nắm tích phân hối đoái thần lực đến tu luyện. Dù sao hiện tại Tô Chiết tích phân khởi nguồn không phải rất nhiều, còn chưa đủ thỏa mãn trường hoa xưởng chế thuốc. Tô Chiết hiện tại có thể sẽ không dễ dàng lấy ra dùng cứ như vậy tô chiết liền không thể được không hạn chế tu luyện bởi vì tu luyện luyện thể thuật lời nói là cần tiêu tan tốn thần lực một khi trong cơ thể thần lực tiêu hao hết tô chiết cũng chỉ có thể đình chỉ tu luyện luyện thể thuật rồi mà bây giờ tuyết liên hoa sinh ra nhiệt khí có thể dùng để thay thế thần lực tu luyện luyện thể thuật chuyện này đối với tô chiết tới nói nhưng là một cái rất tốt tin tức mặc dù có chút không được hoàn mỹ không thể trực tiếp dùng để bổ sung thần lực thế nhưng tô chiết hiện tại đã rất thỏa mãn rồi vốn là tô chiết trong cơ thể thần lực đã còn thừa không có mấy, liền gần như sắp tiêu hao hết, không thể lại tiếp tục tu luyện đi xuống. Nhưng là bây giờ tuyết liên hoa sinh ra nhiệt khí, có thể thay thế thần lực sau, tô chiết lập tức bắt đầu tu luyện luyện thể thuật. Tuyết liên hoa dược lực so với tam thất dược lực còn muốn hơi chút nhược điểm, cùng nhân sâm căn bản không thể so sánh. Có thể là bởi vì tô chiết gieo trồng thời gian tương đối ngắn, hơn nữa sử dụng ra tốc nước thuốc cũng tương đối ít nguyên nhân đi bất quá tuyết liên hoa dược lực rất ôn hòa, sẽ không đả thương đến tô chiết thân thể. Tu luyện sau một thời gian ngắn, rất nhanh tô chiết liền đem tuyết liên hoa lá cây cùng cánh hoa đều cho toàn bộ ăn hết sạch rồi. Cuối cùng tô chiết liền tuyết liên hoa cây đều ăn vào trong miệng, tuyết liên hoa cả cây cũng có thể vào miệng, cho nên tô chiết cũng sẽ không lãng phí tuyết liên hoa cây. Bất quá tuyết liên hoa cây so với lá cây cùng cánh hoa, dược lực tương đối nhược không ít. Bất quá đối với tô chiết tới nói, dược lực này là có chút ít còn hơn không, vì không lãng phí, tô chiết liền làm ăn quên đi. Tuy rằng ăn lên mùi vị so với tuyết liên hoa cánh hoa liền muốn kém rất nhiều. Sau tô chiết cũng thử một hồi cùng nhân sâm hỗn hợp sử dụng, phát hiện nhân sâm cùng tuyết liên hoa đang tu luyện luyện thể thuật lúc, sinh ra nhiệt khí cũng không xung đột, có thể đồng thời sử dụng. Vốn là tô chiết còn có chút lo lắng, tuyết liên hoa cùng nhân sâm không thể đồng thời sử dụng. Dù sao tuyết liên hoa cùng nhân sâm dược tính không giống nhau, có thể nói là ngược lại mà bây giờ Tô Chiết có thể sử dụng đồng thời, cũng sẽ không phát sinh xung đột, đây là một kết quả rất tốt, dù sao Tô Chiết sử dụng nhân sâm cùng tuyết liên hoa, mục đích chủ yếu nhất vẫn là hết khả năng tăng cao tốc độ tu luyện, nếu như tuyết liên hoa cùng nhân sâm nổi lên xung đột, không thể đồng thời sử dụng lời nói, hiệu quả kia liền muốn giảm phân nửa rồi. Hiện tại tuyết liên hoa cùng nhân sâm có thể bình an vô sự đồng thời hỗn hợp sử dụng, này làm cho Tô Chiết thật cao hứng. Bất quá đây cũng không phải là không có giá cao, tuyết liên hoa cùng nhân sâm đồng thời sử dụng lời nói, tô chiết hấp thu hiệu suất rõ ràng thấp xuống, dược lực đại thể đều tiêu tán. Bất quá dù cho dược liệu quý giá nữa, tô chiết lãng phí nữa, hắn cũng sẽ không tiếc. Bởi vì xuất hiện tại tăng cao thực lực mới là trọng yếu nhất, những thứ khác ngược lại là thứ yếu. Có tuyết liên hoa thay thế thần lực tiêu hao sau, tô chiết không cần tiếp tục phải lo lắng bởi vì thần lực tiêu hao hết, mà dẫn đến không thể tiếp tục tu luyện rồi cho nên Tô Chiết là một khắc cũng không lãng phí, giành giật từng giây. Rốt cuộc tại hừng đông 6 điểm thời điểm, Tô Chiết thể chất rốt cuộc thành công đột phá đến 60 điểm. Này đột phá đối Tô Chiết tới nói, không phải là rất dễ dàng. Trừ hắn ra trả giá tinh lực ở ngoài, Tô Chiết còn nhất định phải tại mọi thời khắc chịu đựng nhiệt khí xung kích, tuyết liên hoa cũng còn tốt điểm, dược lực so sánh ôn hòa, sẽ không để cho Tô Chiết khó chịu. Hơn nữa nhân sâm dược lực cũng không phải là ôn nhu như vậy rồi, nhân sâm dược lực rất cuồng bạo tô chiết đang hấp thu đồng thời cũng là chịu không ít khổ đầu đương nhiên trong quá trình tu luyện trong đó tô chiết tiêu hao người tham gia tuyết liên hoa phân lượng cũng không ít đặc biệt là tuyết liên hoa bởi vì dược lực tương đối kém nguyên nhân tiêu hao hết số lượng càng là nhiều tô chiết một buổi tối tiêu hao liền gần như đem hậu viện gieo trồng tuyết liên hoa dùng đi hơn nửa này làm cho tô chiết không thể không một lần nữa đem gieo trồng tuyết liên hoa đưa vào trong kế hoạch Đương nhiên tiêu hao tuyết liên hoa cùng nhân sâm cũng không phải uổng phí hết đi, tôi chiết thực lực bây giờ có thể là có thể chân thật trải nghiệm đến. Trải qua đơn giản kiểm tra sau, hiện tại tôi chiết hai tay của có thể dơ lên 700kg tả hữu vật nặng, sức mạnh rất khủng bố. Tuy rằng tôi chiết hiện tại một lần nữa đối với phía trên có lời của bóng đen, hắn vẫn là không cách nào có thể cam đoan 100% chiến thắng mặt nạ bóng đen. Thế nhưng tôi chiết tin tưởng bây giờ sức mạnh của hắn tuyệt đối có thể áp chế lại mặt nạ bóng đen, Trung Hòa đi mặt nạ bóng đen ưu thế, ít nhất tôi chiết hiện tại cũng có thể dựa vào sức mạnh cùng phòng ngự, có thể cùng mặt nạ bóng đen phần thắng bất phân cao thấp, sẽ không lại sẽ như lần trước như thế, làm được bản thân thập phần chật vật. Trực tiếp nhất định phải liều mạng, mới có thể bước lui mặt nạ bóng đen rồi. Bất quá tôi chiết hiện tại cũng không có đắc ý vênh váo, nhận thức là thực lực của mình đã đầy đủ khiêu chiến hết thảy. Bởi vì khó bảo toàn mặt nạ bóng đen còn có cái khác lá bài tẩy hoặc là giúp đỡ cho nên Tô Chiết biết mình bây giờ còn là không thể xem thường, không thể tự mãn. Hôm nay Tô Chiết thể chất đột phá 60 điểm, ngoại trừ thực lực tổng hợp có không ít tăng cường ở ngoài, còn có một cái Tô Chiết cũng không có không tưởng tượng được vui mừng ngoài ý muốn. Cái kia chính là Tô Chiết phát hiện trí tôn hệ thống có không ít thay đổi, mà trong đó rõ ràng nhất thay đổi chính là hiện tại không đơn thuần chỉ có sủng vật hối đoái thương thành rồi. Hiện tại trí tôn hệ thống ngoại trừ sủng vật hối đoái thương thành ở ngoài, còn nhiều thêm một cái thực vật hối đoái thương thành, cùng sủng vật hối đoái thương thành đặt ngang hàng cùng nhau. Cho tới bây giờ Tô Chiết mới biết, nguyên lai like trí tôn hệ thống không có hắn nghĩ đến đơn giản như vậy, trí tôn hệ thống còn có rất nhiều chuyện, Tô Chiết còn không biết. Nguyên lai like, Tô Chiết thể chất đạt đến 60 điểm, mới thỏa mãn thực vật hối đoái thương thành mở ra điều kiện. Trước đó Tô Chiết thể chất đạt đến 50 điểm thời điểm, sủng vật hối đoái thương thành liền có hơn một cái dị thú có thể lựa chọn, có thể hối đoái địa cầu không có tồn tại qua động vật. Nói cách khác, trí tôn hệ thống có rất nhiều thứ, cần tô chiết thể chất thỏa mãn trong đó yêu cầu sau, mới sẽ mở ra. Tô chiết không biết lần sau thể chất của hắn muốn đạt đến bao nhiêu, mới sẽ thỏa mãn trí tôn hệ thống một cái khác từ hệ thống mở ra điều kiện, cái kế tiếp mở ra từ hệ thống sẽ là gì chứ? Này làm cho tô chiết trong lòng có không ít chờ mong, càng là tăng cường chính mình tăng cao thực lực quyết tâm, hắn muốn hiểu rõ trí tôn hệ thống, muốn triệt để nghiên cứu trí tôn hệ thống. Thực vật hối đoái thương thành cùng tên của nó như thế, Tô Chiết sau khi mở ra, phát hiện bên trong các loại thực vật đều có, bất kể là hoa cỏ cây cối, không thiếu gì cả. Tô Chiết có thể nghĩ tới thực vật, thực vật hối đoái trong thương thành đều có tồn tại. Mà càng nhiều hơn thực vật, Tô Chiết liền nghe đều chưa từng nghe tới. Cùng sủng vật hối đoái thương thành như thế, thực vật hối đoái thương thành cũng là dùng tích phân hối đoái. Thực vật hối đoái trong thương thành cũng có dược liệu hối đoái, từ hạt giống đến nở hoa kết trái các cấp độ đoạn cũng có thể hối đoái, dù cho tô chiết muốn trực tiếp hối đoái ngàn năm nhân sâm cũng có thể chỉ cần có đầy đủ tích phân thực vật hối đoái trong thương thành rất nhiều thứ đều nhìn đến tô chiết trong lòng ngứa một chút rất muốn hối đoái đi ra ngoài bất quá khi tô chiết một nhìn đến bây giờ hắn còn thừa tích phân lấy cùng cái khác cần dùng đến tích phân địa phương trái tim hắn nhất thời liền mát lạnh một nửa cứ như vậy tô chiết cũng là chế trụ chính mình dục dịch tâm đương nhiên tô chiết cũng không phải là cái gì đều không thể hối đoái ít nhất tô chiết hiện tại có thể hối đoái một ít rất ít ỏi, trong thực tế rất khó chiếm được hạt giống hoặc là cây non. Những này cần tích phân cũng tương đối ít, chút ít đổi, tô chiết vẫn là có thể chịu đựng được. Đổi sau, tô chiết dự định trực tiếp dùng thần lực gieo trồng, lời nói như vậy, liền tỉnh không ít tích phân rồi. Bất quá cho dù tô chiết muốn gieo trồng lời nói, cũng nhất định phải đợi đến chuyện ngày hôm nay hết bận, hắn mới có thời gian đi làm sống. Bởi vì hôm nay Tô Chiết đã cùng Lý Hoa đã hẹn đi Thẩm Châu thành phố, thỏa thuận thu mua sủng vật bệnh viện sự tình, hiện tại Tô Chiết liền muốn bắt đầu chuẩn bị hôm nay hành trình. Tô Chiết đầu tiên là đi phòng rửa tay rửa mặt một phen, lần này Tô Chiết đi Thẩm Châu thành phố cũng không cần chuẩn bị cái gì quần áo, bởi vì Tô Chiết chỉ là đi nửa ngày mà thôi, buổi tối liền sẽ về Yến Vân Thị. Sau, Tô Chiết lần nữa kiểm tra rồi một lần, tối ngày hôm qua chính mình ở nhà bố trí có xảy ra vấn đề gì hay không, không có phát hiện cái gì không thích hợp sau, Tô Chiết mới đi giày vào ra cửa. Tối ngày hôm qua Tô Chiết tại trên lưới mua cao thiết phiếu vé, là sáng sớm 9 điểm 06 phần số tàu. Mà bây giờ đã là sáng sớm 7 điểm, Tô Chiết cho rằng đã hẳn là để sớm một chút ra cửa, miễn cho đến lúc đó không đuổi kịp. Bởi vì Yến Vân Thị chạm xe lửa cách Tô Chiết nhà có chút xa, cho nên Tô Chiết cảm thấy sớm một chút ra ngoài vẫn tương đối thỏa đáng. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất là Tô Chiết biết trực tiếp lái xe tốc độ tương đối chậm, vì để tránh cho không đuổi kịp, tô chiết mới quyết định sớm như vậy liền ra ngoài. tại tối ngày hôm qua, tô chiết cùng lý hoa trò chuyện sau, quyết định đi thẩm châu thành phố sau, tô chiết liền cùng an hân các nàng đã nói, cho nên hiện tại tô chiết cũng không cần lại đi thông báo an hân các nàng, trực tiếp liền ra cửa. tô chiết đi tới của mình trong ô tô, hắn dự định hôm nay mình lái xe đi trạm xe lửa, sau đó đem xe ngừng ở trạm xe lửa phụ cận bãi đậu xe. lời nói như vậy. Tô Chiết ở buổi tối lúc trở lại là có thể trực tiếp lái xe trở về, không cần tại trạm xe lửa nơi đó đón xe, cũng tương đối dễ dàng điểm. Làm Tô Chiết đi tới Yến Vân Thị trạm xe lửa thời điểm, thời gian đã là 8 điểm 30 phân, Tô Chiết gần như mở ra một cái nửa giờ xe mới vừa tới trạm xe lửa. Bất quá bây giờ cách Tô Chiết cưới số tàu lái xe, thời gian còn rất sung túc, còn có thời gian nửa tiếng, này làm cho Tô Chiết cũng không cần như vậy bức thiết rồi. Tác giả, Tô Chiết xem thời gian còn sớm, liền đi chạm xe lửa tiện lợi điếm tùy tiện mua ít đồ, trước tiên điền đầy bụng, sau tô chiết an vị tại phòng chờ xe chờ đợi. Tuy rằng cao thiết phiếu vé thường thường bán nhàn rỗi, không mua được phiếu vé. Thế nhưng Yến Vân Thị đến ngồi cao thiết người vẫn tương đối ít. Yến Vân Thị cao thiết nhưng thật ra là năm nay còn chưa mở thông bao lâu, Yến Vân Thị rất nhiều người còn không quen đến ngồi cao thiết. Yến Vân Thị rất nhiều người vẫn là quen thuộc đi ngồi xe hơi xe buýt, cứ việc xe buýt thu phí sánh vai thiết quý gấp đôi, hơn nữa tiêu tan tốn thời gian rất dài, một khi kẹt xe tiêu tan tốn thời gian càng là dài. Thế nhưng rất nhiều người vẫn là sẽ đệ nhất lựa chọn lớn mạnh ba, bởi vì nhiều năm như vậy đã quen. Cho nên lúc này chạm xe lửa phòng chờ xe bên trong, chỉ có vẻn vẹn mấy người. Mà cao thiết phiếu vé sở dĩ còn thường thường bán hết, chủ yếu là bị phụ cận mấy cái so sánh phồn vinh trong thành thị người mua đi rồi. Tô Chiết dùng thủ kỳ lưu lãm một cái tin tức gần đây, làm hao mòn một ít thời gian. Tại gần như lúc 9 giờ, Tô Chiết liền vào trạm. Yến Vân thì cùng Thẩm Châu thành phố trạm xe lửa vẫn tương đối dễ dàng một chút, tại trên lưới đính phiếu vé người, chỉ cần dựa vào thẻ căn cước liền có thể trực tiếp vào trạm, không cần Tô Chiết sớm đi lĩnh phiếu vé. Không đến bao lâu, Tô Chiết liền ngồi trên cao thiết rồi. Tô Chiết tìm tới chính mình vị trí, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu chập mắt. Tối ngày hôm qua Tô Chiết một buổi tối đều không có ngủ, không đứng ở tu luyện. Hiện tại tuy rằng thân thể không mệt, thế nhưng trên tinh thần vẫn có chút mệt mỏi. Cho nên Tô Chiết liền thừa dịp thời điểm này, nghỉ ngơi một hồi. Tô Chiết cảm giác cũng không lâu lắm, Cao Thiết là đến Thẩm Châu thành phố rồi. Tô Chiết rơi xuống Cao Thiết sau, nhìn một chút điện thoại di động thời gian, bây giờ là 10 điểm 15 phân. Từ Yến Vân Thị đến Thẩm Châu thành phố, cưỡi Cao Thiết gần như thời gian một tiếng. Đi ra Thẩm Châu thành phố chạm xe lửa sau, Tô Chiết cho Lý Hoa gọi điện thoại, cùng Lý Hoa nói hắn đã đến, Tôi Chiết hỏi hắn muốn đi nơi nào với hắn hội hợp. Lý Hoa để tôi Chiết tại trạm xe lửa cửa vào chờ hắn, khoan hãy đi mở. Kết quả vẫn chưa tới 5 phút, tôi Chiết liền thấy Lý Hoa rồi. Nguyên lai like Lý Hoa tối ngày hôm qua tại biết tôi Chiết hôm nay muốn đi qua, đồng thời biết tôi Chiết phải ngồi ngồi vài điểm cao thiết lại đây Thẩm Châu thành phố, hôm nay Lý Hoa rất sớm liền lại đây đợi tôi Chiết rồi. Lý Hoa đến trạm xe lửa tiếp tôi Chiết, vẫn là suy tính được còn chu đáo miễn cho tô chiết như một con ruồi không đầu như thế chuyển loạn lý hoa hỏi thăm một cái tô chiết ý kiến sau liền trực tiếp cùng tô chiết đồng thời ngồi taxi lý hoa dự định trước tiên mang tô chiết đi sủng vật trong bệnh viện thăm một chút xem có thể hay không phù hợp tô chiết điều kiện nếu như tô chiết không hài lòng chuyện kế tiếp liền không dùng tiếp tục mà nếu như tô chiết hài lòng lời nói buổi trưa là có thể cùng sủng vật bệnh viện người phụ trách hiệp thương cụ thể thu mua điều kiện Xe taxi rất nhanh sẽ mang theo Lý Hoa cùng tô chiết đã đến nơi cần đến. Xuống xe sau, tô chiết đầu tiên quan sát một chút tình huống xung quanh. Tuy rằng tô chiết không phải rất biết làm ăn, nhưng là vẫn biết điếm chỉ phụ cận dòng người vẫn là rất trọng yếu. Nếu như phụ cận không vượng lời nói, sẽ rất khó kinh doanh lên. Xem ra Lý Hoa ánh mắt vẫn tương đối tốt, phụ cận một vùng dòng người rất vượng, ít nhất sẽ không kém với tô sùng nhà. Cũng đúng, Lý Hoa so sánh năm dài một chút, hơn nữa cũng so sánh có kinh nghiệm. Tô Chiết cũng có thể nghĩ tới, Lý Hoa tự nhiên cũng sẽ suy xét đã đến. Lý Hoa mang Tô Chiết đi là một gian tên là Khang Đẹp Sủng Vật Bệnh Viện, Khang Mỹ Sủng Vật Bệnh Viện hiện tại chính là muốn chuyển nhượng ra ngoài. Bởi vì Lý Hoa đã tới qua Khang Mỹ Sủng Vật Bệnh Viện mấy lần, chỗ trong vòng công nhân đều biết Lý Hoa ý đồ đến, bất quá chính là không biết Lý Hoa bên người thanh niên là ai. Rất nhanh Khang Mỹ Sủng Vật Bệnh Viện công nhân viên liền đi thông báo chủ quản đã tới, Lý Hoa đầu tiên là là Tô Chiết cùng bệnh viện chủ quản giới thiệu lẫn nhau một phen. Chủ quản gọi Trương Cảnh Thịnh, tuổi tác cùng Lý Hoa gần như, đều là tại hơn 30 tuổi, chủ phải chịu trách nhiệm quản lý khang Mỹ sủng vật bệnh viện công việc hàng ngày. Mà lần này Trương Cảnh Thịnh cũng là phụ trách tiếp đón có ý định thu mua sủng vật bệnh viện người thu mua, khi xác định đối phương thật sự có ý cùng với có năng lực thu mua sau, Trương Cảnh Thịnh mới sẽ đi thông báo khang Mỹ sủng vật bệnh viện ông chủ, do ông chủ đến cùng người thu mua giao thiệp. Mà Lý Hoa cũng vì Trương Cảnh Thịnh giới thiệu Tô Chiết, tại Trương Cảnh Thịnh trước mặt, Lý Hoa là xương hô Tô Chiết là Tô Tổng. Làm Trương Cảnh Thịnh biết rồi Tô Chiết mới thật sự là đánh nhịp người sau, thái độ đối với Tô Chiết so với lúc trước, có một chút biến hóa, tựa hồ thái độ đối với Tô Chiết càng thêm hữu hảo rồi. Bởi vì nếu như Tô Chiết tốt nhất thật sự thành công thu mua khang Mỹ sủng vật bệnh viện, Tô Chiết rất có thể chính là Trương Cảnh Thịnh kế tiếp nhiệm lão bản. Tuy rằng có không ít người đều nghĩ qua thu mua khang Mỹ sủng vật bệnh viện, thế nhưng cuối cùng đều lui bước. Cho nên tại trương cảnh thịnh trong lòng, cũng cho rằng tô chiết tốt nhất thu mua khang Mỹ sủng vật bệnh viện cơ hội rất nhỏ bé, dù sao tô chiết nhìn lên rất trẻ trung, không giống như là có thực lực có thể thu mua khang Mỹ sủng vật bệnh viện người. Thế nhưng dù cho chỉ có một tia khả năng, Trương Cảnh Thịnh còn là sẽ không bỏ qua. Dù sao Trương Cảnh Thịnh chỉ nói là điểm dễ nghe lời nói mà thôi, lại sẽ không chịu thiệt. Nhưng mà nếu như cuối cùng Tô Chiết thật sự thu mua khang Mỹ sủng vật bệnh viện, cái kia thừa dịp hiện tại Trương Cảnh Thịnh cũng đã cùng Tô Chiết tạo mối quan hệ lời nói, vậy sau này Trương Cảnh Thịnh cũng sẽ thoải mái rất nhiều. Tô Chiết cũng không có để ý Trương Cảnh Thịnh thái độ biến hóa, hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là Khang Mỹ sủng vật bệnh viện. Trương Cảnh Thịnh mang theo Lý Hoa cùng Tô Chiết bắt đầu tham quan Khang Mỹ sủng vật bệnh viện, mỗi một địa phương, Trương Cảnh Thịnh đều sẽ mang theo Tô Chiết đi quan sát, cũng sẽ khá cẩn kẽ là Tô Chiết cùng Lý Hoa giới thiệu. Bất quá Trương Cảnh Thịnh cũng không dám cố ý khuya đại Khang Mỹ sủng vật bệnh viện, hắn đem Khang Mỹ sủng vật bệnh viện tình huống như thực địa nói ra. Trương Cảnh Thịnh sẽ làm như vậy, dĩ nhiên không phải hắn làm người rất thành thực. Mà là Trương Cảnh Thịnh vì về sau suy nghĩ, hắn vẫn là rất muốn có thể tiếp tục lưu lại Khang Mỹ sủng vật bệnh viện. Về phần đãi ngộ không đổi, ai là ông chủ đối Trương Cảnh Thịnh tới nói đều là không sao cả. Vạn nhất Tô Chiết tương lai thật sự mua Khang Mỹ sủng vật bệnh viện, một khi Tô Chiết nghe xong Trương Cảnh Thịnh sau khi giới thiệu, mà bỏ ra uổng tiền, đến lúc đó Tô Chiết hối hận lời nói, khả năng cái thứ nhất xui xẻo người chính là Trương Cảnh Thịnh rồi. Cho nên Trương Cảnh Thịnh cũng không dám cố ý mở rộng Khang Mỹ sủng vật bệnh viện điều kiện, đồng thời cũng sẽ không làm thấp đi Khang Mỹ sủng vật bệnh viện. Bởi vì hiện tại Trương Cảnh Thịnh vẫn là Khang Mỹ sủng vật bệnh viện chủ quản, mà không phải tô chiết công nhân. Tự nhiên cần là Khang Mỹ sủng vật bệnh viện cân nhắc, phản nhất bị ông chủ biết rồi, hắn ở sau lưng làm thấp đi Khang Mỹ sủng vật bệnh viện. Cho dù cuối cùng Khang Mỹ sủng vật bệnh viện thành công chuyển nhượng ra ngoài rồi, ông chủ ở trước đó sẽ không để cho Trương Cảnh Thịnh tháng ngày dễ chịu. Cho nên Trương Cảnh Thịnh cũng chỉ có thể như thực địa giới thiệu Khang Mỹ sủng vật bệnh viện, không nói khoác cũng không dẫm thấp. Tô Chiết vẫn là rất tin tưởng Trương Cảnh Thịnh lời nói, bởi vì Tô Chiết xem Trương Cảnh Thịnh giới thiệu được rất chăm chú, mà hắn nhìn thấy cũng cùng Trương Cảnh Thịnh giới thiệu gần như. Nhiệt môn Trương Cảnh Thịnh làm người rất nhiệt tình, chỉ ít đối Tô Chiết cùng Lý Hoa hai người là nhiệt tình, Trương Cảnh Thịnh mang theo Tô Chiết cùng Lý Hoa, đi thăm Khang Mỹ sủng vật bệnh viện mỗi một địa phương, đồng thời rất là tỉ mỉ là Tô Chiết giới thiệu Khang Mỹ sủng vật bệnh viện. Bởi vì Lý Hoa trước đó đã tới, mà Trương Cảnh Thịnh cũng vì hắn giới thiệu cho, hiện tại Trương Cảnh Thịnh chủ yếu là giới thiệu cho Tô Chiết nghe. Khang Mỹ sủng vật bệnh viện trong viện bố trí cùng Tô Sủng Chi ra gần như, đồng dạng là ba tầng lầu thêm một cái hậu viện, bất quá Khang Mỹ sủng vật bệnh viện diện tích khá lớn một điểm, diện tích trung ước 750 chừng năm thước vuông. Khang Mỹ sủng vật bệnh viện quy mô cũng so với tô sủng chi ra lớn, tổng cộng có 32 vị công nhân viên. Bất quá Khang Mỹ sủng vật bệnh viện cũng không hề bán ra sủng vật phương diện này nghiệp vụ, đây chính là rất lãi cách xù ngành nghề. Tôi Chiết không biết Khang Mỹ sủng vật bệnh viện tại sao không đồng thời kinh doanh, chẳng lẽ là bởi vì Khang Mỹ sủng vật bệnh viện sát phách liền có một nhà cỡ lớn cửa hàng thú cưng nguyên nhân sao? Khang Mỹ sủng vật bệnh viện đến nay đã khai trương 4. Nhiều năm, tại đồng hành bên trong danh tiếng không sai, hơn nữa cũng có so sánh ổn định khách hàng, lợi nhuận tình hình cũng không tệ lắm. Đương nhiên đây chỉ là Tô Triết nghe Trương Cảnh Thịnh giới thiệu, đến tột cùng Trương Cảnh Thịnh trong lời nói mấy phần thật mấy phần giả, Tô Triết thì không cần biết rồi. Bất quá căn cứ Tô Triết quan sát của mình, Trương Cảnh Thịnh lời nói ngược lại là có ít nhất 8 phần có thể tin. Bởi vì Khang Mỹ sủng vật bệnh viện khách hàng xác thực không ít, hơn nữa cũng quản lý được tương đối khá, ngay ngắn rõ ràng. Bất quá dưới đáy công nhân viên hẳn phải biết bệnh viện sắp bán ra tin tức, cho nên công việc của bọn họ thái độ liền có vẻ hơi tàn mạn, có chút không yên lòng dáng vẻ. Công nhân viên thái độ như vậy, Tô Chiết cũng không phải kỳ quái, dù sao Khang Mỹ sủng vật bệnh viện khả năng thay lão bản rồi, công nhân viên cũng không xác định chính mình có thể hay không mất đi này công việc, dù sao bây giờ tìm công tác không dễ dàng, hơn nữa cho dù có thể bảo vệ công tác, cũng không biết lão bản mới sẽ là như thế nào một người, có thể hay không hạ thấp đái ngộ phúc lợi một ngày chưa có xác định xuống, Khang Mỹ sủng vật bệnh viện hết thảy công nhân viên trong lòng cũng sẽ không an tâm, cho nên công tác thời điểm tinh thần có chút tán loạn, cũng có thể lý giải. Cho nên Tô Chiết hiện tại cũng không phải rất lưu ý công nhân thái độ làm việc, đương nhiên nếu như Tô Chiết thu mua Khang Mỹ sủng vật bệnh viện, những nhân viên này thái độ làm việc nếu như vẫn là trước sau như một lời nói, Tô Chiết ngược lại không giao dịch đem Khang Mỹ sủng vật bệnh viện công nhân toàn bộ thay đổi dù sao hiện tại nhận người cũng không khó, nhiều nhất cần phải hao phí một ít thời gian đến bồi dưỡng. Kỳ thực theo lý thuyết khang Mỹ sủng vật bệnh viện khắp mọi mặt điều kiện đều rất tốt, bất kể là phần mềm phần cứng đều có rất nhiều. Như vậy khang Mỹ sủng vật bệnh viện nếu như muốn chuyển nhượng lời nói, nên có không ít người sẽ muốn nhận mua. Tại khang Mỹ sủng vật bệnh viện bắt đầu quyết định chuyển nhượng sau, xác thực có không ít người đến tìm qua trương cảnh thịnh. Thế nhưng tại trương cảnh thịnh giới thiệu khang Mỹ sủng vật bệnh viện sau, bắt đầu bước đầu nói tới giá cả thời điểm, tuyệt đại đa số người đều đi rồi, đều nói sẽ suy tính một chút, sau nhưng không có lại về âm. Không sai, là vì Khang Mỹ sủng vật bệnh viện giá cả quá cao, rất nhiều người không chịu trách nhiệm nổi, dĩ nhiên không phải Khang Mỹ sủng vật bệnh viện mở giá cả quá bất hợp lý. Khang Mỹ sủng vật bệnh viện mở giá cả rất công đạo, hơn nữa cũng không có biểu thị không thể tiến một bước hiệp thương ý tứ. Bởi vì Khang Mỹ sủng vật bệnh viện mở ra điều kiện là nhất định phải toàn bộ tiếp thu hết thảy thiết bị cùng với sản nghiệp, hơn nữa phải là một lần trả hết tất cả tiền. Này 750 bình phương 3 tầng lầu thêm hậu viện đều là thuộc về Khang Mỹ sủng vật bệnh viện. Nếu như muốn thu mua Khang Mỹ sủng vật bệnh viện, cũng nhất định phải đồng thời mua lại này 750 bình phương bất động sản. Thẩm châu thành phố giá phòng có thể không thấp, so với Yến Vân Thị muốn cao hơn. Cho dù Khang Mỹ sủng vật bệnh viện sở tại địa phương, không phải thẩm châu thành phố trung tâm thành phố, thế nhưng giá phòng nơi này cũng không thấp. Riêng là này 750 bình phương bất động sản liền giá trị 18 triệu khoảng chừng lại tăng thêm bệnh viện cái khác thiết bị, giá trị cũng không thấp. Linh Linh tổng tổng gộp lại, Khang Mỹ sủng vật bệnh viện mở giá tiền là 22 triệu. 22 triệu không phải là tất cả mọi người có thể tùy tiện liền cầm ra được, Khang Mỹ sủng vật bệnh viện lại không ủng hộ theo giai đoạn thanh toán, lại không cho thuê phòng ở khiến người ta kinh doanh, nhất định phải một lần bán đi. Bởi vì nguyên nhân này, cho nên tới xem khang Mỹ sủng vật bệnh viện rất nhiều người, thế nhưng hiện nay còn muốn mua người tựu không có. Làm trương cảnh thịnh mở ra cái giá này thời điểm, tô chiết cũng là bị sợ hết hồn. Bất quá tô chiết tỉ mỉ nghĩ lại, bất động sản nắm giữ quyền là thuộc về khang Mỹ sủng vật bệnh viện, cũng là rất không tệ. chí ít về sau tô chiết thu mua về sau, phát triển, sẽ không bị một ít mắt đỏ người thiết kế, lấy bất động sản đến gây sự với tô chiết, sẽ ít đi không ít phiền toái. Là tốt rồi giống như Tô Sủng chi ra, bất động sản cũng là thuộc về Tô Chiết, một ít đỏ mắt đồng hành muốn nhận mua Tô Sủng chi ra bất động sản, để Tô Chiết không làm tiếp được, cũng không có chỗ ra tay. Cho nên Tô Chiết ngược lại là đối Khang Mỹ sủng vật bệnh viện điều kiện rất hài lòng, vừa mới bắt đầu Tô Chiết cũng chỉ là trong nội tâm không có chuẩn bị sẵn sàng, cho nên mới phải bị Trương Cảnh Thịnh mở giá cả kinh sợ đến. Trương Cảnh Thịnh xem Tô Chiết vẻ mặt biến hóa, cho rằng Tô Chiết giống như những người khác, bị 22 triệu giá cả chấn trụ có lùi bước ý tứ, cho nên hắn vội vàng nói, cái giá này vẫn là có thể thương lược, Lý Tiên Sinh đã cùng ông chủ đã hẹn gặp mặt, các người có thể tại lúc gặp mặt hiệp thương một cái giá cả. Kỳ thực trương cảnh thịnh cũng hy vọng có người có thực lực có thể đem khang Mỹ sủng vật bệnh viện mua lại, nếu như Tô Chiết cũng có năng lực này cái kia tốt nhất rồi. Bởi vì khang Mỹ sủng vật bệnh viện ông chủ, bây giờ tâm tư đã không ở bệnh viện nơi này, mà là đem toàn bộ tinh lực phóng tới một cái khác sản nghiệp bên trong. Lần này càng là muốn đem Khang Mỹ sủng vật bệnh viện chuyển nhượng ra ngoài, mà đổi lấy tài chính đến tăng cường một cái khác sản nghiệp đầu tư. Hiện tại Khang Mỹ sủng vật bệnh viện ông chủ đều như vậy rồi, Khang Mỹ sủng vật bệnh viện đương nhiên sẽ không tái phát dương, tốt nhất tình huống cũng chỉ có thể như vậy thường thường nói một chút kinh doanh xuống đi. Cho nên Trương Cảnh Thịnh mới hy vọng có người có thể thu mua Khang Mỹ sủng vật bệnh viện, lời nói như vậy, Khang Mỹ sủng vật bệnh viện có lẽ sẽ lại có lần cơ hội thay đổi. Tô Chiết gật gật đầu, biểu thị sẽ cùng Khang Mỹ sủng vật bệnh viện người phụ trách thấy một mặt. Tại Tô Chiết trong lòng, nếu có cơ hội đem Khang Mỹ sủng vật bệnh viện thu mua xuống, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất, bởi vì Tô Chiết đối Khang Mỹ sủng vật bệnh viện rất hài lòng. Bất quá kỳ thực hiện tại Tô Chiết là trong lòng có nỗi khổ không nói được, hắn hiện tại cũng không có nhiều như vậy tiền mặt đến thu mua Khang Mỹ sủng vật bệnh viện. Trước đó Tô Chiết ngân hàng tiền dư bên trong nắm giữ một ước 7.000 vạn, Thế nhưng đi rồi một chuyến trường hoa xưởng chế thuốc sau, liền toàn bộ không có. Tô Chiết hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể lấy ra hơn chục ngàn tiền mặt, tiền này liền thu mua Khang Mỹ sủng vật bệnh viện số lẻ cũng không đủ. Bất quá Tô Chiết kim trời vẫn là sẽ cùng Lý Hoa, đi cùng Khang Mỹ sủng vật bệnh viện người phụ trách gặp mặt trò chuyện. Nếu như thuận lợi, Tô Chiết vẫn là ở hôm nay đem chuyện này trước tiên quyết định xuống. Về phần vấn đề tiền, Tô Chiết cũng chỉ đành lại mặt khác nghĩ biện pháp rồi xem ra chỉ có thể đem trong nhà pha ly trùng phỉ thúy lấy ra bán ra, nếu như còn không thể tập hợp đủ lời nói, tổ chiết liền quyết định đem trong nhà hậu viện gieo trồng dược liệu lấy ra bán. Dù sao trong hậu viện dược liệu không có, còn có thể một lần nữa gieo trồng, chẳng qua nhiều tìm chút thời giờ cùng thần lực. Mà nếu như Khang Mỹ sủng vật bệnh viện lần này không có thể thành công thu mua lời nói, cũng không biết muốn từ lúc nào mới có thể lại tìm đến thích hợp. Lúc trước thời điểm, Tô Chiết cũng không có nghĩ đến, chính mình vừa mới để Lý Hoa đi xử lý tô sủng chi ra chi nhánh, trường hoa xưởng chế thuốc liền cần đột nhiên tiền bạc, đồng thời còn đem tô chiết hết thải tiền dư lập tức cầm sạch. Mà Lý Hoa cũng vào lúc này, thông báo tô chiết tìm tới thích hợp sủng vật bệnh viện, cho nên lập tức liền để tô chiết có chút không ứng phó kịp. Tô chiết đi thăm khang Mỹ sủng vật bệnh viện một lần sau, liền định cùng trương cảnh thịnh cáo từ. Trên căn bản nên nhìn, đều nhìn, cũng có thể hiểu rõ, tô chiết cũng đều hiểu rồi, tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa gì vừa lúc đó, trong bệnh viện đi vào một cái tuổi tác tại chừng 30 nam tử. Nam tử này bụng phệ, âu phục dày ra, nhìn lên giá trị không thấp y phục mặc ở trên người hắn ngược lại là có chút bất luân bất loại cảm giác, rất không phối hợp. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn lần đầu tiên, đều là cảm giác cái này mập nam tử tao đạp một thân tốt quần áo. Tô Chiết chú ý tới khang nghĩ sủng vật bệnh viện hết thảy công nhân, đang nhìn đến cái này mập nam tử thời điểm, tuy rằng trên mặt có nụ cười, hướng về hắn chào hỏi thế nhưng trong ánh mắt đều có một luồng căm ghét, bao quát trương cảnh thịnh cái này nhìn lên tính khí người rất tốt, nhìn thấy mập nam tử thời điểm, sắc mặt cũng hơi chút biến đổi, có chút khó coi rồi. Bất quá cái này mập nam tử đúng là không có giác ngộ đến chính mình gây người chán ghét, tự mình cảm giác phi thường hài lòng, vênh váo tự đắc, còn cho là mình hơn người một bậc. Làm mập nam tử hướng về tô chiết bên này đi tới thời điểm, tô chiết có loại ảo giác, sàn nhà đều đang run rẩy Mập nam tử thân cao nhìn cũng không cao, tại khoảng 1m60, ngược lại là một thân này thịt mỡ khiến người ta đoán chừng hắn thể trọng ít nhất đột phá 120kg. Mập nam tử đi lại thời điểm, giống như là một cái bóng như thế, cuồn cuộn mà tới. Tô chiết trong lòng không khỏi là mập nam tử lo lắng, vạn nhất mập nam tử không thắng được lời nói, có thể hay không trực tiếp liền lăn qua đây rồi. Mà mập bên người nam tử còn có một cái nữ, vóc người đẹp đẽ, bất quá trang tốn rất dày, khiến người ta rất khó coi đến nàng chân thực diện mạo cô gái này cực kỳ thân mật kéo mập tay của nam tử, y ôi tại mập nam tử bên người. Một mực này người nữ thân cao còn không thấp, hơn nữa còn ăn mặc một đôi giày cao gót, trọn vẹn cao mập nam tử hơn nửa cái đầu. Cứ như vậy, liền có vẻ mập nam tử cùng cử chỉ của nàng rất là quái dị, rất không xứng đôi. Nữ nhân này sẽ cùng tướng mạo xấu xí mập nam tử cùng nhau, là thật sự yêu nhau, vẫn là vì mập nam tử tiền, tô chiết cũng không rõ ràng rồi. Bất quá người ở chỗ này đều tin tưởng là vì tiền, này người nữ mới sẽ cùng mập nam tử cùng nhau. Bởi vì cái này nữ hóa trang sau, tướng mạo vẫn là không khó coi, đối người cũng có chút sức hấp dẫn, hơn nữa vóc người của nàng rất tốt, càng là bỏ thêm vào không ít sức mê hoặc. Ngược lại mập nam tử không chỉ có thân cao chỉ có một mét, hơn nữa thể trọng càng là dọa người, tướng mạo không hù đến tiểu hài tử cũng đã không tệ. Như vậy hai người có thể cùng nhau, tất cả mọi người tin tưởng cũng chỉ có tiền tài có thể tiêu diệt giữa hai người chênh lệch rồi đoán chừng mập nam tử nhân phẩm không ra sao, nếu không, người nơi này cũng sẽ không là như vậy thái độ. Là ngươi muốn nhận mua khang Mỹ y viện sao, cũng đừng không biết tự lượng sức mình nha, cẩn thận thường liền sủng đều không có. Mập nam tử lớn lên vốn là một bộ diếu cợt mặt, hơn nữa vừa mở miệng, ngữ khí kia cũng rất vinh váo tự đắc, cho rằng cùng người nói chuyện, vẫn là tự nhiên bản thân lòng từ bi mới nể nang mặt mũi nói chuyện với ngươi. Mập nam tử vừa mở miệng, Tô Chiết liền biết Mập Nam Tử tại sao như vậy nhận người đáng ghét, Tô Chiết một cái cũng đúng Mập Nam Tử không có hảo cảm, chỉ là muốn đánh hắn một trận năng lực hả giận. Chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi quản, trước tiên quản tốt chính ngươi có hay không mặc sủng đi. Tô Chiết nói ra. Ta hảo tâm khuyên ngươi, ngươi đừng không biết điều." Mập Nam Tử tức giận nói. "Hảo ông chủ, Tô tổng là bệnh viện chúng ta quý khách, mời không để cho chúng ta khó làm." Trương Cảnh Thịnh nói ra, trong lòng hắn cũng có chút tức giận rồi này hạo kiện lại nhiều lần tới nơi này quấy rối người sáng suốt đều biết hạo kiện đánh cho là cái gì tính toán mưu đồ hắn chính là sát phách cửa hàng thú cưng ông chủ vẫn muốn thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện nhưng là vừa không nghĩ ra cao như vậy giá cả cho nên hạo kiện liền nghĩ tất cả biện pháp mà đè thấp khang mỹ sủng vật bệnh viện giá cả nếu có những người khác nghĩ đến thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện này một bụng ý nghĩ xấu hạo kiện cũng sẽ tới làm phá hoại càng là ở trong bóng tối nội thương khang mỹ sủng vật bệnh viện ở bên ngoài gieo rắc khang mỹ sủng vật bệnh viện lời đồn, khiến những người khác không dám thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện. Cứ như vậy lời nói, khang mỹ sủng vật bệnh viện liền không bán ra được, cũng chỉ có thể hạ thấp giá cả tiện nghi hạo kiện. Mà khang mỹ sủng vật bệnh viện chậm chạp không có bán đi nguyên nhân, có quan hệ rất lớn cũng là bởi vì hạo kiện dở trò xấu quan hệ. Khang Mỹ sủng vật bệnh viện tất cả mọi người biết hạo kiện ở sau lưng dở trò, thế nhưng là khổ nỗi không có chứng cứ, cho nên cũng nắm hạo kiện không có cách nào trương chủ quản ta nhưng là đang giúp ngươi ngươi xem người này có năng lực có thể thu mua lớn như vậy bệnh viện sao rõ ràng cho thấy đến cho hết thời gian trương chủ quản ngươi không cần ở trên người hắn lãng phí nhiều thời gian như vậy rồi hạo kiện khinh thường nói ngữ khí rất xác định đúng vậy ngươi nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống mua được người ta xem trương chủ quản ngươi vẫn là cùng lão bản của ngươi thương lượng một chút bán cho hạo ca được rồi tại hạo kiện bên người hoàng phượng nguyệt cũng mở miệng nói ra xem đến cái này Hoàng Phượng Nguyệt có thể cùng hảo kiện sống chung một chỗ, cũng là thuộc về cùng một loại người, vừa mở miệng liền đắc tội người. Trương Cảnh Thịnh nghe xong hảo kiện cùng với bên cạnh hắn Hoàng Phượng Nguyệt lời nói, càng là ý tưởng hỏa. Tại Trương Cảnh Thịnh trong lòng, là ngàn vạn cái không muốn khang Mỹ sủng vật bệnh viện bị hảo kiện thu mua, lấy hảo kiện nhân phẩm như vậy, Trương Cảnh Thịnh phải không muốn ở dưới tay hắn làm cho nên muốn để Trương Cảnh Thịnh đi theo ông chủ nói đem bệnh viện bán cho Hạo Kiện là chuyện không thể nào. Trương chủ quản, tuy rằng khang đẹp là sủng vật bệnh viện, thế nhưng cũng không thể lấy để chó điên đi vào sổ loạn a -Hát. hơn nữa còn là hai cái, như vậy sẽ ảnh hưởng đến bệnh viện hình tượng. Tô Chiết nghiêm trang nói ra, khiến người ta cảm thấy hắn là chăm chú, mà không phải đùa giỡn. Tô Chiết lời vừa nói ra, Chu Vi nghe được người đều nhịn không được cười lên. Tô Chiết thanh âm không nhỏ, trên căn bản bệnh viện trong đại sảnh tất cả mọi người nghe được, hơn nữa đều biết Tô Chiết chỗ nói hai con chó điên chính là chỉ hạo kiện cùng Hoàng Phượng Nguyệt sủng vật trong bệnh viện mọi người tiếng cười nhất thời để hạo kiện cùng hoàng phượng nguyệt hai người khí đến sắc mặt đỏ hoàng phượng nguyệt phấn lót bôi được dày biến hóa không phải rất rõ ràng mà hạo kiện lại bất đồng vốn là hạo kiện liền là sống sờ sờ mang một cái đầu heo hiện tại càng giống một cái kho đầu heo khiến người ta càng là phình bụng cười to nhịn không được lúc này tiếng cười thật giống dừng lại không được như thế tất cả mọi người cười đến không ngậm miệng lại được đặc biệt là hạo kiện một bộ tức đến nổ phổi khôi hài giáng dấp mới là nhất làm cho người tốt cười vốn là hạo kiện cùng hoàng phượng nguyệt hai người đều là chọc người chán ghét này bên trong không có một người hoan nghênh hạo kiện cùng hoàng phượng nguyệt bởi vì hạo kiện không chỉ hiện tại mới dùng quỷ kế muốn khiến cho khang mỹ sủng vật bệnh viện xuống giá bán ra bình thường hai người bọn họ hành vi phẩm tương liền không ra sao lại đặc biệt nhìn không ra người cảm giác tất cả mọi người thiếu nợ bọn hắn như thế giúp bọn họ làm việc là cần phải. Bình thường Khang Mỹ sủng vật bệnh viện công nhân viên là đúng hạo kiện cùng Hoàng Phượng Nguyệt hai người, là giận mà không dám nói gì, dù sao hạo kiện người này không chỉ có ít tiền, hơn nữa còn có chút quan hệ. Người không quyền không thế đắc tội bọn hắn, tháng ngày cũng sẽ không dễ chịu. Hơn nữa Khang Mỹ sủng vật bệnh viện xuất hiện tại không có kinh doanh sủng vật buôn bán bán nghiệp vụ, hắn nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hạo kiện ở sau lưng giờ cho. Cho nên Khang Mỹ sủng vật bệnh viện công nhân viên dù cho trong lòng không muốn, Thế nhưng mặt ngoài cũng nhất định phải duy trì nụ cười, không thể cho sắc mặt hảo kiện bọn hắn xem. Công nhân viên lo lắng chính là hảo kiện gây sự với bọn họ, bọn hắn làm sao có khả năng đấu thắng hảo kiện. Hiện tại Tô Chiết ở mặt trước đẩy hảo kiện bọn hắn, công khai trào phúng hảo kiện cùng Hoàng Phượng Nguyệt, để đối hảo kiện oán hận chất chứa đã lâu công nhân viên suốt một cái không nhỏ ác khí. Có thể không chút kiêng kỳ cười nhạo hảo kiện cùng Hoàng Phượng Nguyệt, lại không cần lo lắng hảo kiện bọn hắn thủ dai cơ hội cũng không nhiều, bởi vì có tô chiết ở mặt trước đẩy hạo kiện hỏa lực. Người biết người đang nói cái gì sao? Cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Hạo kiện tức đến nổ phổi nói ra, vẫn chưa có người nào dám như vậy đối hạo kiện. Tô chiết lập tức nói rằng, tràn đầy ái náy, xin lỗi, là ta nói lung tung. Nhưng là không bao lâu tô chiết lại khinh thường nhìn hạo kiện bọn hắn, nói ra, là ta nhìn lầm, làm sao có thể sẽ là chó điên. Rõ ràng là một đầu đồ ngu mà thôi. Tô chiết trước một câu nói, còn để hạo kiện trong lòng thoải mái một ít, cho rằng tô chiết biết sợ sệt, bắt đầu nhận lầm. Nhưng là tô chiết câu nói tiếp theo làm sao Hảo kiện càng nghe càng cảm giác khó chịu, cuối cùng hạo kiện mới biết tô chiết mới không phải sợ hãi, mà là cố ý trêu chọc hắn đùa. Hạo kiện nơi đó có thể chịu được loại này khí, cũng không để ý chính mình có thể hay không đánh thắng tô chiết. Trong miệng vừa mắng một bên hướng về tô chiết xông tới, người này chết con hoang, ta hôm nay không phải muốn giáo huấn một chút mà hoàng phượng nguyệt xem bên người kim chủ xông lên rồi cũng mắng nhách nhách về phía tô chiết sông đi hai tay thành chảo nàng phải giúp hạo kiện đồng thời đánh tô chiết vốn là tô chiết còn vân đạm phong khinh chuyện này hắn một mực không có nghiêm túc chỉ là xem không qua hạo kiện quá mức hung hăng mới phản kích hạo kiện vài câu trước đó hạo kiện lời nói cũng không có để tô chiết để ý nhiều coi như một con chó điên tại phệ gọi mà thôi thế nhưng hạo kiện bây giờ đối với tô chiết mắng con hoang hai chữ liền để tô chiết sắc mặt tại chỗ thay đổi Bình thường thời điểm người khác làm sao mắng tô chiết, tô chiết cũng sẽ không quá mức để ở trong lòng, thế nhưng một khi có người dám mắng tô chiết con hoang. Hoặc là cái khác làm nhục người nhà thô tục lời nói, tô chiết liền sẽ như trở nên một người như thế. Tô chiết nghe được hạo kiện mắng lời nói sau, không nhịn được ra tay rồi. Hắn lúc này con mắt đã hơi có chút đỏ, hiểu rõ tô chiết người, đều biết đây là tô chiết thịnh nộ biểu hiện, lúc này tô chiết thật giống như mất lý trí như thế, một khi ra tay liền hoàn toàn là liều mạng đấu pháp cứ việc hảo kiện xuất thủ trước, thế nhưng tô chiết ỷ vào hắn độ vẫn là giành trước nắm lấy hạo kiện. Tay trái của hắn trước tiên ngăn trở hảo kiện đánh tới nắm đấm, mà một cái tay khác tựa như tia chớp độ chuẩn xác bóp lấy hảo kiện cổ. Chỉ là thời gian trong chớp mắt, tô chiết liền hạn chế hảo kiện rồi. Mà lúc này hoàng phượng nguyệt cũng chạy tới, bất quá tô chiết chỉ là nhìn nàng một cái, nhất thời hoàng phượng nguyệt cũng không dám tiếp tục tiến lên dù cho một bước tô chiết cái kia hơi đỏ ánh mắt, liền như là dã thú khát máu lập tức liền đè ép hoàng phượng nguyệt rồi làm cho nàng cảm thấy hãi hùng khiếp vía không khỏi không dám ra tay với tô chiết trái lại không nhịn được liền liền lùi lại vài bước trước đây tô chiết lúc đọc sách bởi vì hắn tính cách vấn đề để bạn học cảm thấy dễ ức hát iota thường thường sẽ vô duyên vô cớ đi bắt nạt tô chiết mà tô chiết bởi vì không muốn cho cha mẹ gây phiền toái cho nên thường thường yên lặng chịu đựng chỉ cần không phải quá lời quá đáng tô chiết cũng đều chịu đựng mà chính là bởi vì như vậy trái lại để tô chiết bạn học, nhận thức vì muốn tốt cho tô chiết bắt nạt, càng là làm trầm trọng thêm. Thẳng đến có một lần, lớp cách phách ba cái học sinh xấu tại tan học thời điểm ngăn chặn tô chiết, không cho tô chiết về nhà. Lúc đó ba cái học sinh xấu xem tô chiết mắng không nói lại, liền bắt đầu đối tô chiết xô đẩy lên, đồng thời càng mắng càng khó nghe. Mới đầu tô chiết là nhẫn nhịn. Chu vi vây xem học sinh, không có ai đứng ra giúp tô chiết một cái, liền ngay cả tô chiết bạn học cùng lớp cũng chưa hề đi ra, bởi vì Tô Chiết bình thường không có gì chơi thân bạn học, một khi có chuyện cũng không có giúp Tô Chiết rồi. Hơn nữa vây xem học sinh, ước gì có náo nhiệt xem đây, hơn nữa ở trong có mấy người, bình thường thời điểm cũng thường thường bắt nạt Tô Chiết. Thời điểm này không đứng ra, đối Tô Chiết bỏ đá xuống giếng đã là kết quả tốt nhất, Tô Chiết căn bản cũng không hy vọng có người có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mới đầu Tô Chiết là nhẫn nhịn, thẳng đến về sau một người trong đó mắng Tô Chiết là con hoang thời điểm, Tô Chiết mới giống như biến thành người khác như thế. Tô Chiết như là điên như thế, không nhịn nữa, không muốn sống cùng bọn họ đánh nhau. Mà ba học sinh bình thường lại xấu, bọn hắn cũng chỉ là ba cái vị thành niên học sinh. Tô Chiết cùng đi hận, bọn hắn liền kinh hãi rồi, muốn rút lui. Nhưng là Tô Chiết căn bản không có dừng tay ý tứ, không quan tâm mà đánh bọn hắn quỷ kêu liên tục. Đặc biệt là mắng Tô Chiết con hoang học sinh, càng bị Tô Chiết cho vị ngã xuống đất, cưỡi trên người hắn nắm đấm liên tục là trên người hắn bắt chuyện. Đã mất lý trí Tô Chiết, không thèm quan tâm hai người khác ở sau lưng đối với hắn quyền đấm cước đá, chính là gắt gao không buông tha dám mắng Tô Chiết con hoang học sinh. Cuối cùng người học sinh kia bị Tô Chiết đánh cho đầy mặt đều là máu, hai người khác trong lòng đều nhanh muốn sợ hãi, bọn hắn vẫn là học sinh, nơi đó gặp cảnh tượng như vậy, nhất thời cũng không dám tiếp tục đánh Tô Chiết rồi, chỉ muốn kéo ra Tô Chiết, nếu không, bị Tô Chiết tiếp tục đánh đi xuống, đánh chết đều có khả năng. Nhưng là Tô Chiết căn bản không dự định buông tha hắn, gắt gao bóp lấy cổ của đối phương, cho dù bị hai người lôi kéo, cũng không buông ra, một mực kéo đối phương. Lúc đó đối phương bởi vì hấp không thu được không khí nguyên nhân, sắc mặt đã biến thành màu tím, đều đã bắt đầu tại mắt trắng dã. Audio điện tử võ tấn bền. Nếu không phải tại cuối cùng thời điểm, ở cổng trường học đợi Tô Chiết tan học cùng nhau về nhà Tô Vũ Hinh, bởi vì một mực không có đợi đến Tô Chiết đi ra. Tô Vũ Hinh lo lắng Tô Chiết chuyện gì xảy ra, liền đi Tô Chiết lấp tìm hắn. Chính là bởi vì là như thế này, Tô Vũ Hinh mới sẽ thấy cảnh này. Lúc đó Tô Vũ Hinh xem Tô Chiết đầy người đều là huyết, cũng không biết là Tô Chiết hay là người khác. Lúc đó Tô Vũ Hinh suýt chút nữa bị dọa phát sợ, nước mắt không tự chủ thì chảy ra, nàng khóc lóc hướng về Tô Chiết chạy đi. Tại Tô Chiết nghe được Tô Vũ Hinh tiếng khóc sau, dụng hết toàn lực bóp lấy cổ đối phương hai tay của lúc này mới buông ra, hắn quay đầu đi, nhìn về phía chạy tới Tô Vũ Hinh. Cũng là Tô Vũ Hinh xuất hiện, mới khiến cho Tô Chiết khôi phục lý trí, đối phương cũng chính vì như vậy mới tránh được một kiếp, nếu không, sẽ có dạng gì hậu quả cũng không nhớ rõ. Lúc này đối mặt Tô Vũ Hinh Tô Chiết, chỉ hơi hơi nở nụ cười, lấy đó chính mình không có chuyện gì. Tô Chiết muốn an ủi một cái Tô Vũ Hinh, làm cho nàng không cần lo lắng, chỉ là hắn còn chưa mở lời, liền thẳng tắp mà ngất ngã xuống rồi. Chạy tới Tô Vũ Hinh, đem tô chiết ôm thật chặt trong lồng ngực, nàng không ngừng mà chảy nước mắt. Lúc này tình cảnh, thật giống như tô vũ hình khi còn bé lần thứ nhất gặp phải tô chiết như thế, nàng ôm tô chiết, dựa vào tô chiết mặt, bởi vì lo lắng tô chiết chống đỡ không đi xuống, nàng liền không đứng ở tô chiết tai vừa nói chuyện, khích lệ tô chiết chống đỡ xuống đi. Mà phát sinh sau chuyện này, ba cái kia học sinh một mực ở nhà, chừng vài ngày đều không dám tới trường học đến trường, sau cho dù có dũng khí đi lên học, cũng là xa xa nhìn thấy Tô Chiết sau liền quay đầu lại đi, căn bản không có dũng khí đi đối mặt Tô Chiết, Tô Chiết tại đối phương ba người trong lòng đã để lại không nhỏ bóng mờ. Mà sau không đến bao lâu, ba người này tự trước sau chuyển trường đi rồi, Tô Chiết cũng không có gặp lại bọn hắn. Đoán chừng bọn hắn chuyển trường nguyên nhân, đoán chừng hơn nửa đều là vì Tô Chiết. Đương nhiên Tô Chiết cũng không được khá lắm được, hắn tại trong bệnh viện ở mấy ngày mới xuất viện. Đang phát sinh sau chuyện này, trong trường học không còn có người dám nữa đến chiêu chọc tô chiết ngay lúc đó một màn kia nhưng là khiến người ta khó quên tô chiết giống như là ác ma như thế ai đều không muốn trở thành cái kế tiếp bị tô chiết suýt chút nữa bóp chết học sinh ai lại có dũng khí đi chiêu chọc tô chiết huống hồ tô chiết không đi tìm bọn họ thu được về tính sổ bọn hắn cũng đã đáng được ăn mừng rồi mà lúc đó trường học dám định là là ba cái kia học sinh chủ động đi tìm tô chiết phiền toái tô chiết chỉ là phòng vệ quá bất quá dám vì tình huống ảnh hưởng so sánh ác liệt, cho nên toàn trường thông báo phê bình Tô Chiết, lấy đó bắt trước làm theo, không cho phép lại có lần sau nữa. Kỳ thực như vậy kết quả xử lý, trường học đã đội lên rất lớn áp lực. Bởi vì ba cái kia học sinh trong nhà đều là có quyền thế, bối cảnh không nhỏ. Dồn dập yêu cầu phải nghiêm khắc xử lý Tô Chiết, huyền náo hung hăng nhất chính là bị Tô Chiết suýt chút nữa bóp chết học sinh cha mẹ của. Mà trường học nếu không phải niệm Tô Chiết cho tới nay đều là phẩm học kiêm yêu, mỗi lần thành tích cũng là đứng hàng đầu, lại trải qua điều tra sau, cũng là đối phương ra tay trước, cho nên trường học mới kháng trụ áp lực, không đồng ý đối phương yêu cầu khai trừ tô chiết, chỉ là vì cho đối phương cha mẹ một cái hạ bậc thang, mới sẽ đối tô chiết toàn trường thông báo phê bình là xử phạt. Thông báo phê bình, đối tô chiết tới nói, ngược lại là không sao cả, chỉ cần không bị trường học khai trừ là được rồi. Lúc này hảo kiện một câu con hoang, liền lơ đãng lần nữa đụng chạm lấy tô chiết hỏa tuyến trong nháy mắt liền đốt lên Tô Chiết tức giận. Tô Chiết chỉ là dùng một cái tay, liền để Hạo Kiện tránh thoát không được. Không thở nổi Hạo Kiện dùng cả hai tay, không ngừng đánh Tô Chiết thủ. Hoặc là muốn đẩy ra Tô Chiết ngón tay, có thể là bất kể Hạo Kiện dùng sức thế nào, đều tách ra không ra Tô Chiết ngón tay. Đối mặt Hảo Kiện giấy dụa, Tô Chiết căn bản thờ ơ không động lòng, trái lại càng ngày càng dùng sức, trong lòng hắn có loại cứ như vậy bóp chết Hạo Kiện ý nghĩ. Mấy ngày nay Tô Chiết đối diện có bóng đen sự tình đã rất phiền, hắn gặp phải áp lực rất lớn. Mà bây giờ Hạo Kiện lại hảo chết không chết đến trêu chọc hắn. Đồng thời còn dám đi chạm Tô Chiết phải ngược. Cuối cùng Tô Chiết còn nắm lấy Hạo Kiện cổ, dùng sức đem hắn nhắc tới. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, vốn là Tô Chiết có thể để cho Hạo Kiện không có sức đánh trả, cũng đã rất giỏi rồi, khiến người ta vượt mục nhìn nhau rồi. Dù sao Tô Chiết nhìn lên ngoan ngoãn biết điều. Hơn nửa thân thể nhìn còn rất gầy yếu, không giống như là người biết đánh nhau. Có thể làm cho thể trọng có hơn 100kg lô hảo kiện, không có cách nào phản kháng, đồng thời vừa ra tay liền khống chế lại đối phương, cũng đã là rất chuyện không bình thường, liền đầy đủ khiến người ta kinh ngạc, hiện tại Tô Chiết nếu còn có thể đem hảo kiện nhắc tới. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc trong, hảo kiện hai chân chậm rãi rời khỏi mặt đất, liền ngay cả mũi chân cũng đụng chạm không tới trình độ. Tại Tô Chiết trong tay hạo kiện thật giống như không có một người bao nhiêu tầng số lượng con rối như thế, hắn một thân này hơn 100 kg lô thịt mỡ, căn bản cũng không có đối tô chiết sản sinh ảnh hưởng gì như thế. Cho dù hảo kiện liều mạng giấy ruộng, cũng không cải biến được sự thật này. Hạo kiện hơn 100 kg lô trọng lượng cứ như vậy bị tô chiết cho nhắc tới, hơn nữa tô chiết còn chỉ là dùng một cái tay. Đồng thời hạo kiện còn đang liều mạng phản kháng, cần có cường độ càng là thêm lớn rất nhiều, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được rồi. Đừng nói là dùng một cái tay, cho dù dùng tới hai cái tay, cũng chưa chắc có bao nhiêu người có thể làm được. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ, đều đã quên đi tới khuyên can rồi. liền ngay cả Lý Hoa cũng trợn mắt ngoác mồm nhìn Tô Chiết, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Chiết còn có một cái mặt. Mãi cho đến Hạo Kiện không có khí lực phản kháng, đã mắt trắng dã còn tiếp tục như vậy, Hạo Kiện sống sờ sờ bị Tô Chiết bóp chết đều có khả năng. Mọi người mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng chạy tới khuyên Tô Chiết đem hảo kiện buông ra. Tô Chiết, mau buông tay, hắn nhanh không được. Lý Hoa vội vàng đi tới khuyên Tô Chiết, Tô Chiết còn tiếp tục như vậy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tô Chiết lại không hề bị lay động, phảng phất không nghe thấy Lý Hoa lời của bọn hắn như thế, tay của hắn trái lại càng ngày càng dùng sức, để hạo kiện sắc mặt từ trắng biến đỏ, cuối cùng lại trở thành màu tím. Tô Chiết, người còn có muội muội, còn có bảo bảo, không cần loạn đến, mau buông tay. Lý Hoa vội vàng nói. Lý Hoa biết Tô Chiết thật là lưu ý muội muội của hắn Tô Vũ Hinh cùng với Bảo Bảo, cho nên hiện tại Lý Hoa cũng chỉ có thể ký thác Tô Vũ Hinh cùng Bảo Bảo hai cái tên của người, hy vọng có thể tỉnh lại phảng phất nhập ma vậy Tô Chiết, để Tô Chiết khôi phục lý trí. Quả nhiên Tô Chiết khi nghe đến Tô Vũ Hinh cùng Bảo Bảo, con mắt từ từ thanh minh, tỉnh lại Tô Chiết mới chậm rãi buông tay ra. Nhất thời hạo kiện liền từ không trung rớt xuống, trông chất ngã xuống đất, cổ của hắn xuất hiện năm cái vết tích rất sâu tụ huyết bất quá hạo kiện lúc này đã không để ý tới cả người đau đớn hắn nằm trên đất liều mạng mà hô hấp lúc đó hạo kiện cũng đã cho là mình muốn chơi xong rồi lúc này đại nạn không chết hạo kiện mới biết có thể hô hấp cũng là một niềm hạnh phúc đợi hạo kiện dễ chịu một điểm sau trên đất la đau thời điểm hoàng phượng nguyệt mới phản ứng được vội vàng đi qua đem hạo kiện đỡ dậy làm hạo kiện đứng lên sau mới vừa vặn đi qua cửa ải sống còn hắn lại bắt đầu muốn làm chết rồi hạo kiện lại nghĩ thông khẩu mắng tô chiết tốt cứu vãn một chút mặt mũi. Nhưng khi không biết sống chết hạo kiện, tại vừa nhìn thấy tô chiết ánh mắt sau, nhất thời câu nói đầu tiên cũng không nói ra được, tô chiết ánh mắt khiến hắn lập tức hồi tưởng lại, vừa nãy suýt chút nữa nghẹt thở mà chết trải qua, cái kia miệng đầy thô tục, đang mắng ra trước khi đến, chỉ có thể mạnh mẽ mà cho nghẹn trở lại, loại cảm giác đó thập phần khó chịu, thật giống như ăn phải con ruồi như thế. Sau hạo kiện cũng không còn dũng khí lưu lại đối mặt tô chiết rồi, chỉ có thể xám xịt để hoàng phượng nguyệt, dắt díu lấy chính mình rời đi khang Mỹ sủng vật bệnh viện. Vốn là Hoàng Phượng Nguyệt đã sợ mất mật rồi, hiện tại Hảo Kiện muốn rời đi, nàng càng là ước gì. Cho nên liền đỡ Hạo Kiện đi rồi, không còn dũng khí xính miệng lưỡi chi dũng. Muốn mau chóng rời khỏi nơi này Hoàng Phượng Nguyệt, có thể nói là nửa Hảo Kiện đi. Mà vừa nãy Hạo Kiện rơi không nhẹ, hắn cái kia hơn 100 kg lô trọng lượng ngã xuống đất, có thể so người bình thường khó chịu hơn hơn nhiều. Vốn là ngã qua một lần Hạo Kiện, hành động đã có chút không lưu loát, mà Hoàng Phượng Nguyệt đi được nóng ruột. Nhất thời Hạo Kiện hai chân một không phối hợp, chính mình vấp ngã chính mình, cũng thuận tiện đem Hoàng Phượng Nguyệt cũng cho kéo xuống, nhất thời hai người liền rơi ngã gục. Pace cái kia khôi hài không thể tả động tác, khiến người ta nhịn không được bật cười. Lúc này Hảo Kiện cùng Hoàng Phượng Nguyệt cũng không có dũng khí đi tính toán nhiều như vậy. Trong lòng bọn họ vốn là lo lắng tô chiết đuổi theo, một lòng nghĩ rời đi nơi này bọn họ, mà bây giờ bị người cười cười, Càng là hiểu lầm rồi, liền bò mang lăn vội vàng rời đi Khang Mỹ Sủng Vật Bệnh Viện. Này liên tiếp sự tình, để Khang Mỹ Sủng Vật Bệnh Viện tất cả mọi người. Nhất thời nghĩ đến một câu nói, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Mà Hạo Kiện liền đầy đủ mà vì mọi người giải thích ý tứ của những lời này, đồng thời tự mình làm mẫu cho người xem. Tô Chiết vốn lúc trước cũng đã muốn rời khỏi Khang Mỹ Sủng Vật Bệnh Viện, chỉ bất quá bị Hạo Kiện cùng Hoàng Phượng Nguyệt nháo trò. Mới lưu lại lâu như vậy. Hiện tại Hạo Kiện cùng Hoàng Phượng Nguyệt đã đi rồi, cho nên Tô Chiết liền hướng Trương Cảnh Thịnh cáo từ. "Tô tổng, trong lúc này buổi trưa còn cùng lão bản ta gặp mặt sao?" Trương Cảnh Thịnh hỏi, trong lòng hắn có chút bận tâm, hắn lo lắng Tô Chiết bởi vì chuyện này mà mất đi thu mua Khang Mỹ sủng vật bệnh viện hứng thú. Nếu như Hạo Kiện đem chuyện này làm hư rồi, Trương Cảnh Thịnh hận chết trái tim hắn đều đã có. Tuy rằng Trương Cảnh Thịnh đã sớm hận chết Hạo Kiện rồi. Tại sao không, buổi trưa gặp mặt tiếp tục ta còn muốn với người ông chủ có kè mặc cả, tranh thủ đem giá cả đè xuống, chỉ là một đầu đồ ngu mà thôi, yên tâm, ta cũng sẽ không bị hắn ảnh hưởng đến. PNXS Tô Chiết nói ra, hắn còn có tâm tình mở ra một cái tiểu chuyện cười. Vừa nãy chuyện không vui, có thể sẽ không ảnh hưởng đến Tô Chiết thu mua khang Mỹ sủng vật bệnh viện kế hoạch, thu mua sủng vật bệnh viện, nhưng là hắn trọng yếu nhất kế hoạch một trong. Trọng yếu nhất, không thể bị dở dang. Hơn nữa chuyện này cũng chỉ là bởi vì hạo kiệt, không liên quan khang mỹ sủng vật bệnh viện sự tình. Huống chi hạo kiện muốn quấy nhiễu tô chiết thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện, nhưng là hắn một mực sẽ không như hạo kiện ý. Hạo kiện muốn quấy nhiễu tô chiết, cái kia tô chiết một mực muốn thành công thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện, chuyên môn tức chết hạo kiện. Đây chính là tô chiết, hắn cũng sẽ không bị một cái không quá quan trọng bóng người vang đến. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ta sẽ an bài tốt buổi trưa gặp mặt. Trương cảnh thịnh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần tô chiết không nửa đường bỏ cuộc là tốt rồi, chuyện khác đều tốt làm. Nếu như tô chiết bị hạo kiện vừa quấy giày mà không muốn thu mua khang Mỹ sủng vật bệnh viện. Dù sao đại đa số người cũng không muốn bên cạnh mình có cái cầu ra mắt nhìn chằm chằm đi, mà hạo kiện mở cửa hàng thú cưng liền ở khang mỹ sủng vật bệnh viện sát phách, đến lúc đó ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, bởi vậy phát sinh điểm chuyện không vui cũng rất bình thường. Làm ăn ai cũng muốn kiếm tiền, thế nhưng bên cạnh có người đảo loạn, này kiếm tiền độ khó liền có chút đề cao cho nên Trương Cảnh Thịnh chỉ lo lắng Tô Chiết sẽ nghĩ tới những thứ này, do đó không muốn nhận mua khang Mỹ sủng vật bệnh viện. Nếu như Tô Chiết không muốn thu mua khang Mỹ sủng vật bệnh viện, cuối cùng vạn nhất khang Mỹ sủng vật bệnh viện thật sự bị ông chủ bán cho hạo kiện rồi, cái kia Trương Cảnh Thịnh chỉ có thể khác mưu việc xấu rồi, hắn là tuyệt đối sẽ không nguyện ý ở tại hạo kiện thủ hạ làm việc, hắn cũng sẽ không tìm chịu tội. Vậy ta tự đi trước rồi, Trương chủ quản, buổi chưa thấy. Tô Chiết nói ra. Tô Chiết cùng Lý Hoa đi rồi, Nhất thời Khang Mỹ sủng vật bệnh viện công nhân viên liền bắt đầu thảo luận Tô Triết rồi. Bởi vì sở hữu công nhân viên đều biết chân chính làm chủ người là Tô Triết, mà không phải Lý Hoa, này từ Lý Hoa thái độ đối với Tô Triết sẽ không khó nhìn ra rồi. Tô Triết nhìn quá trẻ tuổi, so với Khang Mỹ sủng vật bệnh viện rất nhiều công nhân viên đều trẻ hơn, thật giống như mới vừa vặn tốt nghiệp dáng vẻ. Quan trọng nhất là Tô Triết cao lớn, lại có chút đẹp trai, tuổi trẻ tài cao, hơn nữa lại có thể đánh như thế đây mới là là khang Mỹ sủng vật bệnh viện nữ tính công nhân chủ yếu thảo luận địa phương. Dần dần mà có người bắt đầu từ trương cảnh thịnh chủ quản bên trong biết được tô chiết lai lịch, biết tô chiết còn tại Yến Vân Thị bên trong mở ra một gian sủng vật bệnh viện, tên gọi tô sủng chi ra. Mà lúc đó trong đó một cái công nhân nghe được tin tức này sau, liền ngạc nhiên kêu lên. Tô chiết mở ra một gian sủng vật bệnh viện, không có gì tốt kinh ngạc. Thế nhưng Tô Chiết tại Yến Vân Thị mở ra một gian tô sủng chi ra, đây mới là cái này công nhân kinh ngạc địa phương. Yến Vân Thị chỉ có một gian tô sủng chi ra, mà cái này công nhân biểu ca liền ở tô sủng chi ra bên trong công tác, mà biểu ca của nàng hãy cùng nàng giới thiệu tô sủng chi ra tiền lương đãi ngộ cùng phúc lợi, lúc đó liền để nàng thập phần hâm mộ. Bởi vì nàng biểu ca tiền lương so với nàng tại Khang Mỹ sủng vật bệnh viện cao hơn nhiều lắm, cứ việc Khang Mỹ sủng vật bệnh viện đãi ngộ đã rất tốt, thế nhưng so với tô sủng chi ra đến vẫn còn có chút không đủ. Hơn nữa quan trọng nhất là tô sủng chi ra tại Yến Vân Thị, nơi đó tiêu phí trình độ là tương đối thấp, không giống thẩm châu thành phố tiêu phí trình độ cao như vậy. Lúc đó cái này công nhân đã nghĩ tiến tô sủng chi ra công tác, đáng tiếc lúc đó tô sủng chi ra đã không lại nhận người rồi. Xuất hiện tại không nghĩ tới tô sủng chi ra ông chủ lại đây, có ý định thu mua khang Mỹ sủng vật bệnh viện. Như vậy Khang Mỹ sủng vật bệnh viện liền rất có thể trở thành tô sủng chi ra chi nhánh, cứ như vậy lời nói, có lẽ nàng là có thể bắt được cùng nàng biểu ca vậy đãi ngộ quyền lợi. Khi tin tức kia truyền bá ra sau, Khang Mỹ sủng vật bệnh viện hầu như hết thảy công nhân đều sôi trào. Đương nhiên cũng có người hoài nghi cái này công nhân biểu ca là đang nổ, căn bản không khả năng có đãi ngộ như vậy. Thế nhưng cái này công nhân là tuyệt đối tin tưởng nàng bề ngoài ca, bởi vì nàng lúc đó liền đi tô sủng chi ra hiểu rõ qua tình huống. Xác thực cùng nàng biểu ca chỗ nói hoàn toàn phù hợp, biểu ca của nàng cũng không hề nói dối. Khang Mỹ sủng vật bệnh viện hết thảy công nhân viên, vào đúng lúc này bắt đầu, chân thành hy vọng Tô Chiết có thể thu mua thành công. Tô Chiết cùng Lý Hoa rời khỏi Khang Mỹ sủng vật bệnh viện, sau bọn hắn tìm cái địa phương, ngồi xuống thương lượng một chút thu mua Khang Mỹ sủng vật bệnh viện. Lý Hoa trải qua bước đầu hiểu rõ Khang Mỹ sủng vật bệnh viện sau, cho rằng Khang Mỹ sủng vật bệnh viện mở ra 22 triệu giá cả, vẫn là rất công đạo. Hoàn toàn là giá chỉ cái giá này. Bất quá bây giờ bởi vì cái này 22 triệu con số không nhỏ, dẫn đến Khang Mỹ sủng vật bệnh viện chuyển nhượng ra ngoài độ khó có chút lớn, cho nên cũng là đại biểu 22 triệu giá cả còn có rất xuống khả năng. Tô Chiết đối Khang Mỹ sủng vật bệnh viện cũng rất hài lòng, cho nên hắn liền hướng Lý Hoa biểu thị, nếu như buổi trưa cùng Khang Mỹ sủng vật bệnh viện người phụ trách hiệp nói thời điểm, có thể đem giá cả tận lực đè thấp tốt nhất, có thể đè thấp bao nhiêu liền kiếm bao nhiêu. Nếu như bây giờ không có biện pháp đem giá cả hạ thấp, cái kia dù cho 22 triệu giá cả, Tô Chiết cũng sẽ đem Khang Mỹ sủng vật bệnh viện thu mua xuống. Bởi vì nếu như hôm nay bỏ lỡ Khang Mỹ sủng vật bệnh viện, cũng không biết lần sau lúc nào mới có thể tìm được thích hợp. Mà Tô Chiết thái độ như vậy, cũng làm cho Lý Hoa thiếu rất nhiều áp lực. Tối thiểu Lý Hoa không cần lo lắng buổi chiều không thể đồng ý rồi, tối thiểu cũng có thể lấy 22 triệu giá cả không thay đổi trực tiếp thành giao. Đương nhiên nếu có thể lời nói, Lý Hoa còn là hy vọng có thể đem giá cả cho Hạ thấp xuống tới, bởi vì cái này có thể tại Tô chiết biểu hiện năng lực làm việc của hắn. Thương lượng xong sau, Tô Triết cùng Lý Hoa tại Khang Mỹ sủng vật bệnh viện phụ cần tìm cái phòng ăn, sau đó đơn giản đem bữa trưa giải quyết xong. "Hạ tổng, hôm nay cái kia Hạo kiện lại đến trong bệnh viện làm phá hủy, bất quá Hạo kiện bị cái kia Tô tiên sinh suýt chút nữa cho bóp chết, mất hết thể diện, thế nhưng đoán chừng Hạo kiện sẽ không từ bỏ ý đồ." Tại Khang Mỹ sủng vật bệnh viện phòng làm việc, Trương Cảnh Thịnh đứng tại trước bàn làm việc, hồi báo hôm nay công tác. Trương Cảnh Thịnh đem Khang Mỹ sủng vật bệnh viện hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện, không rõ chi tiết đều nhất nhất giảng cho trước mắt hắn hạ tổng nghe. Nguyên lai like, Khang Mỹ sủng vật bệnh viện chân chính người phụ trách là trẻ tuổi như thế, nhìn lên cùng tô chiết niên kỳ sấp xỉ, cũng là chừng 20 khoảng chừng. Hơn nữa nếu như tô chiết nhìn thấy hạ tổng lời nói, đoán chừng sẽ giật nảy cả mình, bởi vì tô chiết nhận thức hạ tổng, đồng thời còn đã gặp mặt mấy lần. Không sai Khang Mỹ Sủng Vật bệnh viện Hạ Tổng, chính là thiên nhã cửa hàng Châu Báu Hạ quản lý Hạ Hàm Nặc. Hạ Hàm Nặc tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng tại Khang Mỹ Sủng Vật trong bệnh viện không người nào dám khinh thường nàng. Bởi vì là Hạ Hàm Nặc một tay đem Khang Mỹ Sủng Vật bệnh viện từ một cái nho nhỏ sủng vật trong bệnh viện phát triển cho tới bây giờ sản nghiệp. Nếu như không phải Hạ Hàm Nặc bây giờ tâm tư đã không ở Khang Mỹ Sủng Vật trong bệnh viện, Trương Cảnh Thịnh thật sự không muốn Khang Mỹ Sủng Vật Bệnh Viện chuyển nhượng cho người khác. Bởi vì tại Khang Mỹ Sủng Vật Bệnh Viện công nhân viên kỳ cựu trong lòng đều là rất sùng bái Hạ Hàm Nặc, cũng tin tưởng tại Hạ Hàm Nặc dẫn dắt đi, Khang Mỹ Sủng Vật Bệnh Viện tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Không nghỉ mắt Hàm Nặc đã hạ quyết định, đã không thể cải biến, cho nên Trương Cảnh Thịnh chỉ có thể tận lực là Khang Mỹ Sủng Vật Bệnh Viện tìm tới dễ bán nhà, cũng vì để bản thân ngưu một phần lối thoát. Hạ Hàm Nặc chỉ là yên lặng nghe Trương Cảnh Thịnh báo cáo trong lúc không có mở miệng hỏi dò. Bất quá thông qua chương Cảnh Thịnh miêu tả, Hạ Hàm Nạc trong lòng cũng đúng chương Cảnh Thịnh trong miệng Tô Tiên Sinh có một chút hứng thú. Cũng không biết dạng nhân tài gì có thể đem Hạo Kiện sợ đến tè ra quần, chạy trối chết. Đối Tô Tiên Sinh bạo lực, Hạ Hàm nặc cũng không phải phản cảm. Bởi vì đối Hạo Kiện người này, Hạ Hàm Nạc thật là căm ghét, bởi vì Hạo Kiện làm người phẩm tương thật sự là quá ác liệt rồi. Đồng thời sẽ chỉ ở sau lưng làm một ít thấp hèn chuyện, Đồng thời còn thường thường quấy dày nàng. Hiện tại có người có thể ra tay giáo huấn Hạo Kiệt, Hạ Hàm Nặc là vỗ tay khen hay, chỉ là đáng tiếc là nàng không thể tận mắt thấy, lại là một cái không nhỏ tiếc nuối. Đợi được Trương Cảnh Thịnh sau khi nói xong, Hạ Hàm Nặc hỏi, cái kia Trương chủ quản, người cho rằng Tô Tiên Sinh còn sẽ đến sao? Sẽ đi, hắn nói như thế, Trương Cảnh Thịnh có chút không xác định nói ra, hắn hiện tại cũng không dám bảo đảm. Nếu như Tô chiết không có gặp phải Hạo Kiệt trước đó, Trương Cảnh Thịnh là tin tưởng Tô Chiết sẽ đến, bởi vì Trương Cảnh Thịnh nhìn ra Tô Chiết đối khang Mỹ sủng vật bệnh viện hứng thú rất lớn. Nhưng là vừa mới xảy ra chuyện không vui, cuối cùng này biến số liền lớn hơn, Trương Cảnh Thịnh cũng không dám cam đoan Tô Chiết không sẽ thay đổi chủ ý. Nửa đường bỏ cuộc. Được, vậy ngươi đi xuống trước, Tô Tiên Sinh nếu có tới, ngươi liền trực tiếp mang đến nơi này của ta đi. Hạ Hàm Nạc suy nghĩ một chút nói ra, nàng trong lòng vẫn là còn hy vọng Tô Tiên Sinh sẽ đến không chỉ là bởi vì muốn đem Khang Mỹ sủng vật bệnh viện chuyển nhượng ra ngoài, càng nhiều là Hạ Hàm Nặc muốn gặp Tô Tiên Sinh, muốn nhìn một chút Tô Tiên Sinh là hạng người gì, Trương Cảnh Thịnh xoay người đi rồi một bước, bất quá bước chân lại đột nhiên ngừng lại, hắn do dự một chút, vẫn là nói: "Hạ tổng, nếu như Tô Tiên Sinh hôm nay không được lời nói, cái kia bệnh viện ngươi sẽ?" Sau một đoạn văn, Trương Cảnh Thịnh chậm chạp không có nói ra. "Ngươi là lo lắng ta sẽ đem bệnh viện bán cho Hạo kiện sao?" Hạ Hàm Nặc nói ra. Nàng đã cơ bản đoán được Trương Cảnh Thịnh mặt sau muốn nói cái gì rồi. Trương Cảnh Thịnh gật gật đầu không nói gì, nếu như Khang Mỹ sủng vật bệnh viện chậm chạp không có bán đi, Trương Cảnh Thịnh đích xác rất lo lắng, hạ hàm nặc sẽ làm như vậy. Hơn nữa cũng không chỉ có là một mình hắn lo lắng, Khang Mỹ sủng vật bệnh viện hết thảy công nhân đều muốn biết đáp án này. Bởi vì hạo kiện cửa hàng thú cưng liền ở Khang Mỹ sủng vật bệnh viện sát phách, cho nên Khang Mỹ sủng vật bệnh viện tất cả mọi người trên căn bản đều hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ hạo kiện người này, nếu như có thể lựa chọn, đại đa số mọi người không hy vọng tại hạo kiện thủ hạ làm. Trước tiên không nói hạo kiện cái khác ác liệt sự tình, liền nói hạo kiện người này là như thế nào đối xử công nhân. Hạo kiện đối dưới tay công nhân là đặc biệt tranh chua, là có thể nghiền ép liền tận lực nghiền ép. Yêu cầu công nhân không trả giá tăng ca không nói, hạo kiện còn động một chút là cắt xén công nhân tiền lương, hơn nữa cũng rất yêu thích mắng người, thường thường chửi đến công nhân máu chó đầy đầu. Trừ một chút tướng mạo khá là đẹp đẽ điểm nữ tính công nhân, hảo kiện thái độ mới sẽ khá một chút. Cái khác tướng mạo phổ thông nữ tính công nhân cùng nam tính công nhân, tháng ngày liền rất khó chịu rồi. Hơn nữa cho dù tướng mạo đẹp mắt một chút nữ tính công nhân, tháng ngày cũng không phải nhẹ nhõm như vậy. Bởi vì còn có một cái hoàng phượng nguyệt tại, nàng đối tướng mạo đẹp mắt nữ tính công nhân là tương đương chán ghét, hoàng phượng nguyệt lòng đố kỵ là rất nặng, so với nàng lo lắng lên lời nói, Tại cửa hàng thú cưng tháng này cũng đừng nghĩ dễ chịu trô nên Hạo Kiện cửa hàng thú cưng bên trong đổi công nhân là tối nhiều lần, đại đa số công nhân đều nhẫn nhịn không được Hạo Kiện cùng Hoàng Phượng Nguyệt. Vốn là Hạo Kiện mở tiền lương sẽ không cao, lại bị Hạo Kiện động một chút là cắt xén, quay đầu lại có thể dẫn tới tay tiền lương liền còn thừa không có mấy. Hơn nữa còn muốn chịu đựng Hạo Kiện cùng Hoàng Phượng Nguyệt cố tình gây sự, hơn nữa còn thường thường tính đối với công nhân viên tiến hành nhân thân công kích cho nên liền không có mấy người có thể chịu được được rồi hảo kiện cùng Hoàng Phượng Nguyệt, đại đa số công nhân tại hảo kiện cửa hàng thú cưng phạm không bao lâu, liền từ chức hoặc là tự động nghỉ việc rồi. Bất kể là tự động nghỉ việc vẫn là từ chức, chỉ cần rời đi cửa hàng thú cưng công nhân, hảo kiện cũng sẽ không phát một phần tiền lương cho bọn họ. Hơn nữa bởi vì hảo kiện sau lưng có chút quan hệ, cho nên cho dù những kia không lấy được tiền lương công nhân nghĩ đến cửa hàng thú cưng bên trong náo, cũng náo không đứng lên, ngược lại sẽ không công bị dạy dỗ một trận, ra thịt nỗi khổ là không thiếu được. Cho nên rất nhiều người thì tương đương với tại hạo kiện cửa hàng thú cưng đánh miễn phí công, hạo kiện không cần vì thế tiêu tốn một phân tiền, hơn nữa tâm tình khó chịu thời điểm, còn có thể tìm công nhân xả giận. Bây giờ năm tháng là tìm việc làm khó, thế nhưng nhận người cũng không khó cho nên hảo kiện cửa hàng thú cưng cũng không cần lo lắng chiêu không tới người rất nhiều người không biết vẫn là sẽ bị hạo kiện lấy cao trích phần trăm cho lửa gà tiến cửa hàng thú cưng công tác biện pháp này hảo kiện là 10 lần như một là càng ngày càng nghiện rồi trên thực tế bất luận công nhân bán bao nhiêu sủng vật ra ngoài giúp hảo kiện đã kiếm bao nhiêu tiền hảo kiện cũng sẽ không tính trích phần trăm cho công nhân hảo kiện liền công nhân tiền lương đều phải cho tham xuống mà khang mỹ sủng vật bệnh viện liền ở hảo kiện sát vách công nhân viên là đúng hạo kiện làm người là hiểu rất rõ, càng từng thấy nhiều lần hạo kiện ngược đãi công nhân, thật nhiều lần cửa hàng thú cưng công nhân đều đem hạo kiện mắng khóc lên. Thử nghĩ ông chủ như vậy, lại ai ngờ dưới tay hắn công tác. Cho nên Khang Mỹ sủng vật bệnh viện hết thảy công nhân viên, trong lòng đều hy vọng Khang Mỹ sủng vật bệnh viện bán cho ai cũng được, chính là tuyệt đối không nên bán cho hạo kiện. Ích, ô lời nói như vậy, Khang Mỹ sủng vật bệnh viện công nhân viên cũng tương đương với mất đi công tác, bọn hắn cũng không muốn tại hảo kiện thủ hạ làm vạn nhất bọn hắn nhọc nhằn khổ sở bỏ ra lao động quay đầu lại lại bị hảo kiện tìm một ít lý do đem bọn họ nên được lao động thu nhập cho cắt xén rồi cho nên khang mỹ sủng vật trong bệnh viện đại đa số công nhân cũng đã quyết định chỉ cần hảo kiện thật sự thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện bọn hắn sẽ cùng nhau từ chức rời đi khang mỹ sủng vật bệnh viện một lần nữa tìm mới công tác hạ hàm nạc liếc mắt nhìn trương cảnh thịnh nói ra chính ta có quyết định làm tốt người công việc của mình là được rồi. Trương Cảnh Thịnh nghe xong hạ hàm nặc lời nói sau cũng chỉ có thể ảm đạm rời đi. Hạ hàm nặc tại khang mỹ sủng vật bệnh viện xưa nay là nói một không hai, không có công nhân dám khiêu chiến hạ hàm nặc mệnh lệnh bao quát Trương Cảnh Thịnh. Hạ hàm nặc tại khang mỹ sủng vật bệnh viện uy nghiêm đã sớm thâm nhập lòng người. Tại Trương Cảnh Thịnh muốn đi ra khỏi phòng thời điểm Hạ hàm nặc thật giống tự nhủ yên tâm đi, ta sẽ không cân nhắc hảo kiện hắn mơ tưởng được bệnh viện trương cảnh thịnh không nghĩ tới hạ Hà hàm nặc sẽ trả lời vấn đề của hắn không khỏi mừng rỡ bất quá hắn cũng không dám tiếp tục ở trong phòng làm việc lưu lại bởi vì hạ Hà hàm nặc đã để hắn đi ra hơn nữa trương cảnh thịnh đã chiếm được mình muốn đáp án hắn đã rất thỏa mãn rồi pnxs cm làm hạ Hà hàm nặc nhìn thấy trương cảnh thịnh một bộ mừng rỡ không thôi vẻ mặt cũng không nhịn bật cười đúng như là hạ Hà hàm nặc từng nói dù như thế nào nàng cũng sẽ không đem Khang Mỹ sủng vật bệnh viện bán cho Hạo Kiện. Dù cho Hạo Kiện ra giá cả lại cao hơn, huống hồ Hạo Kiện bây giờ căn bản liền không muốn xuất giá cao, một mực nghĩ trăm phương ngàn kế mà đem Khang Mỹ sủng vật bệnh viện giá cả cho hạ thấp xuống đến. Hơn nữa Khang Mỹ sủng vật bệnh viện là hạ hàm nặc một tay phát triển, nàng đối Khang Mỹ sủng vật bệnh viện thật là có cảm tình. Đồng thời hạ hàm nặc cũng không muốn khổ dưới đáy công nhân. Hạo Kiện là hạng người gì, cùng hắn minh tranh ám đấu nhiều lần hạ hàm nặc rất rõ ràng. Nếu như đem khang Mỹ sủng vật bệnh viện bán cho hạo kiện lời nói, thì tương đương với hạ hàm nặc một tay đem công nhân đẩy mạnh trong hố lửa. Hạ hàm nặc làm sao có thể sẽ làm ra chuyện như vậy, lại tăng thêm hạ hàm nặc là rất chán ghét hạo kiện, nàng làm sao có khả năng đem khang Mỹ sủng vật bệnh viện bán cho hạo kiện, dù cho hạo kiện ra bao nhiêu tiền, cũng sẽ không bán. Cho dù cuối cùng khang Mỹ sủng vật bệnh viện thật sự bán không được, hạ hàm nặc cũng sẽ không bán cho hạo kiện, nhiều nhất hạ hàm nặc tuyệt bán khang Mỹ sủng vật bệnh viện tâm, chẳng qua chính mình quản lý. Cho nên trương cảnh thịnh bọn hắn lo lắng ngược lại là không có ý nghĩa gì, là dư thừa. Cơm nước xong, tô chiết xem cùng trương cảnh thịnh ước hẹn thời gian đã gần như đã đến, liền cùng Lý Hoa lần nữa đi tới khang Mỹ sủng vật trong bệnh viện. Tô chiết bọn hắn mới vừa vừa đi vào khang Mỹ sủng vật trong bệnh viện, rất sớm liền ở bên cạnh chờ đợi trương cảnh thịnh, lập tức tới ngay nghênh tiếp tô chiết cùng Lý Hoa. Tô tổ Tổng, Lý Tiên Sinh, các người thật đúng giờ. trương cảnh thịnh cười nói, hiện tại nhìn thấy tô chiết cùng lý hoa, hắn nhấc theo trong lòng cuối cùng cũng coi như có thể buông ra rồi. chúng ta là tới giết giá, không tới sớm một chút như thế nào không biết xấu hổ. tô chiết mở ra cái chuyện cười, thư giải một cái bầu không khí. tô tổng, người có thể thật biết nói đùa. hạ tổng ở phía trên chờ tô tổng, hạ tổng liền để ta mang bọn ngươi lên đi. trương cảnh thịnh nói ra, hắn lúc này cười đến rất quan tâm dù cho tô chiết chuyện cười cũng không tốt cười, thế nhưng tô chiết đến rồi, liền là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Trương Cảnh Thịnh mang theo tô chiết cùng Lý Hoa, đi tới lầu ba một gian phòng làm việc bên trong, hắn gõ cửa, nói ra, hạ tổng, tô tổng cùng Lý Tiên Sinh đã đến. Được, mời tô tổng cùng Lý Tiên Sinh đi vào, bên trong cửa truyền đến âm thanh. Tô chiết cảm giác thanh âm này rất quen thuộc, thật giống ở nơi nào nghe qua như thế, bất quá trong khoảng thời gian ngắn tô chiết đúng là không có nhớ tới liền ở tô chiết tại trầm tư suy nghĩ thời điểm trương cảnh thịnh mở ra cửa phòng làm việc hắn ngẩng đầu lên đúng dịp thấy đứng lên nghinh tiếp hạ hàm nặc nhất thời tô chiết bị kinh sợ ngơ ngác nhìn hạ hàm nặc không trách hắn sẽ cảm thấy âm thanh quen thuộc như vậy nguyên lai là thiên nhã cửa hàng châu báu hạ hàm nặc hạ hàm nặc biểu hiện cũng cùng tô chiết gần như tại nhìn thấy tô chiết thời điểm cũng là có trong nháy mắt thất thần trước đó trương cảnh thịnh tại hạ hàm nặc giới thiệu tô chiết thời điểm trong lòng nàng chỉ là cho rằng cùng họ mà thôi, là bất đồng hai người, bởi vì hạ hàm nặc không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy. Hạ hàm nặc trước tiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng bắt chuyện tô chiết cùng Lý Hoa đi vào. Chờ tô chiết cùng Lý Hoa ngồi song sau, hạ hàm nặc cười nói, trước đó ta đúng là không có nghĩ đến sẽ là tô tiên sinh, tô tiên sinh, xem ra chúng ta vẫn rất có duyên. Đúng vậy a, à, ta cũng không nghĩ tới gian phòng này khang Mỹ sủng vật bệnh viện sẽ là hạ tiểu thư, thật đúng là đúng dịp. Tô Chiết nói ra, Hạ Hàm Nặc không đơn thuần quản lý một gian thiên nhã cửa hàng châu báu, còn mặt khác nắm giữ một gian quy mô không nhỏ sủng vật bệnh viện, Tô Chiết cũng cảm thấy thật bất ngờ. Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh quái dị nhìn Tô Chiết cùng Hạ Hàm Nặc, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Hàm Nặc cùng Tô Chiết nếu đã biết, sẽ là quen biết, thực sự là không xảo không được sách. Mà Trương Cảnh Thịnh trong lòng càng là cao hứng, Hạ Hàm Nặc cùng Tô Chiết biết nhau, hai người có giao tình, nói cách khác lần giao dịch này thành công nói chuyện lũng cơ hội rất lớn. Bất quá Tô Chiết cùng Hạ Hàm Nặc hai người quen thuộc thì quen thuộc, thế nhưng Khang Mỹ sủng vật bệnh viện giá cả, Tô Chiết hay là muốn cùng Hạ Hàm Nặc nói chuyện một cái, tận lực đem hạ thấp xuống đến. Bất kể là Hạ Hàm Nặc, vẫn là Tô Chiết đều muốn đem lợi ích của mình cho sử dụng tốt nhất. Tác giả, nhất mộng thế giới Tô Chiết đối ép giá phương diện này không phải rất am hiểu, cho nên liền giao cho Lý Hoa. PNXS để Lý Hoa cùng Hạ Hàm Nặc trò chuyện, hắn ở một bên nghe. Bất quá cứ việc Lý Hoa tương đối lớn tuổi, thế nhưng tại nói chuyện làm ăn phương diện này, Lý Hoa còn chưa đủ trẻ tuổi hạ hàm nặc có kinh nghiệm, bị hạ hàm nặc nắm mũi dẫn đi. Dù sao Lý Hoa không phải am hiểu phương diện này, hắn một mực công tác là quản lý tô sủng chi ra. Bất quá bởi vì hạ hàm nặc lần này trong lòng, vẫn là rất muốn thúc đẩy cùng tô chiết giao dịch, đồng thời hạ hàm nặc còn nghĩ đến thừa dịp cơ hội lần này cùng tô chiết tạo mối quan hệ, lại tăng thêm trước đó Trương Cảnh Thịnh nói 22 triệu giá cả, cũng không phải một cái giá, hay là lưu có hạ thấp giá cả chỗ trống. Cho nên hạ hàm nặc dù cho bây giờ là chiếm thượng phong, nhưng là cũng không phải một bước cũng không chịu thối nhượng. Bởi vậy hạ hàm nặc đúng là không có một miệng cắn vào giá cả không tha, tại cuối cùng thời điểm, hạ hàm nặc vẫn là thích đương nhượng bộ vài bước. Cuối cùng hạ hàm nặc chủ động đem trước kia 22 triệu giá cả thấp xuống 100 vạn, cho hạ xuống 21 triệu. Hạ hàm nặc có thể hạ thấp 100 vạn, tô chiết đã là rất hài lòng. Bởi vì dù cho cuối cùng hạ hàm nặc nhất định phải 22 triệu giá cả, mới sẽ đem Khang Mỹ sủng vật bệnh viện bán cho hắn, Tô Chiết cũng chỉ đành nhận. Bây giờ có thể thiếu suốt 100 vạn, đối Tô Chiết tới nói đã là một một chuyện tốt, 21 triệu giá cả đã rất công đạo, Tô Chiết đã chi túc. Sau Tô Chiết bọn hắn bắt đầu hiệp thương cụ thể giao dịch hạng mục công việc, cùng với lúc nào chính thức ký kết chuyển nhượng thỏa thuận. Tô Chiết biểu thị, để hạ hàm nạc cho hắn chút thời gian trở lại chuẩn bị một cái. Cái này đơn giản điều kiện, hạ hàm Nặc là tự nhiên sẽ không cử tuyệt rồi. Tô tiên sinh, hợp tác vui vẻ. Hạ hàm nặc đứng lên, hướng về tô chiết đưa tay ra, nói ra. Hợp tác vui vẻ, tô chiết cũng đứng lên, cùng hạ hàm nặc nắm tay. Sau, tô chiết cùng Lý Hoa liền đi. Trương chủ quản, kế tiếp người đi chuẩn bị một chút, cùng với đem tin tức này thông chi cho công nhân biết, để trong lòng bọn họ có chút chuẩn bị. Đợi tô chiết bọn hắn đi rồi, hạ hàm nặc nói với Trương Cảnh Thịnh. Tốt, hạ tổng, Trương Cảnh Thịnh nói, sau đó hắn liền đi dựa theo hạ hàm nặc dặn dò đem tin tức thông chi cho hết thảy công nhân biết đồng thời bắt đầu chuẩn bị mấy ngày sau giao tiếp công tác trương cảnh thịnh đối kết quả như thế rất hài lòng tối thiểu hiện tại không cần lo lắng khang mỹ sủng vật bệnh viện sẽ bị hạo kiện thu mua rồi mặc dù bây giờ còn không biết tô chiết làm người thế nhưng chí ít cũng sẽ không kém với hạo kiện đi hơn nữa trước đó công nhân có nghe đồn tô chiết là yến vân thị tô sủng chi ra ông chủ Trương Cảnh Thịnh cũng là nghe được tin tức này, Tô Chiết có thể cho Tô Sủng Chi gia công nhân mở ra như vậy hậu đái đái ngộ, chắc hẳn chắc chắn sẽ không bạc đãi khang mỹ sủng vật bệnh viện công nhân. Tô Chiết thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện hẳn là muốn làm là Tô Sủng Chi gia chi nhánh, cái kia Tô Chiết nên đối khang mỹ sủng vật bệnh viện công nhân đối xử bình đẳng. Làm Trương Cảnh Thịnh đem tin tức này truyền bá ra sau, khang mỹ sủng vật trong bệnh viện hết thảy công nhân đều hưng phấn bọn hắn không cần lo lắng khang nghĩ sủng vật bệnh viện bán cho hạo kiện rồi hơn nữa rất có thể bọn hắn đãi ngộ sẽ tăng cao rất nhiều đây mới là công nhân viên hưng phấn nhất sự tình bọn hắn suốt làm việc cũng là vì tiền mà thôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn tự nhiên là đáng giá cao hứng sự tình tuy rằng chuyện này còn không xác định thế nhưng có hy vọng cũng đã rất tốt cho nên hết thảy công nhân bất luận bình thời là chịu khó vẫn là lười biếng cũng bắt đầu tận tâm tận lực công tác bọn hắn phải cho tương lai lão bản mới một cái ấn tượng tốt. Trương Cảnh Thịnh đi rồi sau, hạ hàm nạc trên mặt hiếm thấy lộ ra không bỏ tình. Khang nghĩ sủng vật bệnh viện có thể nói là dựa vào hạ hàm nạc một tay phát triển, nàng ở bên trong bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, chỉ có hạ hàm nạc chính mình rõ ràng nhất. Bây giờ hạ hàm nạc đem khang nghĩ sủng vật bệnh viện bán cho tô chiết, lòng của nàng lúc này bên trong còn ít nhiều gì có chút không bỏ. Bất quá không bao lâu, hạ hàm nạc thu lại thương cảm của chính mình, đã quyết định qua sự tình, hạ hàm nạc liền sẽ không hối hận rồi. Huống hồ hiện tại của nàng cửa hàng châu báu cần tăng cường đầu tư, cần tài chính đến quay vòng, như vậy mới có tư bản đi thu mua xa hoa nguyên liệu, đến thiết kế ra công thành xa hoa sản phẩm, như vậy lòng vòng như vậy, thiên nhã cửa hàng châu báu mới có thể kinh doanh càng ngày càng tốt. Hơn nữa hạ hàm nạc hiện tại chủ yếu tinh lực đều đặt ở thiên nhã cửa hàng châu báu bên trong, đã không có dư thừa tinh lực quản lý khang mỹ sủng vật bệnh viện, cho nên lúc này hạ hàm nạc lựa chọn bán ra cũng là bị bất đắc dĩ. Hạ hàm nạc thu hồi thương cảm, chỉnh lý lại một chút, nàng liền rời đi khang Mỹ sủng vật bệnh viện. Bởi vì thiên nhã cửa hàng châu báu hạ tổng chính thức tiến quân, quốc nội xa hoa xa xỉ trang sức. Hạ hàm nạc chuyện cần làm nhưng là rất nhiều, nàng mỗi ngày hành trình đều sắp xếp đầy, đâu còn có thời gian dư thừa, đến cho nàng ở tại khang Mỹ sủng vật trong bệnh viện hoài niệm. Hạ hàm nạc rời khỏi khang Mỹ sủng vật bệnh viện sau, liền trực tiếp lái xe đi tới Thẩm Châu thành phố Thiên Nhã cửa hàng Châu Báu, Yến Vân Thị Thiên Nhã cửa hàng Châu Báu chỉ là một giữa chi nhánh. Mà Thẩm Châu thành phố Thiên Nhã cửa hàng Châu Báu mới là tổng điếm, quy mô cũng so với Yến Vân Thị Thiên Nhã cửa hàng Châu Báu lớn hơn rất nhiều. Thẩm Châu thành phố Thiên Nhã cửa hàng Châu Báu là hạ hàm nặc trọng yếu nhất đại bản doanh, tuyệt đối không thể sai sót, nàng và Tô Chiết Thu mua phỉ thúy chủ yếu đều là cung cấp cho nơi này. Bởi vì tại Yến Vân Thị Thiên Nhã cửa hàng Châu Báu, mới mở ra không bao lâu, vì mở ra Yến Vân Thị thị trường, cho nên Hạ Hàm Nặc mới sẽ thường thường ở tại Yến Vân Thị bên trong. Một khi tại Yến Vân Thị đứng vững bước chân rồi, Hạ Hàm nạc liền sẽ đi tới một cái khác thành thị tiếp tục phát triển Thiên Nhã cửa hàng Châu Báu. Hạ Hàm Nặc mục tiêu là đem Thiên Nhã cửa hàng Châu Báu cái này nhãn hiệu mở thành toàn nước nổi danh dây chuyển cửa hàng Châu Báu. Đây là Hạ Hàm Nặc giấc mơ. Bây giờ nàng dựa vào cố gắng của mình đang tại từng bước từng bước thực hiện. Tô Chiết rời khỏi Khang Mỹ sủng vật bệnh viện sau, hắn xem bây giờ có thể việc làm đã xong xuôi, chuyện khác cũng phải đi về Yến Vân Thị mới có thể giải quyết. Cho nên Tô Chiết cũng định về Yến Vân Thị rồi, bởi vì Tô Chiết tối ngày hôm qua mua đường về phiếu vé là buổi tối 18 điểm 30 phân, mà thời gian bây giờ còn rất sớm. Bất quá Tô Chiết cũng không muốn ở tại Thẩm Châu trong thành phố, bây giờ sự tình nhiều như vậy, hắn cái nào có tâm tư tại Thẩm Châu trong thành phố du ngoạn cho nên hắn liền tại trên lưới bên trong đêm tối ngày hôm qua mua cao thiết phiếu vé cho hủy bỏ, một lần nữa tại trên lưới đặt trước một tấm cao thiết phiếu vé. Bởi vì Lý Hoa còn cần tại Thẩm Châu trong thành phố xử lý một ít chuyện, bây giờ còn không thể về Yến Vân Thị, cho nên cũng không có cùng Tô Chiết cùng đường rồi. Tại Tô Chiết về trước khi đi, hắn cùng Lý Hoa khai báo, khang nghĩ sủng vật bệnh viện thu mua sau, liền giao cho Lý Hoa toàn quyền phụ trách, về phần công nhân sắp xếp, cũng do Lý Hoa chỉ huy. Đối Lý Hoa, Tô Chiết chỉ có một yêu cầu, hay là tại tiếp thu Khang Mỹ sủng vật bệnh viện sau, bằng tốc độ nhanh nhất đem Khang Mỹ sủng vật bệnh viện một lần nữa kinh doanh lên. Lý Hoa tại chỗ hướng về Tô Chiết bảo đảm, sẽ không để cho Tô Chiết thất vọng, tuyệt đối sẽ đem sự tình làm tốt. Sau, Tô Chiết an vị cao hơn thiết về Yến Vân Thị rồi. Tô Chiết trở về Yến Vân Thị trạm xe lửa lúc mới buổi chiều 3 điểm nhiều, so với Tô Chiết dự đoán phải sớm rất nhiều, hắn vốn là cho rằng muốn buổi tối mới có thể trở về không nghĩ tới chuyện ngày hôm nay thuận lợi như vậy trong thời gian thật ngắn liền nói chuyện được rồi cái này chủ yếu hẳn là quy công cho khang mỹ sủng vật bệnh viện người phụ trách là hạ hàm nặc nguyên nhân này đi bởi vì tôi chiết cùng hạ hàm nặc cũng coi như được quen biết cũng có hai lần giao dịch kinh nghiệm cho nên hôm nay trò chuyện thời điểm cũng tương đối dễ dàng điểm hiện tại thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện giá cả đã hiệp thương được cũng chỉ đợi tôi chiết tài chính chuẩn bị hoàn toàn sau liền có thể tiến hành chuyển nhượng rồi không nghỉ mát hàm nặc cùng trương cảnh thịnh hai người đều sẽ không nghĩ tới tô chiết hiện tại kỳ thực căn bản không có nhiều tiền như vậy hơn nữa hắn trong ngân hàng đã không có tiền dư rồi tô chiết hiện tại hết thải tiền mặt gộp lại liền giá thu mua số lẻ cũng chưa tới không nói hạ Hà hàm nặc cùng trương cảnh thịnh liền ngay cả lý hoa đều không rõ ràng chuyện này nếu như lý hoa trước đó biết rõ tô chiết bây giờ là không có tiền hôm nay sợ là không có có nhiều như vậy tự tin đi cùng hạ Hà hàm nặc nói đi ra chạm xe lửa sau Tôi chiết đi rồi bãi đậu xe đem xe đi ra, trực tiếp lái về nhà. Một đến nhà, tôi chiết liền đầu tiên đi vào phòng của hắn bên trong. Tôi chiết lấy ra một nhánh tiểu chìa khóa, mở ra bàn làm việc ngăn kéo, sau đó đem trong đó dùng bao bố ở phỉ thúy lấy ra rồi. Hiện tại tôi chiết thu mua Khang Mỹ sủng vật bệnh viện tiền, chủ yếu chính là cái này một khối từ ngọc hình đổ thạch quán đổ thạch ở bên trong lấy được phỉ thúy. Cái này một khối phỉ thúy tại lúc đó đã bị 5 vị phỉ thúy chuyên gia giám định bước đầu định giá 16 triệu. Thế nhưng chỉ cần giải giá thị trường người, sẽ không cho là cái này một khối phỉ thúy chỉ giá trị 16 triệu, đây chỉ là giá tiền thấp nhất. Bởi vì 5 vị phỉ thúy chuyên gia giám định đều là Ngọc Hinh đổ thạch quán mời tới, tự nhiên đầu tiên muốn vì Ngọc Hinh đổ thạch quán cân nhắc. Lúc đó bởi vì chuyên gia giám định cân nhắc đến cái này một khối phỉ thúy là không thuộc về Ngọc Hinh đổ thạch quán, vạn nhất Ngọc Hinh đổ thạch quán muốn hướng tô chiết thu mua lời nói, cũng có thể dùng so với so sánh giá tiền thấp thu mua rồi, đương nhiên Tô Chiết có bán hay không là một chuyện khác. Nếu như Tô Chiết lúc đó muốn bán, tuyệt đối lượng lớn người nguyện ý xuất so với 16 triệu cao giá cả. Đáng tiếc lúc đó Tô Chiết cũng không thiếu tiền, cho nên cũng sẽ không vội vã bán. Để những kia cửa hàng châu báu người chỉ có thể nhìn chảy nước miếng, tại mọi thời khắc nhớ kỹ, dù sao phẩm chất cao phỉ thúy rất ít, toàn bộ thị trường đều là thuộc về cung không đủ cầu tình hình. Mà bây giờ Tô Chiết không có cách nào hắn muốn thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện nhưng là tiền của hắn lại vừa vặn toàn bộ đầu nhập vào trường hoa xưởng chế thuốc bên trong trong khoảng thời gian ngắn còn không bỏ ra nổi 21 triệu cho nên cũng chỉ có thể đem chú ý đánh tới cái này một khối phỉ thúy bên trong bất quá cũng là bởi vì tôi chiết cảm thấy đem cái này một khối phỉ thúy giữ ở bên người lão là bị người nhớ kỹ cũng không là một chuyện tốt cho nên tôi chiết mới sẽ quyết định đem cái này một khối phỉ thúy lấy ra bán ra Đương nhiên Tô Chiết cũng không phải hoàn toàn hy vọng vẻn vẹn dựa vào cái này một khối phỉ thúy, liền đầy đủ thu mua khang Mỹ sủng vật bệnh viện. Tuy rằng Tô Chiết biết cái này một khối phỉ thúy chân chính giá trị, tuyệt đối so với Ngọc Hinh đổ thạch quán chuyên gia dám định định giá cao hơn, thế nhưng cũng không dám cam đoan có thể bán ra 21 triệu. Trong lòng hắn hợp lý giá tiền tại 18 triệu khoảng chừng Cho nên Tô Chiết còn cần mặt khác muốn biện pháp khác, mà hắn hiện tại có thể trực tiếp đi đổi tiền, sợ là chỉ có hậu viện dược liệu rồi. Nghĩ tới đây, Tô Chiết đem phỉ thúy một lần nữa gói kỹ, thả lại trong ngăn kéo sau đó khóa lên. Tô Chiết đi ra khỏi phòng, đi tới hậu viện. Hiện nay Tô Chiết vẫn là cho rằng bán ra nhân sâm so sánh thực tế một điểm, nhân sâm giá cả vẫn là dù sao có bảo đảm, Tô Chiết hiện tại cũng đúng nhân sâm hiện nay giá thị trường có một chút hiểu rõ. Hậu viện này xuất hiện tại người chồng cho tham gia, trải qua Tô Chiết suy đoán của mình phán đoán, đại đa số người tham gia năm tại 30 đến 60 năm trong lúc đó mà Tô Chiết cố ý trọng điểm đào tạo năm khỏa nhân sâm, bình quân niên đại ước chừng tại 300 đến 400 năm. Những này số liệu là Tô Chiết căn cứ từ bản thân kinh nghiệm phán đoán, về phần có đúng hay không xác thực vẫn là ẩn số. Thế nhưng Tô Chiết tin tưởng dù cho chính mình đoán chừng năm có sai lệch, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Tô Chiết hy vọng chính là những năm này phần 300 năm trở lên nhân sâm, đến bổ khuyết thu mua khang Mỹ sủng vật bệnh viện tranh lệch giá. Đương nhiên Tô Chiết cũng không phải muốn một lần đem người tham gia toàn bộ bán đi, hắn chỉ cần bán trong đó một gốc nhân sâm là được rồi. Bởi vì là những nhân sâm này là niên đại càng lâu càng đáng giá, mà ở Tô Chiết nơi này, người trồng cho tham gia có thể cấp tốc sinh trưởng, nhân sâm giá trị cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Liền giống với trước đó Tô Chiết bán cho Lưu Hùng năm khỏa nhân sâm. Lúc đó cùng hiện tại tại hậu viện người trồng cho tham gia là đồng kỳ gieo trồng mà Tô Chiết lúc đó năm khỏa nhân sâm bán cho Lưu Hùng tổng giá trị tổng cộng là 2.168 vạn, mà nếu như Tô Chiết một mực bồi dưỡng đến bây giờ lời nói, giá cả nhất định sẽ ít nhất tăng gấp mấy lần. Cho nên nếu như không là sự thật cần tiền lời nói, Tô Chiết vẫn là không muốn đem người tham gia bán ra, đó chỉ là mổ gà lấy trứng cách làm. Cũng là hiện tại bởi vì Tô Chiết cần tiền, đến thu mua khang Mỹ sủng vật bệnh viện, hắn mới sẽ quyết định đem đào một gốc nhân sâm đi ra bán, Tô Chiết chọn một gốc kích cỡ lớn nhất nhân sâm, sau đó lại sử dụng gia tốc thần lực nhanh chóng phụ trợ gốc cây này nhân sâm sinh trưởng tốc độ. Tô Chiết đối gốc cây này nhân sâm, một lần thâu nhập 80 điểm gia tốc thần lực sau, hắn mới dừng lại. Gia tốc thần lực cùng cường hóa thần lực hiệu quả không giống nhau. Sử dụng hạn chế cũng là không giống với cường hóa thần lực mỗi ngày hấp thu số lượng là có hạn chế, cho dù cho bất kỳ đối tượng đưa vào nhiều thêm cường hóa thần lực, cũng chỉ có thể để cho hấp thu một ít, những thứ khác cường hóa thần lực chỉ biết không công tiêu tán mất. Liên giống với tiểu tuyết long hiện tại mỗi ngày hấp thu cường hóa thần lực, chỉ có 2 đến 3 điểm. Cũng không phải tô chiết không muốn cho tiểu tuyết long hấp thu nhiều một chút cường hóa thần lực. Tiểu tuyết long thực lực càng mạnh, tô chiết trong lòng là càng cao hứng, nếu như có thể mà nói, tô chiết làm sao có thể sẽ không cho tiểu tuyết long hấp thu nhiều một chút cường hóa thần lực. Bởi vì không phải tô chiết cho tiểu tuyết long độ vào bao nhiêu điểm cường hóa thần lực, Tiểu Tuyết Long thân thể là có thể hấp thu bao nhiêu điểm? Tiểu Tuyết Long mỗi ngày nhiều nhất có thể hấp thu 3 điểm cường hóa thần lực, cái khác dư thừa cường hóa thần lực cuối cùng sẽ từ từ tiêu tán. Đương nhiên cường hóa thần lực hấp thu số lượng không phải nhất thành bất biến, chủ yếu vẫn là muốn thân thể thể chất. Trước đó Tiểu Tuyết Long mỗi ngày nhiều nhất có thể hấp thu 2 điểm cường hóa thần lực, hiện tại Tiểu Tuyết Long thân thể tương đối cường tráng sau, mỗi ngày có thể hấp thu 3 điểm cường hóa thần lực. Mà gia tốc thần lực cùng cường hóa thần lực là không giống với gia tốc thần lực hấp thu số lượng tuy rằng cũng có hạn chế, thế nhưng nắm hấp thu số lượng liền so với cường hóa thần lực muốn nhiều hơn. Lại như tôi chiết hiện tại bồi dưỡng gốc cây này nhân sâm, niên đại của nó là 300 năm trở lên. Hiện tại cái này một khối nhân sâm mỗi ngày nhiều nhất có thể hấp thu 80 điểm gia tốc thần lực, so với cường hóa thần lực phải nhiều gấp mấy chục lần. Này 80 điểm gia tốc thần lực, tổ chiết đoán chừng có thể để cho gốc cây này nhân sâm năm tăng cường nhiều mấy chục năm. Cứ như vậy lời nói, Gốc cây này nhân sâm, cũng có thể bán ra giá tiền cao hơn. 80 điểm gia tốc thần lực, gốc cây này nhân sâm cũng không phải lập tức liền hấp thu tốt, vẫn còn cần một chút thời gian mới có thể đem 80 điểm gia tốc thần lực cho hấp thu hoàn tất dị giới chi ma võ chiến thần ớt. Cho nên tôi chiết tạm thời chưa hề đem gốc cây này nhân sâm đào móc ra để cho hấp thu gia tốc thần lực. Mà ngày hôm qua lúc buổi tối, tôi chiết bởi vì tu luyện luyện thể thuật, đại lượng tiêu hao tuyết liên hoa vốn là trong hậu viện gieo trồng tuyết liên hoa số lượng liền không nhiều, lại trải qua tô chiết tối ngày hôm qua tiêu hao, khiến tuyết liên hoa bây giờ là còn thừa không có mấy. Trước đó tô chiết không có phát hiện tuyết liên hoa tác dụng đối với hắn, không biết tuyết liên hoa có thể thay thế thần lực đến tu luyện luyện thể thuật. Cho nên tô chiết trước đó đối tuyết liên hoa không phải rất để ý, tuyết liên hoa tại tô chiết trong lòng là thuộc về có cũng được mà không có cũng được. Tuyết liên hoa số lượng nhiều cùng ít, thậm chí không có, tô chiết cũng cho rằng không có quan hệ gì, Thế nhưng hiện tại bất đồng, Tô Chiết biết Tuyết Liên Hoa đang tu luyện luyện thể thuật lúc, có trợ giúp rất lớn, làm sao có khả năng còn có thể đối Tuyết Liên Hoa bỏ mặc. Hiện tại Tuyết Liên Hoa số lượng đã không nhiều lắm, cho nên Tô Chiết dự định thừa dịp hiện tại lại gieo trồng một ít, miễn cho đến lúc đó không cách nào cung cấp Tô Chiết tu luyện luyện thể thuật, làm lỡ tăng cao thực lực sự tình. Lúc trước Tuyết Liên Hoa để Tô Chiết cũng gặt hái được không ít hạt giống, những ngày hạt giống Tô Chiết đều không có ném xuống đều bảo quản xuống, bây giờ ngược lại là phát huy được tác dụng rồi. Tô chiết đào một chút vũng hố, sau đó chọn một chút tuyết liên hoa hạt giống đi ra, đem hạt giống bỏ vào hố đất bên trong, sau đó lại đặt lên độ dày 1cm tả hữu đất, cuối cùng liền đem ra tốc nước thuốc tung một chút đi tới, này là trọng yếu nhất một bước. Kỳ thực tuyết liên hoa gieo trồng hoàn cảnh thật là hà khắc, không giống tô chiết đơn giản như vậy. Tỷ như muốn tuyển chọn một ít hạt no đủ, tông hắc sắc, cái đại mà có sáng bóng hạt phi trùng tử, loại trước dùng sức mạnh mọc dễ phấn một một lần dung dịch ngâm sau một phút liền có thể sử dụng như vậy nảy mầm dẫn tài cao mà tuyết liên hoa hạt giống nảy mầm nhiệt độ đất nhất định phải khống chế tại 20 mươi đến hai trong lúc đó thổ nhưỡng bão hòa đầy nước số lượng yêu cầu là khoảng 60, như vậy có lợi cho nảy mầm còn muốn phòng ngừa hạt giống ngược lại loại tuyết liên hoa hạt giống là truy hình loại lúc hạt giống nhọn hướng xuống loại dễ dàng nảy mầm nhưng cây non không cường tráng hạt giống nhọn hướng lên loại không dễ nảy mầm, nhất định phải bình loại. Đồng thời phòng ngừa nát loại đầu xuân khí trời mát, nhiệt độ đất thấp. Độ ẩm đại 10 ngày không nảy mầm, nói rõ hạt giống đã biến hắc mục nát, cho nên gieo trồng nhất định chú ý nhiệt độ đất cùng độ ẩm vấn đề mấu chốt. Đồng thời còn cần phòng ngừa cây non khai quật mang mũ, phòng ngừa rội nước cứng vân vân. Cần phải chú ý địa phương rất nhiều, cái kia như tô chiết như vậy đơn giản đào hố, sau đó trực tiếp trên trôn đến liền tính tốt rồi, những ngày trước đó tô chiết gieo trồng tuyết liên hoa thời điểm đã vào internet điều tra tài liệu cũng ít nhiều gì có chút giải thế nhưng tô chiết có thần lực phụ trợ điều kiện khác cũng có thể trực tiếp tỉnh lược sao lãng mà sự thực cũng chứng minh rồi tô chiết không có sai hắn gieo trồng tuyết liên hoa cũng đã nở hoa kết trái rồi lần này tô chiết gieo trồng tuyết liên hoa số lượng hơi nhiều bất quá lần này tô chiết hấp thụ lần trước giáo huấn chưa hề đem tuyết liên hoa gieo trồng quá mức tập trung phòng ngừa về sau sinh trưởng sau lại cần muốn lần nữa rời trồng. Bây giờ đối với tô chiết trọng yếu nhất dược liệu là nhân sâm, tam thất cùng với tuyết liên hoa. Này ba loại dược liệu đều là đối với tô chiết có trực tiếp trợ giúp, cho nên tô chiết nhất định đầu tiên nhất định phải bảo đảm những dược liệu này số lượng. Bất quá bởi vì tô chiết trồng tuyết liên hoa sau hậu viện này có thể dùng để gieo trồng mặt đất đã còn lại không nhiều lắm. Nếu như tô chiết còn cần loại cái khác dược liệu lời nói, địa phương liền không đủ dùng rồi. Hơn nữa hiện tại nhân sâm cùng tam thất còn có không ít, cho nên Tô Chiết cũng không cần nóng lòng gieo trồng cười thành ớt. Hết bận tuyết liên hoa sau, Tô Chiết đem sự chú ý một lần nữa phóng tới nhân sâm lên. 80 điểm gia tốc thần lực trên căn bản đã bị gốc cây này nhân sâm hấp thu xong, hiện tại mắt thường đã có thể thấy được gốc cây này người tham gia lúc trước không giống nhau. Gốc cây này nhân sâm kích cỡ rõ ràng lớn hơn không ít. Tô Chiết đem gốc cây này nhân sâm đào xuống, bởi vì Tô Chiết động làm so sánh cẩn thận nguyên nhân, Gốc cây này nhân sâm cũng không hề bị phá hỏng, rất hoàn chỉnh bị Tô Chiết đào móc ra. Đem nhân sâm lên dính bùn đất cho thanh tẩy sạch sẽ sau, Tô Chiết tìm một cái tinh xảo hộp quà tặng bọc lại. Người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang, thương phẩm hay là muốn dựa vào bao trang, đóng gói tốt nhìn một điểm, cũng tương đối dễ dàng đạt được coi trọng, điểm này Tô Chiết vẫn là biết rõ. Lúc trước thời điểm, Tô Chiết vốn là quyết định đem nhân sâm bán cho Lưu Hùng. Thế nhưng tại Vệ Yến Vân thị lộ trình bên trong, Tô Chiết lại thay đổi chú ý. Bởi vì Tô Chiết lo lắng bị Lưu Hùng ngừa vực, trước đó hắn đã bán năm khỏa niên đại tại 100 năm nhân sâm núi cho Lưu Hùng rồi, này đã để Lưu Hùng thập phần giật mình. Nếu như bây giờ Tô Chiết lại lấy ra niên đại vượt qua 300 năm nhân sâm núi lời nói, Lưu Hùng khó tránh khỏi sẽ không suy đoán Tô Chiết là làm thế nào chiếm được nhân sâm núi. Cho nên Tô Chiết quyết định vẫn là cẩn thận một điểm tốt hơn, cho nên Tô Chiết lần này liền không có ý định đem nhân sâm bán cho Lưu Hùng rồi. Tô Chiết quyết định đem gốc cây này nhân sâm đưa cho so sánh nổi tiếng công ty đấu giá giám định bán đấu giá, tin tưởng trải qua công ty đấu giá tuyên truyền, Tô Chiết cuối cùng có thể lấy được tiền không phải ít. Tuy rằng như vậy sẽ khá là phiền toái một điểm, thế nhưng thắng ở có thể bảo mật. Đem nhân sâm sắp xếp gọn sau, Tô Chiết mở ra thực vật hối đoái thương thành. Trước đó tại về Yến Vân Thị trong cao thiết lên, Tô Chiết đã xem thực vật hối đoái thương thành không ít thời gian rồi, hắn hiện tại trong lòng đã có muốn hối đoái đối tượng rồi. Tô Chiết có rất nhiều muốn gieo trồng thực vật, thế nhưng rất nhiều trong, hiện thực đều có thể tìm được, chỉ bất quá cần tiêu hao một ít thời gian. Cho nên Tô Chiết liền loại bỏ những này có thể tại trên thực tế dễ dàng lấy được thực vật, bởi vì Tô Chiết tích phân cũng không phải rất sung túc, bây giờ còn không thể dễ dàng lãng phí. Sau đó Tô Chiết lại đang thực vật hối đoái trong thương thành, tìm tới tùng lộ, này làm cho hắn có chút bất ngờ. Tùng lộ là một loại khuẩn loại, thường thường là sống một năm đích thực khuẩn, tùng lộ bình thường sinh trưởng tại cây thông, lịch cây, tượng thụ dưới. Nó phân loại là bào tử khuẩn môn Tây Dương tùng lộ khoa Tây Dương tùng lộ thuộc, ước chừng có 10 loại bất đồng chủng loại. Đa số tại cây lá to gốc dễ tia sinh trưởng, Tùng khắp gốc cây phạm vi 120 đến 150 cm, khối hình dáng chủ thể giấu ở dưới đất 5 đến 40 cm. Tùng lộ phân bố tại Italia, nước Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc, New Zealand các nước. Tùng lộ mùi đặc thù, chứa đựng phong phú albumin, axit amin đợi dinh dưỡng vật chất, mà lại sản lượng ít ỏi, bởi vậy cùng gan ngỗng, trứng cá muối đồng thời, được khen là trên thế giới tam đại chân vị vua. Tại đa số chủng loại trong, Pháp quốc sản hắc tùng lộ, cùng Italia sinh ra trắng tùng lộ đánh giá cao nhất. Bởi vì tùng lộ đối nhau trường hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ hà khắc, cho nên đã tạo thành nó quý hiếm đắt giá. Tùng lộ hạt thể như khối hình dáng, tiểu người như hạch đào, đại người như nắm đấm. Khi còn bé nội bộ màu trắng, tính chất đều đều, thành thục sau biến thành màu đen đặc, có màu sắc kém cỏi đá cẩm thạch hình dáng hoa văn. Thế kỷ 19 Anh quốc tiểu thuyết gia William Thackeray nói, giờ khắc này, chúng ta cảm thấy có cỗ mùi lượn lờ kéo tới, một loại có chứa xạ hương vị, lửa nóng thơm nước, cay độc khiến người ta bất tỉnh nhưng mùi, nó để cảm quan thư giãn say xưa, nhưng lại gây rối thích cuồng. Được khen là thế giới chân vị vua tùng lộ giá cả quý như hoàng kim, là toàn cầu xa hoa khách sạn, bên trong phòng ăn đám đầu bếp hàng năm ngóng trông ngóng trông thượng thừa nguyên liệu nấu ăn. Trong đó lấy pháp quốc sản màu đen kim cương hắc tùng lộ cùng Italia sinh ra màu trắng hoàng kim trắng tùng lộ phẩm chất xa hoa nhất, giá cả cũng cao quý nhất. Tùng lộ ngoại hình kỳ lạ có thể tiểu như đậu phộng, cũng có khả năng to như bóng ném. Tùng lộ sinh trưởng chu kỳ chỉ có một năm, nó lớn nhỏ cùng tuổi tác hoàn toàn không quan hệ, chỉ kèm theo bốn mùa biến hóa mà trưởng thành, tử vong cùng sinh ra. Vậy, Hắc Tùng Lộ ước chừng tháng 12 tiểu tiến vào thành thuộc kỳ thẳng đến cách 5 tháng 3. Chín người Tùng Lộ liền sẽ mục nát giải thể. Tùng Lộ không cách nào nhân công nuôi trồng, đồng thời phải tìm được Tùng Lộ tướng làm khó khăn, chỉ có bị nghiêm ngặt huấn luyện giống cái heo cùng cầu tài có thể ngửi được đi ra. Tùng Lộ là thuộc về chân khuẩn, vốn là tô chiết cho rằng chân khuẩn loại là sẽ không xuất hiện tại thực vật hối đoái thương thành, dù sao chân khuẩn cùng thực vật không giống nhau. Bất quá tô chiết tại thực vật hối đoái thương thành phát hiện Tùng Lộ sau, liền tìm tòi cây nấm, cũng tìm được rất nhiều loại cây nấm. Xem ra thực vật hối đoái thương thành không đơn thuần chỉ có thể hối đoái thực vật, liền chân khuẩn loại cũng là có thể hối đoái, này ngược lại là cái niềm vui bất ngờ. Thực vật hối đoái thương thành có thể hối đoái đồ vật càng đầy đủ hết, đối tô chiết tới nói là càng là chuyện tốt, lời nói như vậy, tô chiết liền không cần lo lắng không tìm được thứ mà hắn cần. Tô chiết biết thùng lộ giá cả rất cao, đặc biệt là Italia thùng lộ bên trong nổi danh nhất, cao quý nhất chính là A Nhĩ bà Dịa khu sinh ra màu trắng tùng lộ, giá tiền là cao nhất. Trắng tùng lộ khuẩn là hoang dại thực vật loài nấm, sắp xỉ đông nấm, như lá gan khuẩn loại hình, sinh tại Italia, bị thế nhân cất nhắc, chỉ xuất hiện với buổi đấu giá cùng truyền thông đầu đề tin tức. Bởi quý giá, cho nên có màu trắng kim cương danh sưng. Tôi Chiết không biết trắng tùng lộ là giá cả bao nhiêu sẽ như vậy cao, cho nên đối với màu trắng tùng lộ rất hiếu kỳ, bây giờ Tô Chiết có cơ hội có thể gieo trồng, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cho. Màu trắng tùng lộ cùng màu đen tùng lộ hối đoái tích phân là giống nhau. Cho nên Tô Chiết tự nhiên không chút do so dự lựa chọn hối đoái màu trắng tùng lộ. Tô Chiết một lần đổi 5 viên màu trắng tùng lộ, đương nhiên Tô Chiết đương nhiên sẽ không hối đoái thành thuộc màu trắng tùng lộ, như vậy cần phải hao phí tích phân quá nhiều. Hắn hối đoái chính là mỗi một viên nặng đến hai khắc màu trắng tùng lộ, mỗi một viên cần hai điểm tích phân, Tôi tổ chiết tổng cộng bỏ ra 10 điểm tích phân. Tôi chiết đem này 5 viên màu trắng tùng lộ cho vùi vào trong đất, sau đó rọi lên nồng độ tương đối cao ra tốc nước thuốc đi tới. Về phần tương lai này 5 viên màu trắng tùng lộ có thể lớn bao nhiêu, tôi chiết chỉ có thể yên lặng cầu nguyện những thứ khác. Tôi chiết liền chỉ thuận theo ý trời rồi. Dù sao tùng lộ còn chưa thành công nhân công gieo trồng tiền lệ qua. Sau tôi chiết liền mang theo chứa ở hộp quà tặng nhân sâm ra cửa. Về phần trong phòng phỉ thúy. Tô Chiết vẫn là quyết định bán cho thiên nhã cửa hàng châu báu. Bởi vì cái kia một khối phỉ thúy, trên căn bản Yến Vân Thị bên trong đổ thạch vòng tin tức so sánh linh thông, cho nên bán cho ai, đều là giống nhau. Hơn nữa tại Thẩm Châu thành phố thời điểm, Tô Chiết cùng Hạ Hàm nặc nói chuyện tốt thu mua khang Mỹ sủng vật bệnh viện sau, Hạ Hàm nặc cũng hỏi thăm Tô Chiết định xử lý như thế nào cái này một khối phỉ thúy. Dù sao chỉ cần xuất ra nổi giá cả, phỉ thúy bán cho ai, không phải bán cho nên Tô Chiết liền quyết định làm giòn bán cho thiên nhã cửa hàng châu báu rồi, dù sao Tô Chiết hợp tác với hạ hàm nạc mấy lần, quá trình cũng rất thuận lợi, mà hạ hàm nạc mở giá cả cũng so sánh thích hợp. Sẽ không sằng bậy. Bất quá bởi vì hạ hàm nạc cần tại thẩm châu trong thành phố xử lý một ít công sự, hôm nay không thể tới Yến Vân Thị. Cho nên hôm nay Tô Chiết cũng không cần mang theo phỉ thúy đi thiên nhã cửa hàng châu báu, ít nhất phải chờ hạ hàm nạc ngày mai về Yến Vân Thị sau, Tô Chiết mới sẽ mang theo phỉ thúy đi thiên nhã cửa hàng châu báu tìm nàng. Kỳ thực cái này chủ yếu là Tô Chiết, tại thẩm châu thành phố không có thông báo hạ hàm nặc, hắn đã quyết định đem phỉ thúy bán cho thiên nhã cửa hàng châu báu rồi. Nếu như hạ hàm nặc biết Tô Chiết ý tưởng, hôm nay tuyệt đối sẽ cùng Tô Chiết đồng thời về Yến Vân Thị, tại hạ hàm nặc trong lòng cũng không biết có cỡ nào muốn Tô Chiết trong tay phỉ thúy. Nếu như có cơ hội lấy được lời nói, hạ hàm nặc là không thể nào sẽ lãng phí một tia thời gian, nam tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên rồi cùng tô chiết đạt thành giao dịch tận lực sớm một chút đem tô chiết phỉ thúy chiếm được miễn cho đêm dài lắm mộng mà mất đi phỉ thúy này phẩm chất cao phỉ thúy ở trên thị trường nhưng là không thấy nhiều lượng lớn người đối tô chiết trong tay phỉ thúy là nhìn chằm chằm tô chiết mang theo nhân sâm lái xe đi tới nơi cần đến hắn bây giờ mục tiêu liền là trước kia cùng lưu hùng đi qua một lần huy đằng phòng đấu giá huy đằng phòng đấu giá là một gian rất có thực lực phòng đấu giá danh dự cực cao, đồng thời nắm giữ rất mạnh giám định năng lực. Hơn nữa Tô Chiết đã từng đã tham gia huy đằng phòng đấu giá một cuộc bán đấu giá, gặp huy đằng phòng đấu giá bán đấu giá qua nhân sâm núi, một gốc niên đại bị giám định là 420 năm nhân sâm núi. Cuối cùng trải qua kịch liệt tranh cướp sau, gốc cây này 420 năm nhân sâm núi đấu giá 18 triệu giá trên trời. 18 triệu giá cả, nói rõ mọi người đối người có tuổi phần nhân sâm núi nhu cầu, đồng thời cũng không nghi chứng minh rồi huy đẳng phòng đấu giá thao tác thực lực rất mạnh không phải vậy cũng không có năng lực lực đem nhân sâm núi giá cả cho nâng lên nhiều như vậy đây chính là tô chiết đầu tiên lựa chọn huy đằng phòng đấu giá nguyên nhân hắn tự nhiên hy vọng huy đằng phòng đấu giá có thể đem nhân sâm của hắn cũng đánh ra giá trên trời đến tô chiết lái xe đi thẳng tới huy đằng trong phòng đấu giá nghĩ tại huy đằng phòng đấu giá bán đấu giá đồ vật đầu tiên cần trước tiên bị huy đằng phòng đấu giá chuyên gia giám định sau khi giám định xác định có thật giả, cùng với phán đoán giá trị sau, mới có thể an bài bán đấu giá. Mà Huy đằng phòng đấu giá vì phòng ngừa có người nắm một ít vô giá trị hàng nhái đến đục nước béo cò, tăng cường công nhân viên lượng công việc. Cho nên tại Huy đằng phòng đấu giá giám định là cần phải giao một ít phí giám định. Cứ như vậy, cũng tránh khỏi một ít đến tìm vận may người. Tô Chiết Tại biết rồi Huy đằng phòng đấu giá quy định này sau, liền giao lên phí giám định nhận được số sau, hắn liền ở một bên đã chờ đợi. Bởi vì huy đằng phòng đấu giá thường thường đấu giá giá trên trời, những ngày đều sâu sắc cần người, cho nên muốn tại huy đằng phòng đấu giá người của phòng đấu giá không ít, cho nên huy đằng phòng đấu giá dòng người số lượng mỗi ngày cũng không ít. Mỗi ngày đều có thật nhiều người mang theo tự nhận là giá trị rất cao đồ cổ đến huy đằng phòng đấu giá, hy vọng có thể tại huy đằng phòng đấu giá bán đấu giá. Thế nhưng đại đa số người nắm đến đấu giá đồ vật đều là không đáng tiền, liền ngay cả huy đằng phòng đấu giá cửa thứ nhất giám định cũng không qua được. Cứ như vậy, có một ít nằm mộng ban ngày người, tại chính mình mang tới đồ vật bị huy đằng phòng đấu giá phán đoán là không đáng tiền thời điểm, cho là mình trắng mất trắng phí giám định, trong lòng không phục, liền muốn thông qua gây sự, đem giao ra phí giám định cho cầm về. Người như vậy không phải số ít, huy đằng phòng đấu giá mỗi ngày đều sẽ phát sinh một hai lần chuyện như vậy. Mà đang ở tô chiết nhận được số, vừa mới xếp hàng không đến bao lâu, hắn liền gặp phải chuyện như vậy. Từ một giữa trong phòng giám định truyền đến một trận hùng hùng hổ hổ âm thanh, âm thanh rất lớn, ở phía xa Tô Chiết cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa chuyện này thật giống càng náo càng lớn, người đều là hiếu kỳ, Tô Chiết cũng không ngoại lệ, hắn cùng những người khác cùng đi đi phát sinh gây chuyện trong phòng giám định. Dù sao bây giờ còn chưa có đến phiên Tô Chiết giám định, nhìn một chút náo nhiệt cũng tốt. Người gây chuyện là một cái chừng 20 nam tử, cầm trong tay của hắn một cái bát sứ, ngược lại là rất tinh xảo. Cái này chừng 20 nam tử không ngừng mà đối với chuyên gia giám định hùng hùng hổ hổ, hắn chủ yếu mắng là chuyên gia giám định có mắt không tròng, không có năng lực giám định đồ cổ bên trong. Bị nam tử mắng chuyên gia giám định tính khí ngược lại thật là tốt, bất luận gây sự nam tử mắng cái gì, chuyên gia giám định cũng không nổi giận, chỉ lo làm công việc của mình, hoàn toàn đem gây chuyện nam tử không để mắt đến, coi như không tồn tại. Xem ra vị chuyên gia giám định này đã gặp được nhiều lần chuyện như vậy đã qua, đã có tương đương xử lý kinh nghiệm. Vị tiên sinh này, mời người bình tĩnh đi, Chúng ta chuyên gia giám định đều là trải qua chứng thực, một vị công nhân viên chạy tới, đối với sự nam tử nói ra. Chứng thực cái giám, ta cái này rõ ràng là đồ cổ, rất đáng tiền, nếu như hắn thật sự có năng lực, làm sao có thể sẽ giám định không ra, đem ta phí giám định trả lại cho ta, ta không cần các ngươi giám định, các ngươi phòng đấu giá đều là một đám tên lừa đảo. Vốn là gây sự nam tử đối chuyên gia giám định phát ra một trận hỏa sau, thế nhưng chuyên gia giám định lại thờ ơ không động lòng, vung cũng không vung hắn khiến hắn thật giống dụng hết toàn lực đánh ra một quyền, lại đánh vào không chung như thế, trong lòng chính buồn bực. Lại nữa rồi một cái công nhân viên, thế là gây sự nam tử nhanh chóng rời đi mục tiêu, cây đuốc lực nhắm ngay công nhân viên. Nếu như người đối với huy đằng phòng đấu giá giám định kết quả có dị nghị lời nói, người trước tiên có thể đi cái khác quyền uy tín giám định cơ cấu một lần nữa giám định. Nếu như giám định kết quả cùng chúng ta huy đằng phòng đấu giá không giống với, chúng ta nguyện ý bồi thường tiên sinh gấp đôi phí giám định. Công nhân viên nhíu nhíu mày, bất quá cũng không có phát hỏa. Loại chuyện này Huy đằng phòng đấu giá đã gặp được nhiều lần. Công nhân viên nói tới chỗ này, ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Huy đằng phòng đấu giá giám định kết quả chắc chắn sẽ không sai, nếu như ngươi không tin, cũng có thể đi những thứ khác giám định cơ cấu giám định. Thế nhưng gây sự nam tử rõ ràng sẽ không như thế đơn giản sẽ đồng ý. Hắn lớn tiếng nói, đem kinh lý của các ngươi gọi ra, ta muốn trách cứ các ngươi. Tiên sinh, nếu như người đối với giám định kết quả không đồng ý, người có thể đi cái khác giám định cơ cấu, nếu như là vấn đề của chúng ta, chúng ta nguyện ý bồi thường tiên sinh, mời tiên sinh hiện tại đừng ảnh hưởng công việc của chúng ta. Công nhân viên đã hạ lệnh trục khách rồi, huy đằng phòng đấu giá là sẽ không đồng ý lùi phí giám định. Bởi vì nếu như mỗi người cũng giống như gây sự nam tử như thế, không đồng ý giám định kết quả, tự yêu cầu lùi phí giám định, huy đằng phòng đấu giá đều phải đồng ý nói lui cái kia buổi đấu giá thiết chi phí giám định liền không có một chút nào ý nghĩa, cho nên dù cho phí giám định không nhiều, huy đằng phòng đấu giá cũng sẽ không đồng ý lùi phí giám định, bọn họ là tuyệt đối không cho phép có cái này tiền lệ. trừ phi như công nhân viên chỗ nói, khách hàng có thể cầm cái khác quyền huy giám định cơ cấu giám định, nếu như kết quả cùng huy đằng phòng đấu giá không giống với lời nói, huy đằng phòng đấu giá mới sẽ đồng ý lùi phí giám định, đồng thời còn có thể bồi thường khách hàng gấp đôi lần này tôi chiết ngược lại là cho rằng huy đằng phòng đấu giá làm không sai quy tắc của hắn cũng rất hợp lý người muốn đến huy đằng phòng đấu giá giám định giao phí giám định cũng là chuyện rất bình thường dù sao huy đằng phòng đấu giá cũng không phải từ thiện cơ quan cũng là cần lợi nhuận mà huy đằng phòng đấu giá vừa không có buộc người đến hắn nơi này giám định nếu gây sự nam tử lựa chọn đến huy đằng phòng đấu giá giám định nói cách khác gây sự nam tử là tin tưởng huy đằng phòng đấu giá giám định năng lực vậy dĩ nhiên không thể giám định kết quả không phù hợp gây sự nam tử ý tứ gây sự nam tử là có thể yêu cầu lùi phí giám định thế gian cái nào có chuyện tốt như vậy tình hơn nữa cho dù huy đằng phòng đấu giá giám định kết quả là sai gây sự nam tử cũng có thể đi cái khác giám định kết quả đạt được chứng minh huy đằng phòng đấu giá cũng nguyện ý bồi thường gấp đôi phí giám định mà không phải như gây sự nam tử như thế ở nơi này cố tình gây sự là được rồi người muốn ta rời đi ta liền rời đi ah người hôm nay không cho ta một cách nói ta là sẽ không rời đi. Hơn nữa các người hôm nay cũng đừng nghĩ tiếp tục vũng hố người khác. Gây sự nam tử rõ ràng lợn chết không sợ nước nóng, muốn chết đổ thừa nơi này. Huy đằng phòng đấu giá mở ra nhiều năm như vậy, có thể kinh doanh cho tới bây giờ mức độ cũng không phải ngồi không. Công nhân viên xem gây sự nam tử đã rõ ràng muốn gây chuyện rồi, cho nên hắn lấy ra bộ đàm gọi tới bảo an. Rất nhanh sẽ đến rồi ba cái huy đằng phòng đấu giá bảo an. Công nhân viên đối với bảo an nói ra các người mời vị tiên sinh này ra ngoài không nên quấy rầy cái khác khách hàng. Bảo an đi tới gây sự nam tử trước mặt, làm một cái thủ hiệu mời, nói ra, tiên sinh, mời phiền phức đi theo chúng ta, không nên làm chúng ta khó làm. Thế nhưng gây sự nam tử căn bản không để ý tới bảo an lời nói, khinh thường quay đầu, hắn không tin bảo an dám đối với hắn làm cái gì, hắn nhưng là tin tưởng khách hàng là thượng đế, nếu khách hàng là thượng đế, cái kia bất luận thượng đế làm chuyện gì đều là đúng. Nếu gây sự nam tử loại thái độ này, không muốn phối hợp bảo an bọn hắn cũng không chần chừ nữa rồi, bọn hắn trực tiếp lên đi cưỡng chế nhấc lên gây sự nam tử, mặc kệ hắn miệng đầy tức giận mắng, cưỡng chế đem gây sự nam tử cho khiêng đi ra huy đằng phòng đấu giá. Về phần gây sự nam tử sẽ có cái gì hậu quả chờ hắn, thì không cần biết rồi. Gây sự nam tử bị bảo an mang đi sau, công nhân viên tiến lên hướng về người vây xem bái một cái, sau đó nói, thật không tiện, là của chúng ta không đúng, quấy dậy đến các vị rồi người vây xem thấy không có gì náo nhiệt nhìn, liền tản đi rồi. Đối với chuyện này, Huy Đằng phòng đấu giá xử lý rất tốt, phải làm đến công tác đều làm đủ, là gây sự nam tử chính mình nhất định phải cố tình gây sự, xử lý như vậy đã là biện pháp tốt nhất rồi. Cho nên Huy Đằng phòng đấu giá ngược lại không lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tín dự của bọn họ, nói Huy Đằng phòng đấu giá điếm đại bắt nạt khách. Tô Chiết cũng đi tới bên cạnh đi, ngồi trên ghế dựa chờ đợi. Tuy rằng mỗi ngày đến huy đằng phòng đấu giá giám định người nối liền không dứt, nhưng là vì huy đằng phòng đấu giá nắm giữ nhiều vị chuyên gia giám định chuyên môn phụ trách bước đầu giám định, cho nên tới huy đằng phòng đấu giá giám định người cũng không cần đợi quá lâu. Tô Chiết ngồi không đến bao lâu, công nhân viên liền niệm đến Tô Chiết dãy số, thông báo đi số mấy phòng giám định rồi. Làm Tô Chiết nghe rõ sau, trong lòng hắn không khỏi có chút quỷ dị, đúng là thật trùng hợp. Bởi vì công nhân viên đọc phòng giám định, liền là trước kia cho gây sự nam tử giám định chuyên gia giám định. Làm tô chiết đi vào trong phòng giám định, nhìn chuyên gia giám định thời điểm, ánh mắt của hắn còn có chút vô cùng kinh ngạc. Vị này mới vừa rồi bị gây sự nam tử mắng máu chó đầy đầu, còn vẫn như cố thở ơ không động lòng, coi như không chuyện phát sinh chuyên gia giám định, tuổi tác nhìn lên so với tô chiết lớn, thế nhưng còn chưa vượt qua 30 tuổi, nhìn lên rất trẻ. Tô Chiết không biết đối phương vừa nãy là làm sao làm được vân đạm phong khinh, nếu như đổi lại là tô chiết lời nói nhất định sẽ cùng gây sự nam tử đã đánh nhau cho dù là đánh không lại tô chiết cũng sẽ đánh tô chiết là nuốt không trôi khẩu khí này cho nên hắn đối vị chuyên gia giám định này ngược lại là thật bội phục làm sao vậy lẽ nào ngươi cũng hoài nghi ta giám định năng lực nếu như không tin ngươi vẫn là thừa dịp hiện tại đi thay cái chuyên gia giám định đi không phải vậy đến lúc đó ta một khi bắt đầu lời nói tự không thể thay đổi nha đừng như vừa nãy vị kia như thế lãng phí một cách vô ích phí giám định Vị chuyên gia giám định này ngữ khí rất ôn hòa, hơn nữa hiện tại hắn còn có tâm tình cùng tô chiết đùa giỡn, xem ra hắn ngược lại nhìn thoáng được. Không phải, ta chẳng qua là cảm giác quá trùng hợp rồi. Tô chiết nói ra, bị đối phương nói chuyện, hắn ngược lại là ý thức được chính mình có chút không lễ phép, vừa nãy tô chiết biểu hiện cũng sẽ làm cho người ta hiểu lầm, cho rằng tô chiết không tin đối phương năng lực. Tô chiết ngược lại sẽ không bởi vì chuyện vừa rồi, mà hoài nghi chuyên gia giám định thực lực, có thể ở huy đằng phòng đấu giá công tác chuyên gia giám định, ít nhất là có nhất định giám định năng lực mới có thể. Nếu không, đoán chừng huy đằng phòng đấu giá đã sớm không mở nổi, còn vậy có thể có thể làm được bây giờ mức độ. Đối với Tô Chiết có thể tin tưởng hắn, Trương Vân Phong còn là rất cao hứng. Mới vừa thời điểm, hắn đã tiếp đãi mấy cái giám định nhiệm vụ, thế nhưng mấy vị khách hàng vừa nhìn là Trương Vân Phong giám định, lập tức liền yêu cầu thay đổi người, dù cho cần muốn lần nữa xếp hàng cũng nguyện ý chính là không đồng ý cho trương vân phong giám định xảy ra chuyện như vậy trương vân phong nói một điểm không phiền muộn cũng là không thể nào huy đằng phòng đấu giá phụ trách bước đầu giám định sơ cấp chuyên gia giám định bình thường đều là lương tạm thêm chích phần trăm chuyên gia giám định giám định một cái đồ vật sau cuối cùng bất luận là thật vẫn là giả đều sẽ có nhất định chích phần trăm nếu như là giám định là thật sự đồ vật bán đấu giá sau khi thành công còn có thể mặt khác có chích phần trăm cho nên xuất hiện tại không có nguyện ý cho Trương Vân Phong giám định, nói cách khác sẽ ảnh hưởng đến hắn thu nhập rồi. Kỳ thực đại đa số người đều biết là gây sự nam tử cố tình gây sự. Không đóng cửa Vân Phong vấn đề, rõ ràng là hàng nhái, Trương Vân Phong không thể trợn tròn mắt nói mò, giám định là thật phẩm. Nếu như Trương Vân Phong làm như vậy, tín dự của hắn liền toàn bộ không còn, nghề này cũng coi như là làm chấm dứt thế nhưng người chính là như vậy, biết rõ không đóng cửa Vân Phong chuyện, vẫn là không muốn cho Trương Vân Phong giám định, một là tránh khỏi không tồn tại phiền phức, hai là cũng tránh khỏi suối quẩy chọc tới trên người mình, chính mình mang tới đồ vật cũng bị giám định là giả. Cho nên Tô Chiết lúc tiến vào, Trương Vân Phong mới sẽ nói như vậy. Bất quá Tô Chiết là tuyệt đối tin tưởng chính mình mang tới nhân sâm, hắn có lòng tin tuyệt đối. Liên Lý Văn Bác đều phán đoán Tô Chiết nhân sâm là chân chính nhân sâm núi, cho nên nói nhân sâm của hắn lại tại sao có thể là hàng nhái đây này cho nên ai tới giám định đều là giống nhau. Điều này nói rõ chúng ta có duyên rồi, ta trước tiên giới thiệu một chút, ta gọi Trương Vân Phong. Trương Vân Phong cười nói, sau đó hắn nhìn một chút trong tay đơn đăng ký dược rượu đọc đầy đủ ớt. Nói ra, tô tiên sinh, người muốn giám định là nhân sâm sao? Đúng, ta muốn giám định là nhân sâm, tô chiết nói xong, đem mình mang tới hộp quà tặng đưa cho Trương Vân Phong. Bởi vì huy đằng phòng đấu giá phụ trách bước đầu giám định chuyên gia giám định, thông thường đều là phụ trách mấy chủng loại hình, bước đầu giám định thật giả sau, có giá trị đồ vật. Chuyên gia giám định liền sẽ đưa ra đi tới, để huy đằng phòng đấu giá cao cấp chuyên gia giám định tiến một bước giám định, cao bằng cấp chuyên gia giám định xác định sau, liền sẽ căn cứ đồ vật giá trị đến sắp xếp bán đấu giá thời gian cùng tuyên truyền. Cho nên Trương Vân Phong mới sẽ giám định gây sự nam tử bát xứ sau, đồng thời lại phụ trách giám định tô chiết nhân sâm. Thời đại này, dược liệu giá tiền là một năm cao hơn một năm, đặc biệt là niên đại cao nhân sâm giá cả vậy càng là liên tục tăng lên cho nên tới huy đằng phòng đấu giá giám định nhân sâm không ít người thế nhưng đại đa số đều là hàng nhái không là sự thật nhân sâm rất nhiều người ở trên núi đào được loại là nhân sâm thực vật liền cho rằng là nhân sâm núi liền vội vội vàng vàng chạy tới giám định kích cỡ trọng lượng đều không nhỏ thế nhưng một điểm giá trị đều không có bởi vì đều không phải chân chính nhân sâm núi cũng rất nhiều người cho rằng nhặt được tiện nghi từ một chút mặc đồ nông dân người trong mua được cái gọi là nhân sâm núi, những này nông dân đều sẽ nói hắn là từ cái gì hoang sơn dã lĩnh đảo được, bởi vì trong nhà có chuyện gì xảy ra, cho nên mới vội vã bán ra. Thế nhưng tốn không ít tiền mua lại sau, làm giấc mơ phát tài, vô cùng phấn khởi đi tới huy đằng phòng đấu giá, lại bị dội cho nước lạnh. Bọn hắn cái gọi là nhân sâm núi là không đáng giá một đồng, hơn nữa ăn khả năng còn có thể đối thân thể tai hại. Bị mơ hồ như vậy lừa gạt không ít người, Trương Vân Phong chỉ thấy qua mấy lần. Hơn nữa cho dù cái những người khác, mang tới nhân sâm là chân chính nhân sâm núi, thế nhưng đại đa số cũng là niên đại không cao, giá trị cũng cao không tới chỗ nào, dù cho cuối cùng đấu giá, lấy được tiền khả năng còn chưa đủ thanh toán phí giám định cùng bán đấu giá phí. Cho nên Trương Vân Phong đối tô chiết dẫn người tham gia đến giám định, cũng không phải bất ngờ, thế nhưng Trương Vân Phong trong lòng đối tô chiết nhân sâm lại không có bao nhiêu hy vọng, bởi vì tô chiết nhân sâm quá nửa là hàng nhái, hoặc là niên đại không cao nhân sâm. Không trách Trương Vân Phong nghĩ như vậy, bởi vì niên đại cao nhân sâm núi, thật sự quá hy hi hữu hiếm thấy. Trương Vân Phong tại huy đằng phòng đấu giá công tác đến mấy năm rồi, giám định nhân sâm cũng không ít lần, thế nhưng từ trước đến nay, Trương Vân Phong cũng chỉ là gặp được một lần, niên đại tương đối cao nhân sâm núi, niên đại tại 50 năm khoảng chừng. Bất quá tuy rằng Trương Vân Phong trong lòng không phải rất tin tưởng Tô Chiết mang tới nhân sâm, là niên đại cao nhân sâm núi, Thế nhưng Trương Vân Phong vẫn là lên tinh thần, nghiêm túc đối xử tô chiết nhân sâm. Đây là Trương Vân Phong chức nghiệp đạo đức, cũng là chính là bởi vì như vậy, Trương Vân Phong mới có thể tận lực tránh khỏi phạm sai lầm. Trương Vân Phong mở ra hộp quà tặng, khi thấy bên trong chứa nhân sâm lúc, ánh mắt của hắn không khỏi tránh qua một tia quỷ dị. Bởi vì tô chiết mang tới nhân sâm kích cỡ không nhỏ, hơn nữa còn là tiên tham gia, cho nên Trương Vân Phong ngược lại là hơi kinh ngạc. Bất quá Trương Vân Phong rất nhanh lại thất vọng rồi, bởi vì nhân sâm kích cỡ càng lớn, là nhân sâm núi cơ hội lại càng nhỏ rồi. Vốn là nhân sâm núi số lượng liền ít ỏi, tôi chiết nhân sâm kích cỡ còn lớn như vậy, cho nên Trương Vân Phong trong lòng càng là không tin là thật sự nhân sâm núi rồi. Trương Vân Phong hai tay mang theo găng tay, mới đem người tham gia lấy ra. Hắn bắt đầu tử quan sát kỹ nhân sâm, dùng kiến thức của mình cùng kinh nghiệm đi giám định phán đoán. Vốn là Trương Vân Phong trong lòng đã không tin tô chiết đợi người tới tham gia là chân chính nhân sâm núi, thế nhưng tại chính thức bắt đầu sau khi giám định, Trương Vân Phong ý nghĩ bắt đầu chậm rãi thay đổi. Audio điện tử võ tấn bền Nhiệt môn mới đầu, Trương Vân Phong là không tin tô chiết nhân sâm là thật sự, cho rằng quá nửa là hàng nhái, hoặc là niên đại không cao nhân sâm. Hơn nữa tại nhìn thấy tô chiết nhân sâm kích cỡ, cùng cầm tới tay trọng lượng sau, Trương Vân Phong càng là tiến một bước cho rằng tô chiết mang tới nhân sâm là giả. Bởi vì lớn như vậy nhân sâm núi, Trương Vân Phong là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thế nhưng tại chính thức bắt đầu sau khi giám định, Trương Vân Phong liền đẩy ngã phán đoán của mình rồi. Bởi vì Trương Vân Phong bắt đầu cầm trong tay của hắn nhân sâm nếu là thật sự nhân sâm núi, hơn nữa niên đại còn không thấp, niên đại ít nhất đạt đến trăm năm bên trên. Này làm cho Trương Vân Phong có kinh ngạc, hắn không thể không cẩn thận. Có thể lợi dụng đến công cụ, Trương Vân Phong đều đã vận dụng, hơn nữa kết quả hào không ngoại lệ, càng ngày càng chứng thực tô chiết nhân sâm là thật sự nhân sâm núi. Trương Vân Phong đều có điểm không tin mình rồi, cho là mình dám định sai rồi. Thế là Trương Vân Phong liên tục nhiều lần dám định nhiều lần sau, mới cuối cùng xác định tô chiết nhân sâm là thứ thiệt nhân sâm núi, hơn nữa niên đại cực cao. Này làm cho Trương Vân Phong thập phần hưng phấn, có thể tự tay dám định niên đại cao như vậy nhân sâm núi, đối chuyên gia dám định tới nói, là một loại vinh dự. Mà Trương Vân Phong hôm nay rốt cuộc có cơ hội trải qua đã đến. Tô Tiên Sinh, trải qua bước đầu giám định, đây là niên đại không thấp nhân xâm núi, bất quá cụ thể niên đại còn cần tiến một bước xác nhận mới có thể biết được. Trương Vân Phong thật không tiện cười cười, hắn vừa nãy quá nhập thần rồi, toàn thân tập trung vào giám định nhân xâm lên, hắn đã không để ý đến Tô Chiết tồn tại. Hiện tại Trương Vân Phong phản ứng lại sau, mới biết mình đã tốn không ít thời gian. Vậy lúc nào thì có thể tiến hành bước kế tiếp giám định? Tô Chiết cũng không ngại bởi vì đối phương có thể như thế phụ trách giám định nhân xâm của hắn. Đối Tô Chiết tới nói, là một chuyện tốt, ít nhất đối phương không là qua loa cho xong. Lập tức là được rồi, ta hiện tại liền đi tìm cái khác chuyên gia giám định đến, mời Tô tiên sinh ở nơi này xin chờ một chút. Trương Vân Phong nói xong rồi, liền hấp tấp chạy ra phòng giám định, hoàn toàn không có lúc trước bình tĩnh. Kỳ thực bình thường loại chuyện này phải không dùng Trương Vân Phong làm, hắn chỉ cần phụ trách giám định chỉ cần Trương Vân Phong giám định là đồ thật sau, muốn tiến hành bước kế tiếp giám định lời nói. Tự nhiên sẽ có công nhân viên mang theo khách hàng đi, căn bản cũng không cần Trương Vân Phong đi chân chạy. Thế nhưng hiện tại Trương Vân Phong lần thứ nhất gặp phải niên đại cao như vậy nhân sâm núi, hắn có thể không dám xem thường, nếu như Tô Chiết không muốn đi rồi sau, thượng tầng trách tội xuống, không phải là dễ chịu. Hơn nữa trước đó huy đằng phòng đấu giá bán đấu giá 4 năm phần nhân sâm núi, là trực tiếp trải qua huy đằng phòng đấu giá chuyên gia giám định chính giám định, Trương Vân Phong những này sơ cấp chuyên gia giám định cũng không hề tham dự vào, này làm cho Trương Vân Phong trong lòng có chút tiếc nuối. Bây giờ có cơ hội thực hiện nguyện vọng rồi, Trương Vân Phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Trương Vân Phong chính mình không có đi tìm cao cấp chuyên gia giám định đến giám định, mà là trực tiếp đi Tổng Giám Đốc, hắn trước phải đem tin tức này thông chi cho Tổng Giám Đốc biết. Để Tổng Giám Đốc sắp xếp, nếu như lần giao dịch này sau khi thành công, Trương Vân Phong là có thể tại tổng giám đốc trước mặt để lại cái ấn tượng tốt, nhớ cái đại công. Làm không kịp thở Trương Vân Phong đụng tới phòng tổng kinh lý thời điểm, may là tổng giám đốc Đàm Quân chân vừa vận tại, không để cho Trương Vân Phong một chuyến tay không. Đàm Quân chân nhìn Trương Vân Phong, trong lòng đã có chút không hợp, trước đó Đàm Quân chân vẫn là thật coi trọng Trương Vân Phong, bởi vì Trương Vân Phong công tác chăm chú, hơn nữa xử lý vấn đề thời điểm, cũng rất bình tĩnh vốn là đàm quân chân tính toán đợi Trương Vân Phong cố gắng nhịn nhiều một quãng thời gian, nhiều một chút tư lịch lời nói, liền tăng lên Trương Vân Phong là cao cấp chuyên gia giám định. Đàm quân chân không nghĩ tới hôm nay Trương Vân Phong luống cuống tay chân, hoang mang hoảng loạn, cho nên đàm quân chân trong lòng liền cho là mình bình thường nhìn lầm người Trương Vân Phong rồi. Nhưng khi Trương Vân Phong hướng về đàm quân chân hồi báo cho sau, làm đàm quân chân nghe được tô chiết mang tới nhân sâm núi niên đại ít nhất tại trăm năm bên trên, hơn nữa trọng lượng không nhẹ, Ít nhất so với trước kia bán đấu giá 420 năm phần nhân sâm núi còn nặng hơn, hơn nữa còn là tiên tham gia. Nghe đến đó, Đàm Quân chân cũng có chút không bình tĩnh rồi, vội vàng để Trương Vân Phong mang chính mình đi tìm Tô chiết. Này không khỏi Đàm Quân chân không khẩn trương, trước đó đấu giá 420 năm phần nhân sâm núi đã để hắn nếm trải ngon ngọt rồi, đã nhận được tổng bộ coi trọng. Lúc đó Huy đằng phòng đấu giá thu được 420 năm phần nhân sâm núi lúc, vốn là đã giao lại cho tổng bộ do tổng bộ tiến hành tuyên truyền cùng bán đấu giá. Thế nhưng trải qua đàm quân chân dựa vào lý lẽ biện luận, trăm cây nghìn đắng mới khiến cho Huy Đằng phòng đấu giá tổng bộ đồng ý, do Huy Đằng phòng đấu giá tại Yến Vân Thị phân bộ, cũng chính là gian phòng này Huy Đằng phòng đấu giá tiến hành bán đấu giá nhân sâm núi. Lúc đó đàm quân chân tâm tình, thậm chí so với nhân sâm núi chủ nhân còn muốn xuất sắng. Đàm quân chân tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, liền lợi dụng tất cả có thể lợi dụng tài nguyên, là nhân sâm núi tiến hành tuyên truyền, là 420 năm nhân sâm núi tạo thế. Bởi vì nếu như lần đấu giá này thất bại, không đạt tới lý tưởng giá cả, hoặc là lưu phách lời nói. Đàm quân chân gian phòng này huy đằng phòng đấu giá phân bộ sẽ rất khó lại có cơ hội, có thể bán đấu giá cao giá trị vật đấu giá rồi, cho dù phân bộ tiếp nhận rồi ủy thác, thế nhưng trừ phi ủy thác người của phòng đấu giá đặc biệt yêu cầu, nếu không thì cũng sẽ bị huy đằng phòng đấu giá tổng bộ yêu cầu nộp lên cho tổng bộ bán đấu giá. Cho nên phân bộ lần đó bán đấu giá 420 năm phần nhân sâm núi, xem như là huy đẳng phòng đấu giá đối phân bộ cùng đàm quân chân thử thách. Thành công, gian phòng này phân bộ về sau là có thể một mình bán đấu giá giá cao vật đấu giá rồi, mà không cần nộp lên tổng bộ. Có thể một mình bán đấu giá giá cao vật đấu giá, phân bộ công trạng liền sẽ càng ngày càng tốt, liền sẽ càng được tổng bộ coi trọng, do đó đạt được nhiều tư nguyên hơn, đây là một cái tốt vô cùng tốt tuần hoàn. Thành công cùng thất bại, giữa hai người kém nhau quá nhiều. Cho nên Đàm Quân Chân lúc đó mới sốt sắng như vậy, hơn nữa đây cũng không phải là đơn giản bán đấu giá nhân sâm núi rồi, đồng thời còn là đối Đàm Quân Chân thử thách. May là lúc đó Lưu Thị Tập đoàn Lưu Hùng, cùng Tập đoàn Vương Thị Vương An Quốc cạnh tranh, để nhân sâm núi cuối cùng giá sau cùng đạt đến 18 triệu giá trên trời, mới cuối cùng là để Đàm Quân Chân thông qua được tổng bộ thử thách. Bởi vậy hiện tại Đàm Quân Chân nghe được Trương Vân Phong cho rằng, tôi chiết mang tới nhân sâm có thể là niên đại cực cao nhân sâm núi, hắn mới có thể như vậy coi trọng. Đàm quân chân đi theo Trương Vân Phong đi tìm Tô Chiết thời điểm, còn mặt khác gọi lên một vị đặc cấp chuyên gia giám định đồng thời với hắn đi. Đàm quân chân gian phòng này phân bộ, tổng cộng cũng chỉ có hai cái đặc cấp chuyên gia giám định. Tại lúc bình thường, đàm quân chân đều sẽ rất ít phiền phức đến bọn hắn, vậy vật đấu giá cũng sẽ không để này hai cái đặc cấp chuyên gia giám định giám định. Chỉ có đặc biệt trọng yếu, có giá trị không nhỏ vật đấu giá, mới sẽ do đặc cấp chuyên gia giám định phụ trách giám định. Liên giống với trước đó 4-20 năm nhân sâm núi, mới sẽ do huy đảng phòng đấu giá đặc cấp chuyên gia giám định phụ trách giám định. Hiện tại đàm quân chân trực tiếp để đặc cấp chuyên gia giám định đến giám định tô chiết nhân sâm, có thể thấy được đàm quân chân trong lòng đối tô chiết nhân sâm có bao nhiêu coi trọng. Bởi vì đàm quân chân đối Trương Vân Phong giám định nhân sâm năng lực vẫn là rất có lòng tin, không phải vậy đàm quân chân cũng sẽ không có dự định thăng Trương Vân Phong là cao cấp chuyên gia giám định quyết định. Trương Vân Phong hiện tại kỳ thực đã hoàn toàn có đủ cao cấp chuyên gia giám định điều kiện, chỉ là bởi vì tuổi của hắn vẫn còn tương đối tuổi trẻ nguyên nhân, cũng ít một chút tư lịch mới không có lên tới cao cấp chuyên gia giám định chức vị này. Cũng là nguyên nhân này quan hệ, cho nên đàm quân chân mới sẽ quyết định Trương Vân Phong, tại muộn chút thời gian mới đem Trương Vân Phong chức vị lên cao cấp chuyên gia giám định, miễn cho có người không phục. Muốn nói giám định đồ cổ bên trong lời nói, Trương Vân Phong còn ít một chút kinh nghiệm, thế nhưng giám định dược liệu, đặc biệt là nhân sâm phương diện này. Trương Vân Phong nhãn lực tại huy đằng trong phòng đấu giá tuyệt đối sắp xếp thượng đẳng. Chỉ ít tại phân bộ bên trong, không có một cái cao cấp chuyên gia dám định giám cam đoan giám định nhân sâm cái này một khối, có thể mạnh hơn Trương Vân Phong. Bởi vì Trương Vân Phong là trung y thế gia bên trong ra đời, từ nhỏ tại người nhà tai mắt nhuộm đẫm hun đúc nhuộm thấm dưới, Trương Vân Phong đối dược liệu sinh ra hứng thú thật lớn, hơn nữa cũng biểu hiện ra thiên phú cực lớn. Thế nhưng cuối cùng Trương Vân Phong lại làm cho nhà hắn người ngạc nhiên, bởi vì hắn không có cùng người nhà như thế lựa chọn theo nghề thuốc, mà là lựa chọn chuyên gia giám định nghề này nghiệp. Vốn là dựa theo bình thường quá trình tới, làm là sơ cấp chuyên gia giám định Trương Vân Phong tại giám định tô chiết nhân sâm sau, liền sẽ đem kết quả cho lên báo lên, sau đó lại đem nhân sâm chuyển giao cho buổi đấu giá cao cấp chuyên gia giám định, do bọn hắn tiến một bước xác nhận, cùng với phán đoán nhân sâm giá trị nếu như cao cấp chuyên gia giám định phúc tra không có vấn đề sau, tại đại khái đánh giá ra giá cách sau, liền sẽ bắt đầu giao cho những nhân viên làm việc khác, tiến hành sắp xếp lúc nào bán đấu giá, cùng với tuyên truyền cường độ. Này là bình thường quá trình, trừ phi vật đấu giá giá trị rất lớn, mới sẽ do phòng đấu giá đặc cấp chuyên gia giám định bên trong đến, lần nữa giám định, tỉ như như lần trước phòng đấu giá bán đấu giá 42 ô 5 nhân sâm núi, liền sẽ do đặc cấp chuyên gia giám định trực tiếp giám định. Thế nhưng cũng là bởi vì 42 ô năm nhân sâm núi ủy thác người, bản thân danh tiếng rất lớn. Cho nên mới phải trực tiếp giao cho đặc cấp chuyên gia giám định giám định, mà không cần thông qua sơ cấp cùng cao cấp chuyên gia giám định hai cái này quá trình. Mà bây giờ tại Trương Vân Phong sau khi giám định, chính hắn hồi báo cho Đàm Quân Chân, do Đàm Quân Chân chính mình giám định. Cũng là bởi vì Đàm Quân Chân tin tưởng Trương Vân Phong giám định dược liệu nhân sâm năng lực, tin tưởng ánh mắt của hắn sẽ không có sai cho nên mới phải trực tiếp thông chi đặc cấp chuyên gia giám định, mà không phải gọi cao cấp chuyên gia giám định đến trước tiên giám định. Bởi vì trương vân phong giám định nhân xâm thủ đoạn sẽ không thua những thứ khác cao cấp chuyên gia giám định, cho dù do những thứ khác cao cấp chuyên gia giám định đến giám định. Kết quả đối với thư cũng giống như nhau. đã như vậy, đàm quân chân liền quyết định không cần cao cấp chuyên gia giám định đến rồi, trực tiếp do phòng đấu giá đặc cấp chuyên gia giám định đến tiến hành bước cuối cùng xác nhận. Đàm quân chân hy vọng dùng này cho Tô Chiết một cái ấn tượng tốt, bằng không từng bước từng bước giám định, nhất định sẽ để Tô Chiết trong lòng phản cảm. Này người có tuổi phần nhân sâm cực kỳ hiếm có, thế nhưng phòng đấu giá cũng không phải chỉ có huy đằng phòng đấu giá một gian. Tại bồn tỉnh bên trong, tuy rằng dù sao, huy đằng phòng đấu giá thực lực so với cái khác buổi đấu giá thực lực muốn so sánh lớn một chút, danh tiếng cũng càng là vang dội, có nhiều tư nguyên hơn là vật đấu giá tuyên truyền, dùng này đập tốt giá cả xưa nay thế nhưng nhiên đại cao nhân sâm bản thân liền là một cái tốt nhất tuyên truyền chỉ cần đem tin tức này thả ra ngoài khẳng định có rất nhiều người mộ danh mà tới cứ như vậy liền không cần phòng đấu giá tuyên truyền tư nguyên huy đằng phòng đấu giá yêu thế cũng không phải rõ ràng như vậy nếu như tôi chết bởi vì huy đằng phòng đấu giá bắt chuyện không chu toàn mà từ chối tại huy đằng phòng đấu giá bán đấu giá đàm quân chân ruột đều phải hối hận thanh đối với vừa mới thông qua khảo nghiệm phân bộ cùng đàm quân chân tới nói Hắn hiện tại cực kỳ cần một ít vang dội, khả năng hấp dẫn đến người vật đấu giá đến, triệt để vững chắc địa vị của mình mà tô chiết nhân sâm không thể nghi ngờ phù hợp cái điều kiện này. Nếu như tô chiết nhân sâm cũng có thể đấu giá, như lần trước nhân sâm núi vậy giá trên trời lời nói, đối phân bộ tuyệt đối là một cái rất tốt tuyên truyền, tuyệt đối có thể khiến Yến Vân Thị bên trong gian phòng này huy đẳng phòng đấu giá phân bộ, đánh ra thành tựu đến. Do đó khiến người ta muốn bán đấu giá dược liệu, liền trước nghĩ đến huy đẳng phòng đấu giá đến đương nhiên đủ loại này vẻ đẹp, là xây dựng ở tô chiết nhân sâm giá trị, sẽ không thấp hơn 42 ô 5 nhân sâm núi. Tối thiểu không thể cách biệt quá nhiều, về phần tô chiết nhân sâm giá trị so với 42 ô 5 nhân sâm núi còn cao hơn, loại khả năng này, đàm quân chân cũng không phải không dám xa xỉ muốn. Rất nhanh đàm quân chân cùng Trương Vân Phong, cùng với phòng đấu giá đặc cấp chuyên gia giám định, tự đi tới tô chiết chỗ ở trong phòng giám định. Tại tiến phòng giám định trước đó, Đàm quân chân đầu tiên là đối phụ trách phương diện này công nhân viên dặn dò, gian phòng này phòng giám định tạm dừng đối ngoại sử dụng, đừng cho người tiến tới quấy dày đến. Phòng đấu giá nhân vật số một tự mình bàn giao, công nhân viên tự nhiên không dám không nghe theo. Bọn hắn sau khi đi vào, Trương Vân Phong liền trước hướng về đàm quân chân giới thiệu Tô Chiết. Tô Tiên Sinh, người tốt, thật cao hứng, có cơ hội hợp tác với ngươi. Đàm quân chân trước tiên vươn tay ra cùng Tô Chiết nắm tay lẫn nhau ve mùa đông một lần sau bất kể là đàm quân chân vẫn là tô chiết cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian rồi tô chiết liền đem nhân sâm lấy ra giao cho chuyên gia giám định do hắn đến giám định làm đặc cấp chuyên gia giám định có thể giám định nhân sâm thời điểm đàm quân chân cùng trương vân phong đều không dám nói chuyện rồi đều nhìn chăm chú vào chuyên gia giám định nhất cử nhất động đàm quân chân là muốn mau sớm có thể được đến giám định kết quả hy vọng chính mình sẽ không thất vọng mà Trương Vân Phong là lo lắng cuối cùng đi ra ngoài kết quả cùng mình giám định không giống nhau, tuy rằng Trương Vân Phong đối với mình giám định nhân sâm năng lực, vẫn là rất có lòng tin. Thế nhưng chuyện đến nước này, Trương Vân Phong cũng không tự chủ được bắt đầu khẩn trương. Mà Tô Chiết tương đối Trương Vân Phong cùng đàm quân chân tới nói, hắn ngược lại cũng có vẻ cực kỳ thả lòng, thật giống hiện nay giám định nhân sâm không liên quan Tô Chiết sự tình như thế. Tô Chiết là đối nhân sâm của mình có tuyệt đối tự tin, hắn tin tưởng chính mình người chồng cho tham gia, cùng nhân sâm núi không có gì khác biệt, duy nhất khác biệt khả năng chỉ là niên đại không giống nhau. Thế nhưng tô chiết lần này mang tới nhân sâm ít nhất tại 100 năm trở lên, trước đó hắn bán cho lưu hùng nhân sâm đều có 100 chừng, không thể gốc cây này nhân sâm dùng càng nhiều hơn thêm thần lực, trái lại niên đại sẽ so với trước kia thấp. Kết quả xấu nhất cho dù gốc cây này nhân sâm sẽ không tăng cường niên đại, thế nhưng niên đại ít nhất cũng có 100 năm. Niên đại có 100 năm nhân sâm núi, tôi chiết tin tưởng bán ra giá cả sẽ không thấp lại tăng thêm bán ra phỉ thúy tiền, tối thiểu thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện tiền là vậy là đủ rồi. Bởi vì tô chiết yêu cầu không cao, hơn nữa hắn trong lòng cũng của chính mình có không ít sức lực, cho nên giờ khác này cũng có vẻ tương đối bình tĩnh. Tô chiết nhẹ như mây gió, ngược lại là cũng lây nhiễm đàm quân chân cùng Trương Vân Phong, để tâm tình của bọn họ cũng buông lỏng không ít. Đàm quân chân cùng Trương Vân Phong ngấm lại cũng là, tô chiết người trong cuộc này đều không khẩn trương, bọn hắn có cái gì tốt khẩn trương. Nhiệt môn tô chiết xem chuyên gia giám định như vậy hết sức chăm chú nghiên cứu nhân sâm, hắn cũng không tiện lên tiếng, miễn cho quấy giày đã đến chuyên gia giám định công tác, ảnh hưởng sẽ không tốt. Rất lâu, chuyên gia giám định mới đem người tham gia cẩn thận từng ly từng tí thả lại trong hộp, hắn nói ra, trải qua bước đầu giám định, gốc cây này nhân sâm đã có thể xác định là nhân sâm núi không thể nghi ngờ, tiền nặng là 698 khắc, niên đại phỏng đoán cẩn thận tại 480 năm trở lên, cứ việc vị chuyên gia giám định này mới vừa vận tự mình giám định qua, thế nhưng lúc này y nguyên hay vẫn có chút không dám tin tưởng. Hắn lần nữa liếc mắt nhìn nhân sâm, mới nói tiếp hơn nữa gốc cây này nhân sâm núi hình dạng cực kỳ hoàn mỹ, dễ chính thô ngắn hiện lên hoành linh thể, chỉ cần bát tự tách ra, năm hình toàn mỹ. Trọng yếu nhất gốc cây này nhân sâm hiện nay còn có rất mạnh sinh mệnh lực, rõ ràng mới vừa vặn đào móc ra không lâu. Chuyên gia giám định nói xong, liếc mắt nhìn đàm quân chân, ý của hắn đã rất rõ ràng, Tô Chiết mang tới nhân sâm giá trị liên thành, so với trước kia bán đấu giá 4-20 năm nhân sâm núi, giá trị còn cao hơn rất nhiều. Sau đó phải làm thế nào, chính là xem đàm quân chân ý tứ rồi. Chuyên gia giám định ngược lại là nói không sai, Tô Chiết hôm nay mới đem gốc cây này nhân sâm cho đào móc ra, hơn nữa lúc đó phí đi hắn không ít sức lực. Cuối cùng Tô Chiết rất là không dễ mới đem này một khối lớn đầu, cho hoàn chỉnh không tổn hao gì đào móc ra. Đàm quân chân cùng Trương Vân Phong không nén được tức giận, đặc biệt là Trương Vân Phong, đặc cấp chuyên gia giám định giám định kết quả cùng hắn không kém nhiều, nói rõ Trương Vân Phong không có nhìn nhầm, này làm cho trong lòng hắn đến nay vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Bởi vì Trương Vân Phong chưa từng nghe qua có lớn như vậy nhân sâm núi, nếu như không phải Trương Vân Phong chính mình tận mắt nhìn thấy, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, trên thế giới vẫn tồn tại có nặng như vậy nhân sâm núi. Mà đàm quân chân cũng không khá hơn chút nào, vẻ mặt hắn còn có chút chất phác, vẫn không có từ đặc cấp giám định trong lời nói phục hồi tinh thần lại. Vốn là đàm quân chân chỉ là kỳ vọng tô chiết mang tới nhân sâm núi. Tôi dễ dàng cùng bốn hai mươi năm nhân sâm núi cùng sánh vai, cho dù tô chiết nhân sâm hơi kém chút, đàm quân chân cũng là rất hài lòng. Đàm quân chân không dám hy vọng xa vời quá cao, dù sao niên đại cao nhân sâm núi, không phải là tùy ý có thể thấy được. Thế nhưng bây giờ dám định kết quả đi ra, chứng minh rồi tô chiết mang tới nhân sâm núi, không có chút nào có thể so với bốn hai năm nhân sâm núi kém, đồng thời còn muốn càng tốt hơn. Không chỉ có niên đại cao hơn nó, liền ngay cả trọng lượng cũng vượt ra khỏi nhiều lắm, này làm cho đàm quân chân lập tức khó tiếp thụ. Tô Chiết đợi chuyên gia giám định giám định kết quả đi ra sau, vốn còn muốn thương lượng với đàm quân chân một cái lúc nào bán đấu giá, nhưng là đàm quân chân ba người một mực nhìn chăm chú vào nhân sâm của hắn, hoàn toàn không để mắt đến Tô Chiết. Cuối cùng Tô Chiết chờ đến thực sự không kiên nhẫn được nữa, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ở bên cạnh giả ho khan, hấp dẫn chú ý của bọn họ. Nhưng là tô chiết ho khan vài thanh âm, vẫn không có hấp dẫn về đàm quân chân chú ý của bọn họ. Cuối cùng hắn ho đến dùng quá sức rồi, biến thành thật ho khan. Đàm quân chân mới chú ý tới. Đàm quân chân lưu luyến nhìn thoáng qua nhân sâm núi sau, mới xoay người lại. Nói ra, tô tiên sinh, người không sao chứ. Tô chiết uống một hớp trà, mới thở trở lại đến, hắn nói ra, đàm quản lý, gốc cây này nhân sâm tại các ngươi trong phòng đấu giá bán đấu giá, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Đàm quân chân hiện tại mới phản ứng được, hắn cao hứng quá sớm, bây giờ còn chưa có cùng tô chiết nói chuyện được, cuối cùng tô chiết còn chưa chắc chắn lại ở chỗ này chạy bán đấu giá nhân sâm. Nếu như cùng tô chiết không thể đồng ý, tô chiết mang theo nhân sâm đi cái khác phòng đấu giá lời nói, đàm quân chân chỉ có thể công dã tràng. Đương nhiên không thành vấn đề, là chúng ta huy đằng phòng đấu giá vinh dự. Đàm quân chân nghĩ một lát, mới quyết tâm nói ra, tổ Tiên Sinh, nếu như ngươi lựa chọn tại bản phòng đấu giá bán đấu giá gốc cây này nhân sâm núi lời nói, chúng ta chỉ lấy giá sau cùng 5% đến làm bán đấu giá thủ tục phí. Nếu như lưu phách lời nói, phòng đấu giá chúng ta thủ tục phí xu không thu. Bình thường huy đằng phòng đấu giá thu bán đấu giá thủ tục phí đều là 10%, cho dù lần trước bán đấu giá 4-20 năm nhân sâm núi, huy đằng phòng đấu giá cũng thu rồi giá sau cùng 8% làm bán đấu giá thủ tục phí. Hiện tại Đàm Quân Chân chỉ là thu tô chiết 5% thủ tục phí, đồng thời nếu như Tô Chiết nhân xâm núi Lưu Phách lời nói, phòng đấu giá còn không thu tay lại tục phí, đây đã là huy đằng phòng đấu giá xưa nay chưa từng có sự tình rồi, đây đã là Đàm Quân Chân hạ quyết tâm thật lớn. Được, không thành vấn đề, vậy lúc nào thì có thể tiến hành bán đấu giá, có thể càng nhanh càng tốt. Tô Chiết nói ra, 5% thủ tục phí, hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Hơn nữa nếu như Lưu Phách lời nói, Tô Chiết còn không dùng suốt một phân tiền thủ tục phí. Hiện tại tôi Chiết quan tâm nhất là lúc nào có thể bán đấu giá hắn nhân sâm núi, hắn cũng không muốn đợi lâu như vậy mới bắt đầu bán đấu giá. Bình thường thời điểm, tôi Chiết vẫn không có gì quan trọng, thế nhưng hiện tại Tô Chiết vội vã cần tiền đến thu mua khang Mỹ sủng vật bệnh viện, hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy các loại. Một tháng sau, gốc cây này nhân sâm núi là có thể bán đấu giá. Đàm quân chân suy nghĩ một chút nói ra, thời gian một tháng, tin tưởng đã đầy đủ phòng đấu giá đối gốc cây này nhân sâm núi tuyên truyền thời gian. Có thể hay không nhanh hơn chút nữa, tốt nhất tại mấy ngày nay liền bắt đầu bán đấu giá. Tô Chiết nhíu nhíu mày, nói ra, một tháng đối Tô Chiết tới nói, quá lâu, đến lúc đó cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đến. Tô Tiên Sinh, phòng đấu giá cần thời gian đến tiến hành tuyên truyền, như vậy mới có thể đem giá sau cùng tăng lên tới cao nhất. Đàm Quân Trân nói ra, cho dù giá cả thấp một chút cũng không liên quan, nhưng là trọng yếu nhất chính là muốn tận lực bắt đầu bán đấu giá. Nếu như quý hãng không làm được, ta cũng chỉ có thể mặt khác tìm những khác phòng đấu giá rồi. Tô Chiết nói ra, hắn nói xong cũng muốn đi cầm lại nhân sâm. Đàm quân chân cuống lên, hắn vội vàng ngăn cản Tô Chiết, cuối cùng hắn khẽ cắn răng nói ra, được, ta đáp ứng Tô Tiên Sinh, sau 7 ngày, chúng ta chuyên môn là Tô Tiên Sinh nhân sâm núi cử hành một cuộc bán đấu giá, thế nào? 7 ngày, đã là huy đằng phòng đấu giá mức cực hạn thời gian ngắn nữa lời nói, đàm quân chân liền không cách nào đáp ứng tô chiết rồi. Đương nhiên nếu như tùy tiện bán đấu giá, đối đàm quân chân tới nói, lúc nào là có thể, cho dù xuất hiện đang đấu giá cũng được, thế nhưng giá sau cùng thì sẽ không lý tưởng rồi. Thế nhưng đàm quân chân cũng không muốn trả đạp gốc cây này nhân sâm núi, hắn phải tận lực đem buổi đấu giá làm được tốt nhất, nhất định phải tuyên truyền làm đến nơi đến chốn hắn không thể bỏ qua một cái có thể mua sắm gốc cây này nhân sâm núi khách hàng, hắn đem cuối cùng giá sau cùng cho nhắc tới cao nhất, như vậy đến mới là tốt nhất tuyên truyền huy đằng phòng đấu giá phương pháp xử lý. Nếu như đàm quân chân tùy tiện liền bán đấu giá, đến lúc đó tô chiết nhân xâm núi giá sau cùng không lý tưởng lời nói, đối huy đằng phòng đấu giá danh dự ảnh hưởng rất lớn, đến lúc đó đàm quân chân liền trộm gà không được còn mất nắm gạo rồi. Cho nên nếu như tô chiết không đồng ý sau 7 ngày bán đấu giá, đàm quân chân sẽ không có biện pháp khác. Cho dù là tô chiết nhân sâm núi không ở huy đằng phòng đấu giá đấu giá, đàm quân chân cũng sẽ không đồng ý lại rút ngắn thời gian rồi. Nhiệt môn bởi vì huy đằng phòng đấu giá là đặc biệt rót trọng thanh danh, bán đấu giá lên tuyệt đối không cho phép xuất hiện chỗ bẩn, sẽ không giống cái khác tiểu trong phòng đấu giá, bất luận cái gì đồ vật cũng có thể bán đấu giá, chỉ cần ủy thác người giao nổi thủ tục phí. Đặc biệt là như tô chiết nhân sâm núi vậy vật đấu giá, cũng không thể tùy ý làm việc, để tránh khỏi ảnh hưởng đến huy đằng phòng đấu giá danh tiếng nếu như vật đấu giá cuối cùng giá sau cùng quá thấp, thấp qua mới đầu định giá lời nói, về sau lại sẽ có người nào nguyện ý ủy thác huy đằng phòng đấu giá bán đấu giá đây này. Hơn nữa đàm quân chân là cần tô chiết nhân xâm núi, hướng tổng bộ chứng minh mình năng lực, mà không phải tùy tiện bán đấu giá, kiếm cái thủ tục phí là có thể. Đàm quân chân bằng không liền không chấp nhận tô chiết ủy thác, bằng không hắn liền muốn làm được tốt nhất mới có thể. Tô chiết suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng. Bảy ngày tuy rằng không ngắn, thế nhưng phòng đấu giá chuẩn bị buổi đấu giá cũng là cần thời gian, tin tưởng bắt được những khác phòng đấu giá cũng giống như vậy, hơn nữa không nhất định có thể làm được so với huy đằng phòng đấu giá còn tốt hơn. Đàm quân chân thở phào nhẹ nhóm, hắn vội vàng đánh sắt khi còn nóng, cùng tô chiết hiệp thương tốt lần này bán đấu giá, song phương cần theo lệ nghĩa vụ, đồng thời vẫn cùng tô chiết ký kết hủy thác bán đấu giá thỏa thuận, đàm quân chân trước phải đem chuyện này quy định sẵn xuống, miễn cho đến lúc đó lại xuất hiện biến cố gì, tô chiết lại đổi ý rồi. Tại đấu giá hội bắt đầu trước, gốc cây này nhân sâm núi tạm thời giao cho Huy Đằng phòng đấu giá bảo quản rồi, phòng đấu giá sẽ tiến thêm một bước dùng các loại máy móc giám định nhân sâm núi, đem nhân sâm núi cụ thể tư liệu cho hiện ra đến. Tô Chiết cầm thỏa thuận, tự ly khai rồi Huy Đằng phòng đấu giá, những chuyện khác liền toàn bộ giao cho Huy Đằng phòng đấu giá làm xong, hắn chỉ cần đợi sau 7 ngày buổi đấu giá bắt đầu là được rồi. Đợi Tô Chiết sau khi rời đi, Đàm Quân Chân bắt đầu tuyên bố phòng đấu giá chính thức tiến vào tình trạng khẩn cấp hết thảy công nhân viên tạm thời thủ tiêu nghỉ ngơi, toàn bộ về phòng đấu giá chờ lệnh, tiếp thu sắp xếp, thẳng đến sau 7 ngày, nhân xâm núi buổi đấu giá kết thúc liền kết thúc tình trạng khẩn cấp. Đàm quân chân tiếp nhận rồi tô chiết ủy thác sau, lập tức liền đem tin tức này hướng về huy đằng phòng đấu giá tổng bộ báo cáo. Tổng bộ tại thu được đàm quân chân báo cáo sau, trước tiên liền sáng tỏ yêu cầu đàm quân chân, đem lần này nhân xâm núi giao lại cho tổng bộ, do tổng bộ đến tiến hành tuyên truyền cùng với bán đấu giá. Thế nhưng Đàm Quân chân tự nhiên không thể đồng ý, hắn là cỡ nào không dễ dàng mới có cơ hội lần này. Làm sao có khả năng dễ dàng liền chia tay? Đàm Quân chân bắt đầu trở lên lần bán đấu giá 420 năm nhân sâm núi, đánh ra 18 triệu giá trên trời làm lý do, đến tranh thủ lần này lần nữa bán đấu giá nhân sâm núi cơ hội. Hơn nữa lần trước phân bộ đấu giá 420 năm nhân sâm núi đã thành công đưa tới ngoại bộ chú ý, lần này phân bộ lần nữa bán đấu giá niên đại cao hơn nhân sâm núi. Đàm Quân Chân tin tưởng tuyệt đối có thể nâng được càng thành tích tốt. Huy đằng phòng đấu giá tổng bộ cũng không cách nào phản bác Đàm Quân Chân lời nói, hơn nữa cũng không dám làm quá phận quá đáng, miễn cho lạnh lẽo cái khác phân bộ lòng của, cho nên liền đồng ý do Đàm Quân Chân phân bộ tiến hành bán đấu giá, đồng thời tổng bộ còn có thể điều động tài nguyên. Phụ trợ Yến Vân thị phân bộ tiến hành tuyên truyền. Tổng bộ có thể đồng ý do Yến Vân thị phân bộ tiến hành bán đấu giá, đồng thời tài nguyên còn bắt đầu hướng về phân bộ nghiêng. Đàm quân chân trong lòng thập phần hưng phấn, bởi vì đây là một cái tốt vô cùng manh mối, chứng minh rồi tổng bộ đã bắt đầu coi trọng Yến Vân Thị phân bộ rồi, cuối cùng đàm quân chân triệu tập hết thải cấp lãnh đạo mở hội, tuyên bố cái này một kiện việc trọng yếu. Đồng thời còn biểu thị sau 7 ngày buổi đấu giá, là huy đằng phòng đấu giá chuyện quan trọng nhất, cái khác trong tay công tác, không trọng yếu trước tiên chậm một chút, đều vì tô chiết nhân xâm núi nhường đường, khắc phục tất cả khó khăn, toàn lực ứng phó đến ứng phó sau 7 ngày buổi đấu giá rời đi phòng đấu giá Tô Chiết, cũng không biết mình mang đến bán đấu giá nhân sâm núi, tại huy đằng phòng đấu giá gây nên lớn đến mức nào náo động, để huy đằng phòng đấu giá hết thảy công nhân viên cũng bắt đầu bắt đầu bận túi bụi. Tô Chiết tại lái xe khi về nhà, đi ngang qua một gian nhi đồng món đồ chơi cửa hàng thời điểm, thấy bọn họ kéo Hoành Phi, cùng với nhìn thấy Hoành Phi lên chữ, Tô Chiết mới nhớ tới hôm nay đã là ngày 31 tháng 5 rồi. Ngày mai chính là mỗi năm một lần ngày quốc tế thiếu nhi, nếu như không phải nhìn thấy món đồ chơi cửa hàng, Tô Chiết còn thật sự quên mất chuyện này. Tô Chiết đem xe ngừng ở ven đường, xuống xe đi vào món đồ chơi trong cửa hàng, hắn muốn đi vào bên trong chọn cái món đồ chơi, tốt làm ngày quốc tế thiếu nhi lễ vật đến đưa cho bảo bảo. Gian phòng này món đồ chơi cửa hàng, quy mô còn không nhỏ, cái gì loại hình món đồ chơi đều có, bất kỳ tuổi tác giai đoạn món đồ chơi cũng có thể ở nơi này tìm tới. Tô Chiết xem, cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn đặt tại cửa ra vào nhi đồng xe điện. Trước đây Tô Chiết lúc nhỏ, liền muốn lấy được một chiếc nhi đồng xe điện. Hắn mỗi một lần nhìn thấy cái khác người bạn nhỏ, ngồi một chiếc bốn vòng xe điện thời điểm, tôi chiết trong lòng liền cực kỳ ước ao. Liền một mực ở sau lưng yên lặng đi theo, bởi vì hắn biết mình cả người bẩn thỉu không có người bạn nhỏ sẽ thích hắn, cho nên hắn cũng không dám tới gần, chỉ có thể ở nơi xa nhìn chăm chú vào, ảo tưởng tương lai mình một ngày nào đó cũng có một chiếc thuộc về mình bốn vòng xe điện. Đáng tiếc nguyện vọng này còn chưa kịp thực hiện, Tô Chiết đã vượt qua chơi 4 vòng xe điện tuổi tác rồi, chuyện này đối với Tô Chiết cũng coi như là một cái không nhỏ tiếc nuối. Bây giờ Tô Chiết nhìn thấy những này nhi đồng xe điện sau, đã nghĩ mua một chiếc đưa cho Bảo Bảo, hắn muốn Bảo Bảo hẳn sẽ thích, dù sao Bảo Bảo thường thường đem Sun Kata lục quy cùng tiểu tuyết long coi như tỏa kỳ. Tiên sinh, ngày mai sẽ là ngày quốc tế thiếu nhi rồi, mua một chiếc đưa cho nhà tiểu hài tử đi, hài tử nhất định sẽ ưa thích. Hơn nữa hiện tại chúng ta cửa hàng còn có hoạt động, hiện tại mua, đồng loạt 85%. Một vị cửa hàng hướng dẫn mua viên, đi tới nói ra. Hướng dẫn mua viên xem tô chiết biểu hiện, rõ ràng cho thấy có mua sủng, làm thành vụ giao dịch này hẳn là rất dễ dàng. Nha, thật sao, cái kia chiếc xe này như thế nào, an toàn sao? Thích hợp bao nhiêu hài tử chơi? Tô chiết chỉ một chiếc so sánh nữ tính hóa xe thể thao bộ dáng nhi đồng xe điện, hỏi. Tiên sinh ngài có thể yên tâm, chiếc này là nguyên trang nhập khẩu, về mặt an toàn tuyệt đối có bảo đảm, thích hợp 4 tuổi trở lên người bạn nhỏ chơi. Hướng dẫn mua viên nói ra, tôi chiết chỉ xe có thể nói là này cửa hàng giá cả cao nhất xe điện rồi, mặc dù là cái đại nhãn hiệu sản xuất nhì đồng xe điện, nhưng là vì giá cả nguyên nhân, lượng tiêu thụ một mực không lý tưởng. Hơn nữa chiếc xe này còn có thể điều tiết tốc độ, chậm đương ước chừng 4 km/h, nhanh đương ước chừng 8 km/h, có chân ga cùng phanh lại công năng, phản chân xe thiết kế, ngoại hình chân thực, tràn ngập điện sau có thể chạy 20 km, thừa trọng 35 kg trở lên. Có hai loại khống chế hình thức có thể lựa chọn, điều khiển từ xa hình thức cùng thủ động hình thức. Cái kia xin hỏi các người cửa hàng có thể giao hàng tới cửa sao? Tôi Chiết nghĩ đến lấy xe của mình, hẳn không có không gian chứa đủ chiếc này nhi đồng xe điện. Phạm tại bản cửa hàng một lần mua sắm 1.000 nguyên trở lên thương phẩm, tại 10 km bên trong, miễn phí giao hàng tới cửa. Cửa hàng hướng dẫn mua viên nói ra, vậy thì tốt ta liền muốn một chiếc bốn vòng xe điện đi làm phiền các ngươi giúp ta giao hàng rồi tô chiết nói ra đối chiếc này nhi đồng bốn vòng xe điện tô chiết vẫn là rất động tâm hắn lần đầu tiên nhìn thấy đã nghĩ mua nghe xong cửa hàng hướng dẫn mua viên sau khi giới thiệu rất thích hợp bảo bảo chơi thế là tô chiết càng là tâm động cho nên cũng không ở do dự tốt cái kia mời vị tiên sinh này đi theo ta bên này tiền trả thuận tiện phiền phước tiên sinh viết xuống giao hàng địa chỉ Cửa hàng hướng dẫn mua viên không nghĩ tới Tô Chiết nếu thật muốn mua chiếc này bốn vòng xe điện, lẽ nào Tô Chiết không nhìn thấy phía trên yết giá AH. Cửa hàng hướng dẫn mua viên nghĩ thầm Tô Chiết sẽ không ở trả tiền thời điểm, mới đổi ý đi, dù sao cam lòng tiêu nhiều tiền như vậy cho tiểu hài tử mua món đồ chơi người, vẫn là không thấy nhiều. May là Tô Chiết không có giống cửa hàng hướng dẫn mua viên nghĩ đến như thế, tiền trả trong quá trình chưa từng xuất hiện biến cố gì. Tô Chiết rất sảng khoái thanh toán một nửa tiền, sau đó lưu lại địa chỉ của hắn, về phần còn lại nửa kia tiền, đợi cửa hàng đem bốn vòng xe điện đưa tới cửa, Tô Chiết mới cần thanh toán. Sau Tô Chiết liền lái xe đi trở về, làm Tô Chiết khi về đến nhà, món đồ chơi cửa hàng công nhân viên cũng vừa mới đem bốn vòng xe điện cho đưa vào nhà. Tô Chiết thanh toán nửa kia tiền, sau đó ký nhận thương phẩm. May là thời điểm này, Bảo Bảo không ở trong nhà, nàng hẳn là cùng An Hân cùng đi ra ngoài mua thức ăn. Tô Chiết thừa dịp Bảo Bảo không có ở đây thời điểm, vội vàng đem chứa 4 vòng xe điện cái dương cho chuyển tới trong phòng miễn cho bị Bảo Bảo phát hiện Tô Chiết còn dự định ngày mai thời điểm lại lấy ra cho Bảo Bảo một cái thật to kinh hỉ Tô Chiết đem cái dương chuyển tới gian phòng sau hắn mở ra cái dương vốn là dự định nhìn một chút chiếc này 4 vòng xe điện là không phải là mình chọn lựa kiểu dáng cùng với 4 vòng xe điện có không có chỗ xuất hiện tổn hại để tránh khỏi ngày mai nháo cái ô long Nhưng là Tô Chiết mở ra xem hắn lại ngạc nhiên ngày mai bảo bảo thu được xe thời điểm, sẽ có hay không có kinh nghỉ vẫn là ẩn số. Thế nhưng xuất hiện đang món đồ chơi cửa hàng ngược lại là cho tô chiết một cái thật to kinh nghỉ khiến hắn lập tức ngây dại. Món đồ chơi cửa hàng đưa tới bốn vòng xe điện đích thật là tô chiết chọn lựa. Hơn nữa cũng chưa từng xuất hiện tổn hại, tất cả rất hoàn hảo. Nhưng là trọng yếu nhất là, món đồ chơi cửa hàng đưa tới bốn vòng xe điện, nếu là hàng rời, mà không phải lắp ráp tốt thành phẩm, món đồ chơi cửa hàng không có giúp tô chiết lắp ráp được, liền đưa tới rồi. Này là trước kia Tô Chiết hoàn toàn không có dự liệu được sự tình. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, món đồ chơi cửa hàng dĩ nhiên trước đó không giúp khách hàng chính mình lắp ráp được, mà muốn khách hàng tự mình động thủ lắp ráp. Dù sao trước đó Tô Chiết đang món đồ chơi cửa hàng nhìn đến 4 vòng xe điện đều là đã lắp ráp tốt, này món đồ chơi cửa hàng quả thực quá không hiền hậu. Kỳ thực ngược lại là Tô Chiết oan uổng món đồ chơi cửa hàng rồi, món đồ chơi cửa hàng giao hàng tới cửa thương phẩm. Cũng sẽ không giúp khách hàng lắp ráp thương phẩm đều là hàng rời. Chính vì như vậy lời nói, có thể thuận tiện đóng gói, có thể càng tốt hơn bảo vệ thương phẩm, để tránh khỏi bốn vòng xe điện tại vận tải quá trình xuất hiện va chạm hư hao. Hơn nữa rất nhiều khách hàng, cũng là phi thường nguyện ý chính mình tự mình ra tay lắp ráp, lời nói như vậy. Quá trình sẽ xuất hiện rất nhiều lạc thú, thật giống như tô chiết mua máy vi tính như thế, cũng là lựa chọn chính mình mua linh kiện lắp ráp AH. Đương nhiên khách hàng sẽ không lắp ráp, hoặc là không muốn chính mình tổ giả bộ, cũng có thể hướng về món đồ chơi cửa hàng đưa ra yêu cầu, tại giao hàng tới cửa sau, có thể để cho công nhân viên hỗ trợ lắp ráp 4 vòng xe điện. Thế nhưng Tô Chiết không có nói ra yêu cầu, hơn nữa tại thu được hàng sau, liền vội vã mà chuyển tới trong phòng. Không có cho công nhân viên mở miệng hỏi cơ hội, để công nhân viên cho rằng Tô Chiết không cần bọn hắn hỗ trợ lắp ráp, liền trực tiếp đi. Bởi vì là Tô Chiết chính mình sơ ý chủ quan, hiện tại mới có thể xuất hiện cái này ô long. Thời điểm này, Tô Chiết nghe đến bên ngoài tiếng mở cửa, hẳn là bảo bảo các nàng trở về rồi. Tô Chiết vội vàng đem cái dương đậy kín, dùng bố trước tiên che khuất. Sau đó ra gian phòng, còn tiện tay đem cửa phòng của hắn đóng lại. Tô Chiết không có đoán sai, quả nhiên là bảo bảo cùng An Hân mua thức ăn trở về rồi, cùng các nàng đồng thời trở về còn có đeo bọc sách An Huyên. Các nàng hẳn là nửa đường gặp phải, bởi vì cái này thời điểm, vừa vặn là An Huyên tan học thời điểm, đồng thời trở về cũng là chuyện rất bình thường. Tô Chiết vì không cho Bảo Bảo phát hiện, hắn ở trong phòng ẩn giấu một chiếc bốn vòng xe điện. Thậm chí Tô Chiết liền gian phòng của mình không dám về, một mực ngốc ở trong phòng khách, cùng Bảo Bảo chơi đùa, hoặc là trêu chọc hai con tiểu tàng sư, Tô Chiết chính là lo lắng cho mình trở về phòng sau, Bảo Bảo cũng cùng đi theo. Không có cách nào, vì ngày mai có thể cho Bảo Bảo cuối cùng kinh hỉ, Tô Chiết không thể làm gì khác hơn là tạm thời không trở về phòng. Mãi cho đến sau khi ăn xong cơm tối, bảo bảo tắm rửa sạch sẽ về phòng ngủ sau, Tô Chiết năng lực trở về phòng của mình bên trong. Sau khi trở lại phòng, Tô Chiết nhìn thấy nhi đồng xe điện sau, đối với một cái dương linh kiện, hắn lại bắt đầu nhức đầu. Tô Chiết cũng không có lắp ráp qua nhi đồng xe điện kinh nghiệm, hắn là hai mắt tối thui, căn bản không biết từ chỗ nào ra tay. Bất quá Tô Chiết lại đau đầu, cũng phải nghĩ biện pháp rồi, không phải vậy ngày mai sẽ không cho được bảo bảo vui mừng. May là một cái nhãn hiệu bốn vòng xe điện, Xưởng vẫn là nghĩ đến so sánh chu đáo, bất luận lắp ráp hoặc duy tu chiếc này bốn vòng xe điện công cụ, đều chuẩn bị rất đầy đủ. Không cần tôi chiết lại đi mặt khác mua sắm lắp ráp công cụ, hơn nữa ngoại trừ bên trong phụ sách hướng dẫn bên ngoài, tôi chiết còn mặt khác phát hiện trong dương còn mang vào một cái đĩa CD. Tôi chiết đưa cái này đĩa CD, bỏ vào máy vi tính ổ đĩa quang bên trong. Mở ra đĩa CD sau, tôi chiết phát hiện đĩa CD nội dung là một cái video hơn nữa còn là chủ yếu giáo người mua làm sao lắp ráp một cái hình thức bốn vòng xe điện, cùng với làm sao kiểm tra bốn vòng xe điện, hết thảy bước đi đều cặn kẽ tại trong video bày ra. Có cái này đĩa CD sau, tôi chiết thoáng thở vào nhẹ nhõm, dù sao sách hướng dẫn còn chưa đủ tỉ mỉ, rất nhiều nơi đều rất mơ hồ, hiện tại có lắp ráp video, liền đơn giản rất nhiều, tối thiểu tôi chiết có cái phương hướng rồi. Tôi chiết đầu tiên là xem một lần video, hơi chút quen thuộc một ít sau, Tôi chiết đem nhi đồng xe điện linh kiện toàn bộ lấy ra, sau đó lựa chọn một lần nữa phát ra cái video này. Dựa theo video chỉ thị, tôi chiết bắt đầu từng bước từng bước lắp ráp chiếc này bốn vòng xe điện. Mới đầu tôi chiết nhìn video lắp đặt bước đi, hắn còn cảm thấy không có chút khó khăn gì, thật giống rất đơn giản như thế. Nhưng đã đến chân chính động thủ thời điểm, tôi chiết mới phát hiện không có đơn giản như vậy. Tốn không ít thời gian, tôi chiết chăm cay nhìn đắng đem chiếc này bốn vòng xe điện rốt cuộc cho lắp ráp được rồi. Ở bề ngoài xem vừa mới lắp ráp tốt 4 vòng xe điện, thật giống không có vấn đề gì, nhưng đã đến kiểm tra xe điện thời điểm, Tô Chiết mới phát hiện chiếc này xe điện lên, tồn tại rất nhiều hơn rất nhiều vấn đề. Tô Chiết tại thử nghiệm khởi động sau, mới phát hiện xe điện như thế nào đều khải không nhúc nhích được. Bởi vì không biết cái gì bước đi xảy ra vấn đề, Tô Chiết không thể làm gì khác hơn là đem 4 vòng xe điện cho một lần nữa mở ra, lại lần nữa lắp ráp. Tàu chiết tại lần thứ hai lắp ráp tốt sau, bốn vòng xe điện rốt cuộc có thể khởi động, thế nhưng xe điện cũng thuận theo xuất hiện những vấn đề mới rồi. Một cái khoản nhi đồng bốn vòng xe điện là phảng chân xe thiết kế, hai bên cửa xe vốn là cũng có thể mở ra, thế nhưng bây giờ lại bị mắc kẹt. Hơn nữa chiếc này bốn vòng xe điện dẫn theo có trước sau đèn xe, thế nhưng trước sau đèn xe hiện tại cũng không sáng. Lúc trước thời điểm, bốn vòng xe điện cửa xe là có thể mở ra, trước sau đèn xe đều sẽ là sáng chỉ bất quá khải không nhúc nhích được. Thế nhưng hiện tại lại vừa vặn ngược lại, xe điện có thể khởi động, cửa xe cùng đèn xe lại mất đi tác dụng. Nói cách khác chiếc này bốn vòng xe điện chất lượng không có vấn đề gì, chẳng qua là tô chiết chính mình lắp ráp trong quá trình, có địa phương lắp ráp sai rồi. Bất đắc dĩ tô chiết, lại không thể làm gì khác hơn là lại bắt đầu lại từ đầu cài đặt. Tô chiết giải quyết xong cửa xe cùng đèn xe vấn đề sau, thế nhưng trong quá trình, lại không ngừng xuất hiện rất nhiều vấn đề mới, không phải xe điện kèn đồng sẽ không vang, cũng không cách nào lựa chọn nhanh đương cùng chậm đương, bằng không chính là lượng điện biểu hiện không bình thường. Này chút vấn đề nho nhỏ, chỉnh Tô Chiết là một cái đầu hai cái đại. Tô Chiết vốn là thuộc về tận lực theo đuổi hoàn mỹ người, nếu như có thể làm được tốt nhất, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua. Cho nên dù cho bốn vòng xe điện chỉ là đã ra một cái nho nhỏ vấn đề, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến xe điện tính năng. Hơn nữa dù cho bốn vòng xe điện chức năng này có thể nói là vô dụng, Tô Chiết cũng cho nhịn không được xuất hiện một điểm tì vết, hắn nỗ lực nghĩ biện pháp giải quyết hết thảy vấn đề. Hơn nữa Tô Chiết hy vọng ngày mai có thể đưa bảo bảo, một cái hoàn mỹ nhất bốn vòng xe điện. Mà không phải có vấn đề bốn vòng xe điện. Cho nên cho dù là muốn lần nữa phân giải, lần nữa lắp ráp, Tô Chiết cũng sẽ không tiếc. Trước trước sau sau, Tô Chiết phân giải lắp ráp nhiều lần, cuối cùng Tô Chiết mới lần nữa lắp ráp tốt. Dựa theo video kiểm tra bước đi, Tôi chiết nghiêm túc kiểm tra bốn vòng xe điện mỗi một địa phương, để tránh khỏi có xuất hiện sơ hở. Cân nhắc đến bảo bảo an toàn, tôi chiết phương diện này còn không dám xem thường. Tôi chiết đầu tiên cắm lên chìa khóa xe, sau đó nhấn xuống chân ga, xác định bốn vòng xe điện có thể khởi động. Phanh lại công năng cũng có thể bình thường sử dụng. Tôi chiết phát hiện không có vấn đề sau, hắn tiếp lấy đè xuống hai bên cửa xe khóa, bất kể là mở ra hoặc là đóng lại đều không có vấn đề. Sau tôi chiết kiểm tra đèn xe, cũng rất bình thường kèn đồng cũng không có vấn đề cũng có thể phát ra âm nhạc nhanh đương cùng chậm đương cắt qua cũng bình thường bốn vòng xe điện lượng điện biểu hiện cũng chưa từng xuất hiện vấn đề điều khiển từ xa hình thức cùng với thủ động hình thức cũng có thể bình thường cắt qua tôi chiết toàn bộ đã kiểm tra sau đều không có phát hiện bất cứ vấn đề gì đến một bước này tôi chiết cuối cùng là dễ dàng bởi vì cái này một bốn vòng xe điện xem như là được rồi sau tôi chiết bắt đầu phúc tra kiểm tra có hay không cái gì địa phương không có sắp xếp gọn không có cố định lại, sẽ có hay không có đinh ốc quên lắp lên, hoặc là có đinh ốc không có vặn chặt. Tôi chiết kiểm tra rồi sau, xác định bốn vòng xe điện không có vấn đề sau, sau đó hắn lại cho bốn vòng xe điện xuyên vào máy sạc điện. Vốn là chiếc này bốn vòng xe điện lượng điện cũng không phải là đầy, hơn nữa tôi chiết tại khảo nghiệm quá trình bên trong cũng hao phí rất nhiều lượng điện, hiện tại cái này bốn vòng xe điện lượng điện đã còn thừa không có mấy. Vì để tránh cho ngày mai bảo bảo không có lái lên vài bước bốn vòng xe điện sẽ không có lượng điện rồi cho nên tô chiết vẫn là hiện tại trước tiên cho bốn vòng xe điện tràn ngập điện hết bận sau tô chiết vươn người một cái hắn phát hiện lắp ráp một chiếc nhi đồng bốn vòng xe điện so với trước hắn lắp ráp máy vi tính còn muốn nhiều phức tạp bất quá tô chiết hiện tại cũng nhiều hơn không ít kinh nghiệm tin tưởng lần sau thì sẽ không còn như vậy luống cuống tay chân tô chiết nhìn một chút thời gian mới biết khác tổ trang xe điện dùng nhiều thời gian như vậy rồi toàn thân đầu nhập tô chiết không có chú ý tới thời gian, nguyên lai like hiện tại đã là nửa đêm. Đem công cụ thu thập sau, tắt máy vi tính, tôi chiết đi rửa mặt, liền về phòng ngủ rồi. Ngày thứ hai, tôi chiết rời giường rửa mặt sau, xem bảo bảo hẳn là không kém nhiều, liền đem gian phòng 4 vòng xe điện đem thả tại bảo bảo cửa gian phòng. Hiện tại bảo bảo giấc ngủ thời gian đã nuôi thành thói quen, mỗi ngày đều là khoảng 9 giờ rời giường. Hôm nay bảo bảo cũng không ngoại lệ, tại vừa qua lúc 9 giờ Thụy Nhãn mông lung bảo bảo liền mở cửa phòng rồi. Bảo bảo đứng ở cửa vào bên cạnh, lấy tay xoa xoa chính mình còn không mở ra được ánh mắt. Sau không đến bao lâu, Tô Chiết liền nghe đến bảo bảo kinh nghỉ tiếng kêu, hắn muốn hẳn là bảo bảo sau khi đứng lên nhìn thấy bốn vòng xe điện. Thế là Tô Chiết đi tới bảo bảo bên người, quả nhiên thấy bảo bảo lại nằm nhoài tại bốn vòng xe điện lên, tay nhỏ ở trên xe sờ tới sờ lui, yêu không tiếc tay. Tô Chiết tại bảo bảo bên người ngồi trồm hốm xuống, Người nói, bảo bảo, thích sao? Xem ra tô chiết không có chọn sai lễ vật, từ bảo bảo phản ứng xem, nàng rất yêu thích chiếc này mỹ quan nhi đồng bốn vòng xe điện. Bảo bảo thật thích, ca ca, đây là đưa cho bảo bảo đấy sao? Bảo bảo chấp chấp một đôi đôi mắt to sáng ngời, đối với tô chiết hỏi, bảo bảo tiểu dáng dấp nhìn lên còn rất hồi hộp, trong lòng nàng rất lo lắng tô chiết nói ra chiếc này xe điện không là tặng cho nàng lời nói. Nhìn bảo bảo dáng dấp khả ái, tô chiết có chút nhịn không được, vốn là tôi chiết còn muốn trêu chọc một sinh bảo bảo, bất quá hắn xem bảo bảo tràn ngập hy vọng biểu hiện, tôi chiết cũng không tiện lại trêu chọc bảo bảo, miễn cho bảo bảo quá khuyết điểm hy vọng. hắn cười nói, ừm, um, chiếc xe này sau này sẽ là thuộc về chúng ta bảo bảo công chúa, là bảo bảo ngày quốc tế thiếu nhi lễ vật nha, bảo bảo công chúa, đây là chìa khóa xe. Tô chiết chiếc chìa khóa xe lấy ra giao cho bảo bảo, cảm ơn ca ca, ca ca đối bảo bảo tốt nhất rồi, bảo bảo yêu nhất ca ca rồi. Bảo bảo tiếp nhận chìa khóa xe sau, lập tức tại tô chiết trên mặt chồng chất hôn một cái. Bảo bảo mắt to hiện tại cũng thành trăng lưỡi liềm, nhìn ra được bảo bảo tâm tình bây giờ thật cao hứng. Tô chiết tối ngày hôm qua bận rộn một buổi tối, bây giờ bị bảo bảo hôn một cái sau, tô chiết cảm giác cái gì đều đáng giá. Bảo bảo cao hứng, tô chiết liền chi túc. Vốn là bảo bảo vừa bắt được chìa khóa xe sau, liền lập tức nghĩ thông xe đùa. Thế nhưng tô chiết ngăn chờ bảo bảo, không cho bảo bảo lên xe, hắn nói ra, bảo bảo, người muốn đi trước rửa mặt, sau đó ăn điểm tâm, mới có thể lái xe nha. Bởi vì bảo bảo bây giờ còn chưa có ăn điểm tâm, Tô Chiết lo lắng một khi bảo bảo bắt đầu chơi, liền dừng lại không được, đến lúc đó bảo bảo sẽ không có tâm tư ăn điểm tâm. Vì để tránh cho vấn đề như vậy, cho nên Tô Chiết muốn thu bảo vật bảo đi trước đánh răng rửa mặt, ăn bữa sáng sau, Tô Chiết mới sẽ cho phép bảo bảo lái xe. Kaka, trước hết để cho bảo bảo chơi một hồi, liền từng cái, Kaka, được không? bảo bảo bắt đầu hướng về tô chiết xin tha bảo bảo cái kia một bộ dáng vẻ đáng thương suýt chút nữa liền để tô chiết mềm lòng bất quá cuối cùng tô chiết vẫn là quyết tâm cự tuyệt bảo bảo thỉnh cầu cái kia ca ca nhất định phải giúp bảo bảo xem xe tốt nha tuyệt đối đừng khiến nó không thấy cứ việc bảo bảo hiện tại trong lòng rất muốn lập tức có thể lái xe thế nhưng hiểu chuyện bảo bảo thật là nghe lời cho nên bảo bảo cứ việc trong lòng dù tiếc đến đâu thế nhưng ngoan ngoãn nàng vẫn không có lại làm núng Bảo bảo nỗ lực nhịn xuống mê hoặc, ngoan ngoãn nghe Tô Chiết lời nói, đi trước rửa mặt, ăn sáng xong sau, nàng mới có thể lái xe. Bảo bảo tuy rằng đồng ý đi trước rửa mặt rồi, thế nhưng lại đi đi phòng rửa tay trong quá trình, bảo bảo trở về nhiều lần đầu. Bảo bảo có thể nói là cẩn thận mỗi bước đi, thật giống lo lắng xe của nàng lập tức, đột nhiên đã không thấy tăm hơi, bảo bảo tốt lắm như sinh ly tử biệt tiểu dáng dấp, cũng làm cho Tô Chiết cảm giác mình, giống như là làm cái gì chuyện thập ác bất xá như thế, để trong lòng hắn không hiểu xuất hiện tội ác cảm giác. Tô Chiết trước đó đã vì bảo bảo trên tốt kem đánh răng rồi, liền rửa mặt nước cũng đã chuẩn bị xong, chuyện còn lại, Tô Chiết là tin tưởng bảo bảo mình có thể một mình hoàn thành, cho nên cũng không cần Tô Chiết đi vào giúp bảo bảo. Bảo bảo tại rửa mặt sau, lập tức chạy đến bốn vòng xe điện bên trong, sờ sờ thân xe, xác nhận xe không có phá, bảo bảo vừa mới đến trên bàn ăn ăn điểm tâm bất quá đoán chừng bảo bảo ngay cả mình đang tại ăn cái gì đều không rõ ràng, nàng chỉ là theo bản năng mà ăn bữa sáng. Bởi vì bảo bảo lúc này tâm tư đã không ở trên bàn ăn rồi, tâm đã sớm bay đến công chúa của nàng xe đi rồi. Tô chiết xem bảo bảo ăn được mất tập trung, hắn không thể làm gì khác hơn là tự mình này bảo bảo ăn điểm tâm. Trong quá trình, tại trên bàn ăn bảo bảo vẫn nhìn của nàng bốn vòng xe điện, ánh mắt một mực không hề rời đi qua từng giây từng phút, liền con mắt đều không bỏ được nháy một chút. Bởi vì bảo bảo trong lòng nhớ kỹ công chúa của nàng xe, cho nên hôm nay ăn cơm tốc độ so với thường ngày nhanh hơn rất nhiều, chỉ là dùng bình thường một nửa thời gian. Bảo bảo liền giải quyết xong hôm nay bữa ăn sáng, tô chiết tỉnh rất nhiều tâm. Sau khi cơm nước xong, bảo bảo liền lập tức từ trong ghế nhảy xuống, chạy đến bốn vòng xe điện bên trong. Tô chiết cũng đi tới, hắn giáo bảo bảo làm sao mở ra cửa xe, làm sao nịt dây nịt an toàn, cùng với làm sao xe khởi động, chân ga cùng phanh lại tác dụng rất may mắn chiếc này bốn vòng xe điện rất thích hợp như bảo bảo lớn bằng tiểu hài từ mở bảo bảo chân vừa vặn có thể dẫm lên chân ga cùng với phanh lại tôi chiết từng bước từng bước giáo bảo bảo làm sao lái xe bảo bảo cũng học được rất dụng tâm tôi chiết mỗi nói một câu nói bảo bảo đều rất chăm chú mà nhớ kỹ làm bảo bảo nhớ kỹ lái xe bước đi sau tôi chiết đem bốn vòng xe điện cho điều đến chậm đương đến sau đó lựa chọn thủ động hình thức dự định để bảo bảo chính mình khởi động nhưng đã đến bảo bảo chính mình tới thời điểm, bốn vòng xe điện một mực ngốc tại chỗ bên trong, không nhúc nhích qua, nguyên lai bảo bảo hiện tại vừa không có dũng khí, nàng chậm chạp không dám đạp xuống chân ga. Tô Chiết không nghĩ tới, nếu đã biết, sẽ xuất hiện trạng huống như vậy. Bất đắc dĩ, Tô Chiết không thể làm gì khác hơn là đem bốn vòng xe điện khống chế hình thức đổi thành điều khiển từ xa hình thức. Tô Chiết cầm bộ điều khiển từ xa, bắt đầu khống chế mang theo bảo bảo bốn vòng xe điện đi tới, để bảo bảo trước tiên thích ứng một cái mấy phút sau tôi chiết lại khống chế hình thức đổi thành thủ động hình thức để bảo bảo chính mình khống chế bốn vòng xe điện bảo bảo có ca ca tại không cần sợ tôi chiết tại bảo bảo bên cạnh không ngừng cổ vũ nàng thử nghiệm làm cho nàng dũng cảm bước ra bước thứ nhất trải qua tôi chiết an ủi khuyên bảo sau bảo bảo rốt cuộc cố lấy dũng khí nàng cẩn thận từng ly từng tí đạp ở chân ga lên dùng sức đạp một cái sau lại lập tức buông ra chân ga rồi bốn vòng xe điện cũng lập tức trước tiến lên một bước sau ngừng lại Vạn sự khởi đầu nan, bước ra bước thứ nhất sau, liền sẽ trở nên dễ dàng. Bảo Bảo chính là như vậy, thử một hồi, phát hiện cũng không hề đáng sợ như vậy, cũng không có khó như vậy ở lại làm đến. Thế là Bảo Bảo bắt đầu không sợ rồi, chân của nàng lần nữa đạp ở chân ga lên, lần này Bảo Bảo không có lập tức buông lỏng ra, mà là một mực dẫm lấy, khống chế một mực đi tới. Hơn nữa gặp phải trở ngại, Bảo Bảo còn có thể chuyển động tay lái chuyển biến tránh đi ca bảo bảo biết lái xe rồi, bảo bảo không sợ nha. Ngồi trên xe bảo bảo, quay đầu lại, đối tô chiết cười nói, nàng cười đến rất vui vẻ. Bảo bảo là giỏi nhất, nhanh như vậy liền sẽ mình lái xe rồi. Tô chiết biểu dương nói, bảo bảo đích xác rất thông minh, lần thứ nhất lái xe, mở thành như vậy đã rất hiếm có rồi, đừng quên bảo bảo chẳng qua là 4 tuổi tên, tuổi chẵn vẫn không có 4 tuổi tiểu hài tử. Bảo bảo mở ra một trận sau, Tô Chiết phát hiện ở trong phòng khách cũng không đủ không gian, có thể để cho Bảo Bảo tận tình lái xe. Cho nên Tô Chiết liền để Bảo Bảo trước tiên dừng lại, sau hắn thẳng thắn đem bốn vòng xe điện cho chuyển đi ra bên ngoài rồi. Tô Chiết tại trong tiểu khu chọn một cái tương đối chống trải địa phương, để Bảo Bảo ở nơi này chơi. Sau Bảo Bảo mở ra không đến bao lâu, liền chính mình đem xe nhanh cho điều đến nhanh đương rồi. Tô Chiết xem nơi này bình thường rất ít xe sẽ trải qua, liền theo Bảo Bảo ý rồi, làm cho nàng chơi được càng tận hứng điểm bảo bảo thật giống làm sao đều chơi không nề như thế liên tục mở ra rất lâu vẫn như cũ vẫn là hào hứng bừng bừng chu vi một mực dương phủ xuống tiếng cười của nàng chạy trong bốn vòng xe điện tốc độ càng ngày càng chậm sau đó đột nhiên liền dừng lại ca ca xe sẽ không động phải hay không bảo bảo xe đã hỏng rồi bảo bảo cho là nàng xe xấu gấp đến độ của nàng muốn chảy xuống tiếng nói chuyện đã có nức nở Tô Chiết vội vàng đi tới, kiểm tra một chút, nguyên lai like 4 bốn vòng xe điện chỉ là lượng điện không còn, cũng không phải hỏng rồi. Mới vừa thời điểm, Tô Chiết liền xem bốn vòng xe điện tốc độ càng ngày càng chậm. Bảo bảo đã gần như liên tục mở ra 2 giờ, hiện tại bốn vòng xe điện sẽ không có điện cũng thuộc về rất bình thường. Không có chuyện gì, chỉ là không có điện rồi, chúng ta trước về nhà nạp điện, nạp xong rồi mới ra ngoài chơi, được không? Tô Chiết sờ sờ bảo bảo, nói ra. Không có điện nữa à, nhưng là bảo bảo còn muốn chơi đây này. Bảo bảo chu miệng nhỏ nói ra, nàng vẫn không có chơi chán, còn nghĩ đến tiếp tục lái xe. Bảo bảo có biện pháp rồi, ca ca, bọn người bảo bảo một cái. Đột nhiên bảo bảo tốt như nghĩ tới điều gì, nàng mở ra bốn vòng xe điện cửa xe, từ trong xe nhảy xuống, sau đó bảo bảo liền vội vã chạy đi về nhà. Tô chiết nhất thời cũng đoán không được bảo bảo nghĩ được biện pháp gì, trong lòng hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, không biết bảo bảo sẽ làm thế nào. Rất nhanh Bảo Bảo liền chạy ra ngoài, Tô Chiết nhìn thấy Bảo Bảo cầm trong tay một sợi dây thừng, hơn nữa Tô Chiết còn phát hiện Sun Kata Lục Quy cũng đi theo Bảo Bảo mặt sau. Sun Kata Lục Quy đi theo Bảo Bảo đi ra cùng với, từ khi Sun Kata Lục Quy hấp thu Tô Chiết đại lượng thần lực sau, từ một con nhỏ quy biến thành bây giờ thế lực bá chủ sau, Tô Chiết sẽ không có để Sun Kata Lục Quy đi ra qua, để tránh khỏi gây nên sự chú ý của người khác. Hiện tại Sun Kata Lục Quy dính Bảo Bảo ánh sáng, thật vất vả rốt cuộc có thể suốt tới một lần rồi. Bất quá Tô Chít phát hiện Sun Kata Lục Quy tựa hồ không phải rất nguyện ý đi ra, giống như là bị bảo bảo buộc đi ra như thế. Nhiệt môn Tô Chít nhìn thấy bảo bảo cầm dây thừng, còn đem Sun Kata Lục Quy mang đi ra, liền biết bảo bảo là nghĩ đến biện pháp gì, bảo bảo muốn làm cái gì, Tô Chít đã đoán được. Bảo bảo là muốn cho Sun Kata Lục Quy tới kéo động không có điện bốn vòng xe điện, cứ như vậy, bảo bảo là có thể tiếp tục chơi làm bảo bảo đem dây thường đưa cho tô chiết thời điểm, tô chiết cũng không có không đồng ý. Tô chiết ngồi trồm hỗn xuống, trước tiên đem dây thường một đầu thắt ở sun kata lục quy mai rùa lên, sẽ đem mặt khác dây thường một phía khác cho thắt ở bốn vòng xe điện trên đầu xe. Làm tô chiết buộc lại dây thường sau, bảo bảo đã sớm ngồi trên xe rồi, liền đai an toàn cũng đã buộc lại rồi. Sun kata lục quy tại tô chiết tình cờ dùng thần lực bồi dưỡng dưới, sức mạnh có thể so với cái khác phổ thông quy muốn lớn hơn nhiều một chiếc bốn vòng xe điện lại tăng thêm bảo bảo trọng lược, đối bây giờ Sun Kata Lục Quy cũng không có ảnh hưởng gì. Tại bảo bảo dưới sự chỉ huy, Sun Kata Lục Quy bắt đầu chậm chậm kéo động bốn vòng xe điện. Tô Chiết cho rằng bảo bảo có bốn vòng xe điện sau, Sun Kata Lục Quy rốt cuộc có thể chạy trốn cho bảo bảo làm thú cưỡi vận mệnh rồi. Nhưng là Tô Chiết không nghĩ tới, Sun Kata Lục Quy bây giờ vận mệnh càng thêm thê thảm, nó hiện tại thành một cái kéo kulifu phu xe rồi, tháng ngày thật giống so với trước đây càng thêm khó qua. Tuy rằng lười biếng Sun Kata lục quy, tốc độ không có 4 vòng xe điện có điện thời điểm nhanh, nhưng là có thể tiếp tục chơi, đã để bảo bảo rất cao hứng, cho nên bảo bảo cũng không có soi mói cái gì, hơn nữa dùng Sun Kata lục quy kéo xe cũng càng thêm có cảm giác mới mẻ. Dần dần, Sun Kata lục quy bắt đầu lôi kéo 4 vòng xe điện, bỏ hướng nơi khác đi rồi, tổ Chiết không thể làm gì khác hơn là theo ở phía sau. Làm Sun Kata lục rùa bò đến trong tiểu khu, xuất hiện tại nhiều người giờ địa phương. Lập tức liền hấp dẫn hết thảy đi người chú ý lực. Vốn là đáng yêu tinh xảo, như một công chúa vậy bảo bảo, liền rất được hoan nghênh rồi. Hiện tại bảo bảo còn cưỡi một chiếc mỹ quan bốn vòng xe điện thì càng thêm như một cao quý công chúa nhỏ. Hơn nữa còn có một cái thế lực bá chủ vậy Sunkata lục quy làm phu xe, tới kéo bốn vòng xe điện, lúc này bảo bảo thật giống như đồng thoại bên trong miêu tả tiểu công chúa giống nhau. Như vậy tổ hợp, không đưa tới náo động mới kỳ quái. Tiểu Khu tiểu hài tử rất nhiều đều có một chiếc nhi đồng bốn vòng xe điện, các loại kiểu dáng đều có. Hôm nay cũng có không ít tiểu hài tử lái ra chơi. Thế nhưng tại bảo bảo đối lập dưới, bất luận dạng gì bốn vòng xe điện cũng không sánh nổi, đều có vẻ ảm đạm phai mờ rồi. Đầu tiên cái khác người bạn nhỏ bốn vòng xe, trên căn bản đều không có bảo bảo tốt xem, cho dù có thể cùng bảo bảo bốn vòng xe điện so sánh, nhưng là trọng yếu nhất là, những hài tử này nào có như Sun Kata lục quy vậy cự quy tới kéo xe. Có Sun Kata Lục Quy kéo xe, cho dù bảo bảo lái là một chiếc cọc gỗ xe, cũng so với bọn họ càng thêm hấp dẫn người. Chung quanh người đi đường đều bị bảo bảo hấp dẫn, lập tức đều vây đã tới. Mà một chút hiếu kỳ người bạn nhỏ, càng là hâm mộ đi theo bảo bảo mặt sau, nhưng là vừa không dám quá mức tới gần. Bởi vì cái này bao lớn Sun Kata Lục Quy vẫn có chút dọa người. Đừng nói là tiểu hài tử rồi, liền ngay cả một ít người lớn đều không dám tới gần Sun Kata Lục Quy. Tuy rằng Sun Kata Lục Quy bây giờ nhìn lại rất dịu ngoan, nhưng là không dám cam đoan Sun Kata Lục Quy không lại đột nhiên phát điên. Nếu như một không chú ý, bị Sun Kata Lục Quy cắn một cái, đó cũng không phải là đùa giỡn, lúc nào cũng có thể sẽ thiếu một khối thịt. Một mực chưa từng sinh ra môn qua Sun Kata Lục Quy, đối người lực trấn nhiếp so với Tiểu Tuyết Long còn muốn lớn hơn. Dù sao Tiểu Tuyết Long là nhỏ khu các gia đình từ nhỏ xem đến lớn đã thành thói quen tiểu tuyết sự hiện diện của rồng rồi, cho nên cũng sẽ không sợ sệt tiểu tuyết long. Mà sunkata lục quy bất đồng, từ khi nó đi theo bảo bảo đi tới tô chiết trong nhà sau, sẽ không có từng đi ra ngoài, một con chờ ở nhà. Tiểu khu các gia đình đều không có thấy cho nó, nhưng là hôm nay khổng lồ Sun Kata lục quy đột nhiên xuất xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, cũng khó tránh khỏi sẽ sợ Sun Kata lục quy, sẽ lo lắng sunkata lục quy hại người rồi. Nếu không phải tô chiết thường thường mang theo tiểu tuyết long đi ra, chung quanh hộ gia đình đều đối Tô Chiết có chút quen thuộc, có Tô Chiết mang theo. Nếu không, bọn hắn nhìn thấy Sun Kata Lục Quy khả năng liền sẽ chọn báo cảnh sát. Như tiểu xe tăng vậy Sun Kata Lục Quy, nếu như phát điên lời nói, lực phá hoại nhưng là rất khủng bố. Bình thường rất ít cùng những đứa trẻ khác tử trao đổi bảo bảo, lời ngày hôm nay cũng so với bình thường nhiều hơn một chút. Mỗi khi có người hỏi bảo bảo, này bốn vòng xe điện là ai mua? Bảo bảo liền lập tức tự hào trả lời, là bảo bảo ca ca mua cho bảo bảo ngày quốc tế thiếu nhi lễ vật. Xem bảo bảo hôm nay có thể cùng người bạn nhỏ câu thông, tôi chiết trong lòng thật cao hứng, chuyện như vậy tại trong ngày thường nhưng là rất ít thấy. Tôi chiết thật là hy vọng bảo bảo nguyện ý cùng bạn cùng lứa tuổi câu thông chơi đùa, như vậy mới là khỏe mạnh trưởng thành. Ước ao bảo bảo người bạn nhỏ, lập tức đi ngay tìm cha mẹ của bọn họ rồi, muốn cha mẹ mua một con cự quy trở về, bọn hắn cũng phải như bảo bảo như thế, dùng cự quy tới kéo xe. Đối với mình hài tử yêu cầu, những này làm cha mẹ chỉ có thể liên tục cười khổ. Mua một chiếc bốn vòng xe điện còn không có vấn đề gì, thế nhưng muốn mua một con cự quy, bọn hắn muốn đi nơi nào tìm một con như Suncata lục quy lớn bằng quy. Suncata lục quy bây giờ thân dài đã đạt đến 85 cm trái phải rồi, thể trọng đã từ lâu vượt qua 100 kg rồi, đây đã là rất đáng sợ rồi. Tuy rằng những thứ khác Suncata lục quy thân dài có đạt đến 80 cm, thể trọng cũng có 100 kg Thế nhưng đây là trên thực tế rất ít thấy, bình thường gia đình chăn nuôi, có thể nuôi đến 50cm trở lên, là có thể thật là hiếm thấy. Hơn nữa bảo bảo sunkata Lục Quy hiện nay còn không một tuổi, còn có rất lớn sinh trưởng không gian. Cho dù tôi Chiết không lại đối Sun Kata Lục Quy khiến dùng thần lực, Sun Kata Lục Quy vẫn như cũ còn có thể dựa vào chính mình tiếp tục sinh trưởng. Đợi được Sun kata Lục Quy chân chính sinh trưởng, đó mới là một con chân chính thế lực bá chủ. Như thế một con thế lực bá chủ, trước tiên không nói giá trị là như thế nào có thể hay không tìm tới con thứ hai đều vẫn chỉ là ẩn số cho nên những này cực kỳ thương yêu hài tử cha mẹ muốn bọn hắn làm sao đi thỏa mãn hài tử yêu cầu chu vi loạn xì ngầu tiểu hài tử tiếng khóc giống cùng với đại nhân dỗ hài tử thanh âm của các loại âm thanh đều có tô chiết cũng không nghĩ tới sẽ khiến cho lớn như vậy náo động hắn nhìn một chút thời gian nguyên lai đã bất chi bất giác đã đến ăn cơm trưa thời điểm cho nên Tô Chiết liền gọi Bảo Bảo với hắn đi trở về, hắn muộn chút lại mang Bảo Bảo đi ra chơi. Bảo Bảo cũng biết mình đã đi ra chơi đã lâu rồi, cho nên tuy rằng Bảo Bảo vẫn không có chơi chán, thế nhưng nàng còn là theo chân Tô Chiết cùng nhau về nhà rồi. Tại Bảo Bảo mệnh lệnh ra, Sun Kata Lục Quy bắt đầu quay ngược phương hướng, lôi kéo xe về nhà. Sau khi về đến nhà, Tô Chiết đem Bảo Bảo từ trên xe ôm xuống, sau đó đem Sun Kata Lục Quy sợi dây trên người mở ra, khiến nó tự do hoạt động đi rồi. Cuối cùng Tô Chiết lấy ra máy sạc điện, cho không có điện bốn vòng xe điện nạp điện. Sau buổi cơm tối, Dư Hiên Hạo cho Tô Chiết gọi điện thoại tới. Tô Chiết, người bây giờ mở ra bản thị đài truyền hình, lại qua một phút liền có người muốn thông báo tìm người. Dư Hiên Hạo nói ra. Tô Chiết không nghĩ tới Dư Hiên Hạo hiệu suất làm việc cao như vậy, mấy ngày trước mới tìm hắn hỗ trợ, hiện tại cũng đã làm xong. Nghe được Dư Hiên Hạo lời nói, Tô Chiết trước tiên liếc mắt nhìn Chu Vi. May là thời điểm này, Bảo Bảo vừa vặn không ở trong phòng khách, mà là đi lầu hai tìm An Huyên chơi. Cho nên Tô Chiết ngược lại không trần chờ, dựa theo Dư Hiên Hạo chỉ thị, đem kênh truyền hình cho chọn được bổn thị đài truyền hình kênh. Quả nhiên không qua bao lâu, đài truyền hình tiết mục vừa kết thúc, liền lập tức phát hình Tô Chiết thông báo tìm người rồi. Cái này thông báo tìm người rất đơn giản, chỉ là một chút văn tự, lại tăng thêm bối cảnh âm nhạc là một bài so sánh bi thương ca khúc. Mụ mụ, bảo bảo nhớ ngươi, mụ mụ, ngươi ở đâu? Bảo bảo không tìm được ngươi. Bảo bảo câu này nói mơ, bị bỏ vào thông báo tìm người hàng thứ nhất, sau đó mặt sau chỉ là viết tìm kiếm hài tử cha mẹ ruột, cuối cùng là Tô Triết phương pháp liên lạc. Một điều này thông báo tìm người, không có bức ảnh, cũng không có miêu tả bảo bảo bên ngoài đặc thù, chỉ là như thế thật đơn giản mấy câu nói. Dư Hiên Hạo này là dựa theo Tô Triết cung cấp một chút tin tức, cho chỉnh lý ra đến, hoàn toàn là dựa theo Tô Triết ý tứ làm. Quãng thời gian này bên trong cấp thị xã đài truyền hình mỗi ngày đều sẽ phát ra một điều này thông báo tìm người. Hơn nữa hai ngày nữa, phụ cận mấy cái thành phố đài truyền hình đều cùng lúc phát ra. Tiếp lấy Dư Hiên Hạo lại nói, về phần cấp tỉnh đài truyền hình hiện tại tạm thời còn chưa có xác định xuống, nhưng là sẽ không vượt qua 5 ngày, cũng sẽ bắt đầu truyền bá. Dư Hiên Hạo vì tại đài truyền hình trèo lên cái này thông báo tìm người, không phải là dễ dàng như vậy. Những tài liệu này không đủ cặn kẽ thông báo tìm người, vốn là đài truyền hình đều sẽ không đồng ý phát ra. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ đây không phải đùa dẫn sao. Thông báo tìm người tư liệu như thế mơ hồ, vậy có thể lên cái tác dụng gì? Cấp thị xã đài truyền hình còn không có gì độ khó. Mất kha khá tiền là được rồi, thế nhưng cấp tỉnh đài truyền hình cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể lên. Sau đó cũng là dư hiên hạo tự mình ra mặt, cuối cùng mới khiến cho tỉnh đài truyền hình đài trưởng đồng ý. Cảm tạ, tô chiết nói chỉ là hai chữ, biểu đạt cảm ơn lời nói. Tô Chiết sẽ không nói, thế nhưng Dư Hiên Hạo một cái phần ân tình, Tô Chiết đã ghi ở trong lòng rồi. Cảm ơn cái gì, muốn tạ ơn, là ta cảm ơn người mới đúng, ta rất yêu thích Thanh Lang, nó quá thông minh. Dư Hiên Hạo cười nói, nói tới Thanh Lang, tâm tình của hắn liền cực kỳ tốt, mấy ngày nay hắn đều không có tâm tình đi làm, nếu không phải công ty không thể rời bỏ lời của hắn, Dư Hiên Hạo có thể sẽ cả ngày cùng Thanh Lang chờ cùng nhau. Tô Chiết biết Dư Hiên Hạo nói thanh lang, liền là trước kia hắn đưa thanh lang ngao. Bây giờ xem ra, Tô Chiết không có đưa sai rồi, Dư Hiên Hạo đối thanh lang ngao là vô cùng hài lòng. Vốn là có thể ở cấp thị xã đài truyền hình lên phát ra thông báo tìm người, Tô Chiết cũng đã rất hài lòng. Thế nhưng Tô Chiết không nghĩ tới, Dư Hiên Hạo nếu trực tiếp tìm tới tỉnh đài truyền hình rồi, để tỉnh đài truyền hình đồng ý phát ra hắn thông báo tìm người. Tỉnh đài truyền hình tỷ lệ người xem không phải là cấp thị xã đài truyền hình có thể so, hắn được mọi người mấy rất rộng, như vậy tại tỉnh đài truyền hình phát ra thông báo tìm người lời nói. Tìm tới bảo bảo cha mẹ của cơ hội liền sẽ lớn hơn một chút rồi. Tuy rằng Dư Hiên Hạo chưa có nói ra trong đó quá trình, thế nhưng Tô Chiết cũng biết làm đến bước này cũng không phải rất dễ dàng. Xem ra Tô Chiết hủy thác Dư Hiên Hạo, giúp hắn trèo lên thông báo tìm người quyết định là không có sai. Nếu như Tô Chiết chính mình đi làm lời nói, tối đa cũng là ở cấp thị xã đài truyền hình phát ra thông báo tìm người rồi hiện tại chỉ có thể trước như vậy, nếu như không có hiệu quả, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác đi. Dư Hiên Hạo than thở, đối với Tô Chiết không muốn nhắc tới cung cẩn kẽ tư liệu, hắn là có chút không biết, bất quá Dư Hiên Hạo biết Tô Chiết là có nỗi khổ của mình, mới không muốn nhắc tới cung. Chỗ để làm bạn của Tô Chiết, Dư Hiên Hạo tự nhiên yên lặng mà dùng hành động ủng hộ. Được rồi, ta rất bận, ta còn muốn đi cùng Thanh Lang bồi dưỡng cảm tình. Ta treo rồi nha, gặp lại. Dư Hiên Hạo cười nói, khó được hiện tại tan tầm có thời gian cùng thanh lang bồi dưỡng cảm tình dư hiên hảo cũng sẽ không lãng phí một cách vô ích một điều này thông báo tìm người phát ra thời gian không ngắn tôi chiết đoán chừng có khoảng một phút thời gian mới kết thúc tại dư hiên hảo cúp điện thoại tôi chiết ngồi ở trên ghế salon cũng không biết đang suy nghĩ gì đã qua sau một thời gian ngắn tôi chiết bị bảo bảo cho dao động hoàn hồn rồi tôi chiết phản ứng lại sau trước tiên trước tiên nhìn về phía TV, xác nhận hiện tại đã không có tại phát ra thông báo tìm người sau, mới yên lòng. Ca ca, bảo bảo muốn đi ra ngoài bên ngoài lái xe, có thể không? Bảo bảo ngồi ở tô chiết bên cạnh, cắn ngón tay út hỏi. Tô chiết đem bảo bảo đặt ở trong miệng ngón tay cho buông ra, không cho nàng tiếp tục cắn ngón tay, hắn cười nói, không thành vấn đề, ca ca hiện tại liền mang bảo bảo ra ngoài bên ngoài lái xe. Ca ca vạn tuế, bảo bảo cao hứng vỗ tay, hoan hô nói hiện tại bốn vòng xe điện đã tràn ngập điện tôi chiết đem máy sạc điện cho rút ra sau đem bốn vòng xe điện cho chuyển đi ra bên ngoài sau đó tôi chiết đem bảo bảo ôm đến bốn vòng xe điện lên vì nàng buộc lại trên xe đai an toàn trải qua sáng sớm luyện tập bảo bảo hiện tại đã có thể chính mình một người rất nhuần nhuyễn lái xe không cần tôi chiết hỗ trợ thậm chí bảo bảo còn sẽ chính mình mở ra bốn vòng xe điện trước sau đèn xe để mình có thể thấy rõ chu vi Lần này bảo bảo không có mang Sun Kata lục quy đi ra, cho nên cũng không có quá hấp dẫn người chú ý. Bất quá ngược lại là có mấy cái tiểu khu tiểu hài tử, cũng mở ra nhi đồng xe điện, lại đây muốn cùng bảo bảo thi đấu. Bảo bảo đương nhiên sẽ không yếu thế rồi, dù cho đối phương đều là nam hài tử, chỉ có nàng một cô gái. Tô chiết xem bảo bảo cùng người bạn nhỏ chơi được thật cao hứng, cho nên cũng không có không đồng ý bảo bảo cùng những người bạn nhỏ khác thi đấu, chỉ là hắn đi theo bảo bảo bốn vòng xe điện mặt sau để tránh khỏi bảo bảo bị thương. Cứ việc bảo bảo hôm nay là lần đầu tiên mở bốn vòng xe điện, thế nhưng nàng thông minh, kỹ thuật lái xe tuyệt đối sẽ không yếu hơn cái khác người bạn nhỏ, hơn nữa bảo bảo bốn vòng xe điện vẫn còn so sánh lên cái khác người bạn nhỏ thoáng nhiều một chút ưu thế, tốc độ xe so sánh nhanh một chút. Cuối cùng thi đấu kết quả, hào không ngoại lệ vẫn là bảo bảo thắng. Liền coi như bọn họ kế tiếp còn tiếp tục so sánh nhiều lần, thế nhưng vẫn như cũ bảo bảo thắng được. Thẳng đến không có điện rồi, Bảo Bảo cùng bọn họ thi đấu mới xem như là có một kết thúc. Lần này Bảo Bảo không có lại đi trong nhà kéo Suncata lục quy đi ra, khiến nó tới kéo động bốn vòng xe điện. Bởi vì cái này thời điểm, đã là Bảo Bảo bình thường thời gian ngủ, nàng cũng có buồn ngủ. Tô Chiết đem Bảo Bảo mang về nhà, giúp nàng rửa chân sau, liền để Bảo Bảo về phòng ngủ đi rồi. Đã qua sau một thời gian ngắn, Tô Chiết đi Bảo Bảo căn phòng thời điểm, Bảo Bảo đã ngủ rồi hơn nữa ngủ rất say rất nặng. Ngày thứ hai, Tô Chiết mang theo phỉ thúy, lái xe trực tiếp đi tới thiên nhã cửa hàng châu báu. Đương nhiên tại trước khi đi, Tô Chiết đã cùng Hạ Hàm Nặc xác nhận, nàng đã trở về Yến Vân Thị bên trong. Hiện tại Hạ Hàm Nặc đã tại thiên nhã cửa hàng châu báu bên trong chờ đợi Tô Chiết đến rồi. Tô Chiết tại nhìn thấy Hạ Hàm Nặc sau, cũng không có lãng phí thời gian, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem phỉ thúy đặt ở Hạ Hàm Nặc trước mặt, nói rõ với Hạ Hàm Nặc hôm nay ý đổ đến. Hạ hàm nạc tại nhìn thấy tô chiết mang tới phỉ thúy sau, ánh mắt không khỏi càng thêm sáng một ít. Trước đó hạ hàm nạc còn không biết hôm nay tô chiết, vì sao lại ngày nữa nhã cửa hàng châu báu tìm nàng. Nguyên bản hạ hàm nạc cho rằng tô chiết đến, chỉ là muốn cùng nàng nói chuyện, liên quan với thu mua khang Mỹ sủng vật bệnh viện sự tình, nàng còn tưởng rằng chuyện này đã xảy ra biến cố gì. Thậm chí hạ hàm nạc đều cho rằng tô chiết hiện tại không muốn nhận mua khang Mỹ sủng vật bệnh viện, trong lòng nàng đều đã chuẩn bị sẵn sàng thế nhưng hạ hàm nặc tuyệt đối không ngờ rằng chính là tô chiết đến cũng không phải muốn cùng nàng thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện sự tình mà là mang theo hạ hàm nặc tha thiết ước mơ nằm mộng cũng muốn lấy được phỉ thúy bỏ ra bán cho thiên nhã cửa hàng châu báu đây là hạ hàm nặc hoàn toàn không có dự liệu được sự tình bởi vì lúc trước hạ hàm nặc mặc dù có cùng tô chiết đề cập tới mấy lần muốn cho tô chiết trong tay phỉ thúy bán cho chuyện của nàng thế nhưng tô chiết chỉ nói là nếu như hắn muốn bán liền nhất định sẽ ưu trước tiên nghĩ thiên nhã cửa hàng châu báu, thế nhưng phỉ thúy cụ thể có bán hay không, tô chiết một mực không có cho nàng một cái chính xác trả lời. NS, CMSO nên hạ hàm nặc đối tô chiết sẽ đem phỉ thúy bán cho nàng, trong lòng đã là không có gì hy vọng. Bởi vì hiện tại xa hoa phỉ thúy giá tiền là một năm cao hơn một năm, gặp phải tình huống như thế này, rất nhiều người dù cho đã nhận được xa hoa phỉ thúy cũng không muốn bán ra, mà là lựa chọn chính mình thu gom, lấy tìm kiếm lợi ích lớn nhất. Cái này cũng là dẫn đến như thiên nhã cửa hàng châu báu vậy sản phẩm mới bài cửa hàng châu báu, không dễ dàng kinh doanh. Bởi vì thu mua xa hoa phỉ thúy không dễ dàng, không có chủ đánh xa hoa sản phẩm tiêu thụ, đương nhiên sẽ không hấp dẫn càng nhiều người tới mua rồi. Nguyên bản hạ hàm nạc cho rằng tô chiết cũng là muốn chính mình thu gom phỉ thúy. Bằng không đến bây giờ tại sao không có bán ra ý tứ đây này. Nhưng là kết quả không nghĩ tới, tại hạ hàm nặc đã không ôm hy vọng thời điểm. Tô Chiết liền mang theo phỉ thúy cho chủ động đã tìm tới cửa. Để hạ hàm nặc không kịp chuẩn bị. Tô Tiên Sinh, người nhất định phải bán ra cái này một khối phỉ thúy sao? Hạ hàm nặc hỏi. Xác định, hạ tiểu thư, ra giá đi. Tô Chiết gật gật đầu nói ra. Cái kia Tô Tiên Sinh xin chờ một chút, ta cần để trương lão đến định giá. Tuy rằng cái này một khối phỉ thúy tại Ngọc Hinh đổ thạch quán, bị chuyên gia giám định định giá là 16 triệu, thế nhưng hạ hàm nạc trong lòng mình đã biết cái này một khối phỉ thúy chân chính giá trị. Bất quá vì cẩn thận một điểm, hạ hàm nạc vẫn là quyết định để trương lão đi tới giám định một phen, để tránh khỏi lật thuyền trong mương. PN diện tại thiên nhã cửa hàng châu báu quay vòng vốn hết sức khó khăn, thời điểm như thế này, hạ hàm nạc là không cho phép xuất hiện một một chút lầm lỗi. Đặc biệt bây giờ là loại này đã là ngàn vạn cấp bậc giao dịch, hạ hàm nạc càng không dám xem thường, bởi vì một khi không may xuất hiện lời nói đều sẽ khiến thiên nhã cửa hàng châu báu tài chính đường dây xuất hiện chỗ trống mà khó với tiếp tục kinh doanh xuống đi. Chính là bởi vì thiên nhã cửa hàng châu báu hiện nay tài chính rất căng thẳng, cho nên hạ hàm nạc mới sẽ quyết định bán ra khang mỹ sủng vật bệnh viện, đem đổi lấy tài chính tăng cường thiên nhã cửa hàng châu báu đầu tư, mà không có tinh lực quản lý khang mỹ sủng vật bệnh viện. Chỉ là trong đó một cái rất nhỏ nguyên nhân. Tô Chiết đương nhiên sẽ không có lý do cự tuyệt, hạ hàm nạc liền để trương lão lại đây giúp nàng giám định phỉ thúy. Trương lão sau khi đi vào, cùng Tô Chiết hỏi thăm một chút, liền trực tiếp bắt đầu công tác. Qua không ít thời gian sau, Trương lão cầm phỉ thúy, gật gật đầu, xác nhận cái này một khối phỉ thúy giá trị. Có Trương lão sau khi giám định, yên tâm hạ hàm nặc cũng không phí lời, trực tiếp định giá, "Tô tiên sinh, ta dùng 18 triệu giá cả thu mua người cái này một khối phỉ thúy, thế nào?" Tại Tô Chiết trong lòng, mặc dù biết cái này một khối phỉ thúy giá trị, khẳng định không chỉ 16 triệu, giá cả nhất định sẽ cao rất nhiều thế nhưng hắn cũng không rõ ràng cái này một khối phỉ thúy chân chính giá trị. Tô Triết lý tưởng giá tiền là tại 18 triệu. Nhưng là không nghĩ tới, Hạ Hàm Nặc trực tiếp liền mở ra 18 triệu, lập tức thì đến được Tô Triết lý tưởng giá cả. Bất quá Tô Triết muốn Hạ Hàm Nặc nếu lần thứ nhất liền trực tiếp định giá 18 triệu, cái kia giá tiền này khẳng định có thể lại đề cao một chút. Hạ tiểu thư, ta nhưng là rất có thành ý hợp tác với ngươi, ngươi cũng phải lấy chút thành ý đi ra. Tô Triết cười nói. 18 triệu đã là rất công đạo giá tiền, không có cái khác thu mua thương hội suất so với ta giá tiền cao hơn rồi. Hạ hàm nặc nói ra, 18 triệu đích xác rất công đạo, bình thường phỉ thúy thu mua thương tối đa cũng suất cái giá này. Thế nhưng hạ hàm nặc cũng chỉ là nói phỉ thúy thu mua thương cao nhất xảy ra cái giá này, thế nhưng phỉ thúy ngoại trừ phỉ thúy thu mua thương sẽ cần bên ngoài, còn có không ít tư nhân nhà siêu tập. Đối xa hoa phỉ thúy cũng là cảm thấy rất hứng thú, những này tư nhân nhà siêu tập tuyệt đối nguyện ý ra giá tiền cao hơn tới. Tô Chiết không nói gì, chỉ là nhìn hạ hàm nặc. Cuối cùng trong lòng cấp thiết muốn đạt được cái này một khối phỉ thúy hạ hàm nặc, trước tiên thua trận. Không nghỉ mát hàm nặc mới đầu cũng không có tính toán lấy 18 triệu giá cả, là có thể đem Tô Chiết phỉ thúy mua. Hạ hàm nặc chỉ là vì có cái cỏ kè mặc cả phòng bị, mới sẽ mở 18 triệu giá cả. Cuối cùng hạ hàm nặc quyết định suốt 19 triệu giá cả đến thu mua Tô Chiết phỉ thúy, giá cả có thể tăng cao 100 vạn, Tô Chiết đã rất chi túc, Hắn hiểu được hạ hàm nạc làm thương nhân cũng là cần kiếm tiền, cho nên Tô Chiết liền đồng ý hạ hàm nặc 19 triệu báo giá, đem cái này một khối phỉ thúy bán cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Báu. Bất quá đến cuối cùng giao dịch thời điểm, hạ hàm nặc lại là có chút lúng túng. Bởi vì Thiên Nhã cửa hàng Châu Báu tài chính một mực rất căng thẳng, có chút quay vòng không ra. Hiện tại nhất thời muốn Thiên Nhã cửa hàng Châu Báu lấy ra 19 triệu tiền mặt, ngược lại là rất tật lực sự tình. Mà cùng Tô Chiết thương lượng, chế chút trả lại tiền cho hắn hạ hàm nặc không là không có suy nghĩ qua. Thế nhưng đây là thuộc về hạ sách, bởi vì là lần trước hạ hàm nặc cùng tô chiết giao dịch thời điểm, cũng bởi vì tiền bạc vấn đề, cuối cùng đổi thành trả tiền phân kỳ rồi. Hiện tại thiên nhã cửa hàng châu báu hay bởi vì vấn đề tiền bạc, cần chỉ chút thời gian mới có thể tiền trả. Dù cho tô chiết hiện tại cho dù đồng ý, thế nhưng hạ hàm nặc cũng lo lắng, thiên nhã cửa hàng châu báu sẽ ở tô chiết trong lòng lưu lại một ấn tượng xấu. Luôn tài chính không đủ, này rõ ràng cho thấy không có thực lực biểu hiện. Nếu như Tô chết bởi vì nguyên nhân này, không tín nhiệm nữa thiên nhã cửa hàng Châu Báu rồi, mà lựa chọn cùng nhà khác cửa hàng Châu Báu hợp tác. Đây là Hạ Hàm Nạc chuyện lo lắng nhất, nàng trong lòng vẫn là rất hy vọng có thể cùng Tô Chít một mực hợp tác lâu dài. Cho nên đến lúc này, Hạ Hàm Nạc cũng rất phiền não rồi, nàng không biết muốn làm sao cùng Tô Chít mở miệng. Đột nhiên, Hạ Hàm Nạc nghĩ tới, Tô chết còn muốn thu mua của nàng Khang Mỹ sủng vật bệnh viện sự tình đến. Audio điện tử võ tấn bền. Hạ hàm nạc đột nhiên nghĩ đến hai ngày trước tại Thẩm Châu thành phố thời điểm, Tô Chiết cùng nàng đã đã đạt thành đầu lưỡi thỏa thuận. Tô Chiết sẽ dùng 21 triệu giá cả, đến thu mua hạ hàm nạc khang Mỹ sủng vật bệnh viện. Chỉ cần chờ Tô Chiết chuẩn bị kỹ càng, là có thể ký kết chuyển nhượng thỏa thuận rồi. Hạ hàm nạc nghĩ đến cũng có lẽ bây giờ có thể dùng phỉ thúy đến chống đỡ chụp khang Mỹ sủng vật bệnh viện, nghĩ đến đây cái phương pháp, Lúc đó Hạ Hà Hàm Nạc liền đem đề nghị này nói với Tô Chiết đi ra. Hôm nay Tô Chiết sẽ đem phỉ thúy mang đến thiên nhã cửa hàng Châu Báu, bán cho Hạ Hà Hàm Nạc. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là vì chuẩn bị tài chính dùng để thu mua khang Mỹ sủng vật bệnh viện. Cho dù hôm nay Tô Chiết có thể thu được tiền, qua mấy ngày chính thức thu mua khang Mỹ sủng vật bệnh viện thời điểm, cũng là cần đem tiền trả lại cho Hạ Hà Hàm Nặc. Bài này khởi nguồn, có thể nói cũng chỉ là tay trái chuyển tay phải, không có gì bảo đảm. Cho nên đối với Hạ Hàm Nặc kiến nghị, Tô Chiết cũng không có cảm thấy có gì không ổn, liền rất sảng khoái đáp ứng rồi Hạ Hàm Nặc. Hạ Hàm Nặc đầu tiên là định ra một phần đơn giản thỏa thuận, hiệp nghị nội dung chủ yếu là Tô Chiết lấy phỉ thúy chống đỡ chụp 19 triệu, sau lại thêm 2 triệu, Tô Chiết liền có thể trực tiếp đem Khang Mỹ sủng vật bệnh viện đi vào tên của hắn dưới. Về phần còn dư lại 2 triệu, đợi được Tô Chiết cùng Hạ Hàm Nặc ký kết chính thức chuyển nhượng thỏa thuận lúc, cho đến lúc đó trả lại. Liền ở Hạ Hàm Nặc thư ký dựa theo hạ hàm nạc yêu cầu, đi định ra hiệp nghị thời điểm. Trong phòng làm việc đột nhiên xông vào một cái nam tử. Nam tử này mặt sau còn đi theo một cái thiên nhã cửa hàng châu báu công nhân viên, công nhân viên hoang mang hoảng loạn hướng về hạ hàm nạc giải thích, hạ tổng. Ta đã cùng vị tiên sinh này nói ngươi đang học rồi, khiến hắn chờ ở bên ngoài một cái, nhưng là vị tiên sinh này nhất định phải cố xông vào. Hạ hàm nặc nhíu nhíu mày, nói ra, hảo kiện, ngươi có ý gì? Hạ Hàm Nạc bây giờ ngữ khí cực kỳ bất mãn. Vốn là Hạ Hàm Nặc đối Hảo Kiện ý kiến cũng đã rất lớn. Hiện tại Hảo Kiện còn không trải qua đồng ý của nàng, liền xông vào phòng làm việc của nàng bên trong. Này làm cho Hạ Hàm Nạc càng đáng ghét hơn Hảo Kiện rồi. Ta là tới cùng Hạ Tổng nói chuyện, bút chuyện làm ăn. Nghĩ đến Hạ Tổng sẽ hạnh phúc ý theo ta hợp tác. Hảo Kiện ưỡn nghiêm mặt, chẳng biết xấu hổ nói. Ta và ngươi có những gì chuyện làm ăn nói chuyện. Hạ Hàm Nặc khinh thường nói. Hạ Tổng. Ta đã đã suy nghĩ kỹ, ta dùng 21 triệu giá cả thu mua của ngươi Khang Mỹ sủng vật bệnh viện, thế nào? Hạo Kiện ngoài cười nhưng trong không cười nói, nói ra cái giá này sau, Hạo Kiện trong lòng cảm giác thật giống đang chảy máu như thế. Thật giống có người ở cầm dao găm cắt thịt của hắn như thế. Vốn lúc trước Hạo Kiện là ở hạ hàm nặc sau lưng tận lực làm phá hoại, làm cho hạ hàm nặc Khang Mỹ sủng vật bệnh viện bán không được, bức bách hạ hàm nặc vạn bất đắc dĩ đem giá cả hạ xuống được đến lúc đó hảo kiện là có thể trực tiếp lấy một cái giá rẻ cách đến thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện. Hảo kiện biết hạ Hà hàm nặc hiện nay thật là cần tiền bạc, này cho tới nay hảo kiện cũng rất thuận lợi, trước mắt mới thôi hảo kiện đã thành công trộn lẫn thật nhiều lần, liền ở hảo kiện cho là mình cũng sắp muốn thành công thời điểm, lại tuyệt đối không ngờ rằng lại đột nhiên giết ra một cái trình rào kim. Hảo kiện không nghĩ tới tô chiết sẽ ở trong thời gian cực ngắn cũng đã cùng hạ Hà hàm nặc hiệp thương được rồi, liền muốn giao dịch thành công. Lúc đó Hạo Kiện vừa nhận được tin tức này thời điểm, lúc đó liền cho bối rối. Sau Hạo Kiện lập tức liền làm ra quyết định, hắn tới rồi Yến Vân Thị bên trong, hy vọng còn có thể tới kịp cứu vãn chuyện này. Vốn là Hạo Kiện đi tới thiên nhã cửa hàng châu báu sau, là muốn đi tìm hạ hàm nặc, kết quả Hạo Kiện lại bị công nhân viên tại cửa phòng làm việc cho ngăn lại, nói hạ hàm nặc ở bên trong mở hội, cần đợi hạ hàm nặc mở họp xong rồi, mới sẽ thông báo cho hạ hàm nặc muốn Hạo Kiện ở bên ngoài trước tiên chờ một chút, sau đó hạo kiện từ một cái công nhân viên trong miệng biết rồi, tại hạ hàm nạc phòng làm việc bên trong là một cái họ tô nam tử. Nghe được tin tức này sau, hạo kiện vậy còn có kiên trì ngồi vững. Họ tô nam tử nhất định là tô chiết rồi, mà tô chiết cùng hạ hàm nạc có thể nói chuyện làm ăn, hạo kiện liền chỉ nghĩ tới khang mỹ sủng vật bệnh viện. Thế là hạo kiện liền thừa dịp công nhân viên không chú ý, cho xông vào hạ hàm nạc phòng làm việc bên trong đến rồi. Hạo kiện sợ sệt lại chế một chút, Liên tất cả đã thành định cục, lúc này đã muộn. Hiện tại Hảo Kiện là hận chết Tô Chiết được rồi, trước tiên không nói Tô Chiết trước đó cùng ân oán của hắn. liền nói hiện tại Tô Chiết phá vỡ Hảo Kiện trong lòng tính toán ngu đồ, khiến hắn xuất hiện tại không cách nào lấy giá rẻ cách đến thu mua khang Mỹ sủng vật bệnh viện, làm hại Hảo Kiện hiện tại không thể không xuất huyết nhiều. Chỉ một điểm này, liền đầy đủ Hảo Kiện hận chết Tô Chiết rồi. Huống hồ tại Thẩm Châu thành phố thời điểm, bài này khởi nguồn, Tô Chiết còn thiếu chút nữa đem Hạo Kiện cho bóp chết, này đầu đuôi câu chuyện gộp lại, đã để Hạo Kiện cùng hắn có thù không đội trời chung. Đương nhiên đây chỉ là Hạo Kiện mong muốn đơn phương, trước tiên không nói Hạ Hàm Nặc có thể hay không quyết định đem Khang Mỹ sủng vật bệnh viện giá rẻ bán. Cho dù cuối cùng Khang Mỹ sủng vật bệnh viện thật sự sẽ giá rẻ bán ra, Hạ Hàm Nặc cũng tuyệt đối không thể đem Khang Mỹ sủng vật bệnh viện bán cho Hạo Kiện. Bất quá Hạo Kiện là tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy, hắn cho rằng đều là Tô Chiết Nguyên, mới đưa đến hiện tại hắn mới sẽ bị động như vậy, cần chủ động tới Yến Vân thị bên trong tìm Hạ Hàm Nặc. Thật không tiện, ta cùng Tô tiên sinh đã nói chuyện được rồi, mời ngươi rời đi đi. Hạ Hàm Nặc bị Hạo Kiện khí nở nụ cười, nàng thật không biết Hạo Kiện trong đầu ngụy trang đến mức là cái gì. Lúc trước thời điểm, Hạo Kiện vẫn luôn tại khiến một ít âm mưu quỷ kế, ở sau lưng chửi bới hãm hại Khang Mỹ sủng vật bệnh viện, nhiều lần phá hủy Khang Mỹ sủng vật bệnh viện hình tượng. Hảo kiện những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, hạ hàm nặc trong lòng đều rất rõ ràng. Chỉ bất quá hạ hàm nặc không rảnh trở về kích hạo kiện, hoặc là nói hạ hàm nặc căn bản mặc kệ hạo kiện cái này tiểu nhân. Theo hạ hàm nặc, nếu có thực lực thu mua khang Mỹ sủng vật bệnh viện người, trước đó nhất định sẽ điều tra khang Mỹ sủng vật bệnh viện, như thế nào lại bị hạo kiện che mắt, do đó ảnh hưởng quyết định. Cũng là bởi vì hạ hàm nặc loại này không để ý thái độ, để hạo kiện cho tới nay cảm giác được chuyện của mình làm là thần không biết quỷ không hay. Không biết, hạ hàm nặc một mực coi hắn là làm thằng hề đến xem, để hắn chính mình một người nhảy nhót, coi như chuyện cười đến xem là được rồi. Hiện tại tô chiết muốn thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện, hạo kiện lại chạy đến xía vào một chân. Hơn nữa hạo kiện còn như vậy tự cho là đúng, hắn nguyện ý suất 21 triệu giá cả đến thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện, là cao bao nhiêu giá thu mua cách. Hạ Hàm Nặc đều cùng Tô Chiết đã hiệp thương được rồi, đạt thành thỏa thuận rồi, Tô Chiết sẽ dùng 21 triệu giá cả đến thu mua Khang Mỹ sủng vật bệnh viện. Vào lúc này, Hạo Kiện cái này người đến sau, hiện tại nếu vẫn là suất 21 triệu giá cả, muốn nhận mua Khang Mỹ sủng vật bệnh viện. Cho dù lui vạn bước giảng, Hạ Hàm Nặc là một cái lợi ích tối thượng người, nguyện ý vì lợi ích mà không quản thành tín. Thế nhưng Hạo Kiện hiện tại ra giá cả cùng Tô Chiết như thế, lại làm sao có thể sẽ để Hạ Hàm Nặc lật lọc? không đem khang mỹ sủng vật bệnh viện bán cho tô chiết giao dịch mà là lựa chọn hạ hàm nặc phiền chán nhất hạo kiện muốn người khác phản bội tối thiểu cần trước tiên mở ra một cái đầy đủ mê hoặc người thẻ đánh bạc đi hơn nữa càng đừng nói hạ hàm nặc không phải một cái ý kiến nông cạn người nàng làm sao có thể sẽ vì trước mắt lợi nhỏ bằng đầu ruồi liền lật lọng hạ tổng người tuyệt đối không nên bị người này lừa hắn làm sao có khả năng lấy ra nhiều tiền như vậy đến hạo kiện chỉ vào tô chiết nói ra hạ tổng đến lúc đó đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ không bán. Về sau ta ra giá cũng không phải là 21 triệu cao như vậy rồi. Hạo kiện là tuyệt đối không tin Tô Chiết có thể cầm được suốt 21 triệu, hắn cho rằng là Tô Chiết là đang lừa gạt hạ hàm nặc, về phần Tô Chiết mưu đồ là cái gì, Hạo kiện cũng không biết. Thế nhưng bất luận bất kể như thế nào, Hạo kiện cũng không thể tin tưởng Tô Chiết có 21 triệu. Tô Chiết mặt lạnh xuống, không phải là bởi vì Hảo kiện lời nói, mà là tô chiết vừa thấy được hạo kiện trong lòng hắn liền phi thường không thoải mái rất muốn đánh hạo kiện dừng lại tô chiết cười nhìn hạo kiện thế nhưng ánh mắt lại có chút lạnh hạo kiện một đụng chạm lấy tô chiết ánh mắt trong lòng liền không khỏi dùng mình một cái hạo kiện vẻ mặt có chút không tự nhiên lại rồi chỉ vào tô chiết thủ cũng gấp bận biểu thu hồi lại hơn nữa hạo kiện vừa nhìn thấy tô chiết ánh mắt liền nghĩ đến trước đó cảm giác nghẹn thở hắn không tự kìm hãm được liền liền lùi lại mấy bước lúc đó hạo kiện bị tô chiết bóp lấy thở không thông thời điểm tô chiết chính là cái này ánh mắt vô cùng băng lãnh thật giống muốn giết chết hắn như thế cái ánh mắt này hạo kiện cả đời đều quên không được bởi vì hắn từ đó cảm nhận được cảm giác của cái chết cho dù chuyện này đã qua mấy ngày thế nhưng hiện tại hạo kiện lần nữa nhìn thấy tô chiết ánh mắt sau vẫn như có cảm giác mình thật giống bị người bóp cổ rồi thở không thông như thế hạo kiện tránh được tô chiết ánh mắt sau cái cảm giác này mới chậm rãi biến mất chính mình nếu đã biết, sẽ bị người ánh mắt chấn trụ. Còn lùi lại mấy bước, nhớ tới Hạo Kiện cũng cảm giác mình trên mặt nóng hừng hực. Hạo Kiện có lòng muốn tìm về mặt mũi, thế nhưng hắn lại lại cũng không đủ dũng khí đi khiêu khích Tô Chiết, chỉ có thể lựa chọn đối Tô Chiết tránh mà không thấy. Không cần Hạo ông chủ quan tâm, ta tin tưởng Tô Tiên Sinh. Nếu như Hạo ông chủ, không có chuyện gì khác lời nói, mời phiền phức Hạo ông chủ rời đi ta chỗ này, ta còn có rất nhiều công tác muốn làm. Hạ Hàm Nạc liếc mắt nhìn tô chiết, sau đó mới nói với Hảo Kiệt: Giờ khắc này Hạ Hàm Nặc là cỡ nào muốn một cái tát đập chết Hảo Kiệt. Nàng đã nói tới Nhất Thanh Nhị Sở, mà Hảo Kiệt vẫn còn ở nơi này dính chặt lấy. Nếu là bởi vì Hảo Kiệt quan hệ, mà quấy nhiễu Hạ Hàm Nặc cùng tô chiết ở giữa giao dịch, Hạ Hàm Nặc không bài trừ chính mình không có dùng tiền thuê hung, mua Hảo Kiệt mệnh quyết định. Bởi vì làm sủng vật bệnh viện không đơn thuần chỉ có một gian khang mỹ sủng vật bệnh viện hơn nữa Tô Chiết cũng có thể không thu mua sủng vật bệnh viện, chính hắn trực tiếp mở một gian tân sủng vật bệnh viện cũng là có thể. Hơn nữa Tô Chiết phỉ thúy cũng không phải không phải bán cho thiên nhã cửa hàng châu báu không thể, còn có cái khác rất nhiều phỉ thúy cửa hàng châu báu cùng nhà siêu tập muốn mua Tô Chiết phỉ thúy. Tô Chiết có rất nhiều lựa chọn, thế nhưng hạ hàm nạc thiên nhã cửa hàng châu báu lại phi thường cần Tô Chiết phỉ thúy. Cho nên hạ hàm nạc trong lòng là rất lo lắng, Tô Chiết sẽ bởi vì hạo kiện mà thay đổi chú ý. Hảo Kiện cuống lên, hắn nói ra, Hạ Tổng, ta nguyện ý suốt 22 triệu giá cả đến thu mua khang Mỹ sủng vật bệnh viện. Nói xong, Hảo Kiện còn rất đắc ý nhìn Tô Chiết. Hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như cảm giác mình tìm về một chút mặt mũi, hắn quyết định dùng tiền tới dọa Tô Chiết, chính là không cho Tô Chiết thuận lợi thu mua khang Mỹ sủng vật bệnh viện. Thật không tiện, Hảo ông chủ, làm ăn nói là thành tín, cho nên Hảo ông chủ vẫn là mời về đi. Hạ hàm nạc lần nữa hạ lệnh trục khách, chỉ là một triệu lại làm sao có thể sẽ để hạ hàm nặc thay đổi chủ ý. Ta xuất 23 triệu, hạ tổng, cái giá này ngươi nên hài lòng chưa? Hạo kiện đắc ý nói, hắn cũng không tin hạ hàm nặc không hiểu ý động. Lấy 23 triệu giá cả thu mua khang Mỹ sủng vật bệnh viện, tuy rằng giá cả có chút hơi cao, thế nhưng đối hạo kiện tới nói, vẫn là đáng giá. Bất quá mở ra cái giá này sau, hạo kiện trong lòng đã tại dỉ máu. Ta trước đó đã cùng Tô Tiên Sinh đã đạt thành thỏa thuận, không sẽ cải biến, hảo ông chủ mời ngươi vẫn là trở về đi, không nên quấy giày ta làm việc. Hạ hàm Nặc đã có chút không kiên nhẫn được nữa, nàng căn bản sẽ không cân nhắc hạo kiện Hơn nữa hạ hàm Nặc lúc nói, còn cố ý nói ra nàng và tô chiết trong lúc đó đã đạt thành thỏa thuận rồi, hạ hàm Nặc chủ yếu là nói cho tô chiết nghe, nàng là nhắc nhở tô chiết, ngàn vạn không thể thay đổi chú ý. Nếu như hạo kiện xuất 23 triệu, mà tô chiết chỉ có một khối phỉ thúy lời nói, để hạ hàm nặc tại giữa hai người lựa chọn một cái lời nói. Hạ hàm nặc cũng sẽ lựa chọn đem khang Mỹ sủng vật bệnh viện để đổi tô chiết phỉ thúy, mà không phải lựa chọn hảo kiện 23 triệu. Bởi vì trước tiên không nói hạ hàm nặc có bao nhiêu chán ghét hảo kiện, cũng biết hảo kiện là như thế nào làm người, nàng là không thể nào sẽ một tay kinh doanh khang Mỹ sủng vật bệnh viện bán cho hảo kiện. Mà lại không nói tô chiết cùng hảo kiện hai người làm người, liền vẹn vẹn lấy hai người mở thẻ đánh bạc đến lựa chọn, Hạ Hàm Nặc cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn Tô Chiết phỉ thúy. Bởi vì Thiên Nhã cửa hàng Châu Báu hiện tại cần nhất là cao đương phỉ thúy, cùng Tô Chiết trong tay như thế phẩm chất phỉ thúy, mà tài chính ngược lại là thứ yếu. Hơn nữa Hạ Hàm Nặc bán ra Khang Mỹ sủng vật bệnh viện, cũng là vì bộ lấy tài chính đến giúp đỡ Thiên Nhã cửa hàng Châu Báu thu mua xa hoa phỉ thúy. Mà Tô Chiết phỉ thúy liền có thể hóa giải Hạ Hàm Nặc khẩn cấp, cho nên đây là Hạ Hàm Nặc lựa chọn Tô Chiết nguyên nhân trọng yếu nhất. Hơn nữa Hạ Hàm Nặc cũng tin tưởng nàng có thể lợi dụng tô chiết phỉ thúy mang đến càng nhiều hơn lợi ích, cũng có thể nhờ vào đó vững chắc thiên nhã cửa hàng châu báu cao tiêu phí khách hàng. Trái lại hạo kiện 23 triệu, lại không nhất định có thể vì hạ hàm nạc mua được phẩm chất cao phỉ thúy. Trong đó lợi ích, hạ hàm nạc là nhìn đến rất rõ ràng, rất rõ ràng. Nàng là không thể nào bởi vì hạo kiện so với tô chiết nhiều hơn 2 triệu, liền lựa chọn hạo kiện. Mà hạo kiện đem giá cả báo được càng ngày càng cao, thế nhưng tô chiết lại thờ ơ không động lòng nếu như trước đó tô chít không có cùng hà hàm nặc đã hiệp thương được rồi thời điểm này hảo kiện chạy tới với hắn cạnh tranh hay là tô chít có khả năng sẽ cùng hảo kiện tranh giá đem giá cả cho báo cao thế nhưng hiện tại tô chít là tuyệt đối không thể nào biết đề giá cao cho dù là hảo kiện xuất cao bao nhiêu giá cả tô chít cũng sẽ không xảy ra thêm một phần tiền tô chít người này là rất chú trọng thành tín hắn chuyện đã đáp ứng liền nhất định sẽ làm bất luận khó khăn dường nào mà trái lại đối phương chuyện đã đáp ứng cuối cùng chưa hoàn thành lời nói, nếu như không phải tình huống đặc biệt lời nói, Tô Chiết từ đây thì sẽ không sẽ cùng đối phương hợp tác rồi, cho nên nếu như bây giờ hạ hàm nặc vì lợi ích mà không quản lúc trước cùng Tô Chiết hiệp nghị lời nói. Tô Chiết là tuyệt đối sẽ không đem phỉ thúy bán cho thiên nhã cửa hàng châu báu, cho dù là cầm trong tay phỉ thúy nền, cũng sẽ không bán cho hạ hàm nặc. Kiếm tiền có thể, nhưng là tuyệt đối không thể lật lọng, không nói thành tín, đây là Tô Chiết cho tới nay kiên trì nguyên tắc. Nếu như bây giờ hạ hàm nặc thay đổi chú ý lời nói, Tô Chiết không nói hai lời liền sẽ đem phỉ thúy mang đi, sẽ không lại hợp tác với hạ hàm nặc. May là hạ hàm nặc không có ý nghĩ này, nàng làm ăn vẫn là giảng thành tín, không khả năng xảy ra ngươi phản ngươi, không tôn trọng hợp tác tinh thần. Hạo kiện không nghĩ tới chính mình cũng ra đến 23 triệu rồi, thế nhưng hạ hàm nặc vẫn là cực tuyệt đem khang Mỹ sủng vật bệnh viện bán cho hắn. Hạo kiện có tâm ra giá tiền cao hơn, nhưng là vừa không bỏ được tiền loại mâu thuẫn này trong lòng, để hạo kiện mặt đều cho biệt hồng rồi. Bởi vì vượt qua 23 triệu lời nói, hạo kiện thu mua khang Mỹ sủng vật bệnh viện liền không có lợi rồi, hắn căn bản không cam lòng làm làm ăn lỗ vốn. Tức đến nổ phổi hạo kiện, trong lòng thầm mắng hạ hàm nặc không biết điều, cuối cùng cũng chỉ có thể giận dữ rời đi. Đối hạ hàm nặc có thể làm ra lựa chọn như vậy, tôi chết là rất hài lòng, sẽ không bị trước mắt lợi ích hấp dẫn, mà che đôi mắt. Tại hạo kiện đi rồi, Hạ Hàm Nạc liền lập tức cùng Tô Chiết trước tiên ký kết một phần thỏa thuận. Sau đó Tô Chiết cùng Hạ Hàm Nạc ước định sau 7 ngày, trở lại ký kết Khang Mỹ sủng vật bệnh viện chính thức chuyển nhượng thỏa thuận, cùng với công việc thủ tục chuyển nhượng. Hiện tại Tô Chiết dùng phỉ thúy chống đỡ chụp bên ngoài, còn mặt khác kém 2 triệu, mới đủ thu mua Khang Mỹ sủng vật bệnh viện tiền. Bất quá còn có 5 ngày, Huy Đằng phòng đấu giá liền sẽ bắt đầu bán đấu giá Tô Chiết nhân sâm. Tô Chiết tin tưởng sau 7 ngày, hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ tiền ký kết thỏa thuận sau, Tô Chiết Phỉ Thúy bắt đầu từ bây giờ chính là thuộc về Hạ Hàm Nặc được rồi. Dù sao đã ký rồi thỏa thuận, Tô Chiết cũng không lo lắng Hạ Hàm Nặc sẽ đen Phỉ Thúy. Cho nên Tô Chiết liền đem Phỉ Thúy lưu lại cho Hạ Hàm Nặc, sau đó mang theo thỏa thuận rời khỏi Thiên Nhã cửa hàng Châu Báu. Rời khỏi Thiên Nhã cửa hàng Châu Báu sau, Tô Chiết cũng không trở về nhà, mà là đầu tiên là đi rồi vật liệu xây dựng thị trường một chuyến. Hiện tại khá lớn kiểu vật liệu xây dựng thị trường, đều có thay khách hàng thiết kế phòng ốc nghiệp vụ. Cho nên Tô Chiết liền để vật liệu xây dựng thị trường căn cứ yêu cầu của mình, cho thiết kế ra một phần cải tạo đồ đi ra. Bởi vì Tô Chiết yêu cầu không cao, cho nên cái hắn muốn cải tạo đồ rất nhanh sẽ thiết kế được rồi. Một cái phần cải tạo đồ là dùng để cải tạo Tô Chiết trong nhà lầu ba sân thượng. hiện tại Tô Chiết gieo trồng dược liệu cùng những thực vật khác là càng ngày càng nhiều. Xuất hiện tại hậu viện đã rõ ràng không đủ dùng rồi dù sao sân thượng cho tới nay đều trường kỳ hoang đặt, không có sử dụng tới. Cho nên Tô Chiết liền định cải tạo lầu ba sân thượng, cải tạo thành có thể gieo trồng địa phương, mở rộng gieo trồng dược liệu quy mô. Thiết kế tốt sân thượng cải tạo đồ sau, Tô Chiết rồi cùng vật liệu xây dựng thị trường hiệp thương giá cả, do vật liệu xây dựng thị trường người đến cải tạo sân thượng, về phần tài liệu liền do Tô Chiết lựa chọn. Nói chuyện tốt giá cả sau, Tô Chiết thanh toán tiền đặt cọc, ký tên hợp đồng sau, hắn mới rời khỏi vật liệu xây dựng thị trường. Ngày mai vật liệu xây dựng thị trường người sẽ đến tô chiết nhà thực địa khảo sát, nếu như không có vấn đề lời nói, liền sẽ chính thức khởi công. Rời khỏi vật liệu xây dựng thị trường sau, tô chiết liền trực tiếp về nhà. Tô chiết nhà lầu 3 chỉ có một gian phòng nhỏ, còn lại đều là thuộc về sân thượng, hắn rất ít khi dùng đến lầu 3 thời điểm. Lầu 3 sân thượng diện tích cùng hậu viện diện tích gần như lớn bằng, đều là gần như 70 chừng năm thước vuông. Mà hậu viện có một cái ao nước nhỏ, mà sân thượng có một cái thiết nghệ đình sân thượng trong thiết nghệ đình, tôi chết là sẽ không dỡ xuống. Như vậy về sau cũng có thể đi sân thượng hóng gió, hoặc là buổi tối đi sân thượng bên trong xem ngôi sao, cũng có chỗ nghỉ. Tình cờ cũng có thể tại thiết nghệ trong đình quay nướng. Tương lai sân thượng nếu như cải tạo thành công sau, có thể gieo trồng diện tích cùng hậu viện gần như là lớn bằng. Tại ngày thứ hai, sáng sớm 8 điểm nhiều thời điểm, vật liệu xây dựng thị trường phái tới thợ sửa chữa người đã tới rồi. Tô Chiết trước tiên là mang theo vật liệu xây dựng thị trường người phụ trách đi lầu ba sân thượng nhìn một hồi, xác nhận cùng Tô Chiết nói điều kiện phù hợp sau, vật liệu xây dựng thị trường thợ sửa chữa người sẽ chính thức khởi công. Dựa theo Tô Chiết yêu cầu, bọn hắn trước tiên sẽ ở sân thượng bốn phía, cùng với đỉnh đầu đều sẽ dùng lên cương hóa kẹp dao chất dính, pha lê phong bế, đương nhiên cũng sẽ lắp đặt mấy cái có thể mở ra cửa sổ trên mái nhà cùng cửa sổ. Cơ bản cùng hậu viện thiết kế không kém nhiều, đều là đem thiết kế thành pha lê lều tôi chiết sẽ chọn cương hóa kẹp dao chất dính thủy tinh nguyên nhân là cương hóa kẹp dao chất dính pha lê bởi vì tính an toàn tương đối cao bởi vì chính giữa tầng dao chất dính màng cứng cỏi mà lại bám vào lực cường được xung kích tổn hại sau không dễ bị sỏ xuyên mảnh vỡ sẽ không bóc ra cùng dao chất dính màng thật chặt dính